chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện 121 biến dị sinh vật. Biểu muội này đó sinh vật, nói thật, hẳn là đều là nguyên bản trên địa cầu sinh vật biến dị. Dẫn tới chúng nó sôi nổi biến chủng, từng cái hình thể cự đại hóa, cũng trở nên như vậy cùng bạo. Đường dịch viêm phân tích nói. Không tồi, nguyên bản chúng ta nhân loại mới địa cầu chúa tể, hiện tại lại về tới viễn cổ thời đại, cá lớn nuốt cá bé A. À. Đặng lão bá cảm khái nói. Này đầu con nhím quái vật rõ ràng là cùng thứ gì đánh nhau, đánh thua. Nhưng này trên bụng đến bỏng cháy dấu vết, lại không giống động vật lưu lại, chu dịch mẫn trong lòng phi thường bất an. Chẳng lẽ thật giống điện ảnh, có phun hỏa sinh vật vẫn là nói, đây là nhân vi. Thứ này trên người có vết trảo. Đường dịch viêm vòng đến con nhím phía sau lưng, ba đạo máu chảy đầm đìa vết trảo, rõ ràng có thể thấy được. Phá khai rồi thịt, gặp được cốt nhục. Chu dịch mẫn đi theo đi lên xem xét, phát hiện thứ này xương cốt đều là màu đen, còn phía một tầng du tính lam quan. Phun huyết cũng là sền sệt màu đen, biểu ca, ta tưởng đem thứ này làm trở về cấp giáo thụ bọn họ nghiên cứu hạ, người giúp ta chi khai hạ đăng đăng. Chu Dịch Mẫn nhỏ giọng đối với Đường Dịch Viêm nói: "Biểu muội, khi con nhím thứ hẳn là cũng hữu dụng đi. Hiện tại sử dụng không gian có thể hay không có nguy hiểm, xem thời gian lúc này buổi chiều 4 giờ rưỡi, trời tối thật mau." Đường Dịch Viêm nói nhắc nhở Chu Dịch Mẫn: "Tùy ý sử dụng không gian năng lực là thực sản, nhưng rất có thể lại lần nữa cho bọn hắn mang đến nguy hiểm." Nhìn trước mắt thật lớn con nhím quái vật, Chu Dịch Mẫn đành phải thôi. Vì thế đứng dậy mang theo đại gia tiếp tục đi tới. Nhưng tiếp theo, trên đường rất nhiều thi thể, đều là một ít đáng sợ quái vật, dài quá giác cự mãn, bị cắt thành một đoạn một đoạn. Như là một phen thật lớn lưỡi hái, một đao đi xuống trực tiếp chém thành hai tiết. Trên người huyết cũng là màu đen sền sệt. Ba, ta sợ hãi, này đó đều là quái vật. Đặng đăng đăng một tay bắt lấy đặng lão bá, một tay bắt lấy đường dịch viêm. Tiếp theo lại ở một chỗ sập lâu đống bên cạnh, nhìn đến một con thật lớn loài chim, cánh thượng mọc ra lông xù xù con nhện chân, thoái hóa vô pháp phi hành, mỏ nhọn thượng tất cả đều là gai ngược hàm răng, ba điều móng vuốt đã chặt đứt hai điều. Một cái lại một cái quái vật, bộ dáng đều rất kỳ quái, nhưng đều không ngoại lệ đều đã chết. Sở hữu quái vật điểm giống nhau chính là biến dị, đôi mắt huyết màu lam, máu màu đen sền sệt, thân thể cự đại hóa, biến dị ra nguyên bản không thuộc về này đó sinh vật đặc tính. Càng đáng sợ chính là, chu dịch mẫn bọn họ còn gặp được một cái chết to lớn cá sấu, trong bụng không ngừng bò ra màu đen trường trùng. Chu dịch mẫn bọn họ mới đầu còn tưởng rằng không chết thấu, thò lại gần xem xét, đều bị hoảng sợ. Ta thảo, mau lui lại, biểu muội. Đường dịch viêm xem nhất cẩn thận, cá sấu trong bụng có cái gì ở mất máy. Thò lại gần thời điểm, một cái màu đen trường trùng phá mà ra, phát ra trẻ con tiếng kêu. Cái này làm cho chu dịch mẫn nghĩ tới răng đen trường trùng, nhưng thứ này rõ ràng so với kia ngoạn ý nhi lớn hơn. Tuy rằng động tác nhanh như vậy, nhưng này hàm răng tiếng kêu, cùng với ái toản sinh vật huyết nhục đặc tính đều rất giống. Này một cái ra tới sau, đường dịch viêm giơ tay chém xuống, trực tiếp chém thành hai tiết. Hắc trùng giải dụa, còn tưởng tiếp tục nhào lên đường dịch viêm, tiếng kêu phi thường thê lương, đột nhiên một đôi huyết lam đôi mắt, từ cái trán vỡ ra. Giống như là mạc danh mọc ra tới giống nhau, đường dịch viêm liên tiếp mấy cái nắm thảo, huy đao một trận chém. Chém tới hy toái, mới ngừng lại được. Biểu ca, không thích hợp, không thích hợp. Chu dịch mẫn đột nhiên nhắc nhở. Đem đặng đăng đăng cùng đặng lão bá hộ ở sau người. Một tay cầm đao, một tay lấy thương. Nàng lỗ tai thính lực phi phàm, nghe được rất nhiều thật nhỏ thanh âm, tự hồ ở từ nơi nào chui ra tới. Sột sột soạt soạt thanh âm, còn giống như cùng trẻ con khóc nỉ non thanh âm, đều ở nhanh chóng tiếp cận. Chạy mau, biểu ca. Chu dịch mẫn lôi kéo đặng đăng đăng cùng đặng lão bá liền chạy. Phía sau một ít quái vật thi thể nội liên tiếp toát ra màu đen trường trùng mẹ ai đặng lão bá hai chân nhũng ra chu dịch mẫn một tay túng đặng đăng đăng một tay túng đặng lão bá chạy trốn kia kêu một cái mau đường dịch viêm phản ứng lại đây sau đuổi theo nhưng những cái đó màu đen trường trùng thoạt nhìn liền cùng chó điên giống nhau đuổi theo đường dịch viêm mông cắn trong miệng hàm răng cạc 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 trên dưới cắn hợp chạy thoát năm sáu phút đường dịch viêm quay đầu lại nhìn lại màu đen trường trùng cư nhiên mọc ra tới huyết màu lam đôi mắt lộ ra hung ác thả thị huyết biểu tình biểu muội Biểu muội chạy trong chốc lát, mắt thấy liền phải ném ra màu đen trường trùng, kết quả phía trước Chu Dịch Mẫn bọn họ không thấy. Đường Dịch Viêm thấy phía sau vài thứ kia giận sôi máu, này nếu là cùng ném, muốn tìm đến Chu Dịch Mẫn, liền thật dựa vận khí. Đường Dịch Viêm rút đao xoay người, đối với phía trước mấy cái nhất muốn cắn chính mình mông màu đen trường trùng một đốn mảnh chém. Hắn phát hiện, càng là dưới loại tình huống này, đã chịu kích thích màu đen trường trùng đôi mắt liền vỡ ra đến càng lớn. Hơn nữa thị huyết ăn thịt bản tính, cũng biểu lộ mặt mày khả ố, một đao, tiếp một đao, đường dịch viêm cùng sắc rau dường như. Cũng may đường dịch viêm không có ham chiến, giết bảy tám cái, quay đầu tiếp theo chạy. Một bên chạy, còn một bên kêu, biểu muội biểu muội Bang! Đường dịch viêm nơi nơi tán loạn, ngay sau đó, bị thứ gì quăng một cái tác, tiếp theo lại bị người mạnh mẽ kéo vào đường hầm tuyết tường trung. Biểu ca, đừng nói chuyện, là ta. Sột sột soạt soạt, soạt thanh âm nhanh chóng từ đường hầm thông qua, chỉ chốc lát sau, trẻ con khóc nỉ non thanh cũng biến mất không thấy. Đánh đường dịch viêm một cái tác chính là chu dịch mẫn, vốn là muốn che miệng lại, kết quả che oai. Đều tại ngươi chạy quá nhanh, này bàn tay ta nhưng không muốn đánh ngươi. Chu dịch mẫn nghe được bên ngoài không có động tĩnh, nhìn trước mắt bị chính mình một cái tác đánh sưng mặt biểu ca, có chút ngượng ngùng, chỉ có thể đánh đòn phủ đầu. Còn có ta, là ta giữ chặt ngươi. Đặng đăng đăng vẻ mặt chờ mong nhìn đường dịch viêm. Khi ta cảm ơn các ngươi a. À. Không khách khí. Hai nữ nhân đồng thời trả lời. Bốn người trác tuyết, tạm thời trốn rồi qua đi. Chu dịch mẫn trác tuyết đôi, đều trác ra kinh nghiệm, dù sao đành phải bị đuổi giết, bất chấp tất cả, hướng tuyết chui vào đi tổng không sai. Mấy thứ này thoạt nhìn không lớn, như thế nào như vậy lợi hại, có thể phá vỡ quái vật da thịt, này nếu là toản nhân thể nội, không chừng muốn xuyên tràn lạng bụng. Đặng lão bá sống sót sau tai nạn, hai chân còn ở phát rung biểu muội còn nhớ rõ răng đen trường trùng sao ân nhớ rõ chu dịch mẫn trả lời ta hoài nghi là cùng cái đồ vật hoặc nhìn cũng biến dị đường dịch viêm nghiêm túc nói biến dị không đáng sợ đáng sợ chính là mấy thứ này hiện tại sẽ kết bè kết đội công kích người hơn nữa mặt thế trung này đó quái vật tự hồ ở chém giết chúng nó rốt cuộc có cái gì mục đích chu dịch mẫn nghĩ đến đời trước nghe được một ít nghe đồn có chút sinh vật ở nhân loại mất đi chủ đạo địa cầu địa vị sau, điên cùng sinh sôi nảy nở, đại lượng sinh sản hậu đại. Một ít sinh vật cuối cùng bắt đầu công kích nhân loại cuối cùng sinh tồn gia viên, người, biến thành bị ăn đối tượng. Hiện tại nếu giả thiết là thật sự, kế tiếp mặt thế sinh tồn, trừ bỏ muốn ứng đối thiên tai ngoại, còn muốn ứng đối biến dị sinh vật. Chương 122 Lưu Thượng Đạo Công Viên Ngẫm lại liền rất. Đáng sợ, Chu Dịch Mẫn nghĩ đến đây, cảm thấy mặt thế sinh tồn thật sự quá khó khăn. Đời trước, luôn là sống tạm. Này một đời, có cường đại không gian, vẫn là quá thực gian nan. Đường dịch viêm nhìn đến ngơ ngác phát thần chu dịch mẫn, nhẹ nhàng đẩy đẩy. a à, làm sao vậy? Xuất thần chu dịch mẫn phản ứng lại đây, liền nhìn xem đến biểu ca vẻ mặt xấu khóc nhìn chính mình, đặng đăng đăng cùng đặng lão bá cũng là như thế. Mọi người đều đem chu dịch mẫn đưa người tâm phúc, chu dịch mẫn nhìn đến này, âm thầm cổ vũ ta chính là mạnh nhất không gian đại lão, ta muốn xưng bá mặt thế, không thể bị khi dễ. Tin tưởng tự mình cổ vũ lực lượng. Biểu muội chúng ta lạc đường. Từ tuyết đôi bò ra tới, bốn cái đã không có phương hướng, bốn phía rất nhiều quái vật đi qua con đường, nhưng chung quanh lại không có tiêu chí tính kiến trúc hoặc là tiêu chí. Này, nơi này là chỗ nào a à? Chu dịch mẫn giật mình, cốt xấu lõa lồ một ít nhân loại văn minh đồ vật ra tới, cũng hảo phán đoán đi nhưng trước mắt cái gì đều không có trừ bỏ màu trắng tuyết động ngoại xong rồi chúng ta có thể hay không chết ở băng thiên tuyết địa đèn ba thực xin lỗi ngươi đặng lão bá cảm xúc đến này một bộ tâm như tro tàn bộ dáng ngược lại đặng đăng đăng vỗ vỗ chính mình phụ thân bối an ủi nói chúng ta lại đi đi thật sự không được chúng ta bào bào hố nhìn xem có thể hay không bào ra một ít có chứa đánh dấu đồ vật không sai đăng đăng nói rất đúng chúng ta lại đi đi xem đường dịch viêm nghĩ thầm tổng không thể chính mình đem chính mình vây chết ở chỗ này đi ta trở về nhìn xem đường dịch viêm vừa muốn đi chu dịch mẫn một phen lôi kéo hắn nói biểu ca đừng vạn nhất lại đụng vào đến một đợt cái loại này màu đen trường trùng chúng ta lại chạy tan liền thật xong rồi vậy ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ đường dịch viêm đôi tay một quán tỏ vẻ chính mình đã không có biện pháp ta cảm thấy đăng đăng nói có điểm đạo lý chúng ta hướng mặt khác phương hướng đi đi một chút xem lưu lại chút đánh dấu thật sự không được cuối cùng chúng ta liền đáp tuyết thang hoặc là đáp người tường bò lên trên đi xem bên ngoài tổng hội có hy vọng chu dịch mẫn cổ vũ lập tức liền bốc cháy lên đặng đăng đăng hy vọng tiểu nắm tay nắm chặt đồng thời đặng lão bá cũng gật gật đầu tỏ vẻ nhận đồng vì thế bốn người cùng nhau hướng tới một phương hướng đi vừa đi một bên làm thượng đánh dấu này vừa đi một giờ qua đi thiên lập tức liền đen này biểu muội ngươi trói màu đỏ dây thừng. Nơi này là chúng ta bị lạc phương hướng ban đầu địa phương. Đường dịch viêm cầm tuyết tường tơ hồng. Đại gia biết, hôm nay là đi không được. Đừng nhục chí, chúng ta đào hầm băng, đào cái động trốn vào đi, ta tưởng thể nghiệm hạ anh nữ đặt người tuyết phòng. Chu dịch mẫn lộ ra sáng lạng mỉm cười, vì đại gia cổ vũ. Vẫn luôn thu được ủng hộ vài người, sôi nổi túng lên công binh sạn đào thành động. Bốn người cùng nhau đánh, đánh, đánh mang đèn rốt cuộc ở buổi tối 8 giờ, tạt cái động đi xuống, bốn người nhanh chóng trốn rồi đi vào. Biểu muội, như thế nào còn đào đến đông lạnh cá. Đào hăng say, đường dịch viêm đèn pha vừa thấy, cư nhiên là một đầu cá. Tiếp theo đặng đăng đăng cũng đào đến một cái tiểu ngư, đặng lão bá cùng chu dịch mẫn đều đào tới rồi cá. Liền này một cái tình huống, chu dịch mẫn nàng nháy mắt đã biết chính mình ở địa phương nào. Thành Tây công viên, lưu thượng đạo. Đây là tây thành lớn nhất hồ nhân tạo diện tích 2.000 bình, xuyên qua này phiến hồ, bờ bên kia chính là xưởng khu, lại qua đi chính là hy vọng ánh sáng căn cứ. Biểu ca, chúng ta ở Lư Thượng Đạo. Chu Dịch Mẫn Hưng Phấn nói. Lư Thượng Đạo công viên. Đường dịch viêm có chút không thể tin được. Đăng đăng, chúng ta đến thành Tây Giao. Đặng lão bá cũng phản ứng lại đây. Bốn người đều phải thực hưng phấn, chỉ cần chịu đựng đêm nay, ngày mai tìm đúng phương hướng, nhất định có thể trở lại căn cứ đi. Tiếp theo, đường dịch viêm dùng đã sớm chuẩn bị tốt tuyết đem cửa động lấp kín lưu lại thông gió cái miệng nhỏ bốn người toàn bộ trốn vào túi ngủ nội giữ ấm sưởi ấm chỉ chốc lát sau đỉnh đầu liền có một ít đại gia hỏa trải qua thô tráng tiếng thở dốc trắng chắc bàn chân đạp lên chu dịch mẫn bọn họ đỉnh đầu dọa chu dịch mẫn bốn người đại khí không dám ra này muốn không làm rắn chắc giẫm nước ra không phải bị quái vật áp chết chính là phải bị ăn bốn người tới rồi nửa đêm về sáng cũng không dám ngủ trừ bỏ lãnh không muốn không muốn còn có đỉnh đầu cạc 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 vang tùy thời phải bị giẫm nứt lớp băng thanh âm ta ta khả năng đánh giá cao chúng ta tiểu động huyệt chu dịch mẫn xấu hổ nói cụ cụ chúng ta cũng không phải chuyên nghiệp nha đường dịch viêm đem khô bò xé mở bốn phân đưa cho chu dịch mẫn ba người ăn ăn chút có năng lượng mới có thể sinh ra nhiệt lượng không dám phát ra ánh sáng không dám nhóm lửa sưởi ấm bốn người tránh ở này đơn sơ hầm băng trung run bần bật vẫn luôn ngao đến hừng đông, bốn người bất chấp trên người buồn ngủ, bò xuất động sau, trực tiếp khai làm. Đường dịch viêm trong miệng một lần ăn tối hôm qua dư lại khô bò, một bên kêu khẩu hiệu, động lên, đem nhiệt lượng xoa ra tới. Chu dịch mẫn cũng lấy ra chính mình ấm nước lục tỉnh thủy phân cho đại gia uống. Cầm lấy cái xẻng liền bắt đầu đầm tuyết động, bọn họ muốn đáp tuyết thang, đi đến tuyết động phía trên đi xem bên ngoài tình huống. Nói làm liền làm, chu dịch mẫn, đường dịch viêm, đặng đăng đang làm nhất ra sức, vài người thực mau liền đầm bảy tầng bậc thang. Mà đặng lão bá giờ phút này tuổi liền bãi tại nơi đó, làm trong chốc lát sắc mặt trắng bệt, môi phát tím, hiển nhiên đã đông lạnh hỏng rồi. Ba người nghỉ ngơi nghỉ ngơi, chúng ta có thể. Đặng đăng đăng đau lòng nói. Ân, ừ, ba sẽ không cậy mạnh, các ngươi tiếp tục làm, ta nghỉ ngơi một lát. Chu dịch mẫn gỡ xuống túi ngủ, chiếc thành đệm, làm đặng lão bá ngồi một bên nghỉ tạm. Tiếp theo, ba người vùi đầu mảnh làm, hoa hai cái giờ dựng một cái sáu mễ độ cao tuyết thang. Tiếp theo ba người gấp không chờ nổi đem đầu dò ra đi. Chung quanh trống trải vô cùng, không trung xuất khẩu chậm rãi phiêu hạ tuyết động, bốn phía tầm nhìn như cũ rất khó thấy rõ tình huống. Vạn hạnh, thông qua nơi xa mông lung kiến trúc bóng ma, Chu Dịch mẫn nhận ra phương hướng. Ở nơi đó, Chu Dịch mẫn tới tới lui lui như vậy nhiều lần, đối này đó kiến trúc hình tượng sớm đã khắc vào trong xương cốt. Tiểu Trúc, đánh dấu đánh dấu, Chu dịch mẫn vui vẻ dậm chân, hy vọng ánh sáng liền ở phía trước. Chủ nhân, 4.000 mễ khoảng cách. Ân, đã biết. Biểu ca, bộ đàm, khai lên, chờ tới rồi tín hiệu tiếp thu phạm vi, trước tiên liên hệ căn cứ tới đón chúng ta. Chu dịch mẫn hưng phấn, cũng cảm nhiễm đặng đăng đăng cùng đường dịch viêm. Ba, chúng ta lập tức muốn tới căn cứ. Đặng đăng đăng nhanh chóng bò đi xuống. Ba, ba, ngươi làm sao vậy, đừng làm ta sợ, phía dưới truyền đến đặng đăng đăng khóc nước nở. Chu dịch mẫn cùng đường dịch viêm cũng nhanh chóng đi xuống, phát hiện đặng lão bá đã đông lạnh đến mau không được. Thân thể thượng độ ấm không ngừng giảm xuống, chu dịch mẫn nhìn đặng lão bá đồng tử, đồng tử phóng đại, mất đi ý thức. Biểu ca, mau đem đặng lão bá giày cởi, xoa chân, đăng đăng ngươi cởi bao tay xoa tay. Chu dịch mẫn bên này nói xong, chính mình cũng không nhàn rỗi, lập tức đem chính mình cùng biểu ca trên người mang theo số lượng không nhiều lắm củi lửa điểm, nàng muốn đem độ ấm đề đi lên. Chương 123 dịch mẫn. Ta lập tức tới đón ngươi. Đừng nói ở tuyết nhóm lửa, liền tính là không có ngọn lửa. Nàng chu dịch mẫn bằng vào đời trước mặt thế kinh nghiệm điểm cái hỏa, vẫn là một dây sự tình. Đống lửa đặt tại một ngụm tiểu trong nồi, đó là chu dịch mẫn cùng đường dịch viêm mấy ngày nay nấu ăn nồi, lúc này cũng phái thượng công dụng. Thực mau, đống lửa bị bật lửa, đặng lão bá bị dựa vào đống lửa bên ba người không ngừng mà cấp đặng lão bá chuyển vận nhiệt lượng lục tỉnh thủy chu dịch mẫn trực tiếp nấu phí một ngụm một ngụm đoái đến đặng lão bá trong miệng ấm áp nhiệt canh xuống bụng đặng lão bá mới hoãn lại đây một ít màu tím làn da dần dần có huyết sắc mí mắt rung nhẹ nhẹ chu dịch mẫn biết lão bá mệnh tính bảo vệ đặng đăng đăng từ bắt đầu khóc không được đến bây giờ ngược lại một tiếng không phát ai cũng không biết nàng trong lòng tưởng cái gì nhưng chu dịch mẫn có thể khẳng định chính là đặng đăng đăng tâm lộ lịch trình nhất định có điều thay đổi từ nàng kiên nghị trong ánh mắt chu dịch mẫn lại thấy được đã từng chính mình bóng dáng nàng thực xem trọng cái này cô nương lại qua nửa giờ đặng lão bá rốt cuộc tỉnh lại ba dịch mẫn bọn họ lại đã cứu chúng ta một lần đặng đăng đăng vui sướng đến cực điểm chính mình thiếu chút nữa liền thành cô nhi ân đăng đăng trưởng thành tới cùng ba cùng nhau cảm ơn ân nhân nói liền phải lôi kéo đặng đăng đăng cấp chu dịch mẫn dập đầu chu dịch mẫn cùng đường dịch viêm nhưng ăn không tiêu loại này đại lễ đem hai người nhanh chóng kéo khởi vì tránh cho hai người tiếp tục quỳ xuống chu dịch mẫn lấy ra bốn trương nướng bánh phân cho đại gia ăn trước điểm đồ vật lập tức liền căn cứ lộc cộc lộc cộc đường dịch viêm bụng cũng thầm thì kêu lên đặng lão bá cũng không tiếp tục đi xuống tiếp nhận nướng bánh cùng đặng đăng đăng ăn lên hai người bọn họ đều biết càng là loại này thời điểm càng không thể kéo chu dịch mẫn cùng đường dịch viêm chân sau bốn người vừa ăn biên thương lượng, quyết định hảo phương hướng sau, bắt đầu phân phối đội hình. Chu dịch mẫn xung phong, trung gian là đặng đăng đăng cùng đặng lão bá, đường dịch viêm lóc sau. Xác thật, từ nơi này đến hy vọng ánh sáng xem ra không xa, sợ nhất chính là lộ trung gian lại phát sinh cái cái gì ngoài ý muốn. Cho nên bốn người tiếp theo thích hợp tuyến thượng khả năng phát sinh sự tình làm dự đoán, hơn nữa đem bốn người đội hình cũng an bài ra tới. Dựa theo đội hình đi tới, dọc theo đường đi chu dịch mẫn dựa vào hệ thống chỉ thị, trước sau hướng tới căn cứ phương hướng đi tới. Nhưng này tuyết động đường hầm rắc rối phức tạp, trong lúc Chu Dịch Mẫn còn phát hiện một ít đường hầm nội có người giấu chân. Cái này làm cho nàng không cấm hoài nghi, căn cứ phụ cận có hay không uy hiếp. Cái này làm cho Chu Dịch Mẫn nhanh hơn bước chân. Mà bên ngoài sắc trời cũng dần dần tối sầm xuống dưới. Mãi cho đến trời tối, đường dịch viêm đều ở không ngừng nếm thử liên hệ căn cứ. Bởi vì Chu Dịch Mẫn bọn họ rời đi trước liền ước định hảo, nếu trở về tiếp cận căn cứ sẽ trước tiên thông tri lục ngôn mà ở lục ngôn phòng trong một cái bộ đàm trước sau đặt ở chính mình bên người vô luận ăn cơm ngủ mà này sẽ trời đã tối rồi lục ngôn nhìn trước mắt không hề động tỉnh bộ đàm trong lòng lại là một trận lo lắng dịch mẫn một trận ồn ào điện lưu thanh từ bộ đàm trung truyền đến lục ngôn chạy nhanh đối với bộ đàm nói chuyện dịch mẫn dịch mẫn dịch mẫn là ngươi sao bộ đàm kia đầu trước sau không có đáp lại lục ngôn không khỏi treo một lòng nàng quá lo lắng chu dịch mẫn cầm lấy bộ đàm liền xông ra ngoài tìm giáo thụ bọn họ giáo thụ giáo thụ giáo thụ mau mau giúp ta nhìn xem sao lại thế này có điện lưu thanh thực ồn ào này khẳng định là dịch mẫn bọn họ ở phụ cận thấy lục ngôn nói là chu dịch mẫn mấy cái giáo thụ sôi nổi ngừng tay thượng công tác cầm bộ đàm một trận điều chỉnh thử đi đi bên ngoài nhìn xem có thể là tín hiệu nhược trương giáo thụ đề nghị nói. Vì thế, mọi người tới đến căn cứ ngoại tầng một cái huyền phù trên đài cao, nơi này cũng là căn cứ xây dựng lúc sau chế tạo một tòa vọng đài, thực rộng mở. Tư lạp tư lạp điện lưu thanh, phi thường ồn ào, trước sau không có mặt khác thanh âm. Nghe được tin tức mọi người cũng đuổi lại đây, cho dù hiện tại bên ngoài một mảnh đen nhánh, mọi người cũng nỗ lực mở to hai mắt, hướng tới bên ngoài xem, sợ lậu một chút chi tiết liền ở đại gia nôn nóng đều đã quên chính mình là chuyên nghiệp nhân sĩ thời điểm. Tô Nhưng nhắc nhở nói, nhất định là địa cầu quỹ đạo thay đổi, ảnh hưởng địa cầu từ trường biến hóa. Nói còn chưa dứt lời, Tô Nhưng lôi kéo hán na liền hướng tới phòng thí nghiệm chạy tới. Chỉ chốc lát sau hai người nâng ra tới một đài thiết bị, hiện trường trừ bỏ mấy cái giáo thụ, cũng không ai nhận thức cái này ngoạn ý nhi. Đặc biệt là tưởng đại cương cùng mấy cái nhân viên an ninh, lo lắng xuân, bên trái duỗi duỗi tay, bên phải thăm thăm chân, bận việc mồ hôi đầy đầu không biết còn tưởng rằng đầu bếp trưởng tưởng đại cương mấy cái mới là cái này máy móc chủ nhân như thế nào còn không có hảo là dịch mẫn cùng dịch viêm sao tới nghe một đám người sôi nổi tâm miệng nghiêm túc nghe xong lên huy hô hô gọi thanh âm kia đầu đường dịch viêm thanh âm như ẩn như hiện chờ hạ ta lại điều chỉnh thử hạ Giang giáo thụ hơi chút thể hạ thiết bị đường dịch viêm thanh âm liền rõ ràng rất nhiều lục ngôn là ta đường dịch viêm, Lan Khê Tỷ, giáo thụ, đường dịch viêm đem đại gia tên đều hô một lần. Thật là bọn họ. Lan Khê Tỷ đôi tay nắm chặt trước ngực, giờ phút này rốt cuộc treo tâm buông một nửa. Lục ngôn, ngươi tới nói. Đại gia đẹp đến nhất sốt ruột chính là lục ngôn, tiếp theo đem bộ đàm cầm qua đi. Quy, biểu ca, là ta, ta là lục ngôn. Lục ngôn, ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Đường dịch viêm nhẹ nhàng khôi hài ngữ điệu vừa ra, mọi người đều cười các ngươi ở nơi nào, căn cứ bên ngoài sao? Chúng ta lập tức tới đón các ngươi. Lục ngôn cũng không cùng đường dịch viêm ba hoa, việc cấp bách là biết bọn họ vị trí, ban đêm bên ngoài thật sự quá nguy hiểm. Biểu muội chúng ta cái này kêu địa phương nào tới? Chu dịch mẫn cũng cấp, vừa mới nghe được lục ngôn thanh âm, đã gấp không chờ nổi muốn cùng nàng nói chuyện. Thấy đường dịch viêm đem bộ đàm đưa cho chính mình, vội vàng tiếp qua đi. Lục ngôn, chúng ta ở lư thượng đạo công viên bên hồ, đang theo căn cứ chạy đến dịch mẫn ta lập tức tới đón ngươi các ngươi đừng chạy loạn gần nhất căn cứ bên ngoài không yên ổn lục ngôn nội tâm là vui sướng vạn phần nhưng hành động thượng đã gấp không chờ nổi hổ ca mang lên vài người chúng ta đi giáo thụ lan khê tỷ hạo nhiên các ngươi xem trọng căn cứ lục ngôn nói đã bắt đầu tìm căn cứ trang bị chuẩn bị ra cửa còn có ta còn có ta tiểu nhiễm nhiễm nhảy dựng lên kích động nói bảo bối nữ nhi ngươi ở nhà chờ ba 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 thật mau trở lại súng ống đạn dược giữ ấm phục biệt mắt hô hấp khí đèn tin công binh sạn dương hổ nhanh chóng kiểm tra đại gia trang bị mang đi ra ngoài đều là huấn luyện có tố tinh binh cường tướng dương hổ nhìn đại gia từng cái tinh khí thần tràn đầy gân cổ lên nói xuất phát dương hổ lục ngôn mang theo bảy tám cá nhân tay đẩy ra căn cứ đại môn hướng tới chu dịch mẫn bọn họ phương hướng đuổi qua đi. Lúc này lục ngôn trong tay cầm máy định vị, đã nổi lên tác dụng. Chương 124 dịch mẫn ngươi nghe thấy sao? Ta là lục ngôn. Cái này máy định vị là các giáo sư nghiên cứu ra tới, thông qua mô liên kết cấy kế vào, có thể ở nhất định trong phạm vi biểu hiện ra mục tiêu vị trí. Mà rời đi căn cứ trước, chu dịch mẫn cùng đường. Dịch viêm đều đã cấy vào định vị trang bị. Đi nơi này, lục ngôn chỉ vào một phương hướng, dẫn dắt đại gia thật cẩn thận đi tới. Bảy tám cá nhân trong tay đều cầm tấm trắng, bọn họ cũng biết bên ngoài có quái vật, chẳng qua trong khoảng thời gian này, không biết chạy chạy đi đâu. Màn hình thượng khoảng cách càng ngày càng gần, 700 mễ, 650 mễ, 600 mễ. Đột nhiên, màn hình thượng hai người, bắt đầu nhanh chóng chạy vội, hướng tới một cái khác phương hướng. Dương hổ vội vàng cầm bộ đàm kêu gọi, các ngươi làm sao vậy, phương hướng sai rồi. Bộ đàm đối diện thanh âm, đột nhiên biến đổi, quái vật, một đầu cả người lân giáp hắc hổ. Thanh âm là đặng đăng đăng truyền đến. Ngươi là ai, dịch mẫn thế nào? Lục ngôn hướng về phía bộ đàm hỏi. Ta là đặng đăng đăng. Đăng đăng là ai, một đám người vẽ mặt mộng bức, bộ đàm như thế nào đến người này trong tay? Mà giờ phút này... Chu dịch mẫn cùng đường dịch viêm đang cùng một đầu màu đen lân giáp trải rộng toàn thân, trong miệng còn không ngừng chảy chảy nước giải huyết lam mắt hắc hổ dằn co. Biểu ca, vừa mới ta lỗ tai không nghe thấy cái này gia hỏa động tĩnh. Khi đến tột cùng sao lại thế này, ta cũng một chút động tĩnh cũng chưa nghe được. Đường dịch viêm lúc này cùng chu dịch mẫn bị đại hắc hổ đổ ở một cái thông đạo nội, phía sau đã không có con đường, là cái ngõ cục. Này đầu quái vật ở săn thú, ngươi xem nó chân màng, sao bình thường miêu khoa loại sinh vật muốn chỉ trích nặng thường nhiều. Chu dịch mẫn quan sát đến trước mắt quái vật tình huống dị thường. Nó không có lập tức công kích chúng ta, đem chúng ta đương treo chọc đối tượng. Phía sau đặng đăng đăng cùng đặng lão bá trong tay chỉ có hai thanh khảm đao, bốn người đều bị vây ở chỗ này. Như thế gần gũi đối mặt như thế thật lớn quái vật mảnh thú, trái tim bang bang thẳng nhảy, chu dịch mẫn nội tâm tâm huyết tựa hồ bị kích phát rồi ra tới. Mà quái vật ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm chu dịch mẫn, tự hồ cái này thoạt nhìn yếu đuối mong manh nữ nhân, mới là đối chính mình uy hiếp lớn nhất. Vô hình trung, chung quanh có một cổ khí tràn ở va chạm. Hắc hổ quái vật ở hẹp hòi tuyết động đường hầm trung, hai chỉ chân trước giao nhau, cũng khởi hổ bối, làm phi phát tư thế. Thời gian phản phất động lại, đường dịch phim nuốt nuốt nước miếng, tiết hầu đều khô cằn. Biểu muội muốn hay không sử dụng bàn tay vàng. Nếu không áp dụng tuyệt đối thực lực nghiền áp này con quái vật, bọn họ bốn người rất có khả năng bị xé thành mảnh nhỏ, hoặc là bị gặm thực mà chết. Không đến vạn bất đắc dĩ, chu dịch mẫn còn không nghĩ bại lộ không gian bí mật, nhưng mấy người trong tay đau thương không nhất định có thể phá vỡ này đầu hắc hổ quái vật lân giáp. Chu dịch mẫn gắt cao nắm thương, một cái tay khác trưởng thượng cũng toát ra hãng. Biểu ca, đừng nói chuyện. Chu dịch mẫn giờ phút này là nhiệt huyết sôi trào, như vậy ý niệm cũng không biết là như thế nào tới. Nhưng một tia lý trí nói cho nàng, ba điều vô tội mạng người ở chính mình trong tay. Hắc hổ quái vật hướng phía trước bước ra một bước, chu dịch mẫn cùng đường dịch viêm làm bộ đem vũ khí cũng nâng lên tới một phân, hai bên chút nào không cho. Hắc hổ quái vật trong mắt lập lòe hung quang, trầm thấp tiếng hít thở cùng vỡ ra miệng khổng lồ tự hồ tùy thời một tiếng rít gào là có thể dọa đến bốn người. Nhưng Chu Dịch Mẫn không chút nào sợ hãi, thân thể ở sợ hãi, nhưng tinh thần thượng lại phấn khởi vô cùng. Đường Dịch Viêm nhạy bén nhận thấy được Chu Dịch Mẫn dị thường, nhỏ giọng hỏi câu, "Biểu muội, ngươi làm sao vậy?" Chu Dịch Mẫn đã không có trả lời. Liền ở hắc hổ quái vật muốn phát ra tiếng công trong nháy mắt, một cây ba rét thật lớn tiếng súng vang lên. Phanh. Dương Hổ tay cầm súng ngắm, xuyên thấu qua hồng ngoại thiết bị, ở trăm mét ngoại xuyên thấu tuyết động tầng, một thương đánh vào hắc hổ quái vật sau trên eo. Cây súng này bị căn cứ nghiên cứu khoa học đoàn đội nghiên cứu cải tạo một phen, cụ bị nhất định phạm vi hồng ngoại cảm ứng công năng, chung quanh độ ấm càng thấp, như vậy có chứa độ ấm sinh vật là có thể bị truyền cảm trang bị bắt giữ đến, mà cùng loại kỹ thuật, căn cứ bên ngoài rất nhiều địa phương đã đều sử dụng thượng. Trống. Một tiếng gào thét, chấn đỉnh đầu tuyết động sôi nổi rơi xuống, hắc hổ quái vật sau eo bị đánh ra một cái huyết động, màu đen máu tươi chảy ra. Thấy tình thế không ổn, hắc hổ quái vật ăn đau, nhìn mắt từ nơi xa đánh lại đây lỗ đạn động mắt, nó tự hồ biết chính mình hai mặt thụ địch, mang theo thương quay đầu liền chạy. Thực mau, dương hổ cùng lục ngôn mang theo người liền đuổi lại đây. Lục ngôn nhìn thấy chu dịch mẫn, xông lên đi ôm chu dịch mẫn một bộ kích động mau khóc bộ dáng. Dịch mẫn, dịch mẫn, ta thật sự quá lo lắng ngươi nhìn thấy ngươi không có việc gì thì tốt rồi không có việc gì liền hảo lục ngôn giờ phút này bộ dáng cực kỳ giống chờ đợi ái nhân về nhà tiểu kiều thê đường dịch viêm cũng nhịn không được tiến lên muốn cùng chu dịch mẫn lục ngôn ôm nhau đúng vậy chúng ta vừa mới đều sợ hãi lục ngôn mau cùng ta cũng ôm một cái lục ngôn quay đầu lại dùng sức đẩy đem đường dịch viêm đẩy ra khí hung hung nói đi ra ngoài lâu như vậy ta xem ngươi căn bản là không bảo vệ tốt dịch mẫn đi Tiếp theo Dương Hổ gia cùng đại gia vây lại đây, vài người mồm năm miệng 10 nói một đống lời nói, đều là hỏi han ân cần. Mà một bên Đặng Đăng Đăng đột nhiên ngắt lời nói, "Đại gia." "Đại gia hảo, ta kêu Đặng Đăng Đăng, bộ đàm nói chuyện chính là ta." Đặng Đăng Đăng nói đem mọi người đều lôi trở lại hiện thực. "Đúng rồi, chúng ta trước chạy nhanh trở về lại nói, hổ ca tiếng súng thật sự quá lớn, lớn như vậy động tĩnh, có khả năng hấp dẫn mặt khác quái vật tiến đến." bình tĩnh lại lục ngôn lôi kéo chu dịch mẫn liền đi kết quả phát hiện chu dịch mẫn còn sững sờ ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích dịch mẫn ngươi làm sao vậy lục ngôn phản ứng lại đây sao hoảng sợ biểu muội ngươi làm sao vậy biểu muội dương hổ đi đến chu dịch mẫn trước mặt nhìn kỹ xem chu dịch mẫn đôi mắt nói trước chạy nhanh mang dịch mẫn hồi căn cứ dương hổ hai lời chưa nói cổng lên chu dịch mẫn liền trở về đuổi mang lên đặng đăng đăng cùng đặng lão bá chúng ta là một đám người. Đường dịch viêm nhìn dương hổ mang theo chu dịch mẫn đã đi trước một bước, lục ngôn ngay sau đó theo đi lên, một đám nhân viên an ninh chỉ có thể nghe đường dịch viêm hiệu lệnh. Đặng đăng đăng cùng đặng lão bá hướng đường dịch viêm đầu tới cảm kích ánh mắt. Rốt cuộc muốn gặp đến sinh tồn căn cứ. Trở lại căn cứ, một đám giáo thụ cùng Lan Khê tỷ liền đem đoàn người đều cách ly lên, Chu Dịch Mẫn bị đẩy mạnh một cái giải phẫu phòng thí nghiệm, lúc này Chu Dịch Mẫn đôi mắt vô thần, như là một cái đảng cơ người máy giống nhau đối với nguồn sáng, thanh nguyên cũng chưa cái gì phản ứng. Mà ở lục ngôn mãnh liệt yêu cầu hạ, nàng yêu cầu lưu lại bồi chu dịch mẫn. Một đám người vội nửa ngày, chu dịch mẫn như cũ không có gì phản ứng. Nhưng sinh lý tính chất đặc biệt bình thường, trừ bỏ cực có phấn khởi ngoại, không có mặt khác gì thường địa phương. Lan Khê Tỷ sử dụng dụng cụ các loại kiểm tra, vẫn là vô pháp phát hiện vấn đề. Mắt thấy vô kế khả thi, lục ngôn ngược lại dị thường bình tĩnh lại, nàng làm mọi người đều rời đi trong chốc lát. Lan Khê tỷ, các ngươi trước rời đi trong chốc lát, ta tưởng cùng dịch mẫn đãi trong chốc lát. Xuất phát từ tín nhiệm, mọi người đều cũng đều lui đi ra ngoài. Đại môn đóng lại sau, lục ngôn nhỏ giọng đối với trên giường chu dịch mẫn kêu gọi, dịch mẫn, dịch mẫn ngươi nghe thấy sao? Ta là lục ngôn. Chương 125 Hệ thống hạ tuyến Liền này vài cái nhẹ giọng kêu gọi, chu dịch mẫn cư nhiên có phản ứng, ngón tay đột nhiên động một chút, ngay sau đó, chu dịch mẫn đồng tử có phản ứng. Dịch Mẫn. Ngay sau đó, Chu Dịch Mẫn như là tắt máy khởi động lại giống nhau, đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Hai người liếc nhau, đột nhiên ôm nhau. Giờ khắc này, đã lâu ôm, có vẻ đặc biệt ấm áp, làm Chu Dịch Mẫn tâm cũng đi theo mặt danh rung động. "Lục Ngôn, ta." Lục Ngôn hỉ cực mà khóc, nhiều như vậy thiên không gặp, vốn là làm nàng vô cùng tưởng niệm, đã trở lại còn gặp phải Chu Dịch Mẫn đột nhiên hôn mê. Vì thế nói, không có việc gì liền hảo mọi người đều ở bên ngoài đâu, có nói cái gì, chúng ta trước cùng đại gia báo hạ bình an, trễ chút về phòng lại nói. Ân ân. Hai người ăn ý không phải một ngày hai ngày. Ra cửa, tất cả mọi người nhìn đến chu dịch mẫn không có việc gì. Mọi người đều là một trận hỏi hang ân cần, đường dịch viêm cùng tần hạo nhiên còn có tiểu nhiễm nhiễm nhất kích động, xông lên đi gắt gao ôm chu dịch mẫn. Mà đặng đăng đăng cùng đặng lão bá cũng là phi thường lo lắng chu dịch mẫn, đây chính là bọn họ ân nhân cứu mạng trở lại căn cứ sau một khắc cũng chưa nghỉ ngơi, vẫn luôn nôn nóng chờ đợi. Chu Dịch Mẫn cũng nhìn đến, đặng lão bá bị an bài ở trên xe lăn truyền dịch, cũng kiên trì canh giữ ở bên ngoài, thập phần cảm động. Tiếp theo Chu Dịch Mẫn đối mỗi người đều làm cảm tạ, khiến cho đại gia tan, lúc này thời gian đã buổi tối 12 điểm nhiều. Cuối cùng, Chu Dịch Mẫn cùng Lục Ngôn cũng trở về chính mình phòng. Đường dịch viêm an bài đặng đăng đăng cùng đặng lão bá vào ở căn cứ sự tình, dương hổ mang theo nhiễm nhiễm cũng trở về nghỉ ngơi không có đại gia ầm ỉ chu dịch mẫn cùng lục ngôn từng người giặt sạch cái nước ấm tắm hai người liền ở trên giường trò chuyện lên dịch mẫn ngươi biết không vừa mới kia một khắc ta tự hồ có loại giống như đã từng quen biết cảm giác tự hồ ta biết như thế nào đánh thức ngươi lục ngôn dựa vào chu dịch mẫn trên vai nhỏ giọng nói ta cũng giống như nghe được ngươi thanh âm lục ngôn ta nói cho ngươi ta kỳ thật ở kia mấy cái giờ giống như đã trải qua một ít kỳ diệu đồ vật Chu Dịch Mẫn nói khiến cho Lục Ngôn hứng thú. Vì thế, Chu Dịch Mẫn đem chính mình chứng kiến sở cảm nói cho Lục Ngôn. Ở Chu Dịch Mẫn cảm nhận được thân thể của mình cùng ý thức xuất hiện phát kém sau, Chu Dịch Mẫn liền cảm giác chính mình giống như linh hồn rời đi bản thể giống nhau. Nguyên bản nỗ lực khống chế chính mình phấn khởi cảm xúc, lập tức liền trở nên linh hoạt kỳ ảo lên, linh hồn tựa hồ xuyên qua một đạo cực cường trùng tia sáng. Chính mình tiến vào một cái không gian thật lớn nội một đám đỉnh đầu phím quan tứ chi thon dài sinh vật đang ở nói một ít chu dịch mẫn nghe không hiểu ngôn ngữ một cái thật lớn pha lê tráo trước mặt bắn lén ra một cái xanh thẳm tinh cầu trong đó vài khu vực bị màu trắng sương mù bao phủ đang lúc chu dịch mẫn muốn thấy rõ ràng này hết thảy thời điểm trong đó một cái sinh vật đỉnh đầu đột nhiên quan mang vạn trượng hướng tới chu dịch mẫn phương hướng lớn tiếng nói kỳ quái nói sau đó chu dịch mẫn liền nghe được lục ngôn kêu gọi một trận mãnh liệt choáng váng sau Chu Dịch Mẫn tự hồ linh hồn trở về bản thể, liền tỉnh lại. "Dịch Mẫn, ngươi nên sẽ không lại xuyên qua trọng sinh đi." Làm Thâm niên tiểu thuyết mê lục ngôn cấp ra này một phen giải thích. "Ha ha, ta cũng không biết a, à, kia ta ngắn ngủn mấy cái giờ trọng sinh đi nơi nào nha." Nhưng ta cảm giác chính mình giống một cái kẻ thứ ba, lấy một cái phi thường kỳ quái thị giác ở quan sát đến một thứ gì đó. Này đoạn kỳ quái sự tình lệnh Chu Dịch Mẫn nghĩ trăm lần cũng không ra, trò chuyện trò chuyện lục ngôn đã nằm ở chính mình trong lòng ngực an ổn mà ngủ rồi. Giờ khắc này chu dịch mẫn cư nhiên cảm nhận được cảm giác hạnh phúc. Cũng an tâm ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, chu dịch mẫn không có đánh thức ngủ say trung lục ngôn, lặng lẽ đứng dậy, liền mang theo nghi hoặc đi tìm mấy cái giáo thụ. Giáo thụ cấp ra giải thích nói này có thể là một loại thân thể thu được kích thích sau sinh ra ảo giác, cũng có thể là một loại cùng loại gần chết thể nghiệm ý thức chiều sâu phản ứng hiện tượng. Nói thật, chu dịch mẫn cũng chưa đương hồi sự, Đầu tiên chính mình trọng sinh trở về, có được mặt thế không gian hệ thống liền phi thường thái quá, có thể nói là ly ly nguyên thượng phổ. Tiếp theo, Chu Dịch mẫn còn không có cân nhắc minh bạch, liền thu được hệ thống tiểu trúc một cái tin tức. Chủ nhân, lục tỉnh thủy giải mật nhiệm vụ thất bại. Hệ thống tạm dừng sử dụng 10 ngày. Tình huống như thế nào, như thế nào liền thất bại. Chủ nhân, 3 tháng nghiên cứu kỳ hạn đã đến, tiểu trúc lập tức muốn lâm vào ngủ say, 10 ngày sau tái kiến, chủ nhân. Đinh hệ thống hạ tuyến. Chu dịch mẫn chạy nhanh nếm thử hạ đánh thức hệ thống, kết quả phát hiện chính mình vô pháp đánh thức, liền không gian đều không thể tiến vào. Vì thế, chu dịch mẫn mã bất định đề chạy đến tìm Lan Khê Tỷ, dò hỏi đối tống tiểu vũ sự tình. Kết quả tới rồi Lan Khê tỷ phòng thí nghiệm, Tống Tiểu Vũ đang từ phòng thí nghiệm ra tới. Dịch Mẫn. Tống Tiểu Vũ vui vẻ kêu. Bên trong Lan Khê tỷ nghe được Chu Dịch Mẫn tới, cũng buông trong tay nghiên cứu. Dịch Mẫn ngươi đã đến rồi, ta cho ngươi nói sự kiện. Tiểu Vũ, ngươi đi vội đi. Nga nga, tốt. Lan Khê Tỷ đang muốn nói, Chu Dịch Mẫn vẻ mặt sầu khổ đáp, có phải hay không lục tỉnh thủy đối tống Tiểu Vũ thân thể cải tạo có tiến triển. Kế tiếp, Lan Khê Tỷ đem chính mình đối với lục tỉnh thủy nghiên cứu thành quả nói cho Chu Dịch Mẫn. Lục tỉnh thủy, trên cơ thể người tiến hành thể chất rèn luyện thời điểm, có thể kích phát nhân thể tiềm năng cũng có thể đối thân thể tiến hành gian thượng cải tạo, nhưng cái này phương hướng vô pháp xác định là hướng tới cái dạng gì phương hướng phát triển. Mà đối với Tống Tiểu Vũ, cái này tiểu bạch thử máu hàng mẫu nghiên cứu phát hiện, Tống Tiểu Vũ đã bắt đầu dần dần thích ứng lục tỉnh thủy công hiệu, duy nhất không đủ chính là, nếu nhân thể tiến vào cực độ suy yếu trạng thái hạ, vô pháp quá nhiều hút vào lục tỉnh thủy. Điểm này, cùng phía trước chu dịch mẫn ở đường dịch viêm sau khi bị thương thực nghiệm kết luận giống nhau. Máu sẽ xuất hiện bảo hòa bài xích hiện tượng, cũng sẽ khiến cho sinh lý thượng phản ứng. Lan Khê tỷ làm thực nghiệm chính là làm Tống Tiểu Vũ không ăn không uống 7 ngày, ở cực độ suy yếu dưới tình huống được đến thực nghiệm số liệu. Hơn nữa, Lục Tỉnh Thủy tự hồ có một ít tác dụng phụ, Tống Tiểu Vũ xuất hiện quá cực độ phấn khởi thời điểm. Điểm này, Lan Khê tỷ còn không có tìm ra cụ thể nguyên nhân. Phấn khởi, chính mình ở đối mặt lui không thể lui hiểm cảnh khi, thân thể cũng xuất hiện một ít kỳ quái phản ứng. Ý thức phấn khởi, thả đại não cùng thân thể phản ứng là tương phản. Dịch mẫn, ngươi là nói ngươi ngày hôm qua cái kia kỳ, kỳ quái hiện tượng. Tới, ngươi lại nằm xuống tới, ta cho ngươi lại kiểm tra hạ. Một phen kiểm tra xuống dưới, Lan Khê Tỷ cũng làm không rõ nguyên nhân, đem đỉnh đầu thượng tư liệu sao chép một phần, giao cho Chu Dịch Mẫn, làm Chu Dịch Mẫn mang cho giáo thụ bọn họ, cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu. Tới rồi này, Chu Dịch Mẫn cũng biết lục tỉnh thủy còn có không thể cởi bỏ bí mật. Nàng trong lòng giống nhau nghi hoặc thật mạnh, hệ thống, không gian, khen thưởng, trừng phạt, lục tỉnh thủy, Tăng cường thể chất, phấn khởi phản ứng, trọng sinh từ từ, đều là không biết vấn đề. a, à, cứng đau đầu, ta này đầu như thế nào không có bởi vì trọng sinh trở về mà biến thông minh gấp đôi đâu. Đang lúc Chu Dịch Mẫn đem tư liệu giao cho các giáo sư sau, Lục Ngôn cũng tìm lại. Đây, chương 126 màu lam quả tử. Lôi kéo Chu Dịch Mẫn liền đi căn cứ thực đường ăn cơm. Mỗi lần trở về, Chu Dịch Mẫn đều có thể cảm giác được căn cứ biến hóa mọi người đều ở chỗ này sinh hoạt thực hảo. Hy vọng ánh sáng, cho dù ở mặt thế, nơi này như cũ làm người cảm thấy ấm áp. Vừa lúc Chu Dịch Mẫn đã đến, cũng khiến cho đại gia chú ý, đặc biệt là Đặng Đăng đăng kích động đứng lên, nghiễm nhiên thành Chu Dịch Mẫn tiểu mê muội. Khụ khụ, đại gia ăn, đừng như vậy nhìn ta, quái ngượng ngùng. Đặng Đăng đăng từ mặt khác chỗ ngồi bưng nóng hầm hợp đồ ăn liền tể tới rồi Chu Dịch Mẫn trên chỗ ngồi, muốn cùng Chu Dịch Mẫn lục ngôn cùng nhau ăn. Chu Dịch Mẫn không có cự tuyệt, ngược lại là Lục Ngôn, cùng xem tình địch dường như nhìn đặng đăng đăng. Chu Dịch Mẫn nhìn đến Lục Ngôn như vậy ánh mắt, trong lòng không có cảm thấy phản cảm, ngược lại cảm thấy Lục Ngôn như vậy thật đáng yêu. Căn cứ có thể có hôm nay toàn dựa Chu Dịch Mẫn cùng Lục Ngôn đều không quá, nói đến cùng, hai người ở mặt thế trước liền làm phi thường đại nỗ lực, chuẩn bị thật nhiều vật tư, lại vẫn luôn ở chế tạo căn cứ, xây dựng mặt thế lô cốt, tất cả đều là vì sinh tồn. Thân ở hoàn cảnh như vậy, Chu Dịch Mẫn cảm thấy chính mình thể xác và tinh thần thả lỏng rất nhiều. Ăn cơm là nóng hầm hập cơm tẻ, rau dưa là căn cứ nghiên cứu phát minh chịu rét rau dưa, còn có protein, một người một cái trứng. Như vậy đồ ăn, ở mặt thế chính là xa hoa bữa tiệc lớn. Ăn cơm xong, Lục Ngôn liền lôi kéo Chu Dịch Mẫn, tiếp tục đi dạo căn cứ, tự hồ có tranh công hiềm nghi, muốn triển lãm chính mình xây dựng thành quả. Chỉ chốc lát sau, liền mang theo Chu Dịch Mẫn, đi vào căn cứ trong viện. Mười tòa tháp cao bị xây dựng ở trong đó Dịch mẫn, nơi này là nước ngọt tinh lọc trang bị Lục ngôn, chẳng lẽ, ngươi Không tồi, ta ở thu thập nguồn nước, ứng đối cực nhiệt Lục ngôn tự hào nói Nội tâm tính toán lại ở hò hét, mau khen ta, mau khen ta Ngươi làm giỏi quá Chu dịch mẫn cũng không chút nào bụng xỉn chính mình tán thưởng Hì hì, ngươi ở bên ngoài nguy hiểm nhiều, ta ở trong căn cứ cũng muốn trước tiên làm này đó ứng đối mặt sau thời tiết chuẩn bị. Có lục ngôn ở, rất nhiều chuyện đều không cần chính mình tự tay làm lấy, tỉnh không ít tâm. Hai người lại đi dạo một hồi, liền về phòng ngủ đi. Trời đông giá rét sáng sớm, thật dày tuyết động che giấu toàn bộ thành thị, tỉnh mịch giống nhau màu trắng. Một cây quái thụ từ biến dị quái vật thi thể trung phá tuyết mà ra. Quái thụ hút khô rồi quái vật thân thể, thi thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắc đi xuống. Ngay sau đó, quái thụ mọc ra màu lam quả tử tản ra mê người hương khí mà chung quanh chết đi quái vật thi thể đang ở bị quái thụ hệ rễ cành khô bao vây phàm là chạm vào thi thể liền sẽ bị hấp thu ép khô lưu thượng đạo hồ thượng này cây quái thụ càng dài càng lớn cuối cùng trên cây treo đầy màu lam quả tử chuyện này từ sáng sớm đến đêm khuya không người phát hiện thẳng đến ngày hôm sau mấy cái nhặt móc giả ở tuyết động trung đi trước ngoài ý muốn phát hiện tuyết động rễ cây theo rễ cây bọn họ tìm được rồi này cây quái thụ. Này rốt cuộc là cái gì, cái kia màu lam quả tử phát ra hương khí, có lẽ có thể ăn đâu. Một cái đói gầy nữ nhân khóe miệng chảy ra nước miếng thúc đẩy nàng đem bàn tay hướng quái trên cây quả tử. Kha mẫn ngươi đừng sằng bậy, thứ này thoạt nhìn có độc A, màu lam quả tử không giống có thể ăn. Một người nam nhân kéo lại nữ nhân tay nhắc nhở nói. Buông ta ra, ta muốn ăn, ta quá đói bụng. Nữ nhân trong mắt đã mê ly, gần như si cùng, nàng dáng vẻ phẫn nộ dọa lui nam tử. Bọn họ đã đói bụng hơn 10 ngày, nơi nơi nhặt mót, ăn tuyết động. Kha mẫn bò đi lên tháo xuống màu lam quả tử, trực tiếp cắn một mồm to. Ca băng, một mụn thanh thúy. Chu ngọc vị, có thể ăn. Kha mẫn bắt đầu từng ngụm từng ngụm nhấm nuốt. Nam tử thấy Kha mẫn không có việc gì, cũng nắm lên bên cạnh rơi xuống xuống dưới quả tử ăn một ngụm, tiếp theo cũng từng ngụm từng ngụm nhấm nuốt lên. Nhưng mà, trên cây từng ngụm từng ngụm đã ăn ba viên quả tử nữ nhân, đột nhiên đầu ván mắt hoa, từ trên cây ngã xuống xuống dưới. Nàng cảm giác tim đập gia tốc, trong mắt bắt đầu phím ra màu lam tơ máu, ngay sau đó, nàng mặt lộ vẻ dữ tợn, trong miệng không ngừng phát ra nôn khang thanh âm. Kha mẫn bắt đầu bóp chính mình cổ, mà cổ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cổ lên. Qua một ngụm, Kha mẫn phun ra một mồm to màu đen dịch nhầy. Nam tử xem trợn tròn mắt, đến bây giờ hắn cũng biết là quả tử có vấn đề vội vàng ném xuống quả tử hoảng loạn hạ không biết làm sao nam tử sợ hãi cực kỳ ngã ngồi trên mặt đất không ngừng lui về phía sau bị nam tử gọi là kha mẫn nữ nhân lúc này đã không có hô hấp tử trạng phi thường đáng sợ ngay sau đó nam tử thân thể cũng đã xảy ra phản ứng huyết màu lam tơ máu trải rộng trong mắt tiếp theo hắn bắt đầu điên cuồng đào đất đem tuyết động đào khai sau đối với thật dày lớp băng không ngừng đào nha đào nha đào mười căn ngón tay thực mau huyết nhục mơ hồ, tiếp theo nam tử giống nhau, đôi tay gắt gao bóp cổ, rồi sau đó, một ngụm màu đen huyết phun ra, đi đời nhà ma. Quả tử sẽ khiến người xuất hiện dị thường hành vi, sau đó trong khoảng thời gian ngắn tử vong, thảm trạng cực kỳ khủng bố. Hai tên nhặt móc giả cứ như vậy chết thảm ở lưu thượng đạo trong hồ. Mà khi cây quái thụ rễ cây xúc tua bao vây lấy hai người thi thể lại bắt đầu hấp thu bọn họ thân thể, cuối cùng hai cụ thây khô bị rễ cây che giấu quái thụ còn ở tản ra mê người hương khí, không ngừng hấp dẫn sinh vật tiến đến. Này trong đó không thiếu thật lớn quái vật, đặc biệt là ban đêm. Mười mấy đầu quái vật liền dưới tàn cây nghỉ tạm, chúng nó cũng không đi ăn trên cây quả tử, liền tụ tập dưới tàn cây, lẫn nhau cũng không có xuất hiện tranh đấu. Này kỳ quái một màn không có bất luận kẻ nào phát hiện. Mà căn cứ nội, chu dịch mẫn 10 ngày không ngừng nếm thử câu thông hệ thống. Nhưng 10 ngày tới, hệ thống đều không có bất luận cái gì đáp lại này hệ thống thật đúng là có nguyên tắc A, à, nói đóng cửa liền đóng cửa. Nàng thật là có điểm hoài niệm tiểu trúc ở Nhật Tử, nó không ở ta cũng chưa người có thể hung. Chu dịch mẫn này 10 ngày tới làm nhiều nhất sự tình chính là ở căn cứ dạo, hiểu biết căn cứ còn cần cái gì tài liệu. Chu dịch mẫn liền lấy vỡ nhớ kỹ, trong không gian có, nàng sẽ tại hạ thứ ra cửa thời điểm đều vì căn cứ bị. Không gian không có, nàng tiểu sách vỡ nhớ kỹ, sau khi rời khỏi đây gặp được nhất định phải nghĩ cách làm đến, mang về tới hơn nữa xen vào không gian sử dụng sẽ hấp dẫn quái vật đặc tính chu dịch mẫn cũng nghĩ đến nàng sẽ đem yêu cầu đồ vật đặt ở căn cứ cách đó không xa sau đó làm căn cứ người ra tới dọn về đi nếu ban đêm nên đón quái vật cũng có thể làm quái vật vô pháp trước tiên tìm được là cách đó không xa căn cứ do đó tập kích căn cứ những việc này cũng cần thiết ở ban ngày tiến hành đêm này đó ý tưởng cùng lục ngôn đường dịch viêm công đạo sau bọn họ cũng đã nghĩ kỹ rồi lý do miễn cho căn cứ nội một ít người không rõ nguyên do. Cuối cùng, Chu Dịch mẫn sửa sang lại ra một loạt danh sách, có hơn phân nửa là không gian liền có, bao gồm một ít đồ ăn, quần áo, tài liệu từ từ. Trên thực tế, toàn bộ căn cứ nhất thiếu chính là đối mặt cực nhiệt phải làm chuẩn bị. Nhất hữu hiệu phương thức chính là kiến tạo thành lũy dưới lòng đất, đông ấm hạ lạnh. Mới có thể tận khả năng giải quyết cực nhiệt đối tới vấn đề. Ở đời trước, cực nhiệt đáng sợ, mấy lần với cực hàng chương 127 tiểu trúc đã thượng tuyến. Chu dịch mẫn chính mắt gặp qua, một người sống sờ sờ. Mà bị nướng thành thây khô, chỉ cần ngắn ngủn 7 ngày. Rốt cuộc, ngày thứ 10 kết thúc. Hệ thống đang đao loa. Đinh. Thân ái chủ nhân, người đáng yêu tiểu trúc đã online, kích phát hệ thống nhiệm vụ, tìm kiếm sung túc nhân viên, xây dựng cải tạo căn cứ. Cái này nhiệm vụ cùng chu dịch mẫn lần sau đi ra ngoài mục đích không mưu mà hợp. Tiểu trúc, khen thưởng là cái gì? Chu dịch mẫn bức thiết nói. Chủ nhân, không gian đem tiếp tục mở rộng sử dụng diện tích, hoàn thành khen thưởng không gian nhưng hướng ngầm phát triển. Chu dịch mẫn vui sướng vạn phần, tương đương nói, trừ bỏ không gian ba tòa quạng mỏ tài nguyên ngoại, ngầm khai phá quyền hạn cấp đến chính mình. Khi chính mình không gian phía dưới là cái gì đâu, có thể hay không cũng có che giấu kinh hỉ. Chu dịch mẫn quyết định nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này, thượng một lần nhiệm vụ thất bại, quá đáng tiếc. Nhiệm vụ trọng điểm là sung túc nhân viên, mà trước mắt căn cứ nhất thiếu chính là công nhân vì thế chu dịch mẫn tìm tới căn cứ sở hữu trung tâm nhân viên đem nhiệm vụ nội dung nói cho đại gia dịch mẫn lần này ta tưởng cùng ngươi đi ra ngoài lục ngôn đầy cõi lòng chờ mong nói ta cũng đi đường dịch viêm cùng dương hổ cũng tỏ vẻ chính mình muốn đi theo đi ra ngoài ngay cả lan khê tỷ các giáo sư cùng tần hạo nhiên tiểu tử này đều tới xem náo nhiệt tần hạo nhiên còn tú ra bản thân bắt tay xác thật kiện thạc rất nhiều chu dịch mẫn thực vui vẻ đại gia đoàn kết nhưng chu dịch mẫn biết bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm bên ngoài quái vật cực hàng này đó chính mình một người đều có thể đối phó nếu mang theo những người khác thế tất sẽ liên lụy chính mình đặc biệt là ở chính mình biết được không gian sử dụng tệ đoan sau sẽ vì bên người người mang đến thật lớn uy hiếp đây là chu dịch mẫn nhất không muốn nhìn đến mà căn cứ nội yêu cầu đại gia giữ gìn hoạt động còn có như hỗ trình mồi minh ca, tần an, lục gia trang viên chờ thế lực đang âm thầm không ngừng nhìn trộm căn cứ. Lần này, nàng cần thiết một người xuất phát. Lúc này đây, ta không thể mang các ngươi đi ra ngoài. Chu dịch mẫn đem lý do nói xong, đại gia cũng liền minh bạch chu dịch mẫn dụng ý. Trên thực tế, đều là vì đại gia an toàn suy nghĩ. Chu dịch mẫn cách làm, làm căn cứ nội người cảm thấy ấm áp, chu dịch mẫn nhiễm nhiên đã là đại gia linh hồn nhân vật. Mặt thế anh hùng tiểu trúc ở không gian trung hô chu dịch mẫn không tưởng chính mình vừa mới tạo hình tượng còn không có duy trì được trong chốc lát đã bị tiểu trúc câu này mặt thế anh hùng cấp nghẹn mặt đỏ ngươi này trư bác giới còn dám đùa dẫn ta chu dịch mẫn trong nội tâm cùng tiểu trúc chính kịch liệt cãi nhau lục ngôn liền vẽ mặt mất mát nhìn chu dịch mẫn nàng kỳ thật là lo lắng chu dịch mẫn một người bên ngoài an toàn ở căn cứ trong khoảng thời gian này nàng liền biết chu dịch mẫn lần này đi ra ngoài sẽ không mang bất luận kẻ nào Nàng cũng vẫn luôn ý đồ làm chu dịch mẫn thay đổi chủ ý mang nàng đi ra ngoài, thậm chí còn dùng sắc dụ biện pháp. Nề hà chu dịch mẫn thật là dầu muối không ăn, trước sau lấy nàng ở căn cứ càng an toàn, nàng một người ra ngoài càng phương tiện vì từ, nghiêm khắc cự tuyệt, thậm chí còn lấy lúc sau đều không cùng nhau ngủ vì áp chế, lục ngôn đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Chu dịch mẫn thấy như vậy một màn, liền nhớ tới mấy ngày này lục ngôn làm sự tình, không khỏi mặt đỏ mà an ủi nói, lục ngôn, người muốn chiếu cố hảo chúng ta nỗ lực xây dựng lên căn cứ. Nói nhìn về phía đại gia, đại gia cũng giống nhau, làm ơn. Tất cả mọi người gật đầu đáp ứng Chu Dịch Mẫn thỉnh cầu, căn cứ là đại gia căn cứ. Mỗi người đều có nghĩa vụ bảo hộ hảo này phiến tịnh thổ, tựa như tên của nó giống nhau, hy vọng ánh sáng. Triệu khai lần này hội nghị trước, Chu Dịch Mẫn liền tìm đặng lão bá, đặng lão bá nguyên bản cũng tưởng đi theo đi, nhưng tuổi là chịu không nổi lăn lộn. Vì thế liền phối hợp chu dịch mẫn ghi lại một đoạn video hơn nữa công đạo chu dịch mẫn nhất định phải đi tìm một cái kêu lụa đỏ nữ nhân chỉ cần nữ nhân này còn sống như vậy chu dịch mẫn có thể từ trong thành thôn tìm được một số lớn nguyện ý đi theo công nhân tiến đến căn cứ nhưng chu dịch mẫn cũng có chính mình suy xét nàng sẽ dùng lục tỉnh thủy từng cái thí nghiệm đại gia trung thành độ song trọng bảo đảm mới có thể mang về đáng tin cậy nhân viên hội nghị sau khi kết thúc chu dịch mẫn cùng lục ngôn về tới trong phòng đêm nay chu dịch mẫn tính toán tự mình xuống bếp cấp lục ngôn làm đốn ăn ngon đem ruột già đi du rửa sạch sẽ thiết đoạn để vào trong nồi gia nhập rượu trắng cùng số lượng vừa phải nước trong nấu phí này một bước nhất định phải nhanh chóng quay cùng tránh cho ruột già mất đi quy đạn đặc tính sau đó vớt ra để ráo khởi nồi thiêu du để vào ruột già phiên xào đến làm tiếp theo để vào muối rượu trắng nước tương dầu hào cùng bột ngọt tiếp tục lửa lớn nhanh chóng phiên xào ngon miệng khởi nồi dự phòng, thêm sốt một chút khoai lang phấn dự phòng. Trong nồi hạ nhập làm ớt, bắt giác cùng vỏ quế lửa lớn nấu khai, lướt qua phù mạc, dùng tiểu hỏa nấu đến ruột già mềm lạng. Trang bàn dự phòng tốt hương, tỏi xào hương, lại để vào tương hột cùng tương ớt phiên xào đều đều, lại ngã vào ruột già cùng thanh ớt đỏ, muối cùng bột ngọt phiên xào đến thục, cuối cùng, xối dân hương du, trải lên hành đoạn xào đều, ra nồi. Đối mỹ thực chờ đợi, đều là đáng giá. Chu dịch mẫn dở xuống tạp về, đem làm nồi ruột già đặt ở lục ngôn trước mặt, lại đoan một chén lớn thơm ngào ngạt cơm. Lục ngôn, hương sao? Chu dịch mẫn tự nhiên là muốn cho lục ngôn khen chính mình một chút, cũng không phải là ai đều có thể ăn đến chu dịch mẫn tay nghề. Dịch mẫn, ngươi giỏi quá. Lục ngôn nhịn không được kẹp lên ruột già ăn một ngụm, hương khí bốn phía, béo mà không ngán. Chính yếu là kia quy đạn vị ở môi răng gian nhảy lên. Quá mỹ vị. Lục ngôn thực thích ăn chu dịch mẫn làm đồ ăn tiếp theo lại mồm to ăn một chén cơm. Chu dịch mẫn nhìn lục ngôn hưởng thụ bộ dáng, nàng rốt cuộc chịu không nổi dụ hoặc. Thúc đẩy thúc đẩy, ta cũng hảo muốn ăn làm nồi ruột già. Hai người ở trong phòng khai tiểu táo, kết quả đường dịch viêm không cẩn thận xông vào, không nói hai lời gia nhập chiến đấu. Biểu muội ta còn lại đến một chén cơm. Đường dịch viêm ăn miệng bóng nhảy, thịnh cơm chén bị nàng ăn loãng xoảng loãng xoảng vang. Ba người cuối cùng cơm làm sáu chén đi xuống, đường dịch viêm một người ăn ba chén cơm. Lục ngôn cùng chu dịch mẫn ăn uống rất tốt, hai người cộng lại cũng ăn ba chén, một người một chén nữa. Mà làm nồi ruột già, đã là đĩa CD. Biểu muội lần sau trở về, biểu ca liền ở ngươi trong phòng thủ. Đường dịch viêm vẻ mặt thỏa mãn nói. Ha ha ha. Chu dịch mẫn vui vẻ cười. Mà lục ngôn tắt giống cái ghen tiểu hài tử giống nhau ôm chu dịch mẫn cánh tay, hướng về phía đường dịch viêm tuyên thệ chủ quyền. Khi lần tới các ngươi muốn ăn cái gì? Chu dịch mẫn vui vẻ hỏi. Phao chân ếch đồng, cá kho, thịt kho tàu sư tử đầu, cây rác thỏ đầu, bạo xào ốc đồng, đường dịch viêm liên tiếp đồ ăn danh, đem chu dịch mẫn đều đậu cười nhạt hôn mê. Lục ngôn chạy nhanh cũng báo ra chính mình thích đồ ăn danh tới, thịt kho tàu xương sườn, thịt kho tàu thịt bò nạm, ớt cây tiểu xào thịt, lão mẹ đề hoa, tiểu xào hoàng ngưu, bọn đầu cơ, thịt, tân cương đại bàn gà, chảo sắc hầm hầm đại ngỗng, còn có bẹp thịt, sủi cảo, muốn thịt heo cải trắng nhân cùng tôm bóc vỏ nhân, lục ngôn không cam lòng yếu thế. Hai người đều có điểm tranh giành tình cảm ý tứ. Chu dịch mẫn bị hai cái bộ gián đậu đến người ngã ngựa đổ. Chương 128 lại lần nữa xuất phát. Hai người các ngươi, một. Chút đều không có mặt thế trước hình tượng, ha ha ha. Nói đến cũng là, mặt thế phát sinh sau, rất nhiều người đều dở xuống nguyên bản ngụy trang. Đối với một ít người mà nói, là thiên tính giải phóng, dù sao hiện tại cũng không cần đi làm không cần bị lão bản mắng vì chính mình mà sống nhưng cũng có rất lớn một bộ phận người khả năng sẽ biến rất xấu nhân loại trong cơ thể thú tính bị cực đại kích phát ra tới làm ra phi thường đáng sợ sự tình mà lục ngôn cùng đường dịch viêm thuộc về người trước đương nhiên này cũng cùng bọn họ lựa chọn có quan hệ mặc thế căn cứ cho đại gia sinh tồn hoàn cảnh ở chỗ này tránh né thiên tai nhân họa bọn họ ở trong phòng trò chuyện thật lâu sáng sớm hôm sau Chu Dịch Mẫn thu thập hảo trang bị, lại lần nữa xuất phát. Lục Ngôn, Đường Dịch Viêm đám người lưu luyến không rời từ biệt, Tiểu Nhiễm Nhiễm càng là lặng lẽ cho chính mình chuẩn bị một bộ trang phục, trước tiên tránh ở sau đại môn mặt, kết quả bị Dương Hổ từ trong viện trảo trở về căn cứ. Buông ta ra, ta muốn cùng Dịch Mẫn tỷ tỷ đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài hỗ trợ, Tiểu Nhiễm Nhiễm bị Dương Hổ đề ở trong tay, chọc đại gia cười vang. Ngắn mũi nhạc đệm cũng vô pháp ngăn cản Chu Dịch Mẫn, mắt thấy bên ngoài tuyết tạm thời ngừng, Chu Dịch Mẫn cũng không quay đầu lại rời đi. Ra căn cứ, Chu Dịch Mẫn liền mở ra căn cứ nghiên cứu phát minh cảm ôn tra xét dụng cụ, 50 mét nội nếu có nhiệt độ ổn định hoặc là cực nóng vật thể, đều sẽ bị kiểm tra đo lường đến. Nhưng không có ở những cái đó quái vật trên người đã làm thực nghiệm, không biết mấy thứ này đối quái vật hay không có kiểm tra đo lường tác dụng. Mà Chu Dịch Mẫn cùng Đặng Đăng đang mang về tới quái vật con nhím thứ đã bị căn cứ các giáo sư cầm đi nghiên cứu, có lẽ tiếp theo trở về là có thể cởi bỏ bọn quái vật một ít bí mật. Trong đầu nghĩ những việc này, dưới chân nệnh bước đã mang theo chu dịch mẫn đi xa. Lần này chu dịch mẫn một người làm một đầu độc lan, ở tuyết động đường hầm nội giống như cá nhập hải dương. Có thể nói mặt thế sinh tồn, chu dịch mẫn có phong phú kinh nghiệm. Hơn nữa không cần mang theo người khác, có thể có nhiều hơn thời gian chuyên chú quan sát cảnh vật chung quanh. Chu dịch mẫn tránh đi lưu thượng đạo ao hồ, nơi đó xuất hiện không ít quái vật chém giết dấu vết vẫn là rất nguy hiểm nhìn trong tay bản đồ trong thành thôn vị trí yêu cầu lật qua một tòa nam thành lùng sơn công viên nhanh nhất phương pháp là tiến vào công viên vượt sơn đường hầm cũng không biết nơi đó là bị im vẫn là tuyết động bao trùm lại hoặc là đã là quái vật hang ổ huyệt mặc kệ thế nào đi trước quan sát một chút có thể nói ít nhất tiết kiệm cả ngày thời gian bởi vì đường vòng muốn vòng quanh sơn thể đi cũng có khả năng gặp được mặt khác không biết nguy hiểm vì thế chu dịch mẫn nhanh hơn bước chân ở tuyết động đường hầm trung đi trước. Chu dịch mẫn ở đường xá trung, cũng có gặp được một ít nhặt móc giả, nhưng chu dịch mẫn đều không có đi tiếp xúc tận lực tránh đi. Ban đêm, chu dịch mẫn không dám loạn sử dụng không gian, tránh ở một gian nhỏ hẹp thùng đựng hàng nội. Loại này thùng đựng hàng chính là mạc thế trước, covid 19 kiểm tra đo lường kiểm tra trạm. Tuy rằng hoang phế thật lâu, nhưng cách ôn hiệu quả còn hành. Nhàn rỗi nhàm chán, chu dịch mẫn tướng môn phá hỏng sau, liền xuất ở trong góc, đen nhánh một mảnh hoàn cảnh chung, tránh ở túi ngủ cùng hệ thống nói chuyện phím lên. Tiểu Trúc, không gian vì cái gì sẽ hấp dẫn quái vật, mụ mụ cho ta ngọc bội vì cái gì sẽ biến thành không gian, ta vì cái gì sẽ trọng sinh. Hệ thống ở một trận điện lưu thanh sau, Tiểu Trúc thanh âm truyền vào chu dịch mẫn lỗ tai, chủ nhân, ta chính là cái hệ thống, ta cũng không biết. Tiểu Trúc, vậy ngươi có thể nói cho ta, không gian vì cái gì sẽ thăng cấp, ta làm những nhiệm vụ này mục đích là cái gì? Chu dịch mẫn tiếp tục đặt câu hỏi chủ nhân ta chính là cái hệ thống tiểu trúc máy móc trả lời vậy ngươi là cái hệ thống chính là trình tự là trình tự chính là người sáng tạo ra tới khi ta có phải hay không có thể cho rằng này hết thảy sau lưng có một cái kinh thiên đại bí mật ta chính là cái hệ thống ta cái gì cũng không biết lại qua nửa phút hệ thống tiểu trúc nói chủ nhân ta thử đi lý giải vấn đề của ngươi nhưng ta không biết đáp án ta chính là cái hệ thống chu dịch mẫn thấy chính mình hỏi nửa ngày Hệ thống tiểu trúc cái gì cũng chưa nói. Nhưng Chu Dịch Mẫn thông qua chính mình tự hỏi sửa sang lại, ẩn ẩn cảm thấy chính mình bắt được cái gì. Nghĩ nghĩ, liền ngủ rồi. Đêm đặc biệt dài lâu, Chu Dịch Mẫn đời trước cũng như vậy một người đãi quá. Khi đó Chu Dịch Mẫn sợ hãi cực kỳ, nhưng hiện tại nàng một chút cũng không sợ hãi. Trong mộng, Chu Dịch Mẫn lại nhớ tới chính mình lúc trước kia linh hồn ly thể cảm giác, phát hiện chính mình lại lần nữa thân ở ở kia kỳ dị hoàn cảnh trung đang lúc chu dịch mẫn đem chính mình tầm mắt từ kia thật lớn pha lê màn hình trước chuyển đi xem chung quanh đỉnh đầu vòng sáng sinh vật khi lại một lần bị vạn trượng quan mang đau đớn đôi mắt chu dịch mẫn nỗ lực làm chính mình ý đồ thấy rõ cái kia kỳ quái sinh vật nhưng mà nàng như cũ vô pháp thấy rõ ở một trận đau đớn cảm đánh úp lại sau chu dịch mẫn bị đông lạnh tỉnh tỉnh lại sau chu dịch mẫn phát hiện thân thể có điểm không thích hợp kết quả đầu vói vào đi vừa thấy đại di mụ tới ai nha nhà ta thân thích tới, này cũng thật không phải thời điểm. Chu dịch mẫn có đôi khi còn rất hy vọng chính mình là cái nam nhân, bộ dáng này liền sẽ không mỗi tháng đều phải đau bụng. Nghĩ vậy, ma xui quỷ khiến cầm lấy lục tỉnh thủy uống một ngụm. Một ngụm xuống bụng sau, đại di mụ cảm giác đau đớn cư nhiên không có. Không kịp nghĩ nhiều, chu dịch mẫn thuần thục cho chính mình đơn giản rửa rửa, lại thuần thục mặt vào chính mình, khổ giác. Ta chu dịch mẫn lại là một cái hảo hán. Chu dịch mẫn đôi tay chống nạnh, thu thập hảo hành lý, dịch khai trắng bản đẩy cửa đi ra ngoài. Trở lại tuyết động thiên địa trung, Chu Dịch Mẫn phát hiện, ngày hôm qua tuyết động đường hầm cư nhiên bị đỉnh đầu tuyết động áp sụp. Móc ra độ ấm kiểm tra đo lường dụng cụ. Độ ấm lại lên cao 0.01 độ C. Cực nhiệt, đời trước làm tất cả mọi người sợ hãi, toàn cầu tử vong nhân số kịch liệt bay lên. Ngay sau đó, Chu Dịch Mẫn biết chính mình muốn bò đến chỗ cao đi xem tình huống. Bởi vì tuyết động sụp xuống, Chu dịch mẫn hơi chút dùng công binh sạn đè xuống, liền có thể đạp lên mặt trên. Không một lát sau, chu dịch mẫn xác nhận chính mình vị trí, đã tiếp cận sơn thể đường hầm phụ cận. Hướng hữu đi 300 mễ. Nhận chuẩn phương hướng, chu dịch mẫn liền đi xuống, hướng tới bên phải một đổ tuyết tường, trực tiếp khai đào. Chu dịch mẫn biết tường bên trong khẳng định có không gian tồn tại. Bởi vì quái vật thật sự quá nhiều, chúng nó ở tuyết động xuyên tới cắm đi, hình thành rắc rối phức tạp đường hầm còn có một ít là bên ngoài nhặt móc giả đi ra. Này đó đều có thể phân rõ ra tuyết động đường hầm tình huống. Cho nên chu dịch mẫn đào không bao lâu, liền một lần nữa xuất hiện ở tuyết động đường hầm trung. Hữu. Bên này. Chu dịch mẫn thật cẩn thận, chậm rãi tiếp cận vượt sơn đường hầm. Này đường hầm, ở Nam Thành bị gọi là Mỹ đều lĩnh đường hầm, đường hầm trường 1.000m. Nối thẳng trong thành thôn. Thực mau, chu dịch mẫn đi vào Mỹ đều lĩnh đường hầm ngoại nàng phát hiện nơi này cư nhiên không có bị tuyết động che giấu, đen nhánh cửa đường hầm, giống như một cái đáng sợ quái vật, bên trong truyền ra hô hô gió nhẹ thanh. Chu dịch mẫn không dám thả lỏng cảnh giác, lấy ra dụng cụ kiểm tra bên trong hay không có sinh vật dấu vết. Chương 129 không đường có thể. Đi. Nhưng chịu giới hạn trong 50 mét kiểm tra đo lường phạm vi, Chu dịch mẫn cũng chỉ cứng quá da đầu, dơ đèn pha chậm rãi hướng tới Mỹ lĩnh đường hầm đi tới. Nói đến cũng quái, Chu dịch mẫn có loại kỳ lạ cảm giác sử dụng nàng đi tới. Tiếp tục đi tới 50 mét, vẫn là không có bất luận cái gì sinh vật dấu vết mà chu dịch mẫn thính giác tại đây loại hoàn cảnh trung có phi thường đại ưu thế. Đi rồi 50 mét, chu dịch mẫn liền sẽ dừng lại cẩn thận nghe đường hầm nội hay không có gì thường tiếng vang. Mỗi lần đều phải dừng lại tam đến 4 phút, lại tiếp tục đi tới. Đi rồi 300 m, chu dịch mẫn đột nhiên phía sau lưng lạnh cả người, đèn pha bị chu dịch mẫn che chở một tầng ám xa, phòng ngừa ánh sáng quá lượng bại lộ chính mình hành tung nhưng lần này phía sau lưng lạnh cả người cảm giác lệnh chu dịch mẫn lông tơ tạc lập chu dịch mẫn một phen kéo xuống đèn pha thượng ám xa đối với đỉnh đầu trực tiếp chiếu qua đi nơi này chiếu chiếu nơi đó chiếu chiếu cái gì đều không có tiếp theo chu dịch mẫn lập tức xoay người chiếu hướng phía sau như cũ cái gì cũng chưa phát hiện chu dịch mẫn nhanh chóng kiểm tra cảm ôn thiết bị không hề phản ứng chu dịch mẫn phi thường tưởng sử dụng không gian kỹ năng trước trốn vào đi lại nói nhưng tưởng tượng đến nếu ở chỗ này sử dụng không gian kỹ năng chờ chính mình mang theo một đám người hồi căn cứ liền vô pháp đi con đường này đến lúc đó nơi này khẳng định sẽ bị vô số quái vật vây đổ tại đây nghĩ đến đây chu dịch mẫn an ủi chính mình bình tĩnh bình tĩnh chu dịch mẫn ngươi chính là thân thủ lợi hại không phải đời trước nhược kê không thể tiến không gian cũng không quan hệ chu dịch mẫn nhanh chóng dựa tường một lần nữa đem ám sa cái ở đèn pha thượng chậm rãi về phía trước hoạt động, đèn pha ánh sáng bị khống chế trong người tiền tam mễ tả hữu. Cứ như vậy, chu dịch mẫn đi rồi 30 mét khoảng cách. Kết quả dưới chân một cái lão đảo, bị một khối đông cứng thay khô vướng ngã, thiếu chút nữa quăng ngã trên mặt đất. Ta như thế nào liền ma xui quỷ khiến vào được? Chu dịch mẫn bò dậy, có điểm hối hận. Người ở bình thường dưới tình huống, đều sẽ bị loại này áp lực khủng bố hắc ám hoàn cảnh ảnh hưởng. Chu dịch mẫn cũng là như thế, nhưng người thi thể, Chu Dịch Mẫn cũng không sợ hãi, đời trước cùng này một đời đều thấy quá nhiều. Nhưng giống cái loại này to lớn quái vật, đời trước Chu Dịch Mẫn căn bản chưa thấy qua. Hơn nữa, này một đời, cùng ùng không dứt sinh vật biến dị, làm Chu Dịch Mẫn trong lòng cảm thấy thập phần bất an. Đặc biệt là vừa mới cảm giác, tổng giống bị thứ gì nhìn chằm chằm giống nhau. Chu Dịch Mẫn nghỉ chân vài phút, hơi chút nhẹ nhàng sinh động hạ thân thể. Nàng có thể cảm giác được lực lượng của chính mình. Chu Dịch Mẫn ngươi hành, ngươi phải làm mặt thế sinh tồn vương giả, đừng sợ. cổ vũ cổ vũ chính mình. chu dịch mẫn rất có một bộ tiếp tục đi tới 40 mươi mễ. đột nhiên một trận gió mạnh từ đỉnh đầu về một chút bay qua, chu dịch mẫn kéo xuống ám xa. đối với đỉnh đầu chiếu qua đi, vẫn là cái gì đều không có. chu dịch mẫn xác định đường hầm có cái gì, hơn nữa vừa mới kia trận gió rất lớn, nhưng tốc độ quá nhanh, chu dịch mẫn vô phát phát hiện thứ này. vì thế Chu Dịch Mẫn làm cái lớn mật quyết định, nàng đóng đèn pha. Lặng lẽ cho chính mình đôi tay trồng lên hổ ngón tay chiếc nhẫn. Trong nháy mắt, Chu Dịch Mẫn lỗ tai ở hắc ám hoàn cảnh trung, nghe được rất nhỏ tiếng hít thở. Thanh âm này cùng người phát ra thanh âm hoàn toàn không giống nhau. Khi thì ngắn ngủi, khi thì thong dài. Giây tiếp theo, Chu Dịch Mẫn cảm giác một cổ phong ập vào trước mặt. Nàng nắm nắm tay đối với trước mắt hắc ám hoàn cảnh một quyền đánh ra đi. Bén nhọn tt kêu thảm thiết ở mỹ đều lĩnh đường hầm vang lên chu dịch mẫn lập tức bật đèn này một chiếu chu dịch mẫn lập tức lui về phía sau 4 năm bước một đầu thật lớn quái vật treo đường hầm đỉnh thật lớn cánh có rõ ràng có thể thấy được cốt cách cốt cách gian một tầng màu trắng trong suốt màn màn trung màu lam mạch máu nổ lên một đôi đại trường nhĩ so lỗ tai heo còn muốn đại toàn bộ mặt là một trương con dơi bộ dạng nhưng đôi mắt là huyết màu lam phía sau càng là một cái ba mét lớn lên gai nhọn cái đuôi, dị thường nhanh nhạy nhanh chóng, không ngừng quất đánh không khí, qua lại đông đưa. Quái vật ở cái này đường hầm cao 8 mét, hai chân treo ở đường hầm ống thép thượng, đảo rũ, cùng với nói là chân, không bằng nói là hai cái móc, giống thật lớn ưng trảo giống nhau. Quái vật bị chu dịch mẫn này một quyền đánh vào mặt thượng, lung lay hai ba hạ. Đau nhe răng trợn mắt, hiển nhiên không nghĩ tới chu dịch mẫn đột nhiên bảo kích. Tích tích hắc màu lam sền sệt chất lỏng nhỏ giọt, quái vật nổi giận. Đột nhiên một cái xúc lực, mở ra bồn máu mồm to, hướng về phía chu dịch mẫn đầu liền phải cắn đi xuống. Chu dịch mẫn quay đầu liền chạy, nương thân thể bạo phát lực, kéo ra khoảng cách, ngay sau đó chân đặng đường hầm tường thể, xoay chuyển, đổi chiều kim câu một chân trừ bắn. Lần nữa đá vào quái vật trên đầu. Phanh! Này một chân trực tiếp đem quái vật từ đổi chiều trạng thái một chân đá ngã xuống đất. Nếu phải cho này một chân bạo phát lực lấy giá trị, chỉ có thể nói đã cũng đủ một chân đá bay một cái thành niên đại hán. Quái vật ăn đau, bò dậy hai cái thật lớn cánh trên mặt đất, nhanh chóng lao tới bò hướng chu dịch mẫn. Bộ dáng cực kỳ giống động vật trong thế giới mặt dực long hành tẩu. Nhưng này đầu dực long là ở muốn chu dịch mẫn mệnh, nơi nào bao dung nó tiếp tục hung hăng ngang ngược. Chu dịch mẫn bên hông rút ra đường đao, đèn pha gắt gao chiếu quái vật đôi mắt. Về một đao mang theo hàng mang, giống như một cái tàn đao cao thủ, xúc đao 10 năm, ra khỏi vỏ tức mất mạng. Này một đao chém vào quái vật tráng thượng, từ đầu bổ tới đế, đem đầu bổ ra hoa. Chu dịch mẫn nhiệt huyết sôi trào, thân thể của nàng ở kích động phấn khởi. Nàng thành thạo giết chết một đầu thật lớn con dơi quái vật. Đồng thời lòng còn sợ hãi, nếu không có chính mình nhảy bén trực giác, chu dịch mẫn rất có thể bị một ngụm cắn rớt đầu. Nhìn xuống tay hỗ trảo chiếc nhẫn bộ, mặt trên còn dán đối phương máu, chu dịch mẫn lấy ra bố xoa xoa, lại đem chính mình đao rút ra, xoa xoa thực sự có điểm ghê tởm lúc này chu dịch mẫn càng không dám phân thần nàng lo lắng phía trước còn có quái vật nếu quá nhiều chính mình hôm nay liền không thể tiếp tục đi tới nghĩ vậy chu dịch mẫn cảm thấy chính mình muốn lui ra ngoài vừa mới tiến vào có điểm qua loa liền ở chu dịch mẫn lui về phía sau chuẩn bị lui ra ngoài khi phát hiện phía sau lộ bị một đầu đại chó đen ngăn chặn nói là cẩu nhưng hình thể sau một đầu sư tử còn muốn đại hiển nhiên cũng là một cái quái vật bởi vì đôi mắt cũng là huyết màu lam. Quái vật cái mũi không ngừng ngửi, tự hồ có mùi vị gì đó bị nó tỏa định. Chu dịch mẫn theo bản năng phản ứng nói. Không tốt, chẳng lẽ là chính mình gì huyết hương vị, gia hỏa này rõ ràng là khứu giác siêu cấp nhanh nhạy cái loại này. Chu dịch mẫn này hoang đường ý tưởng, không phải không có đạo lý. Sài lang hổ loài báo sinh vật, trời sinh là có thể ngửi được một ít đặc thù hương vị. Mà làm quái vật khẳng định thị huyết, đối chu dịch mẫn trên người hương vị hấp dẫn, thực bình thường. Chu dịch mẫn không dám khẳng định, nhưng hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi. Phía trước không biết, mặt sau có thật lớn quái vật. Không đường có thể đi. Ta như thế nào liền trực tiếp vào được. Chu dịch mẫn thật hối hận. Này đầu cự cẩu quái vật nhất định là bị đặc thù hơi thở hấp dẫn tới. Đi vào tới trước một đường đều kiểm tra rồi một lần, tuyệt đối là như thế này. Chu dịch mẫn không có biện pháp, dưới. Chân bước chân, chậm rãi lui về phía sau chương 130 đánh bại tam đầu chó đen quái vật. Bởi vì giờ phút này, lại một con cự cẩu quái vật xông ra. Hai chỉ, ba con. Đánh một cái chu dịch mẫn còn miễn cưỡng, vừa mới thực chiến kinh nghiệm bãi, nhưng tam đầu vây công, này liền không nói võ đức. Chỉ có thể triều đường hầm bên trong đi rồi. Chu dịch mẫn nơi nào lo lắng bên trong còn có hay không mặt khác quái vật. Cất bước liền chạy, nàng biết nếu bên trong còn có mặt khác quái vật, vậy họa dẫn đông thủy, làm chúng nó người một nhà đánh người một nhà. Nếu không có vậy trực tiếp lao ra đi. Dù sao vừa chết, Chu Dịch Mẫn quyết đoán lựa chọn Triều Mỹ đều lĩnh đường hầm chạy tới. Thời khắc mấu chốt, hệ thống đinh một thanh âm vang lên. Nhiệm vụ, đánh bại tam đầu chó đen quái vật, thu thập tiêu bản, tiến hành nghiên cứu. Họa tàu. Vô tình. Chu Dịch Mẫn chỉ cảm thấy đến vô tình, cái này hệ thống là muốn chỉnh chết chính mình sao? Tiểu Trư Tám, ngươi đi ra cho ta, Ngươi đây là mấy cái ý tứ, ngươi muốn đem ngươi chủ nhân đùa chết sao? Chu dịch mẫn tức muốn học máu, vài lần thiếu chút nữa lão đảo té ngã. Thật sự là bị chọc tức không nhẹ, nhưng đầy đất thi thể xương cốt, cũng làm chu dịch mẫn nhìn thấy ghê người. Khi đầu đại con dơi quái vật phỏng chừng ăn không ít người. Chủ nhân, nhiệm vụ là hệ thống tự động kích phát, tiểu trúc cũng không biết sao lại thế này. Tiểu trúc vô tội nói, nhưng chu dịch mẫn nhưng không có thời gian tiếp tục quái nó phía sau tam đầu chó đen quái vật cùng sinh hóa nguy cơ bên trong tang thi cẩu rất giống tam trương bồn máu mồm to mở ra cùng hoa ăn thịt người giống nhau toàn bộ cẩu mặt vỡ ra chạy lên tốc độ dùng tàn ảnh hình dung đều không quá chu dịch mẫn chạy mau 100 trăm mét cũng không rảnh lo phía trước rốt cuộc có hay không mặt khác quái vật bởi vì phía sau tam đầu cẩu tốc độ quá nhanh mắt thấy liền phải đuổi qua chu dịch mẫn mông tới một nguồn chu dịch mẫn hít sâu một hơi quay đầu rút súng cách lóc cơ phanh 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 nổ súng hỏa hoa cùng tiếng súng ở đường hầm nội nở rộ thương thương đánh trúng ba con chó đen quái vật nhưng này tam đầu cẩu tựa hồ da dày thịt béo đều đánh tới vỡ ra miệng khổng lồ nội chúng nó cũng chỉ là ô ô ăn đau nhưng trong mắt không hề có muốn buông tha chu dịch mẫn ý tứ rốt cuộc ở chúng nó trong mắt chu dịch mẫn chỉ là một người chúng nó là tam đầu thật lớn quái vật không lý do lùi bước trong đó một con chó đen quái vật cố nén đau nhất từ trung gian phi phát hướng chu dịch mẫn mặt khác hai chỉ một tả một hữu giáp công chu dịch mẫn này đó súc sinh chẳng lẽ sinh ra trí tuệ này rõ ràng là đoàn đội săn thú hành vi thật là đáng sợ chu dịch mẫn lại một lần lông tơ tạc lập nàng không dám có chút lơi lỏng đối mặt phi phát mà đến chó đen quái vật chu dịch mẫn bỗng nhiên hạ eo tiếp theo một chân quất thẳng tới vòng trời đối với nhất bạc nhược chó đen bụng một chân thăng thiên chó đen quái vật hét thảm một tiếng bị đá đảo hướng chu dịch mẫn phía sau hung hăng đánh vào trên mặt đất sau phát ra thống khổ rít gào trong mắt thị huyết sát ý càng đậm mà mặt khác hai chỉ nương chu dịch mẫn hạ eo còn chưa đứng dậy không đương tả hữu phi phát chu dịch mẫn chỉ cảm thấy không trung hai cái bồn máu mồm to muốn đem chính mình xé rách ăn luôn không chấp nhận được nửa điểm thở dốc chu dịch mẫn xoay chuyển thân thể mượn lực từ mặt đất bắn lên một bàn tay đã đáp thượng một khắc khẩu súng phanh 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 gần gũi đối với này hai đầu chó đen quái vật đại vết nứt bắn phá. Ánh lửa văng khắp nơi, Chu Dịch Mẫn thông qua dư quan, lúc này mới phát hiện, thứ này trong miệng quả thực chính là cương nha thiết miệng. Hàm răng cư nhiên sắc thép hóa, viên đạn đánh đi lên, đều cấp tạp ở đầy miệng hàm răng chi gian. Này đó biến dị thuộc tính cũng quá biến thái. Thảo nê mã. Chu Dịch Mẫn một thoi hạ khởi, họng súng đã nóng lên đỏ lên. Kết quả chỉ là, đánh chó đen quái vật ngao ngao lui về phía sau, nhưng trong mắt hung quan chút nào không giảm. Màu đen huyết từ chó đen quái vật trong miệng chảy ra, hiển nhiên cũng bị thương. Không có lập tức giết chết tam đầu chó đen quái vật, Chu Dịch Mẫn đã lâm vào bị động trạng thái, nàng bị ba mặt bọc đánh, giáp công ở bên trong, mà thương đã không có viên đạn. Tưởng bỏ thêm vào viên đạn khẳng định không kịp, bởi vì khoảng cách thân cận quá, hơn nữa ba con, không phải một con, như hổ trình mồi sẽ không cấp Chu Dịch Mẫn phản ứng cơ hội. Giây tiếp theo, không dung Chu Dịch Mẫn thở dốc, tam đầu chó đen quái vật lại lần nữa khởi xướng tiến công. Tam đầu chó đen quái vật triết gào đánh tới, chu dịch mẫn lúc này phát ra ra xưa nay chưa từng có cầu sinh dục vọng. Bởi vì lớn như vậy động tĩnh, đường hầm nội không có mặt khác quái vật tiến đến, như vậy chu dịch mẫn liền còn có một tia sinh tồn hy vọng. Chúng nó nhược điểm ở bụng. Đem trong tay thương trực tiếp tạp hướng hai đầu chó đen quái vật trong miệng, răng rắc hai tiếng đã bị chúng nó cắn thành dập nát. Này trong nháy mắt, cho chu dịch mẫn cơ hội chu dịch mẫn hai chân hơi cung sàn nhà gạch vỡ ra chu dịch mẫn đã bắn lên không trung quay người 360 độ đem thân thể thế năng bùng nổ đến mức tận cùng rồi sau đó một chân trừ bắn đem một đầu chó đen quái vật đầu chó đầu mặt bên đá trúng ầm vang một tiếng chó đen quái vật bị chu dịch mẫn cường đại bạo phát lực trực tiếp đá bay tạp đến đường hầm trên tường phá khai rồi ba mặt dắt công chu dịch mẫn rơi xuống đất một cái chân khác lại lần nữa bùng nổ cự lực sự chính mình cùng mũi tên giống nhau phóng đi lại lần nữa dùng ra phía trước hạ eo chiêu thức, rút ra trên người một phen khảm đao, giờ phút này đã ở chó đen quái vật bụng phía dưới. Một đao không chút do dự đâm vào chó đen quái vật bụng làn da nội, mượn dùng thân thể lực lượng, một đao khoát quá toàn bộ bụng. Khi đầy mình màu đen ruột nội tạng rải lạc đầy đất. Này đầu chó đen quái vật nháy mắt mất mạng. Mà cuối cùng một đầu chó đen quái vật, phát cái không, một đầu đâm bay này đầu bị chu dịch mẫn mổ bụng chó đen quái vật trên người, hai đầu chó đen quái vật lăn xuống một bên. Chu Dịch mẫn nơi nào còn sẽ cho cơ hội, đi lên đối với kia đầu ném tới ven tường chó đen quái vật bổ đao. Xé kéo một tiếng, lại lần nữa mổ bụng, chó đen quái vật hoàn toàn không có dự đoán được trước mắt nữ nhân cư nhiên như thế đáng sợ. Hai con quái vật tử vong gần không đến 3 phút. Cuối cùng kia đầu chó đen quái vật bò dậy, nhìn trước mắt địch nhân, nó biết rõ không địch lại, cắn gần nhất tử vong đồng bạn, nhanh chóng nhảy vào trong bóng đêm, này phương hướng đúng là đường hầm chỗ sâu trong. Chu Dịch mẫn lúc này đã kiệt lực, vừa mới chỉ là ra vẻ trấn định, hiện tại mới cảm giác được hai chân nhũng ra. Hơn nữa bụng rất đau, cúi đầu vừa thấy, hô, còn hảo không phải bị trảo phá bụng, đây là đại di mụ quan ái lại tới nữa. Một mông ngồi dưới đất, chu dịch mẫn từng ngụm từng ngụm thở dốc. Vừa mới cực hạn phản kích, giờ phút này đã làm chu dịch mẫn thân thể vượt qua phụ tải. Nàng mắt cá chân vặn bị thương. Trên thực tế đã không biết là vặn tới rồi, vẫn là đá quá dùng sức phục hồi tinh thần lại chu dịch mẫn đành phải nhanh chóng bò đến góc đi sơn thể đường hầm giang sẽ có một cái khẩn cấp thông đạo thông đạo nội sẽ có một người công phòng nhỏ bên trong giống nhau là một ít mạch điện cơ rương linh tinh đồ vật chu dịch mẫn thất tha thất thểu đi vào đóng cửa lại chu dịch mẫn đem đèn thượng ám sa bộ hảo ở ánh sáng mắt thường nhìn thấy được sung túc dưới tình huống lấy ra giày thượng dây thường đem đèn treo ở trên đỉnh đầu rồi sau đó ở chính bình ba lô tìm kiếm một chút một lọ vạn hoa hồng du bị chu dịch mẫn tìm được. Đảo một chút. Ở trên tay tiếp theo ấn ở mắt cá chân thượng một trận xoa nắng. Lúc này mới cảm giác trên chân thoải mái một ít. Xem ra duy trì hàng nội, thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng nha. Chương 131 gặp được hai cái tiểu thí hài. Nghỉ ngơi ước chừng một giờ, cũng ăn một ít đồ vật, bên ngoài tựa hồ không có mặt khác động tỉnh phát sinh. Chu dịch mẫn rõ ràng cảm giác chân hảo rất nhiều. Tiếp theo cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống xong lục tỉnh thủy, nàng cảm giác thân thể ở vừa mới chiến đấu sau, chính nhanh chóng hấp thu lục tỉnh thủy dược lực, người cũng khôi phục không ít khí lực. Nhưng chu dịch mẫn trong tay vẫn là gắt gao bắt lấy một cây đao, thân thể phấn khởi làm nàng thần kinh độ cao khẩn trương. Cứ như vậy lại qua một giờ, chu dịch mẫn thật sự có điểm mệt, ngồi dưới đất, bất tri bất giác liền ngủ rồi. Mơ mơ màng màng trung, chu dịch mẫn cảm giác được bên ngoài có thứ gì phát ra tiếng vang. Trong giây lát Chu Dịch mẫn mở mắt ra, nàng dựng lên lỗ tai tỉ mỉ nghe, tự hồ có thứ gì ở ăn kia đầu chó đen quái vật thi thể. Thường thường còn có xương cốt cắn tiếng vang. Chu Dịch mẫn không dám phát ra âm thanh, nhưng cũng may chính mình hiện tại thân thể thường có hoa hồng du hương vị, che giấu trên người gì huyết kích thích vị. Nếu lại có chó đen quái vật loại này khứu giác nhanh nhạy gia hỏa, khẳng định cũng trong lúc nhất thời vô pháp tìm được chính mình. Cẩu đồ vật cái mũi chân linh, còn hảo ta kinh nghiệm phong phú, hóa giải nguy cơ âm thầm may mắn chính mình đồng thời chu dịch mẫn hướng hệ thống đặt câu hỏi tiểu trúc ta khen thưởng đâu hệ thống tiểu trúc thực mau trả lời phục nói chủ nhân đánh bại chó đen quái vật muốn thu thập tiêu bản mới tính hoàn thành nhiệm vụ người này tiểu trư tất có phản cốt cùng chủ nhân nghiền ngẫm từng chữ một tức chết ta hệ thống chu dịch mẫn hiểu biết xong tình huống cũng không để ý tới tiểu trúc giảo biện tiếp tục nghe bên ngoài động tĩnh nàng chỉ cầu bên ngoài quái vật cho chính mình chừa chút cặn nàng hảo thu thập lên mang về nghiên cứu. Răng rắc răng rắc thanh âm ăn ước 20 phút, liền đi xa. Chu dịch mẫn thật cẩn thận mở cửa, nương mỏng manh ánh đèn, nhìn đến bên ngoài đại chó đen quái vật thi thể, đã bị ăn dư lại xương cốt cặn bã. Nhưng cũng may quái vật trong miệng những cái đó giống như cương nha đáng sợ cự răng, đầy đất đều là. Đây chính là có thể tạp trụ viên đạn hàm răng, chu dịch mẫn cảm thấy mặt khác đồ vật liền tính không có nghiên cứu giá trị, cái này ngoạn ý nhi khẳng định có thu thập gần 50 mấy viên cẩu nha, Chu Dịch mẫn nhìn xem thời gian, đã hơn 9 giờ tối, thời gian này điểm ngàn vạn không thể chạy loạn. Vì thế, Chu Dịch mẫn lại về tới khẩn cấp thông đạo nội, đem chính mình khóa trái ở bên trong. Chu Dịch mẫn tiếp tục dò hỏi hệ thống, tiểu trúc, khen thưởng đâu? Đinh, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng chữa trị lục tỉnh thủy sinh ra phấn khởi tác dụng. Chữa trị thời gian 24 giờ, trong lúc hệ thống đem hạ tuyến chữa trị, kính thỉnh chờ mong lại tới này bộ. Thật là phục. Chu dịch mẫn càng ngày càng cảm thấy cái này hệ thống càng ngày càng không đứng đắn. Xem ra đêm nay chỉ có thể ngủ nơi này. Lấy ra túi ngủ, chu dịch mẫn tắt đèn, chân đỉnh ở trên cửa tạp, lúc này mới nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Càng ngủ, chu dịch mẫn cảm thấy càng không thích hợp. Vì cái gì chính mình sẽ ma xui quỷ khiến liền như vậy đi vào tới. Nàng cảm thấy chính mình phía trước lý do liền tính lại đầy đủ, có thể ngắn lại thời gian nhưng cũng không đến mức ở tới nơi này trước tiên liền đi đến cái này bí ẩn chu dịch mẫn không giải được nhưng không ảnh hưởng nàng ngủ hôm nay thật sự có điểm mệt nếu không phải có lục tỉnh thủy khai quải thêm vào hôm nay chu dịch mẫn cũng có thể treo ở nơi này nghĩ như vậy tới lục tỉnh thủy trước mắt tác dụng vẫn là rất lớn nhưng tệ đoan cũng tồn tại chỉ là cái này tệ đoan như thế nào giải quyết chẳng lẽ muốn chính mình từ bỏ sử dụng lục tỉnh thủy sao chu dịch mẫn thực rối rắm nhưng nàng đã ngủ rồi Sáng sớm hôm sau, đồng hồ thượng hơi hơi chấn động làm nàng tỉnh táo lại, trên chân thương bị vạn hoa hồng du thêm vào sau, đã sẽ không đau. Cẩn thận nghe xong trong chốc lát bên ngoài động tĩnh, Chu Dịch Mẫn thu thập thứ tốt đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Cái này khẩn cấp thông đạo vừa vặn ở đường hầm trung gian vị trí. Kế tiếp chỉ cần đi qua dư lại một nửa lộ trình, liền có thể đi ra ngoài. Chu Dịch Mẫn như cũ là đèn pha thượng bọc ám ra, như vậy không đến mức làm ánh sáng quá lượng bị mặt khác không biết đồ vật phát hiện đi rồi trong chốc lát chu dịch mẫn lại nhìn đến một ít thi thể cơ hồ đều chỉ còn lại có xương cốt tàn phá quần áo biểu hiện những người này ít nhất là chết ở đại hồng thủy thời kỳ bởi vì quần áo không có bị bái đi cực hàng chết đi người đại đa số đều sẽ bị lột sạch quần áo điểm này cũng làm chu dịch mẫn nghĩ đến một khác chuyện chính là cái này đường hầm cũng không có những người khác lại tiến vào quá tiếp tục đi tới chu dịch mẫn phi thường cẩn thận cơ hồ đi một chút nàng liền sẽ dừng lại quan sát một chút tình huống, lỗ tai dựng thẳng lên tới cẩn thận nghe một chút có hay không động tĩnh. Trừ bỏ phong, cùng một ít thi cốt bị gợi lên rất nhỏ thanh ngoại, liền không có mặt khác động tĩnh. Còn hảo, hôm nay hẳn là có thể thuận lợi một ít. Vừa mới dứt lời, chu dịch mẫn bụng lại đau lên, đại di mụ muốn tới một vòng, ngoạn ý nhi này thường thường quấy rầy hạ chính mình, phi thường ảnh hưởng sức chiến đấu. Chu dịch mẫn bất đắc dĩ, đành phải uống một ngụm lục tỉnh thủy trị trị nghịch ngợm đại di mụ. Một ngụm xuống bụng, đau đớn giảm bớt rất nhiều. Liền uống lục tỉnh thủy công phu, chu dịch mẫn nhanh nhạy lỗ tai, nhận thấy được đường hầm xuất khẩu kia đầu, có hai người phát ra động tỉnh. Đậu đầu, ngươi như vậy sẽ bị mắng, im cha nói, không thể cùng ngươi chơi, im cha nói ngươi hư. Khá giả tử, ngươi đừng tin ngươi cha, cha ngươi đầu óc không hảo sử, ngày hôm qua trong thôn người đều nghe đến đó có động tỉnh. Nói không chừng nơi này thực sự có ăn đâu đậu đầu, ai nói với ngươi có động tĩnh, liền có ăn. Im tối hôm qua nghe được có quái vật ở kêu, nơi này không có ăn, ngươi mau cùng im trở về đi. Ta không cần, ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu. Đi, đi lên mặt, ta, ta ở phía sau bảo hộ ngươi. Hai cái tiểu hài tử, nam hài bị tiểu nữ hài đẩy ở phía trước, hướng tới Mỹ đều lĩnh đường hầm đi tới. Tiểu nữ hài kêu đậu đậu, tiểu nam hài bị tiểu nữ hài gọi khá giả tử. Tiểu nữ hài đối đường hầm đã sớm phi thường tò mò, nàng rất tưởng tới thám hiểm. Ngày hôm qua động tỉnh truyền ra tới, trong thôn đều biết cái này địa phương ngày hôm qua đã xảy ra điểm sự tình, nhưng ai cũng không dám tới xem. Rốt cuộc hiện tại bên ngoài thường xuyên có quái vật lui tới. Nhưng tiểu nữ hài đậu đậu mặc kệ, còn tuổi nhỏ, đại đại tò mò. Quải cách vách so với chính mình nhỏ 2 tuổi khá giả tử, lôi kéo nhân gia trộn chạy ra thôn. Bắt đầu, đậu đậu là lừa khá giả tử bên ngoài có ăn không nhìn xuống dụ hoặc. Kết quả bị lừa đến đen thùi lùi cửa động trước. Khá giả tử sợ hãi, nhưng tiểu nữ hài lá gan đại, nàng muốn vào xem một chút. Lúc này mới làm chu dịch mẫn cấp gặp được hai cái tiểu thí hài. Một cái đèn pin hướng tới chu dịch mẫn phương hướng chiếu tới chiếu đi. Trăng rắc một tiếng. Tiểu nam hài đạp lên một cây người cốt thượng, người này cốt biên vừa vặn có cái ba lô. Tiểu nam hài sợ tới mức tránh ở tiểu nữ hài phía sau, đôi tay gắt gao che miệng không dám phát ra âm thanh. Người chết xương cốt, đừng sợ, sợ cái gì, trong thôn mỗi ngày người chết, ta đều thói quen." Tiểu nữ hài kinh bỉ nhỏ giọng nói. Tiểu nam hài gật gật đầu, chậm rãi bình tĩnh lại. Ngón tay chỉ người cốt bên cạnh ba lô. Tiểu nữ hài trước mắt sáng ngời, đem đèn pin đưa cho tiểu nam hài. Ở ba lô tìm kiếm lên. Chương 132 Sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi. Nho nhỏ tô, còn có bánh cookie, đây là que tay ta yêu nhất ăn que cây tam bao bốn bao năm bao qua nhặt được bảo tiểu nữ hài chính vui vẻ tìm kiếm tiểu nam hài ở sau lưng điểm điểm tiểu nữ hài bối hảo hảo đừng nhúc nhích khá giả tử trong chốc lát phân ngươi ăn một cây que cây tiểu nữ hài còn ở vùi đầu tìm kiếm tiểu nam hài lại dùng ngón tay điểm điểm nàng bối lần này tiểu nam hài mở miệng im cha im cha nói chính là thật sự nơi này có quái vật cứu mạng a một đầu thật lớn chó đen quái vật liền ở tiểu nam hài cùng tiểu nữ hài trước mặt tiểu nữ hài chậm rãi cảm nhận được một cổ tanh tử tiếng hít thở chậm rãi ngẩng đầu xong rồi ta lộng lẫy nhân sinh còn không có bắt đầu đâu tiểu nam hài lôi kéo tiểu nữ hài biên kéo biên chạy tiểu nữ hài gắt gao túng que cây chó đen quái vật một chân liền đè ở ba lô móc treo thượng này kéo co cục diện hiển nhiên thực lực cách xa đột nhiên chó đen quái vật vỡ ra toàn bộ đầu mở ra bồn máu mồng to nó muốn một ngụm ăn luôn hai cái tiểu hài tử. Chu dịch mẫn thế nào, cũng không phải máu lạnh vô tình người, nàng rút súng bắn phá. Phanh 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 phanh. Từ phía sau đánh vào quái vật chó đen trên đầu, đau chó đen quái vật đau nhảy đến chỗ tối. Chu dịch mẫn nhanh chóng tiến lên hộ ở hai đứa nhỏ phía sau. Tiểu thí hài, các ngươi như vậy nghịch ngợm, là ngại sống lâu lắm sao? Chu dịch mẫn nói trên thực tế hai người bọn họ cũng chưa nghe đi vào. Cơ linh tiểu nữ hài đậu đậu nhanh chóng đem ba lô ôm ở trước người, lôi kéo tiểu nam hài tay quay đầu liền chạy. Ai nha, ta thảo, này hai tiểu quỷ bán đứng đồng đội, cư nhiên chạy. Chu dịch mẫn giận sôi máu. Tính tính, trước buông tha các ngươi. Chu dịch mẫn nghiêm túc quan sát chung quanh, chó đen quái vật lại trốn đi. Nhưng lúc này đây trên mặt đất có màu đen vết máu, chu dịch mẫn theo vết máu chậm rãi tiếp cận, cuối cùng ở một khác điều khẩn cấp thông đạo nội phát hiện đại chó đen quái vật thân ảnh mà nó bên người một khác chỉ bị nó ngậm đi chó đen quái vật thi thể đã bị nó cấp ăn giờ phút này chu dịch mẫn đèn pha chiếu vào nó trên người chu dịch mẫn liền nhìn đến một con chân trước trên đùi đã bị chu dịch mẫn đánh què cái óc càng là cùng nở hoa não hoa giống nhau đen tuyền miệng vết thương một tảng lớn xem ra cái óc cũng là chó đen quái vật nhược điểm chi nhất chó đen quái vật gầm nhẹ cùng bảo huyết màu lam đôi mắt vẫn là phím hung quang sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi chu dịch mẫn rút ra kia sát cẩu không đã ghiền đại đường đao vọt đi lên ở chó đen quái vật trong mắt giờ phút này chu dịch mẫn sao quái vật còn muốn trách vật hét thảm một tiếng chó đen quái vật bị chu dịch mẫn giết chu dịch mẫn nghĩ cái này chó đen quái vật hàm răng sắc bén trình độ quyết định quốc xác loại đồ vật này nếu lấy về đi chế tạo một phen phỏng chừng có thể rèn ra tốt binh khí chu dịch mẫn ở chính mình ba lô tìm kiếm sau liền tìm tới rồi một phen lão hổ kìm Thứ này vẫn là Chu Dịch mẫn rời đi căn cứ không xa, liền cùng căn cứ đất Liền Ngôn bọn họ thương lượng hảo sẽ ở một chỗ riêng địa phương lưu lại vật tư, thuận tay cũng cho chính mình làm chút công cụ ở ba lô, bao gồm một ít đồ ăn, để chính mình bên ngoài sinh tồn sử dụng. Nghĩ đến, Lục Ngôn bọn họ hẳn là đã đem vật tư thu đi rồi, nơi đó là căn cứ không xa một chỗ chủ đầu tư cao ốc trùm mình khu vực, thực trống trải, ngày thường cũng không ai. Cho nên, Chu Dịch mẫn ở buôn vật tư sau liền thông tri phía sau cách đó không xa căn cứ đồng bọn nhi tiến đến thu hoạch đương nhiên này đó đồng bọn nhi không có thấy chu dịch mẫn từ không gian lấy ra này đó vật tư chu dịch mẫn cũng chỉ là công đạo trời tối phía trước cần thiết thu hồi bên này chu dịch mẫn tay chân cùng sử dụng đem nha lại rút bốn năm chục viên tính lên chính mình nhặt được đầy đất chó đen quái vật nha cùng chính mình rút ra này đó nha cũng có 80 nhiều viên một cái tiểu ba lô bị chu dịch mẫn tắt căn phòng chu dịch mẫn đang ở trang túi phía sau một đạo cường quang liền chiếu tiến vào. Một cái kéo cung thanh âm xuyên qua đường hầm, Chu Dịch Mẫn phán đoán khoảng cách đến có 100 mét trở lên. Bởi vì này đã vượt qua Chu Dịch Mẫn trong tai phạm vi cực hạn, cho nên Chu Dịch Mẫn không có phát hiện. Phía sau một cái nam tử thanh âm hùng hậu có lực đạo, đứng lên, giơ lên tay, làm ta nhìn đến ngươi tay. Chu Dịch Mẫn đem lão hổ kìm buông, chậm rãi giơ lên đôi tay, lại chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Lại một đạo cường quang trực tiếp hoảng ở Chu Dịch Mẫn mắt thường, đem chu dịch mẫn hoảng theo bản năng né tránh này một trốn về một tiếng tiễn vũ từ bên tai xẹt qua xé rách tiếng gió lực lượng phi thường đại chu dịch mẫn nháy mắt biết đây là một phen phục hợp cung uy lực thật lớn ta không có ác ý ngươi muốn làm gì chu dịch mẫn tức giận nói chu dịch mẫn đã minh bạch người này từ vừa mới nói chuyện đến ánh đèn chiếu xạ tiễn vũ lướt qua uy lực cùng nàng lường trước giống nhau người này khoảng cách chính mình vị trí đúng là xuất khẩu khoảng cách 100 nhiều mễ. Hiển nhiên, người này, rất mạnh, ít nhất hắn vũ khí cũng đủ một mũi tên bắn chết chính mình, mà vừa mới lướt qua bên tai tiễn vũ đúng là cảnh cáo. Người đem ta muội muội các nàng làm sao vậy? Ngay sau đó, nam tử lại nhìn đến chu dịch mẫn phía sau chó đen quái vật thi thể. Ngươi giết. Lần này nam tử cầm đều mau kinh rớt, một nữ nhân tàn sát một đầu quái vật. Không có khả năng, sao có thể làm được, chúng ta mấy cái trong thôn tốt nhất xả kích vận động viên cùng nhau, mới gian nan săn giết một đầu quái vật, nữ nhân này sao có thể? Nam tử một trận kinh hãi. Trên tay phục hợp cung kéo đầy huyền, nếu trước mắt nữ nhân thật sự nguy hiểm như vậy, hắn sẽ quyết đoán bắn thủng nàng đầu. Chu dịch mẫn cảm nhận được cái này cách đó không xa nam nhân ác ý, nàng lại lần nữa làm tốt ẩu đã chuẩn bị. Liền ở không khí tới rồi băng điểm thời điểm, một cái đáng yêu thanh âm lại lần nữa vang lên. Ca, nàng là người tốt, ngươi đừng hiểu lầm nàng, ta ở chỗ này. Đậu đậu từ đường hầm ngoại xông ra, trong miệng còn tắt tam căng que cây. Đậu đậu, ngươi chạy chạy đi đâu, mẹ lo cho ngươi muốn chết, cách vách gia kia tiểu tử ngốc đâu, hắn cha đều nháo nhà chúng ta đi. Nam tử một sữa vừa mới hôn ác, ôn nhu nói. Cha, ta, ngươi xem ta nhặt được thật nhiều ăn, còn có que cây đâu, ngươi xem. Đậu đậu tả hữu hai cái dây quần nhét đầy que cây, phình phình, khoe ra chính mình chiến tích. Nào nhặt, tiểu tử thúi người đâu ta tắt một bao que cây còn có khoai lát làm hắn về nhà đậu đậu có điểm ngượng ngùng nói ngươi nha đầu này mẹ lo cho ngươi muốn chết mau cùng ca trở về bên ngoài có ăn người quái vật tiểu tâm ngươi mạng nhỏ đậu đậu le lưỡi kéo cái mặt quỷ hướng về phía nàng ca ca liền lần này công phu đậu đậu ca một cái không lưu ý chu dịch mẫn đã một chút trốn đến trong bóng đêm rồi sau đó theo đường hầm tường mặt bên chạy như điên sờ soạn một phút thời gian chu dịch mẫn sức bật kinh người lăng không một chân trực tiếp quét ở nam tử đầu thượng nháy mắt đem hắn đá bay nam tử trong miệng gian nan nói ra mấy chữ ngươi như thế nào ta không muốn thương tổn thương ngươi hai mắt vừa lật trực tiếp hôn mê qua đi chương 133 khẩu lệnh chính xác ca ca ngươi ngươi người xấu ô ô ô tiểu nữ hài đậu đậu bất chấp không ăn xong đi que cây vọt tới chu dịch mẫn trước người một trận đấm Chu dịch mẫn cũng không ăn uy hiếp, điểm này, hồng mau. Có thể làm chứng. Này một chân không có hạ tử thủ, chỉ là đem hắn đá hôn mê. Nha đầu thúi, ta không hạ tử thủ. Ca ca ngươi chính mình té xỉu, chính ngươi sờ sờ, còn có hô hấp. Đậu đậu nước mũi đều rớt xuống chu dịch mẫn trên quần áo, này đem chu dịch mẫn đều khí cười. Vừa nghe ca ca không chết, đậu đậu trực tiếp cắt đứt nước mũi, sát ở chu dịch mẫn trên người, quay đầu đi sờ ca ca hơi thở. Có khí, có khí. Sau đó quay đầu khí hung hung nói. Ngươi nữ nhân này, lớn lên xinh đẹp lại không nói nghĩa khí, ta ca không muốn đánh ngươi, ngươi xuống tay như thế nào như vậy trọng. Chu dịch mẫn phục một tiếng cười, hai lời chưa nói, trực tiếp tịch thu đậu đậu ca ca phục hợp cung, sau đó nói, ngươi còn bán đồng đội đâu. Ta vừa mới cứu các ngươi, các ngươi ngược lại chạy. Đậu 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 đại đôi mắt quay tròn chuyển, sau đó nói, huề nhau. Chu dịch mẫn cười nói, huề nhau. Rồi sau đó Chu Dịch Mẫn lấy ra trang lục tỉnh thủy ấm nước nhận được đậu đậu ca ca trong miệng, rót đi xuống. "Uy, ngươi cho ta ca uống gì?" Đậu đậu cảnh giác nói. "Ta kêu Chu Dịch Mẫn, ngươi có thể kêu ta Dịch Mẫn tỷ tỷ, ta cho ngươi ca ca uống chính là thuốc tăng lực, uống xong rồi liền sẽ tỉnh." "Cái gì là thuốc tăng lực, có que cây ăn ngon sao?" Đậu đậu thiên chân hỏi. Mà lúc này, Chu Dịch Mẫn hệ thống trung thành độ biểu hiện, trước mắt cái này hôn mê nam nhân đối chính mình trung thành độ cư nhiên là năm cái điểm, chưa từng gặp qua như vậy thấp. Xem ra chính mình này một chân, đánh ra hỏa hoa. Nhưng chu dịch mẫn nhưng quản không được này đó, ai làm hắn uy hiếp chính mình. Nói nữa trung thành độ là có thể thông qua sự kiện thay đổi. Không nói cho ngươi, dù sao trong chốc lát ca ca ngươi liền tỉnh, ngươi muốn giúp ta giải thích hạ, ta chính là cứu của các ngươi, đừng lại đối ta lộ ra địch ý. Đậu đậu cái hiểu cái không gật gật đầu. Một lát sau, Nam tử chậm rãi tỉnh lại, che lại chính mình nha, há mồm một viên hàm răng rớt xuống dưới. Nháy mắt tỉnh táo lại, duỗi tay chính là trảo chính mình cung tiễn, kết quả sờ soạn cái không. Vội vàng lôi kéo đậu đậu lui về phía sau vài bước, cùng gặp quỷ giống nhau nhìn Chu Dịch Mẫn. Chu Dịch Mẫn cũng không quán, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta cứu ngươi muội muội cùng cái kia tiểu nam hài, ngươi lấy oán trả ơn, muốn giết ta, vừa mới kia một chân, huề nhau, không tin ngươi hỏi một chút ngươi muội. Muội, là có chuyện như vậy sao? Đậu đậu gật gật đầu. Đậu đậu ca ca nháy mắt cùng tá khí bóng cao su, hắn vừa mới cũng là quá lo lắng cho mình muội muội kia một mũi tên cũng xác thật là cảnh cáo, kết quả đối phương xuống tay như vậy tàn nhẫn. Đậu đậu ca ca lập tức chịu thua nói, nữ hiệp, hiểu lầm. Lôi kéo đậu đậu liền phải hướng trong thôn đi, bước chân không ngừng triệt thoái phía sau. Đứng lại, mang lên ta đi các ngươi thôn. Chu dịch mẫn đột nhiên như vậy vừa nói, nam tử lập tức đem đậu đậu hộ ở sau người. Hiện giờ thế đạo này, vào thôn người ngoài, 10 cái bên trong có chính hư. Trước đây mặt khác phương hướng cũng có người ngoài vào thôn quá, cuối cùng đưa tới một đám người xâm nhập thôn, đốt giết đánh cướp. Nếu không phải thôn đoàn kết, đem địch nhân sát lui, hiện giờ thôn này đã không tồn tại. Không có ác ý, ta có thư giới thiệu, ta vào thôn tìm một cái kêu lụa đỏ nữ nhân. Chu dịch mẫn cho thấy chính mình ý đồ đến. Gì, ngươi lại nói hạ, ngươi tìm ai? Đậu đậu cùng đậu đậu ca ca đồng thời nghi hoặc hỏi. Lụa đỏ. Chu dịch mẫn nói nữa một lần. Ngươi xác định. Ngươi nói cho ta là ai làm ngươi tìm nàng, ngươi đánh nơi nào tới. Đậu đậu ca ca thực giật mình, bởi vì chu dịch mẫn nói lụa đỏ hắn cùng đậu đậu quá quen thuộc. Đặng lão bá, hắn trước kia hẳn là cái chủ nhiệm đi, chúng ta là ở trung học nơi ẩn nút bên kia nhận thức, hiện tại hắn là chúng ta hy vọng ánh sáng căn cứ người, chúng ta ở bên nhau sinh hoạt, hắn giới thiệu ta lại đây ta tới nơi này mục đích là tìm công nhân có thể xây dựng căn cứ công nhân chúng ta sẽ cung cấp ăn trụ bảo đảm đại gia sinh tồn an toàn chu dịch mẫn toàn bộ đem mục đích của chính mình nói ra nàng tin tưởng đặng lão bá hy vọng ánh sáng căn cứ đó là cái gì ai mặc kệ ta xem ngươi không giống người xấu ngươi trước cùng chúng ta đi thôn bên ngoài chờ cùng chúng ta đến đây đi chu dịch mẫn gật gật đầu nói chờ ta một chút ta đi bắt lấy trang bị tiếp theo chu dịch mẫn nhanh chóng chạy về đi cầm chính mình ba lô hành lý này một chỉnh túi xuống dưới ước chừng có một người như vậy đại ba lô bị chu dịch mẫn nhẹ nhàng cõng đậu đậu ca ca cùng đậu đậu đều phi thường tò mò trước mắt cái này xinh đẹp nữ nhân như thế nào lợi hại như vậy nhưng hiện tại hai người bọn họ nhất nghi hoặc không phải cái này mà là chu dịch mẫn nói muốn gặp lụa đỏ ngươi quả nhiên không thể xem thường ngươi một người ở mặt thế bên ngoài lan bạc có thể an toàn đến nơi đây xác thật rất lợi hại. Ngươi cũng là đến nay mới thôi, cái thứ nhất từ nơi này mặc đi ra người. Trên đường, ba người cũng nói chuyện phiếm một ít lời nói. Chu dịch mẫn thế mới biết, Mỹ đều lĩnh đường hầm từ mặt thế sau, đại gia cũng không dám đi rồi, đại hồng thủy sợ sụp, cực hàng tuyết động sau, cái này đường hầm nhưng vẫn không có bị tuyết động che giấu, có thể là đường hầm bên trong đối lưu không khí nguyên nhân, tuyết động tổng hội bị đường hầm gió thổi tán. Hơn nữa vừa đến buổi tối, Mỹ đều lĩnh đường hầm phát ra hô hô gió to thanh cùng quỷ kêu giống nhau, trong thôn người cũng không dám tới nơi này. Trước đây, Chu Dịch Mẫn không thể hiểu được đi vào Mỹ đều lĩnh đường hầm đều không có phát hiện mấy vấn đề này. Cái này đậu đậu ca ca một phen giới thiệu xuống dưới, Chu Dịch Mẫn phía sau lưng lạnh cả người. Nếu là đời trước chính mình, nhất định sẽ quan sát cẩn thận tình huống sau lại làm quyết định. Nàng cảm thấy chính mình hành vi thực không bình thường, không hề phòng bị, liền đi đến. Loại cảm giác này từ cái kia mộng sau, liền sẽ thường thường xuất hiện. Chu dịch mẫn vừa đi một bên tưởng, thực mau nàng liền đi theo đậu đậu huynh muội đi vào một chỗ sắc lá tháp hạ. Đậu đậu ca hướng về phía sắc lá tháp kêu gọi, lục thúc, là ta. Ngay sau đó, một viên đầu dò ra, bao vây thực kín mít, nhìn không tới mũ hạ mặt, chỉ có hai cái mắt to quay tròn nhìn chầm chầm phía dưới ba người. Bảy trăm, là ngươi A, bên cạnh ngươi nữ nhân kia là ai? Nam nhân nhìn đến chu dịch mẫn nháy mắt liền cảnh giác lên. Nàng A, trên đường nhặt ta muốn gặp ta mẹ, ngươi khai hạ môn, phóng chúng ta đi vào. Vậy ngươi đến cấp đại tỷ hảo hảo giải thích hạ. Nam tử do dự một lát sau, hướng về phía trước mặt một đổ tuyết động tường phất phất tay. Tuyết động trên tường một cái động mắt bị từ hướng ra phía ngoài chọc khai. Bên trong truyền ra thanh, khẩu lệnh. Đậu đậu đoạt thanh nói, hồ thượng gà quay, gà không thân. Nửa đêm không ngủ, trường đậu đậu. Khẩu lệnh chính xác. Chu dịch mẫn một phát tráng, này cái gì lung tung rối loạn khẩu lệnh. Còn có đậu đậu ca cư nhiên kêu 700, này lại gì tên. Lần này nghi hoặc bộ dáng bị 700 thấy, đành phải giải thích nói, ta mẹ sinh ta thời điểm, ở trên đường nhặt được 700 khối, ta vừa sinh ra, ta ba liền cho ta đặt tên 700. Này khẩu lệnh đương nhiên là người khác không hiểu hảo, miễn cho bị có tâm người lợi dụng, nhưng mỗi ngày đều sẽ biến hóa khẩu lệnh, không có gì hảo kỳ quái. Chu dịch mẫn một trận xoa nắng, thôn này người còn rất có trí tuệ chương 134 nghề hàng xã khu. Trước mắt sắc lá tháp cao 10 mét, mà tuyết động tường cao 7 mễ, nếu không phải 700 mang theo chính mình tới nơi này, căn bản vô pháp phát hiện một đạo thật lớn cửa sắt chậm rãi từ tuyết động tường vỡ ra, chậm rãi rơi xuống ba người trước. Mặt Bên trong lộ ra một cái cửa đá, trên cửa viết, nghề hàng xã khu. Chu dịch mẫn bừng tỉnh đại ngộ, chính mình như thế nào quên mất, Nam Thành có cái thợ thủ công trong thành thôn, ngũ hồ tứ hải làm công người tụ tập ở chỗ này, rất nhiều chiêu công đều sẽ tới nơi này tìm tay nghề người, nơi này ở mặt thế trước thực nổi danh. chủ yếu nam thành quá lớn, chu dịch mẫn cũng không toàn dạo quá. nhưng chu dịch mẫn rất bội phục thôn này, cư nhiên có thể thiết kế thành như vậy. nếu không ai dẫn đường, hiện tại thôn hẳn là không ai có thể tìm được lộ. này cửa sắt, chúng ta thôn yến lão nhân hạng, lợi hại đi. bất quá hắn sau lại đã chết. bảy trăm ánh mắt ảm đạm đi xuống, chậm rãi nói: ân ân. Chu dịch mẫn nhẹ giọng đáp lời. Tại đây đồng thời, một đám người trẻ tuổi cổng phục hợp cung, cầm đao, súng săn, đang từ trong thôn ra tới. 700, người này tình huống như thế nào, vũ khí của ngươi như thế nào ở nữ nhân kia trong tay? Ra tới bốn người, đều là tuổi trẻ tiểu tử, trong đó một cái đi đầu ngừng ở 700 trước mặt cảnh giác hỏi. 700 vội vàng chạy tới tiến đến đi đầu bên tai nhỏ giọng nói, sự tình là như thế này, như vậy, như vậy. Đi đầu biểu tình từ cảnh giác, đến kỳ quái, đến kinh ngạc, đến bội phục đến nhìn chu dịch mẫn. Rồi sau đó lại nhỏ giọng đối với bảy trăm nói vài câu, liền mang theo dư lại người, ra thôn. Chu dịch mẫn nghe được bọn họ muốn đi thu về lồng sắt linh tinh nói. Tách ra sau, bảy trăm lôi kéo muội muội đậu đậu tiếp theo mang chu dịch mẫn hướng tới thôn tiếp tục đi đến. Vào thôn, chu dịch mẫn nhìn đến một cái chủ nói, nói hai bên phòng ốc đều là căn nhà thấp bé, tốt năm tốt ba người ở trên đường chính quét tuyết động từng cái đều xanh sao vàng vọt, xuyên cũng rất tung tóe. nhìn đến người ngoài, mọi người đều nhìn lại đây. mà một ít nhà ở đại môn nhắm chặt hoặc nhìn thật lâu không khai qua. đều ở quét nhà mình trước cửa tuyết, những cái đó đóng lại môn, trong nhà đều tử tuyệt. bảy trăm bình tĩnh nói, đều không ngoại lệ, sở hữu nhà ở thượng đều có nhãn hiệu, có viết thông cống thoát nước, có viết hàng điện, còn có chút viết nghề mộc, nước bùng công. nơi này cơ hồ từng nhà đều là tay nghề người các ngươi thôn còn thừa bao nhiêu người? chu dịch mẫn hỏi. trước mắt hai mươi mấy khẩu người. chu dịch mẫn ba người xuyên qua đường phố trung gian, hấp dẫn những người này chú ý. mọi người đều tò mò nhìn chu dịch mẫn ba người. trong đó một cái phụ nữ đứng ra hỏi, bảy trăm, ngươi đây là? bảy trăm liệt miệng, lộ ra thiếu nha cười nói, không có việc gì, yên tâm, không phải người xấu, chúng ta đang muốn đi tìm ta mẹ đâu. ân, không có việc gì. đầu đầu cũng đứng ra nói chuyện mấy cái vây xem, lúc này mới không tiếp tục nhìn chầm chầm đi xuống. Nhưng Chu Dịch Mẫn vẫn là sẽ cảm giác được bọn họ ánh mắt thường thường nhìn chính mình, thẳng đến Chu Dịch Mẫn ba người từ góc đường biến mất. Bảy trăm mang theo Chu Dịch Mẫn ở trong thôn qua lại xuyên qua hẻm nhỏ, cuối cùng tới rồi một đống bốn tầng tiểu lâu trước ngừng lại. Chúng ta tới rồi, đây là nhà ta. Chu Dịch Mẫn nghi hoặc khó hiểu nói, ta tìm lộ đỏ, chúng ta có phải hay không đến nhầm địa phương. Đậu đậu vui vẻ nhảy dựng lên, đẩy cửa ra, đối với chu dịch mẫn hoan nghênh nói không sai đây là bảy trăm gật gật đầu nói tìm lụa đỏ liền đến này không sai vừa dứt lời trên lầu mấy cái xuống lầu tiếng bước chân liền truyền xuống dưới bảy trăm ngươi cái không lớn không nhỏ đồ vật lão nương tên cũng là ngươi loạn kêu bảy trăm nhếch miệng cười ngươi xem ta nương hồng trù đại tỷ hạng thôn đệ nhất mỹ nữ trên lầu một cái ngậm yên tóc quăng bác gái hít mây nhả khói đi xuống tới cách vách khá giả tử cha mẹ, một tả một hữu nắm tiểu gia hỏa lỗ tai cũng đi theo đi xuống tới. Đậu đầu, ngươi một cái tiểu cô nương gia đừng lão quải vương gia kia tiểu tử, xem đi, bị đánh. Hồng trù đại tỷ phun ra vòng khói bình tĩnh nói. Đậu đậu tắt thè lưỡi, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nhìn khá giả tử. Khụ, nhìn ngài lời này nói, bọn im gia từ Bắc đến Nam, đi vào này xa lại địa giới kiếm ăn, không đều dựa vào lụa đỏ tỷ ngài hỗ trợ, tiểu hài tử nghịch ngợm cũng không gì này miệng thật có thể xả. Bảy trăm nói thầm một câu. Khá giả tử cha nhìn đậu đậu, là càng xem càng thích, trong mắt toát ra tới chỉ có cưng chiều. Qua nhi hắn cha nói rất đúng, chúng ta hàng xóm người một nhà không nói hai nhà lời nói, lụa đỏ tỷ ngài nói đúng không? Khá giả tử nương đi theo phụ họa. Bảy trăm nhìn không được, trong miệng lẩm bẩm một tiếng, đến đến đến, ai không biết nhà ngươi tiểu tử thích ta muội muội. Đậu đậu nhìn các đại nhân tiểu tâm tư, nàng cũng không thèm để ý, hướng về phía khá giả tử tiếp tục le lưỡi. Khụ khụ, hảo hảo, nếu đậu đậu bình an đã trở lại, vương lão lục ngươi liền mang nhà ngươi oa nhi trở về đi, trời sắp tối rồi, lại quá một lát, nhớ rõ đi tiếp ứng săn thú đội trở về, hôm nay chính là các ngươi vương gia đương trị giết. Lụa đỏ đối đại gia lời nói, giống như là một loại mệnh lệnh, nhưng vương gia vợ chồng cũng không có mâu thuẫn, ngược lại thập phần nghiêm túc đối đãi chuyện này. Gật gật đầu, đối với lụa đỏ đại gia tỏ vẻ xin lỗi, mang theo hai nhĩ đỏ bừng khá giả tử, liền trở về chính mình nhà ở, liền ở cách vách đống phi thường gần. Tuy rằng lỗ tai bị ninh đỏ bừng, nhưng không ảnh hưởng khá giả tử tiểu tử này đối đậu đậu ngây ngô cười, nhà im hôm nay đương trị, nếu là phân đến thịt, đậu đậu ngươi lại đây ăn. Đậu đậu vui vẻ gật gật đầu, tỏ vẻ nhất định đi. Nhìn hài tử thiên chân vô tà, lụa đỏ cùng bảy trăm cũng không nói thêm cái gì. Ngược lại là chu dịch mẫn cái này đột nhiên quát ra tới đại người sống, đã sớm khiến cho vương gia vợ chồng chú ý, trước khi đi còn nhìn nhiều vài lần chu dịch mẫn. Nhưng người là 700 mang đến, vương gia vợ chồng cũng ngượng ngùng hỏi nhiều cái gì. Rốt cuộc ở nghề hàng xã khu trong thôn, nhà ai lời nói đều có thể không nghe. Nhưng ở mặt thế lập tức, lụa đỏ tỷ gia chính là trong thôn mọi người người tâm phúc, nàng lời nói đến nghe. Bởi vì không có hồng trù đại tỷ liền không có đại gia hôm nay. Vương gia vợ chồng đi rồi. 700, nói một chút đi, sao lại thế này? lộ đỏ không có trực tiếp hỏi chu dịch mẫn nhưng chu dịch mẫn cũng không lập tức tự báo gia môn dù sao không vội bảy trăm đem sự tình ngọn nguồn nói cho hồng trù đại tỷ nghe xong đậu đậu đã tránh ở bảy trăm phía sau lưng sợ chờ hạ môn bị tấu nở hoa đừng trốn rồi hôm nay nương không đánh ngươi còn có người ngoài đâu ngươi trong chốc lát đi ngươi vương thúc gia cùng khá giả tử cùng nhau ăn cái gì nương hôm nay còn có việc vội đúng rồi phỏng chừng trời tối trước săn thú đội liền đã trở lại quay đầu đối bảy trăm nói. Ân ân. Hồng trù đại tỷ vừa mới dứt lời, đậu đậu đã chạy không ảnh. Bảy trăm cũng là thực sủng chính mình muội muội, tùy ý nàng phóng thích thiên tính. Nhìn chính mình muội muội chạy không ảnh lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Tiếp theo hồng trù đại tỷ chuyển đến băng ghế, làm chu dịch mẫn ngồi xuống liêu. Biết là chu dịch mẫn cứu đậu đậu hai đứa nhỏ sau, hồng trù đại tỷ thái độ đã không có như vậy xa lạ. Chương 135 hút thủy động. Nói đi, ngươi tìm ta chuyện gì là như thế nào nhận thức ta nga đúng rồi trong thôn không có gì ăn mọi người đều là ba ngày đói chính đốn nếu trời tối trước săn thú đội thu hoạch nhiều ngươi đi theo ta cùng đi phân ngươi ăn chút hồng trù đại tỷ khẳng khái làm chu dịch mẫn cũng thả lỏng không ít lụa đỏ tỷ ta cho ngươi xem cái video đi chu dịch mẫn trực tiếp móc ra cứng nhắc nàng vẫn luôn dùng nhiệt độ cơ thể che nhiệt thứ này sợ bị nhiệt độ thấp đông lạnh hư Hồng Trù đại tỷ vẽ mặt nghi hoặc tiếp nhận cứng. Nhắc, đặng lão bá hình ảnh vừa mới ra tới. Hồng Trù đại tỷ, cất bước liền hướng trên lầu chạy. Khi biểu tình liền cùng thấy quỷ giống nhau. Một màn này đem Chu Dịch Mẫn cùng 700 đều kinh ngốc vòng. Ước chừng 10 phút, Hồng Trù đại tỷ đi xuống tới. Chu Dịch Mẫn cùng 700 nhìn đầy mặt đỏ bừng Hồng Trù đại tỷ đi xuống lâu. hai người nhìn nhau cười. Có nội tình nha. Chu Dịch Mẫn cũng có chút tò mò đặng lão bá đến tột cùng cùng hồng trù đại tỷ nói gì đó. Nhưng bảy trăm càng muốn biết, chính mình lão nương sao. Chính hắn là không phản đối, mấy năm nay, chính mình nương một người lôi kéo chính mình huynh muội lớn lên, phi thường không dễ dàng. Đặc biệt là hiện tại mặt thế, toàn thôn đều đối hồng trù đại tỷ ôm lấy duy trì, này cũng làm hồng trù đại tỷ trước mặt ngoại nhân, biểu hiện ra nghiêm túc hình tượng. Nương, ngươi, ngươi đặng thúc, kêu chúng ta cùng vị cô nương này đi, đem người trong thôn đều mang lên. Hồng Trù Đại Tỷ không có chính diện trả lời, nhưng nghe đến Đặng Thúc, bảy trăm liền minh bạch sự tình là chuyện như thế nào. Trước cuộc trước kia Đặng Thúc thường thường trợ giúp thôn, tất cả mọi người thực cảm kích Đặng Thúc, này trong đó tự nhiên cũng bao gồm bảy trăm ở bên trong. Nếu là Đặng Thúc, ta không phản đối, nhưng chúng ta nhiều người như vậy ra ngoài nói quá nguy hiểm. Bảy trăm buộc miệng thốt ra, khẳng định bàn bạc kỹ hơn, ta có cái ý tưởng, chờ mọi người đều đồng ý ta lại nói cho các ngươi chu dịch mẫn bán một cái cái nút tiếp theo hồng trù đại tỷ một cái hạt dẻ liền tạp đi xuống tiểu tử thúi lời nói có ẩn ý đừng cho là ta nghe không hiểu ai đau 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 ba đều đi như vậy nhiều năm bảy trăm nhe răng trợn mắt ngươi còn nói chu dịch mẫn nhìn này một nhà kẻ dở hơi có loại nhẹ nhàng rất nhiều cảm giác chu dịch mẫn tại đây loại bầu không khí hạ nghiêm túc thuyết minh chính mình ý đồ đến tỏ vẻ chính mình nguyện ý tiếp thu trong thôn mọi người đi trước hy vọng ánh sáng căn cứ hơn nữa làm đại gia không hề ai đông lạnh chịu đói hồng trù đại tỷ biết chu dịch mẫn không có nói sai ở trong video đặng lão bá đã hướng nàng triển lãm căn cứ rất nhiều đồ vật nói thật hồng trù đại tỷ thực tâm động hiện tại thôn ăn đồ vật càng ngày càng ít bọn họ quá cũng thực gian nan hơn nữa bọn họ còn ăn chính là cái loại này đồ vật bởi vậy trong thôn cũng sẽ lâu lâu người chết cũng may đại gia còn tính đoàn kết, ở hồng trù đại tỷ dưới sự trợ giúp, trong thôn tại đây lẻ loi mạc thế trung, vẫn luôn chống đỡ đến bây giờ. Như vậy, ta mang ngươi đến trong thôn đi một chút, trời tối sau ngươi cùng ta cùng nhau khai cái đại hội, ta sẽ đem chuyện của ngươi nói cho đại gia. Chu dịch mẫn cảm thấy đến bây giờ hết thảy còn tính thuận lợi, hồng trù đại tỷ quả nhiên không làm nàng thất vọng. Ra hồng trù đại tỷ gia môn. 700 bị hồng trù đại tỷ đuổi tới cửa thôn thủ săn thú đội trở về đi tìm ngươi vương thúc, cùng hắn cùng nhau thủ săn thú đội an toàn trở về, sau khi trở về trước tiên nói cho ta. Đã biết, nương. Bảy trăm nhanh như chớp chạy. Kế tiếp lộ đỏ tỉ mang theo chu dịch mẫn vây quanh thôn dạo qua một vòng. thôn rất lớn, bị phân thành tả hữu hai đống nhà lầu, làm là chủ đường phố. Rồi sau đó, lấy tổ ong hình thức tản ra, toàn bộ thôn giống một cái hình lục giác tổ ong. Hồng trù đại tỷ mang theo chu dịch mẫn đi vào thôn bên cạnh, vòng quanh thôn đi chu dịch mẫn phát hiện đều bị một đổ đổ thật lớn sắt lá tường chống đỡ ngăn cách trong ngoài nguyên bản thôn rất lớn mặc thế sau ta mang theo đại gia thành lập này đó thiết tường cùng nhà giam giống nhau chính là hiện tại bộ dáng theo hồng trù đại tỷ phương hướng chu dịch mẫn cũng phát hiện này một đổ đổ sắt lá tường bị tuyết động bao trùm sau đã nhìn không ra là sắt lá tường nếu không phải cẩn thận tiến lên chạm đến căn bản vô pháp phát hiện thiết kế thực xảo diệu tuyết động áp không suy sụp phi thường ổn định Người bình thường đều tưởng tuyết động tường, do đó bỏ qua nơi này. Cùng Chu Dịch Mẫn đã đến khi giống nhau, nếu không có 700 dẫn đường, cũng nhất định sẽ trực tiếp bỏ lỡ nơi này. Lớn như vậy công trình, đều là ngài dẫn dắt làm lên sao? Ân, không có biện pháp, muốn sinh tồn, bên ngoài cũng có quái vật, chúng ta thôn đồng tâm hiệp lực, cũng đã chết hảo những người này, mới tạo mấy thứ này. Nghe thế, Chu Dịch Mẫn trong lòng tự hồ minh bạch chính mình lúc này đây, chỉ sợ sẽ không thuận lợi vậy đây cũng là lụa đỏ mang theo nàng ở trong thôn dạo mục đích. Rồi sau đó, chu dịch mẫn lại đi theo hồng trù đại tỷ đi vào chủ trên đường phố. Chỉ vào trên mặt đất gạch nói, cái này kêu thấm thủy gạch, phía dưới liên tiếp một cái ám cừ, vẫn luôn thông hướng mặt sau một chỗ sơn động. Thôn ở đại hồng thủy khi toàn dựa này đó gạch cùng sơn động không ngừng hút thủy, mới bảo vệ đại gia nơi ở. chu dịch mẫn phi thường khó hiểu, nàng không biết cái này là cái gì nguyên lý. Nói như thế, người nghe qua một ít động, có thể vô hạn hút thủy đi, thôn sau có cái lùng sơn, liền kêu hút thủy động, nam thành thực nổi danh cảnh điểm. Chu Dịch mẫn bừng tỉnh, nàng xác thật nghe qua, cái này động mạch kệ đảo đi vào nhiều ít thủy, đặc biệt ngày mưa, lại nhiều nước mưa đều sẽ hút khô tịnh. Bởi vậy rất nhiều người mộ danh mà đến, một đổ hút thủy động. Không nghĩ tới Hồng Trù đại tỷ cư nhiên đem thôn dẫn thủy công trình làm tới đó đi. May đại hồng thủy lúc ấy, ai cũng quản không thượng ai, chúng ta liền lớn mật làm cái này nếu là đặt ở mặt thế trước, này tính phá hư cảnh khu, liền vi kiến. Hồng trù đại tỷ trừ chặt đức nguyên cây yên kiêu ngạo nói. Chu dịch mẫn cũng quan sát tới rồi, mỗi nhà mỗi hộ trên thực tế đều bị thấm thủy gạch thêm cao rất nhiều. Tiếp theo hồng trù đại tỷ mang theo chu dịch mẫn lại chạy rất nhiều địa phương. Thật sự là bị hồng trù đại tỷ mới có thể kinh diễn tới rồi. Lọc giọt nước thiết kế, sắc lá tường vây thiết kế toàn bộ đều thực xảo diệu, thôn này mỗi người đều là người giỏi tay nghề, này đó thỏa thỏa lao động nhân dân trí tuệ. Bảo lưu lại đại gia tài sản, cũng bảo tồn xuống dưới rất nhiều thực phẩm đồ dùng, cảnh này khiến thôn này ở mặt thế sinh tồn lâu như vậy. Ta có cái nghi hoặc, các ngươi là như thế nào tránh thoát bên ngoài đám kia nhặt móc giả cùng quái vật. Bên ngoài tuyết động là chúng ta lúc ấy ở cực hàng tới khi, liền trước tiên trồng chất rất nhiều, che giấu sắc lá tường. Hơn nữa, đại hồng thủy khi liền tu sửa sắc lá tường vây chống đỡ mưa to hồng thủy ăn mòn, cũng coi như là trời xuôi đất khiến đi. Chu dịch mẫn cảm thấy này cũng không thể nói là trời xuôi đất khiến, hẳn là kêu nhìn xa trông rộng. Đến nỗi quái vật, chúng ta sáng sớm liền thăm dò chúng nó tập tính, buổi tối cơ bản đều bảo trì lặng im trạng thái, chúng ta chỉ ở ban ngày hành động. Chu dịch mẫn đánh trong lòng bội phục, này hồng trù đại tỷ quả thực chính là mạc thế sinh tồn chuyên gia. Đúng rồi, lộ đỏ tỷ, kia hai tiểu gia hỏa như thế nào chuồn ra đi, chiếu ngươi nói như vậy này thôn cũng coi như mai rùa đen một cái chương 136 đặng lão bá bằng hữu. Này ta cũng kỳ quái, buổi tối đến hảo hảo ép hỏi một phen. Hồng trù đại tỷ cười ha hả nói. Ha ha ha, chu dịch mẫn bị hồng trù đại tỷ một nhà ở chung hình thức chọc cho vui vẻ. Liền ở chu dịch mẫn cùng hồng trù đại tỷ tuần tra không sai biệt lắm khi, 700 chạy tới. Đã trở lại. Hồng trù đại tỷ gật gật đầu đối với chu dịch mẫn nói, đi, mang ngươi trông thấy đại gia. Đi theo hồng trù đại tỷ cùng 700, chu dịch mẫn lại lần nữa đi vào thôn trước đại môn ca ca xích sắc thanh chậm rãi đem cửa sắt buông lúc trước đi ra ngoài kia bốn cái người trẻ tuổi kéo từng cái đại lồng sắt liền vào thôn một màn này hấp dẫn trong thôn mọi người tiếp theo vương thúc dẫn người cùng bên ngoài tháp sắt trạm gác giao tiếp một phen cửa sắt chậm rãi bay lên lại đem thôn khóa lên ngươi đừng nhìn như vậy tuyết động liền rớt mà lên rồi trên thực tế bên ngoài tháp sắt cùng bên trong đều tại tiến hành tuyết động ngụy trang trên cửa sắt cũng bị tô lên một tầng đặc thù tài liệu, có thể lại lần nữa hấp thụ tuyết động, chờ lại tiếp theo tiếng đồng hồ tuyết, liền ai cũng nhìn không ra tới. Bảy trăm giải thích nói. Tuy rằng như thế, chu dịch mẫn tâm tư cũng không ở trên cửa sắt, mà là bị săn thú đội mang về tới đồ vật hấp dẫn. Lòng sắt nội, một đầu lợn rừng lớn nhỏ quái vật gà, một đôi huyết lam mắt, trường song đầu, tam chân, hình thể thật lớn, miệng đang bị dây thép khóa gắt gao mà, phát không ra bất luận cái gì thanh âm chân cũng giống nhau, này con quái vật gà, bị trói buộc cắt cao. Này, này có thể ăn sao? Chu dịch mẫn lời này buộc miệng thốt ra, tất cả mọi người nhìn lại đây. Tuy rằng mọi người đều đã biết cái này ngoại lai nữ nhân, nhưng chu dịch mẫn tò mò, làm đại gia không khỏi đem lực chú ý nhìn lại đây. Nhìn cái gì đâu, đem thứ này phân đi, tiểu hài tử, phụ nữ, canh gác, săn thú đội ưu tiên. Ai, này đó phỏng chừng lại có một bộ phận người không đủ ăn hồng trù đại tỷ lên tiếng, vương thúc liền đề đao đem lồng sắt da hỏa lộng chết. Hai đao đi xuống hai cái đầu đã bị chém đứt, màu đen huyết lưu chảy hồi lâu. Rồi sau đó, vương thúc cùng săn thú đội mấy người đem quái vật gà phanh thay, tiếp theo ngâm mình ở nước đá trung. Này, chu dịch mẫn thực khiếp sợ, chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn ăn loại đồ vật này sao? Không sai, chúng ta muốn ăn, không ăn phải đói chết. Chúng ta vẫn luôn dựa vào như vậy cách làm, gian nan tồn tại đại gia ước chừng thủ hơn một giờ, vương thúc lúc này mới động đao, tiếp tục phân cách, đem nội tạng toàn bộ vứt bỏ, ngoại gia cũng không cần, dư lại thịt từng điểm từng điểm phân phối. Làm việc xuất lực được đến một bộ phận, phụ nữ tiểu hài tử được đến một bộ phận. Các ngươi xác định ăn loại đồ vật này không thành vấn đề. Ở chu dịch nhận tri, quái vật chính là quái vật. Vấn đề là có, một ít người ăn sẽ chậm rãi sinh bệnh chết, nhưng hiện tại trong thôn đại bộ phận đều thích ứng loại đồ vật này hồng trù đại tỷ bất đắc dĩ nói cuối cùng vương thúc đem một miếng thịt phân đến hồng trù đại tỷ trong tay hồng trù đại tỷ tiếp nhận thịt cho bảy trăm nói đưa tới ngươi vương thúc gia trễ chúc ta lại qua đi đến nỗi chu dịch mẫn cũng không có phân đến thịt rốt cuộc đại gia phân xuống dưới không nhiều ít mà nàng cũng không dám ăn phân đến thịt gia đình cũng không có nhiều ít vui vẻ rốt cuộc loại này thịt thiếu hơn nữa cũng sẽ ăn người chết nhưng ở trong thôn không ngừng sờ soạn hạ bọn họ đã tìm được phương pháp chính là lấy máu quá nước đá sau lại ăn đại gia thân thể xuất hiện trạng huống liền ít đi rất nhiều một ít người chờ không kịp về nhà liền ăn lên đều là thịt tươi bọn họ cũng không để bụng bảy trăm xem chu dịch mẫn như vậy nghi hoặc liền giải thích nói này thịt không thể ăn thục chỉ có như vậy ăn sống mới sẽ không nhiễm bệnh chết đương nhiên trong đó nguyên lý chu dịch mẫn không hiểu liền ở ngay lúc này hồng trù đại tỷ đối đại gia hỏa nhi kêu lên trong chốc lát trong nhà đều ra cái đại biểu đến nhà ta tới Ta có việc cùng đại gia nói nói, sự tình cùng vị cô nương này có quan hệ. Ngay sau đó, Hồng Trù đại tỷ liền mang theo Chu Dịch Mẫn đi trở về, nàng cũng không nghĩ quá nhiều giải thích, hết thảy chờ đại gia ăn xong đồ vật lại nói. Lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Chúng ta liền tại đây chờ sao? Ân, ừ, ta kỳ thật vẫn luôn suy nghĩ chuyện của ngươi." Hồng Trù đại tỷ nghiêm túc nói. Hai người cứ như vậy nói chuyện với nhau lên, Chu Dịch Mẫn cũng biết vì cái gì Hồng Trù đại tỷ sẽ như vậy do do dự dự đó là bởi vì hiện tại hoàn cảnh là tương đối an toàn nhưng muốn nhiều người như vậy đi chu dịch mẫn nơi đó dọc theo đường đi rất có thể phát sinh ngoài ý muốn nhưng không đi nói vẫn luôn ăn loại đồ vật này đi xuống đại gia sớm muộn gì sẽ ra vấn đề tuy rằng mỗi người vì tồn tại đều không có nói cái gì nhưng đại gia trong mắt kia không có hy vọng ánh mắt đã sớm thuyết minh hết thảy ước chừng một giờ lục tục tới vài người mọi người đều vây quanh ở hồng trù đại tỷ trong nhà trạm trạm ngồi sổng ngồi sổng chỉ chốc lát sau nho nhỏ phòng tiếp khách tới hai mươi mấy người người nương mọi nhà đại biểu đều tới bảy trăm đếm đếm nói này ấn một nhà ba người tính lên cũng có chín mươi nhiều người chu dịch mẫn phát hiện thôn này xem như trước mắt nàng gặp qua sinh tồn nhân số nhiều nhất hồng trù đại tỷ nói đi đại gia hỏa nhi đều một ngày nghi hoặc trong đó một cái nam tử hỏi ân nữ nhân này cái gì lai lịch nàng gần nhất ngươi liền đem mọi người đều tụ lên chúng ta cũng muốn biết. Một đám người sôi nổi gật đầu hỏi tới. Hồng trù đại tỷ đang muốn nói chuyện, Chu Dịch Mẫn liền đứng lên chủ động nói, ta kêu Chu Dịch Mẫn, ta là đặng lão bá bằng hữu. Đặng chủ nhiệm. Hắn cư nhiên còn sống, thật tốt quá, hắn hiện tại thế nào? Một đám người mồm năm miệng mười quan tâm nói. Xem ra đặng lão bá trước kia không thiếu chiếu cố bọn họ. Đại gia yên lặng một chút. Hồng trù đại tỷ nói. Là cái dạng này, ta cùng đặng lão bá hiện tại ở một cái mạc thế trong căn cứ sinh tồn. Nơi đó có tam cơm ấm no, có vũ khí trang bị, có thể cho đại gia càng tốt sinh tồn xuống dưới, các ngươi cũng không cần ăn quái vật thịt. Cái gì, còn có loại địa phương này, tam cơm đều có thể giải quyết, không cần ăn quái vật thịt, còn có vũ khí, này nên không phải là bẫy rập đi. Một cái nam tử cảnh giác nói nói. Hồng trù đại tỷ cũng không cùng hắn dông dài giải thích, trực tiếp lấy ra cứng nhắc, truyền phát tin đệ nhị đoạn video trong video thể hiện rồi hy vọng ánh sáng tình cảnh, đặng lão bá ở video cuối cùng cũng cường điệu, yêu cầu đại gia trợ giúp xây dựng căn cứ, cùng nhau ở mặt thế càng tốt sinh tồn. Đại gia bị trong video mặc nhiệt độ thấp rau dưa gieo trồng, tam cơm ấm no, giữ ấm giữ ấm căn cứ chấn động nói không ra lời. Bắt đầu nghị luận sôi nổi, có cảnh giác khó hiểu, cũng có hưng phấn không thôi. Cuối cùng hướng hồng trù đại tỷ đầu tới ánh mắt. Hồng trù đại tỷ, ngươi tới làm quyết định không ngươi mặt thế trước vì đại gia làm hết thảy, chúng ta thôn đã sớm không có. Đúng đúng đúng, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi quyết định. Tất cả mọi người nhìn hồng trù đại tỷ, mà nàng bản nhân tắt đem ánh mắt nhìn về phía chu dịch mẫn. Chu dịch mẫn biết chính mình cần thiết muốn nói chút cái gì. Hô! Một ngụm thật dài khí thở ra. Chu dịch mẫn mở miệng nói, ta bảo đảm các ngươi mọi người an toàn, một cây lông tóc đều không xong tới căn cứ ở căn cứ mọi người có thể được đến mặt thế trước bình đẳng đối đãi. Chương 137 ta kỹ trước phó mệnh đều là ngài cho ngươi. Ngươi lời nói, thật sự hữu dụng sao? Có người đưa ra nghi hoặc. Chu Dịch Mẫn đang muốn nói chuyện, 700 đứng ra giải thích nói, nàng hôm nay ở Mỹ đều lĩnh đường hầm đã cứu ta gia đậu đậu, cùng vương thúc gia tiểu tử. Còn tấu ta một đốn. Ta tin tưởng nàng nhân phẩm, còn có thực lực. Cái gì, tự nhiên là từ nơi đó tới, Mỹ đều lĩnh bên trong có cái phi thường đáng sợ thật lớn con dơi quái vật. Ta cũng xa xa gặp qua. Vài người bắt đầu nghị luận sôi nổi, hiển nhiên thực vật mình chu dịch mẫn như thế nào lại đây. Chu dịch biết giải thích lên chính mình như thế nào giết chết quái vật có điểm làm người không thể tin. Nhưng vẫn là nghiêm túc nói, kia quái vật đã chết. Lời này như thế nào nghe tới không đáng tin cậy nha. Là thật sự, ta tận mắt nhìn thấy đến nàng đứng ở một cái quái vật thi thể bên. Bảy trăm giải thích nói, tuy rằng hắn cũng không thấy rõ cái kia quái vật là cái gì. Chu dịch mẫn cũng không nghĩ giải thích quá nhiều, đó là chó đen quái vật, không phải con dơi quái vật, nhưng hiện tại đâm lao phải theo lao. Thật là ngươi giết, ngươi một nữ nhân. Có người nghi ngờ hỏi. Không phải, quái vật ở bên trong chém giết, cuối cùng đều đã chết. Chu dịch mẫn trả lời nói. Rồi sau đó hồng trù đại tỷ cũng nói, đặng chủ nhiệm tin nàng, ta cũng tin. Đại gia nếu là không tin, Ngày mai buổi sáng, tự mình đi nhìn xem là được. Lời nói không cần nhiều, ánh mắt là không lừa được đại gia đặc biệt là Hồng Trù đại tỷ. Đều trở về cùng trong nhà thương lượng một chút, căn cứ là thật sự tồn tại. Ta cho đại gia hai ngày thời gian suy xét, quyết định hảo sau, đại gia cùng nhau thương lượng rút lui thôn sự tình. Sáng sớm hôm sau, trong thôn săn thú đội năm cái người trẻ tuổi liền sớm ra cửa, trong đó liền có 700. 700 tự mình mang theo săn thú đội ngũ xuất phát bọn họ quả thực quyết định đi xem kết quả thật đúng là phát hiện mỹ đều lĩnh đường hầm có quái vật thi thể mà chu dịch mẫn tắt đi theo lụa đỏ ở trong thôn tiếp tục du thuyết một ít gia đình trên thực tế đại gia đã sợ hãi bên ngoài thế giới đi ra ngoài đối bọn họ mà nói còn không bằng trong thôn rốt cuộc đã chết rất nhiều người chu dịch mẫn hướng đại gia triển lãm đồ vật còn không đủ để được đến đại gia hoàn toàn tín nhiệm mặc thế trước điện tử video kỹ thuật đã rất lợi hại chu dịch mẫn cho đại gia triển lãm căn cứ có khả năng là giả giống như vậy nghi hoặc thanh ngày này chu dịch mẫn nghe được không ít nhưng hồng trù đại tỷ vẫn là mang theo chu dịch mẫn từng nhà đi đi nàng yêu cầu biết đại gia ý tưởng cùng thanh âm lụa đỏ tỷ ngươi nói ta minh bạch làm nhà của chúng ta ngẫm lại ngày mai lại cho ngươi hồi đáp cũng có một ít kiên định tin tưởng hồng trù đại tỷ người lụa đỏ tỷ ngươi kêu ta hướng đông ta liền sẽ không hướng tây ta kỹ trước phó mệnh đều là ngài cho ngươi. Nói lời này, là một cái cục tay người trẻ tuổi, mặc thế trước trong nhà hắn năm khẩu người, hiện tại liền hắn một cái. Hồng trù đại tỷ nói trước kia là thợ xây, trong nhà tay nghề đến hắn này, thiếu chút nữa liền đoạn tuyệt. Hắn làm săn thú đội đi ra ngoài bị quái vật cắn đứt tay. Hiện giờ trên thế giới này đã không có bất luận cái gì thân nhân. Nghe xong hồng trù đại tỷ miêu tả, chu dịch mẫn cũng cảm khái vạn phần. Mặc thế nếu không có cường đại thực lực, rất có thể liền sớm đã chết. Cũng may chính mình có thực lực, cũng có ngoại quải, mới có thể sống so người khác hảo. Nhìn rất nhiều đồ vật, cũng hiểu biết đến săn thú đội ở trong thôn làm ra cống hiến. Toàn bộ săn thú đội trước kia có ba mươi mấy hào người, hiện tại chỉ còn mấy cái người trẻ tuổi. Chu dịch mẫn còn phát hiện, trong thôn này đó tay nghề người xác thật phát minh rất nhiều áp dụng ở mặt thế cực hàng sinh tồn công cụ. Tỷ như săn thú đội trong nhà đều chế tác phương tiện tuyết địa bôn tẩu trực tuyết, đại đại đề cao bọn họ tính cơ động. Cứ như vậy, Chu Dịch Mẫn cùng lụa đỏ tỷ ở trong thôn đi dạo một vòng. Ai, thế đạo này, rất khó tin tưởng những người khác. Hồng trù đại tỷ sờ sờ trong túi cuối cùng một cây yên, biết bẹp hộp thuốc, đem hộp thuốc vứt trên mặt đất cảm khái nói. Không phải còn có kỹ trước phó người như vậy sao? Lụa đỏ tỷ, ngươi đừng quá bi quan, ngươi chính là trong thôn người tâm phúc. Chính là như vậy thân phận, làm ta không thể không kiên cường, nghĩ đến ngươi cũng minh bạch này phân trách nhiệm là cỡ nào trọng đi. Ân ân, ta minh bạch. Chu dịch mẫn đồng dạng lý giải như vậy thân phận. Nàng cùng lục ngôn, đường dịch viêm những người này, đều ở vì căn cứ vẫn luôn trả giá. Tuy rằng mặt thế ngay từ đầu, chu dịch mẫn liền không tính toán đương độc lan, nhưng xây dựng căn cứ xác thật ngay từ đầu cũng không ở kế hoạch của chính mình trung, nhưng là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Tới rồi chạng vạn, trời sắp tối rồi, đột nhiên bầu trời phiêu nổi lên đại tuyết săn thú đội cũng trước tiên đã trở lại lúc này đây bọn họ không có mang về đồ ăn mọi người đều thực mất mát đành phải trở về gặm ngày hôm qua còn thừa một ít quái vật thịt tuy rằng chúng ta không săn thú đến quái vật nhưng chu dịch mẫn nói chính là thật sự đường hầm nơi đó chúng ta đi phát hiện quái vật thi thể nhưng bị thứ gì ăn chỉ còn xương cốt trở về mấy cái người trẻ tuổi đối đại gia giải thích một phen cái này làm cho đại gia đối chu dịch mẫn cái nhìn có một ít đổi mới nữ nhân này tự hồ không có nói sai tới rồi buổi tối chu dịch mẫn lăn qua lộn lại vẫn luôn tự hỏi như thế nào mới có thể được đến này nhóm người tín nhiệm bằng không ta cùng bọn họ đi săn thú mang về đồ ăn được đến đại gia tín nhiệm chu dịch mẫn trong lòng nghĩ như vậy nhưng nàng cũng biết chính mình lần này ra ngoài một người tốt nhất không cần đãi lâu lắm nếu nói trong thôn nguyện ý cùng chính mình trở về một bộ phận kia cũng là có thể nhưng là nếu không ai nguyện ý đi nàng liền chính mình trở về, lúc sau lại làm quyết định. Đêm nay, Chu Dịch Mẫn như cũ ngủ ở Hồng Trù Đại Tỷ trong nhà, thôn bên ngoài tới rồi buổi tối thực an tĩnh, bất tri bất giác Chu Dịch Mẫn ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Hồng Trù Đại Tỷ liền ở bên ngoài triệu tập mọi người. Chu Dịch Mẫn bị trên đường phố thanh âm hấp dẫn, mặc vào giày liền chạy xuống lâu đi xem bên ngoài sao lại thế này. Kết quả xuống lầu liền cùng 700 đụng vào. Ta nương tối hôm qua một đêm không ngủ, động viên mọi người, ngươi cũng mau đến xem xem a à, chu dịch mẫn kinh ngạc nói hai lời chưa nói liền xông ra ngoài ai dịch mẫn ngươi ai tính ta còn là trước đem đậu đậu đánh thức đi bảy trăm xoay người lên lầu mà trên đường phố lúc này vây quanh toàn bộ trong thôn người chín mươi mấy hào người ríu rít thảo luận lụa đỏ tỷ, hiện tại vấn đề lớn nhất không phải chúng ta không muốn đi chúng ta cũng biết hiện tại ăn thật sự quá ít nhưng là như thế nào đem nhiều người như vậy mang đi, chính là một cái rất lớn vấn đề. Một người phụ nữ ôm một cái hai tuổi tả hữu qua qua nói. Không tồi, cái này đúng là đại gia lo lắng, cái kia nữ qua qua một người, có điểm không thực tế. Chúng ta nhiều người như vậy, dìu già dắt trẻ. Lại có người đưa ra nghi hoặc. Hồng trù đại tỷ vẫn luôn an an tỉnh tỉnh nghe đại gia ý tưởng, không có trả lời. Nàng trong lòng đồng dạng có nghi vấn, chu dịch mẫn phải làm như thế nào? liền ở đại gia thảo luận tới thảo luận đi thời điểm, Chu Dịch mẫn bài trừ đám người, đứng dậy. Chương 138 xuất phát. Chu Dịch mẫn đối Hồng Trù đại tỷ tỏ vẻ cảm tạ. Lụa đỏ tỷ, cảm ơn ngươi duy trì, kế tiếp giao cho ta. Chu Dịch mẫn đứng ở mọi người trước mặt, lần này, mọi người đều an tĩnh xuống dưới, mọi người đều đang đợi Chu Dịch mẫn. Các vị Nghe ta nói, Chu Dịch Mẫn đem chính mình mấy ngày nay tới ý tưởng nghiên cứu tới nghiên cứu đi. Nghĩ tới tốt nhất một cái phương án trượt tuyết xe, ta yêu cầu đại gia chế tác càng nhiều trượt tuyết, dựa theo một cái trượt tuyết xe chịu tải 10 cái người lớn nhỏ chế tác. Ta có thể ở một ngày nội dời đi mọi người. Ta ở tới trên đường, đã làm tốt sở hữu bí ẩn đánh dấu, bảo đảm có thể an toàn trở lại căn cứ đi. Đi Mỹ đều lĩnh đường hầm, ta xung phong trên đường đại gia sẽ không gặp được quái vật, ta có biện pháp giải quyết gặp được quái vật. Chu dịch mẫn tự tin nói. Ngươi muốn như thế nào làm, quái vật chống đỡ cùng cái sơn giống nhau, như vậy đại. Như vậy hung, mọi người đều không dám tới gần. Chúng ta sang thú đội có thể đồng loạt ra tay. 700 ôm vừa mới tỉnh ngủ đậu đậu từ trong đám người đi ra nói. Không cần như vậy phiền toái, các ngươi bảo vệ tốt trong thôn người, quái vật giao cho ta. Nói, chu dịch mẫn làm trò mọi người mặt, đối với gần đây một bức tường, hung hăng tạp một quyền, đương nhiên, nàng trồng lên lần trước đối phó quái vật sắt thép quyền bộ. Trăng rắc một tiếng, trước mặt này đổ xi măng tường trực tiếp trạng nứt mọi người đôi mắt đều mau dọa rớt. Này, đây là người lực lượng sao? Hồng trù đại tỷ cách gần nhất, sợ tới mức liên tiếp lui hai ba bước. Chu dịch mẫn trên người khí thế như hồng, rõ ràng có một cổ lực lượng chấn động mở ra. Bảy trăm trong mắt toát ra tán thưởng chi sắc, hắn đối chu dịch mẫn hảo cảm bay lên không ít. Quả nhiên, những cái đó quái vật chết cùng ngươi có quan hệ. Bảy trăm nội tâm ám đạo. Ngươi, ngươi vì cái gì có lớn như vậy lực lượng, ngươi là người vẫn là quái vật, một ít người bắt đầu lui về phía sau. Chu dịch mẫn biết, cường đại như vậy lực lượng nếu không có một cái cách nói, đại gia sẽ đối chính mình lại lần nữa sinh ra nghi hoặc. Ta biết đại gia nghi hoặc, đại gia chờ ta một chút. Nó chạy về hồng trù đại tỷ trong nhà, đem chính mình sau một người còn đại ba lô lấy đi, trở lại trên đường phố. Chu dịch mẫn cởi bỏ ba lô, đem bên trong một vải 30 cân plastic thùng đem ra. Chu dịch mẫn sở dĩ bối nhiều như vậy đồ vật, một nửa không gian đều trang cái này plastic thùng. 30 cân đối nàng mà nói không tính cái gì Đây là nàng đã sớm chuẩn bị đối đại gia sử dụng đồ vật không gian lục tỉnh thủy nơi này trang chính là một loại màu xanh lục cường hóa tề chúng ta căn cứ có nghiên cứu đoàn đội các ngươi ở trong video cũng thấy quá này đó đều là mặt thế tới sau nghiên cứu ra tới đồ vật trường kỳ uống kiên trì rèn luyện thân thể các ngươi cũng sẽ cùng ta giống nhau a à, trên thế giới này thực sự có loại đồ vật này không có độc chứ các ngươi xem cái này plastic thùng lục lục chất lỏng. Mọi người đều thò lại gần xem, mồm năm miệng mười. Chu dịch mẫn cũng không nói nhiều cái gì, làm trò đại gia mặt, đổ một cái miệng nhỏ ra tới trực tiếp uống lên đi xuống. Tiếp theo lại đổ một cái miệng nhỏ, cử cho hồng trù đại tỷ. Hồng trù đại tỷ nhìn nhìn đại gia, do dự một lát sau, uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo 700, cũng không chút do dự tiếp một ngụm uống xong đi. Có điểm ngọt, không có việc gì, một chút việc đều không có, nhưng có một dòng nước trong cảm giác sông thẳng đỉnh đầu, ta cảm giác phía trước mỏi mệt trở thành hư không. Bảy trăm lớn tiếng giải thích nói. Ta cũng thử xem. Kỹ trước phó đi ra đám người cũng uống một cái miệng nhỏ. Nói ra đồng dạng cảm thụ. Tiểu đậu đậu trực tiếp đối miệng plastic thùng, nàng muốn nếm thử cái gì vị, chẳng lẽ có que cây ăn ngon sao? Kết quả thiếu chút nữa đánh nghiêng chu dịch mẫn lục tỉnh thủy, cũng may chu dịch mẫn một phen nhắc tới cái này nghịch ngợm tiểu cô nương. Có một thì có hai, liên tiếp người bắt đầu nếm. Chu dịch mẫn không gian không ngừng biến đại, biến đại, hệ thống len ken len ken vang cái không ngừng. Bởi vì chỉ cần lần đầu tiên uống lục tỉnh thủy, không gian liền sẽ nhắc nhở. 30 cân, chu dịch mẫn làm mỗi người đều uống lên một cái miệng nhỏ, đương nhiên rất nhỏ một ngụm, bằng không hoàn toàn không đủ phân. Mọi người uống xong sau đều tấm tắc bảo lạ, cái loại cảm giác này cũng không có nói giống ma túy giống nhau ảo giác biểu hiện giả dối. Mà là chân thật cảm thụ, thân thể cấp đến phản hồi là chính hướng, tất cả mọi người thần thanh khí sản, tự hồ cái loại này ăn quái vật mang đến mỏi mệt cùng không khỏe đều chậm rãi được đến chậm lại. Đại gia đối chu dịch mẫn nói lại nhiều một phân tín nhiệm. Hồng trù đại tỷ ở tất cả mọi người uống xong sau, liền bắt đầu tiếp đón đại gia trở về chế tác trực tuyết, từng nhà đem có thể sử dụng tài liệu đều chuẩn bị hảo. Tính hạ bao gồm nhân viên, vật lưu từ từ đồ vật, ít nhất muốn 30 chiếc trượt tuyết xe. Ngày hôm sau, tất cả mọi người bận rộn lên, săn thú đội cũng không đi ra ngoài. đại gia hiện tại một ngày chỉ ăn một đốm, vừa vặn đủ ăn ba ngày. chịu đựng đói khát, liền làm ba ngày. hai mươi chiếc trượt tuyết bị đại gia chấp vá lung tung làm ra tới, còn kém 10 chiếc. hồng trù đại tỷ nhìn trên đường phố bãi đầy trượt tuyết xe, sầu khổ nói, a vì cái gì? chu dịch mẫn nghi hoặc nói, cái này số lượng cũng vượt qua chu dịch mẫn đoán trước. hồng trù đại tỷ cùng chu dịch mẫn giải thích hạ. Trong đó có một nửa phải dùng tới trang đại gia đồ dùng sinh hoạt, làm đến cùng chuyển nhà giống nhau. Chu Dịch mẫn nghe thế, mới hiểu được đại gia ý tưởng. Lập tức lại lần nữa bảo đảm, tới rồi căn cứ, tất cả đồ vật miễn phí cung cấp, đại gia cái gì đều không cần mang, cái này làm cho đại gia vui sướng vạn phần. Này cũng đại đại giảm bớt thời gian, trực tuyết bị chế tạo ra tới, mỗi chiếc trượt tuyết xe ngồi 10 cái người. Mỗi người đều là trượt tuyết xe động lực nguyên, chỉ cần cấp đến mới bắt đầu lực trượt tuyết xe có thể ở bên ngoài tuyết động đường hầm trung, nhanh chóng chạy, bởi vì tuyết động đường hầm hạ đóng băng tầng hoàn toàn cũng đủ thừa trọng. Trước cuộc hiện tại những cái đó quái vật từng cái hình thể thật lớn, đều không có vấn đề. Ba ngày thời gian, Chu Dịch Mẫn còn ra ngoài một lần, chỉ dẫn theo 700 cùng săn thú đội bốn người. Làm trò bọn họ mặt, săn giết một đầu cự mã quái vật. Vì đại gia bổ sung năng lượng. Cũng làm này mấy cái người trẻ tuổi đối Chu Dịch Mẫn thực lực bội phục ngũ thể đầu địa còn ở Mỹ đều lĩnh đường hầm nội phủ kính tuyết động, hơn nửa đầm tuyết địa, rốt cuộc nơi này bên trong vẫn luôn không có quá nhiều tuyết động, có thể là đường hầm quá thâm, sơn thể giữ ấm tác dụng dẫn tới. Mà này chiếu liền, 700 kia đáng thương trung thành độ thẳng tắp bay lên, rồi sau đó bốn cái người trẻ tuổi cùng trong thôn đại gia hảo một hồi tuyên truyền. Chu dịch mẫn muốn chính là loại này hiệu quả. Ba ngày sau, Chu dịch mẫn ở trong thôn cuối cùng một lần triệu khai đại hội. Ta cho đại gia bảo đảm, đây là cuối cùng một lần ăn quái vật thịt. Hiện tại, các ngươi chuẩn bị hảo sao? Mọi người kích động vạn phần, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ lưu luyến. Từng cái đều ở Hồng Trù đại tỷ an bài hạ ngồi trên trượt tuyết xe. Trượt tuyết xe hai sườn ngồi tất cả đều là sức lực đại nam nhân, trung gian còn lại là nữ nhân tiểu hài tử. Tiếp theo đại môn chậm rãi rơi xuống, Chu Dịch mẫn đứng ở phía trước nhất, nàng nhìn trên nền tuyết phía sau khổng lồ đội ngũ. Trong lòng âm thầm bảo đảm, nhất định phải bình an mang đi những người này, tất yếu thời điểm, bại lộ không gian cũng không quan hệ. Xuất phát Chương 139 hấp dẫn quái vật Mỗi chiếc trượt tuyết xe hai sườn nam nhân, bắt đầu dùng sức thúc đẩy trên tay tuyết côn, trượt tuyết xe ở như vậy lực lượng hạ, vẫn là ở trên mặt tuyết chậm rãi động lên. Đại gia phi thường ăn ý, này liền cùng đua thuyền rồng rất giống, hơn nữa tuyết địa thượng lực ma sát tiểu, thực nhanh tốc độ liền càng lúc càng nhanh. Ngắn ngủ 10 phút, tất cả mọi người đi vào mỹ đều lĩnh đường hầm ngoại kế tiếp liền phải tiến đường hầm đại gia nhất định phải cùng hảo đội ngũ mỗi chiếc trượt tuyết xe đều treo lên đèn pin chu dịch mẫn như cũ xung phong nàng tại đây ba ngày thời gian mỗi ngày đều phải đến nơi đây đi một lần cũng may ba ngày thời gian không có gặp được mặt khác đội ngũ cùng quái vật chiếm cứ ở chỗ này chu dịch mẫn suy nghĩ nửa ngày nghĩ đến có thể là quái vật một ít lãnh địa ý thức dẫn tới bởi vì nàng phía trước gặp được quái vật rất nhiều đều là đơn độc ở một chỗ, cơ hồ không có gặp qua quần cư. Nhưng duy nhất một lần làm chu dịch mẫn ngoài ý muốn chính là ba con chó đen quái vật xuất hiện, nàng trước sau cảm thấy sau lưng có cái gì nàng không biết bí mật. Mà nơi này nguyên bản là thuộc về con dơi quái vật lãnh địa, ở bị chu dịch mẫn giết chết sau, ngắn hạn nội cũng không xuất hiện. Mặc kệ hôm nay bên trong có hay không, chu dịch mẫn đều phải xung phong, nàng ở đệ nhất chiếc cùng đệ nhị chiếc trực tiếp trói lại một cái 50 m trường thằng, nếu có ngoài ý muốn, liền kéo động dây thường nhắc nhở, mặt sau trượt tuyết xe liền sẽ ngừng ở tại chỗ, chờ Chu Dịch Mẫn giải quyết phiền toái lại tiếp tục đi trước. Như vậy, đệ nhị chiếc mặt sau trượt tuyết xe nhìn đến đệ nhị chiếc trượt tuyết xe đình chỉ sau liền sẽ không tiếp tục đi trước. Cũng may Mỹ đều lĩnh đường hầm nội không có phát sinh ngoài ý muốn, 30 phút thời gian, tất cả mọi người vọt ra. Có trượt tuyết xe thêm vào, Chu Dịch Mẫn ra đường hầm sau, tốc độ càng lúc càng nhanh, đại gia cũng đều ăn ý đuổi kịp. Kế tiếp lộ cũng là như thế, nếu chu dịch mẫn ngừng liền sẽ kéo động dây thường nói cho mặt sau xe có tình huống ra đường hầm trên đường thuận lợi quá nhiều chu dịch mẫn vẫn là đã nhận ra khác thường nàng liên tưởng đến vì cái gì đường hầm nội quái vật như vậy thiếu hơn nửa lúc sau ba ngày càng là một cái đều không có liền săn thú đội đánh ba ngày săn cũng không có đánh tới chính mình cùng đại gia đi ra ngoài cũng là thật vất vả mới săn đến một con hiện giờ bên ngoài tuyết động trên đường càng là một đầu đều không có phát hiện Chu Dịch Mẫn hiện tại lỗ tai thính lực phi phàm, có thể trước tiên biết nơi nào có quái vật phát ra âm thanh. Nhưng này một đường lại đây, nửa con quái vật ngủ chặn đường đều không có. Mà gặp được một ít nhặt móc giả, bọn họ nhìn thấy Chu Dịch Mẫn chi đội ngũ này, đều sẽ cho rằng là nào đó thế lực mà không dám trêu chọc đại gia. Cảnh này khiến lúc sau một hai cái giờ, Chu Dịch Mẫn đánh đủ tinh thần. Càng đi càng kỳ quái, dư lại nửa ngày lộ trình, Chu Dịch Mẫn thậm chí hoài nghi có phải hay không quái vật tập thể mất tích. Đêm này tin tức truyền lại cấp hồng trù đại tỷ bọn họ, được đến đáp lại cũng là không biết cái gì nguyên nhân, bọn họ săn thú quái vật đã lâu, như cũ không biết vì cái gì. Chu dịch mẫn chỉ có thể suy đoán này đó quái vật đi địa phương khác. Vì thế, kế tiếp lộ trình, chu dịch mẫn dựa theo dự tính tốc độ đi tới. Chờ bọn họ trải qua vứt đi nhà xưởng khi, rốt cuộc phát hiện một ít du tẩu quái vật. Tề tự ở bên nhau có bảy đầu, chó đen quái vật một đầu, cự hầu quái vật, cá sấu quái vật này đó bất đồng sinh vật ở ban ngày cư nhiên không ngủ được, ở cái này nhà xưởng qua lại ngửi, chu dịch mẫn kêu ngừng đội ngủ. Lộ đỏ tỉ, phía trước xưởng khu đất trống có bảy đầu quái vật. Ta đi quan sát hạ, đội ngũ tạm thời bất động. Các ngươi năm cái tiểu tử mang lên gia hỏa nhi, cùng đi. Hồng trù đại tỷ làm sang thú đội năm người cùng chu dịch mẫn cùng nhau. Hảo, nhưng nhất định phải xa một chút quan sát. Sáu cá nhân miêu qua đi, tránh ở một cái nhà xưởng trên đỉnh, bị tuyết động bao trùm sau thực hảo bò lên trên đi, trên cao nhìn xuống có thể rõ ràng xem hạ bảy đầu quái vật hành động thông thả, đặc biệt là chó đen quái vật, ngửi dị thường cẩn thận. Chu dịch mẫn nhìn thấy người này vội vàng từ trên người lấy ra gây mũi vạn hoa hồng du. Mỗi người đều tới điểm, che giấu trên người khí vị. Vài người đều kiến thức quá chu dịch mẫn đơn sát quái vật thủ đoạn, phi thường tin tưởng chu dịch mẫn nói. Bảy trăm lấy lại đây liền đồ, liền khuôn mặt cũng chưa buông tha. Đại gia đồ xong sau, hương vị chậm rãi phiêu qua đi chó đen quái vật khứu giác nhanh nhạy chỉ chốc lát sau đã bị sặc đi xa chút nhưng chúng nó như cũ ở chỗ này bồi hồi đây chính là chu dịch mẫn bọn họ nhất định phải đi qua chi lộ a hiện tại làm sao bây giờ chúng ta không qua được bảy trăm nôn nóng nói chu dịch mẫn nội tâm cũng thực nôn nóng nơi này khoảng cách căn cứ không xa nhưng còn cần đến nhà xưởng trống trải địa giới mới có thể sử dụng bộ đàm liên hệ đến căn cứ mà bị quái vật chiếm lĩnh địa phương chính là chính mình rời đi trước, sử dụng không gian từ bên trong thả xuống vật tư đất trống. Trách không được chúng nó tìm lại đây. Các huynh đệ, các ngươi gặp qua ban ngày không ngủ được quái vật sao? Bảy trăm đột nhiên đưa ra nghi vấn. Này vừa hỏi mọi người đều nhìn lại đây, tất cả mọi người thực nghi hoặc. Đúng rồi, này rốt cuộc sao lại thế này? Đi về trước tìm lộ đỏ tỷ thương lượng. Chu dịch mẫn dẫn đầu triệt hạ, trở về đi. Trở lại trong đội ngũ, chu dịch mẫn đem tình huống cùng hồng trù đại tỷ nói sau nghe được tin tức mọi người đều cảm thấy từng trận bất an đại gia tạm thời đừng nóng nảy nói cho đại gia một cái tin tức tốt qua vứt đi nhà xưởng liền đến hy vọng ánh sáng nhưng là phía trước xuất hiện mấy con quái vật chúng ta yêu cầu trước giải quyết rớt mới nhưng đi tới có người nghi hoặc hỏi không thể đường vòng sao chu dịch mẫn đứng ra giải thích nói nơi này trở về chỉ có một cái lộ mặt khác khu vực vòng lên phi thường xa nếu mạnh mẽ thay đổi tuyến đường rất có khả năng tái ngộ đến mặt khác nguy hiểm nếu nói một đầu hai đầu còn hảo nhưng bảy đầu mặc cho ai đều ăn không tiêu a à. chu dịch mẫn ở không sử dụng không gian tiền đề hạ không có cách nào giết chết quái vật hiện tại chỉ có một cái biện pháp đó chính là dẫn dắt rời đi chúng nó hồng trù đại tỷ nhìn chầm chầm trước mặt chu dịch mẫn đưa qua bản vẽ chỉ vào lưu thượng đạo hồ phương hướng nói đem này đó quái vật dẫn tới nơi này có hay không khả năng Ánh mắt đầu hướng chu dịch mẫn, chu dịch mẫn trong lòng đối cái này địa phương vẫn luôn có chút không thể hiểu được cảm giác, nhưng đường nhỏ bãi, chỉ có con đường này có thể dẫn dắt trời đi chúng nó. Mà phía chính mình người nhiều như vậy, khẳng định sẽ không đem quái vật đưa tới này tới. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Ta đi. Ta đi. Vẫn là ta đi, làm ta đi. Sang thú đội người trẻ tuổi, đều rất có tâm huyết từng cái thỉnh mệnh muốn đi hấp dẫn quái vật hồng trù đại tỷ nhìn chu dịch mẫn hiển nhiên đang đợi nàng làm quyết định việc này các ngươi thật đúng là không thể đi ta là nhất chọn người thích hợp bảy trăm cướp nói dịch mẫn sao có thể nhiều lần đều là ngươi hướng phía trước chúng ta một đám tiểu tử mặt đều không nhịn được đúng 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 chúng ta tới từng cái bắt đầu phía sau tiếp trước kết quả toàn ăn hồng trù đại tỷ hạt dẻ che lại đầu đau đều đừng tranh các ngươi không ai có thể chạy quá ta hơn nữa ta cùng quái vật đối chiến kinh nghiệm phong phú nhất chẳng lẽ các ngươi đã quên thực lực của ta? Chu dịch mẫn dọn ra thực lực của chính mình, săn thú đội đều trầm mặt. Chương 140 dịch mẫn hướng tới lưu thượng đạo hồ đi. Chu dịch mẫn biết, chính mình cần thiết gương cho binh sĩ, những người này đều là nàng mang về tới. Nàng có trách nhiệm bảo vệ tốt đại gia. Lụa đỏ tỉ, cái này bộ đàm lấy hảo, ta một dẫn dắt rời đi quái vật, các ngươi liền hướng tới căn cứ phương hướng hướng, nhất định phải liên hệ đến căn cứ, bọn họ khẳng định sẽ phái người tới tiếp ứng các ngươi. Này, dịch mẫn chúng ta muốn nói gì nha? Hồng trù đại tỷ làm khó nói. Khụ khụ, ngươi liền kêu đặng lão bá thì tốt rồi, tin tưởng đặng lão bá nghe được là ngươi thanh âm nhất định sẽ trước tiên tin tưởng là đại gia tới. Ân ân, dịch mẫn, chính ngươi phải cẩn thận. Hồng trù đại tỷ lo lắng nói. Đúng rồi, dịch mẫn lão đại, ngươi phải cẩn thận. Sang thú đội mấy cái tiểu tử đối chu dịch mẫn rất là bội phục, đều đã đổi giọng gọi lão đại. Lụa đỏ tỷ chiếu cố hảo mọi người, nhất định phải an toàn tiến căn cứ, ta đi rồi. Chu dịch mẫn tiêu sái vung tay lên, xông ra ngoài. Phía sau hồng trù đại tỷ cùng đại gia câu kia cẩn thận, còn chưa nói xong, chu dịch mẫn liền cùng buông giống nhau, tốc độ mau kinh người. Vọt tới nhà xưởng phế tích nơi sân trung gian, chu dịch mẫn theo sau nắm lên một phen tuyết động, xoa bốn năm cái cầu, liền ném đi ra ngoài. Bọn quái vật, quy, quy, xem nơi này chu dịch mẫn ném một cái chuẩn một cái. Bảy con quái vật nháy mắt phát hiện chu dịch mẫn thân ảnh, rồi sau đó trong ánh mắt huyết màu lam, càng thêm nồng đậm, cuồng bạo hơi thở tự hồ có một cổ bi ác. Trong lúc nhất thời chu dịch mẫn cảm giác trên người một cổ vô hình áp lực, không chỉ là bởi vì chúng nó thật lớn thân thể. Không nghĩ tới một đám quái vật sẽ cho chính mình mang đến áp lực như vậy, này nếu là lại nhiều một ít, chính mình khẳng định không dám tới gần. Rống, 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 rống. Quái vật liên tiếp phát ra quái kêu, từng cái ngửa mặt lên trời thét dài sau, hướng tới chu dịch mẫn vọt tới. Tới hảo, xem ai chạy nhanh. Chu dịch mẫn quay đầu liền chạy, nàng tốc độ phi thường mau. Theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Liền nhìn đến chấn động một màn, Phước đi nhà xưởng nội, một cái thật lớn kim sắc cự ngưu, mu gầm lên giận dữ, một đôi màu đen sừng trâu hướng suy sụp nửa cái nhà xưởng, từ bên trong vết ra tới, tốc độ phi thường mau. Chu dịch mẫn đã thực nhanh, nhưng kim sắc cự ngư quái nhìn thấy phía trước chặn đường mặt khác quái vật, trực tiếp sừng trâu đỉnh đầu, đem này ném đi. Một góc một cái, bảy đầu quái vật cũng không dám phản kháng, tự hồ này đầu bạo nộ kim sắc cự ngư quái vật là so chúng nó càng cao cấp tồn tại. Chu dịch mẫn nhìn đến này, mão đủ kính chạy. Này không thích hợp nha, như thế nào không giống nhau, này đầu cự ngưu quái vật như thế nào sinh ra kim sắc làn da. Hình thể tựa như một tòa tiểu sơn, kêu nó kim ngưu sơn đều không quá. Chu dịch mẫn hướng tới lư thượng đạo hồ chạy như điên mà đi. Bên kia, tránh ở nơi xa xem hồng trù đại tỷ bọn họ cũng phát hiện cư nhiên còn có một đầu hình thể lớn hơn nửa quái vật. Từ bọn họ phương hướng nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn đến kim sắc cự ngưu quái vật dài quá hai cái đầu, phía trước đầu nhìn chầm chầm chu dịch mẫn phương hướng dùng sức truy, mặt sau đầu lớn lên ở cái đuôi vị trí, thay thế cái đuôi, còn đang nhìn phía sau bị đánh ngã mặt khác quái vật. Cái này đầu, hướng về phía mặt khác quái vật mu mu kêu, này đó quái vật sôi nổi chạy lên, đi theo đuổi theo. Bảy trăm nhìn đến này, nâng lên trên tay phục hợp cung liền phải xạ kích. Nhưng bị hồng trù đại tỷ ôm xuống dưới. Người này một mũi tên đi xuống, dịch mẫn khổ tâm liền ủng phí. Nhưng dịch mẫn thật sự có thể đối phó được nhiều như vậy quái vật sao? Bảy trăm nghiến răng nghiến lợi. Nhớ kỹ, dịch mẫn làm chúng ta mang theo đại gia bình an đến căn cứ đi. Đây mới là chúng ta nhiệm vụ. Phía sau trong thôn người đều thấy được chu dịch mẫn anh dũng, bọn họ từng cái nắm chặt nắm tay, nhưng không dám phát ra âm thanh. Ngay cả luôn luôn nghịch ngợm đậu đậu cũng không nói gì, tay nàng che lại khá giả tử đôi mắt, bởi vì tiểu tử này bị những cái đó quái vật hình tượng cấp dọa tới rồi. Nhưng tất cả mọi người biết, lúc này phát ra âm thanh khiến cho quái vật chú ý nói, hết thảy nỗ lực liền uổng phí. Hồng Trù đại tỷ trong mắt nước mắt hiện lên. Chúng ta đi. Trầm trọng nghẹn ngào thanh âm từ Hồng Trù đại tỷ trong miệng nói ra khi cuối cùng một đầu quái vật cũng biến mất ở đại gia trong mắt trượt tuyết xe gào thét từ chỗ cao lao xuống vứt đi xưởng khu một chiếc hai chiếc tam chiếc hồng trù đại tỷ xông vào trước nhất phương chu dịch mẫn đã cho bọn hắn chỉ hảo phương hướng hồng trù đại tỷ xông vào phía trước tới đất trống vị trí liền bắt đầu gọi căn cứ lão già thúi ngươi nghe thấy sao ta là lụa đỏ dịch mẫn mang chúng ta tới đến cậy nhờ căn cứ lão già thúi hồng trù đại tỷ một lần lại một lần kêu gọi bộ đàm Hy vọng có người có thể đủ hô ứng bọn họ. Mà căn cứ bên này, một cái radio bị đặt tại căn cứ tối cao chỗ. Hôm nay đến phiên Tần Hạo Nhiên trực ban. Từ ra phía trước từ trường vấn đề dẫn tới bộ đàm vô pháp sử dụng sau, căn cứ liền đổi thành radio tiếp thu phụ cận tín hiệu. Mà trực ban nhân viên cũng là an bài đại gia thay phiên canh gác, tùy thời tiếp thu hữu dụng tin tức. Đột nhiên, Tần Hạo Nhiên nghe được một trận điện lưu thanh, điều chỉnh thử lúc sau, nghe được Hồng Trù đại tỷ thanh âm lão già thúi là ai, dịch mẫn, này sao lại thế này? Tần Hạo Nhiên lập tức cầm lấy thiết bị đáp lại. Ai, ngươi là ai, dịch mẫn đâu? Tần Hạo Nhiên trong đầu xẹt qua vô số loại khả năng. Ta là lụa đỏ, lụa đỏ, đặng lão nhân ở sao, chúng ta tới đến cậy nhờ hy vọng ánh sáng căn cứ. A, à, kia dịch mẫn đâu? Tần Hạo Nhiên nghe minh bạch sự tình trải qua, nhưng chu dịch mẫn mới là hắn nhất quan tâm người. Dịch mẫn vì dẫn dắt trời đi quái vật, lẽ loi một mình đem quái vật dẫn dắt rời đi. Hồng trù đại tỷ vội vàng đem chu dịch mẫn quyết định nói cho bọn họ. Cái gì, các ngươi cư nhiên làm dịch mẫn một cái. Các ngươi, tần hạo nhiên đột nhiên nghĩ đến chu dịch mẫn thật đúng là sẽ làm ra loại chuyện này. Vội vàng sửa miệng hỏi, các ngươi người ở đâu? Chúng ta lập tức phái người tiếp ứng. Chúng ta người ở vứt đi xưởng khu nơi này, trước phái người tiếp ứng dịch mẫn, nàng càng cần nữa các ngươi. Hồng trù đại tỷ ở trong video xem qua, căn cứ là có vũ khí, bọn họ khẳng định có thể chi viện chu dịch mẫn. Các ngươi ở nơi đó chờ, 10 phút, chúng ta nhân mã thượng đến. Dịch mẫn hướng phương hướng nào đi? Tần Hạo Nhiên nôn nóng hỏi. Lư thượng đạo hồ. Hồng trù đại tỷ trả lời nói. Cái gì? Tần Hạo Nhiên thanh âm nháy mắt cất cao một mảng lớn. Xong rồi. Radio bên này ban một tiếng bị quăng ngã ở một bên. Tần Hạo Nhiên vừa lăn vừa bò, lao xuống lâu không hảo, không hảo, dịch mẫn hướng tới lưu thượng đạo hồ đi. Lục ngôn giờ phút này đang cùng đại gia ở trong phòng hội nghị mở họp, mọi người vốn dĩ liền mặt ủ mày ê, kết quả tần hạo nhiên vọt tiếng vào. Không hảo, dịch mẫn hướng tới lưu thượng đạo hồ đi. Tần hạo nhiên phịch một tiếng, môn đều đã quên khai, trực tiếp một chân đá văng ra. Tất cả mọi người kinh tới rồi. Lục ngôn trước hết phản ứng lại đây, hai lời chưa nói, liền xông ra ngoài. Dương hổ thấy lục ngôn đoạt môn mà đi, Túng lên bên người thương, liền đi theo sông ra ngoài. Giang giáo thủ cùng Lan Khê tỷ nhất trấn định, nhưng cũng biết chuyện quá khẩn cấp. Vội vàng hỏi, đừng hoảng hốt, sao lại thế này? Chương 141 cái này ngoạn ý dùng như thế nào? Thủy, tới nước miếng. Tần hạo nhiên từ tần thúc trong tay tiếp nhận thủy lộc cộc lộc cộc uống lên mấy khẩu nói, dịch mẫn đem người đều mang về tới, nhưng vì dẫn dắt rời đi quái vật, một mình một người nhảy vào vứt đi xưởng khu nơi đó, dẫn quái vật triều lưu thượng đạo hồ phương hướng đi. Cái gì? Mọi người đều ngốc. Phản ứng lại đây đặng lão bá vội vàng hỏi, còn nói cái gì, đi trước cứu dịch mẫn A, à, liều mạng ta bộ xương già này, cũng không thể bởi vì việc này hại chết dịch mẫn. Đặng lão, đừng nóng vội, làm hạo nhiên nói xong. Lan Khê tỷ an ủi nói. Dịch mẫn còn làm chúng ta trước tiếp lộ đỏ bọn họ. Mau, tập kết nhân mã, phái 10 cái người đi tiếp lộ đỏ, lại phái 20 người đi cứu dịch mẫn lưu thượng đạo hiện tại chính là tổ ong vò vẽ giang giáo thụ lập tức đánh nhiệt quyết định một đám người trực tiếp nhanh chóng rời đi phòng học bọn họ lần này tụ ở căn cứ phòng học chính là thảo luận lưu thượng đạo hồ phát sinh sự tình không nghĩ tới dịch mẫn cư nhiên một đầu chui vào lưu thượng đạo hồ đi bởi vì lưu thượng đạo hồ giờ phút này chính phát sinh đáng sợ sự tình chu dịch mẫn nhất muốn mệnh bởi vì nàng đã phát hiện chính mình giống như vào ổ sói Phía trước lư thượng đạo trong hồ một cây thật lớn kỳ dị quái thụ, lớn lên đến có 10 mét cao. Mặt trên phát ra từng trận màu lam khí thể, chung quanh rậm rạp quái vật ghé vào bốn phía. Toàn bộ lưu thượng đạo hồ bị quái vật chiếm cứ, chu dịch mẫn liếc mắt một cái nhìn không tới đầu. Mà phía sau kim ngư quái vật đi đầu, mặt sau còn đi theo bảy con quái vật. Mu Kim ngư quái vật một tiếng thét dài, nháy mắt hấp dẫn sở hữu đang ở ngủ say quái vật. Ngay sau đó, kim ngư quái vật, trong miệng một đoàn hỏa cầu đối với chu dịch mẫn phương hướng phun ra mà đến. Đáng chết, không nói võ đức, cư nhiên vẫn là tự mang hỏa thuộc tính. Chu dịch mẫn một cái nghiêng người, hỏa cầu hướng tới quái vật đàn vọt tới, tức khắc, quái vật đàn trung nổ tung nồi, ngọn lửa ở một ít lông tóc tràn đầy quái vật trên người nhanh chóng thoáng khởi. Chu dịch mẫn nháy mắt nghĩ đến phía trước nhìn đến một ít bị lửa đốt chết quái vật. Chẳng lẽ cũng là này đầu kim ngưu quái vật? Chu dịch mẫn mắt thấy liền phải bị đuổi qua, nàng giờ phút này ngược lại bình tĩnh xuống dưới không thể lại đi phía trước ta muốn thay đổi tuyến đường chạy tiếp theo liền trực tiếp đào thương triều phía sau phanh 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 khai thương không sợ trên người con trận nhiều dù sao đều đã rất ổ sói chu dịch mẫn phía sau khai xong thương xoay người đằng trước lại hướng tới quái vật đàn phanh 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 nổ súng hai bên quái vật đều lửa giận trung tâm chu dịch mẫn nghĩ thầm các ngươi nếu không đánh một trận ta trộm khai lưu kết quả lại ngoài dự đoán kim ngư quái vật mua một tiếng những cái đó bị thiêu chết đi sống lại quái vật liền đều chạy ra trực tiếp đem bị thiêu quái vật ngăn cách khai rồi sau đó ba bốn đầu bị thiêu quái vật ở trên nền tuyết không ngừng lăn lộn thực mau liền đem hỏa dập tắt này đó quái vật sợ là sinh ra trí tuệ chu dịch mẫn lúc này đã hướng tới bên trái một đống vứt đi thắt cao chạy tới nơi đó là duy nhất có thể đi lộ bởi vì kim ngư quái vật mu mu làm phía sau quái vật từ bên trái bọc đánh lại đây ba đường giáp công, Chu Dịch Mẫn chỉ có một cái lộ có thể rút đi. Chu Dịch Mẫn chạy cả người đổ mồ hôi, chạy đến tháp cao phía dưới, trực tiếp liền hướng lên trên bò. Nàng minh bạch cái này tháp cao kinh không ở lại mặt quái vật bất luận cái gì một kích. Nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố bò đi lên. Bởi vì nàng muốn mượn tháp cao sập nháy mắt, nhảy đến đối diện sáu mễ ngoại vứt đi xi măng mái nhà. Liền mau đến đỉnh, Chu Dịch Mẫn cố lên. Chu Dịch Mẫn nội tâm cho chính mình cổ vũ cách đó không xa kia đầu kim ngưu quái vật tốc độ bay nhanh cúi đầu đối với tháp cao bỗng nhiên va chạm răng rắc một tiếng sắt thép tháp cao căn bản chịu đựng không được hướng tới một phương hướng oai đi chu dịch mẫn mắt thấy tháp cao ai phương hướng không đúng nàng dùng ra cả người khí lực bò đến đỉnh đoan sau đó thân thể dùng hết cuối cùng một tia lực lượng ngạnh sinh sinh đem tháp cao phương hướng oai trở về ca 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 tháp cao sập nháy mắt chu dịch mẫn bằng vào khoảng không nhảy dựng lên đúng vậy chu dịch mẫn không có sức lực nhưng vẫn là phấn đấu quên mình nàng ở đánh cuộc đánh cuộc chính mình này nhảy dựng có thể câu đến cao lầu bên cạnh này nhảy chu dịch mẫn bắn ra sở hữu tiềm năng hai chân ở không trung dạng thẳng chân một chữ mã đôi tay hoa vòng hy vọng nhiều một ít lực nhảy qua đi phịch một tiếng tháp cao hoàn toàn sập chu dịch mẫn khó khăn lắm treo ở phòng ở bên cạnh đôi tay gắt cao thủ sẵn tay nàng khớp xương chỉ có hai cái ngón tay hai cái khớp xương thấu ở xi măng bên cạnh A ta không cam lòng. Chu dịch mẫn lại khấu đi lên một ngón tay, hai cái ngón tay, tam căng. Chu dịch tay trái đã hoàn toàn bắt lấy. Một cái tay khác bị nàng ném khởi, ban một chưởng chụp đi lên. Mà dưới thân, ô áp áp quái vật hướng tới này đống cao lầu tụ tập. Chu dịch mẫn tạm thời không có sức lực, cúi đầu vừa thấy, phía dưới nhất chỉnh phiến quái vật ở kim ngưu quái vật phía sau, từng cái ngẩng đầu mặt lộ vẻ hung ác nhìn chầm chầm chu dịch mẫn. Một màn này, bị lưu thượng đạo hồ bên kia lục ngôn xem rành mạch. Bởi vì giờ phút này không gió vô tuyết, tầm nhìn còn có thể, lục ngôn một bên chạy, một bên dùng kính viễn vọng quan sát nơi xa tình huống. Đem chu dịch mẫn tìm được đường sống trong chỗ chết một màn vừa lúc nhìn xuống dưới. Dịch mẫn. Lục ngôn khóe mắt nước mắt chất động. Mà đường dịch viêm cũng vừa lúc thấy được một màn này. Phía sau dương hổ mang theo nhân mã chạy tới khi, chu dịch mẫn đã bị vây khốn ở mái nhà. Lục ngôn ngắn mũi lo lắng sau, ánh mắt ngược lại kiên định rất nhiều, nàng biết chính mình không thể tại đây loại thời điểm mềm yếu, nàng mềm yếu chỉ có thể để lại cho chu dịch mẫn. Kiên cường lên, lục ngôn, dịch mẫn yêu cầu ngươi. Lục ngôn ở trong lòng như vậy nói cho chính mình. Rồi sau đó quay đầu lại xem hạ dương hổ cùng đường dịch viêm khi, đã khôi phục nữ cường nhân một mặt. Hổ ca, bản đồ. Dương hổ từ phía sau ba lô xoát một chút móc ra bản đồ, bọn họ phải tiến hành đặt chủng tác chiến giải cứu chu dịch mẫn phía dưới quái vật có thượng trăm đầu tụ ở dịch mẫn dưới lầu chúng nó tự hồ có quần thể ý thức đặc biệt kia đầu kim ngư quái vật phía trước đầu gắt gao nhìn chằm chằm chu dịch mẫn cái đuôi thượng đầu còn có thể hướng tới phía sau quái vật ra lệnh mu mu thanh âm như là một loại chỉ huy quái vật tứ tán vây quanh chỉnh đóng lâu chu dịch mẫn lúc này khôi phục không ít sức lực hai chân bắt đầu dùng sức đôi tay cũng không ngừng hướng bên trong khấu khấu đến bên cạnh giác vị trí chu dịch mẫn lòng bàn chân dùng một chút lực cả người xoay người lên lầu đỉnh, từng ngụm từng ngụm thở phì phò. Tiếp theo móc ra lục tỉnh thủy uống một ngụm, lập tức bò dậy, triều dưới lầu lại nhìn thoáng qua. Từng con quái vật tứ tán khai, vây quanh chỉnh đống lâu. Đáng chết, ta rốt cuộc như thế nào đắc tội chúng nó, muốn đem ta hướng chết chỉnh. Mà bên kia, hồng trù đại tỷ cùng căn cứ người chấp đầu, đã an toàn rút về căn cứ. Ngay sau đó, hồng trù đại tỷ cùng một đám trong thôn tuổi trẻ lực tráng người sôi nổi cầm lên vũ khí, không màng căn cứ những người khác ngăn trở, mười mấy người, cầm tự chế côn bổng cái quốc, lao ra căn cứ. Ai, này đàn đều là chút mãn phu a à. Vũ khí vũ khí, muốn đi cầm vũ khí. Lan Khê tỉ hướng về phía căn cứ ngoại một đám người hô to. Còn hảo hồng trù đại tỷ nghe được kêu gọi, tiếp đón đại gia trở về lấy thương. Cái này ngoạn ý dùng như thế nào? Một ít người ăn qua thịt heo, chưa thấy qua heo chạy chương 142 lại một cái không thua chu dịch mẫn nữ tử. Căn cứ mấy cái giáo thụ đã sớm tiếp nhận rồi căn cứ huấn luyện, đối một ít súng ống đạn dược đều có điều hiểu biết. Đem bảo hiểm gian như vậy mở ra, viên đạn lên đạn khấu động cò súng là được. Nơi này có bốn cái trương đạn. Các ngươi mau cầm, mang đi cấp lục ngôn, các nàng chạy quá nhanh, vũ khí đạn dược căn bản không đủ. Hồng trù đại tỷ làm mọi người đều đi theo bắt chước một lần sử dụng, rồi sau đó vô cùng lo lắng nói, thực chiến mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Hiện tại chúng ta ân nhân gặp nạn, đại gia cùng ta sát đi ra ngoài, cứu người. 700 cùng săn thú đội mấy cái người trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào, một màn này, liền cùng năm đó rơi đầu chảy máu các tiền bối giống nhau, vì bảo hộ gia viên, không màn tất cả đem đại đao bổ về phía địch nhân. Quái vật không đáng sợ, đáng sợ là quái vật có tư tưởng. Chu dịch mẫn đứng ở mái nhà nhìn phía dưới rậm rạp quái vật đã vô kế khả thi chẳng lẽ thật sự chỉ còn sử dụng không gian kỹ năng này một cái lộ sao? Chu dịch mẫn hoàn toàn có thể sử dụng không gian, đem bên trong một ít thật lớn vật phẩm từ phía trên nện xuống đi, đem sở hữu quái vật tạp chết, nhưng nàng không nghĩ làm như vậy, bởi vì nàng trong lòng vẫn luôn có cái thực lo lắng sự tình, nếu chính mình hiện tại sử dụng không gian kỹ năng, lưu thượng đạo hồ rậm rạp quái vật tuyệt đối sẽ điên giống nhau sát hướng chính mình nơi này. Bình tĩnh, bình tĩnh, chu dịch mẫn, đời trước tử cũng là gặp qua sóng to gió lớn. Chu dịch mẫn mọi nơi nhìn xung quanh, lại nhìn không tới bất cứ thứ gì, trên người nàng chỉ có một phen đường đao, hai khẩu súng cùng một ít chút ít đồ ăn. Đúng rồi, ta còn có cái kính viễn vọng. Chu dịch mẫn móc ra kính viễn vọng, hướng tới lư thượng đạo hồ phương hướng nhìn qua đi, nàng phát hiện kia cây mọc đầy màu lam quả tử quái thụ. Thông qua kính viễn vọng, xem rất rõ ràng, quái thụ màu lam quả tử phát ra khí vị tràn ngập ở toàn bộ lư thượng đạo hồ, phía dưới nằm bò quái vật từng cái đều ở ngủ gà ngủ gật, cũng không đánh nhau, phi thường hài hòa. Đang lúc Chu Dịch mẫn quan sát đến thời điểm, Dương Hổ thông qua kính mặt phản xạ nguyên lý, đem một đạo cường quang hiện lên Chu Dịch mẫn kính viễn vọng. Ai ở nơi nào? Chu Dịch mẫn nhanh chóng hướng tới này hữu phía trước trong về phía xa, rốt cuộc thấy được tay cầm thấu kính Dương Hổ. Ngay sau đó, còn có Lục Ngôn, Hồng Trù đại tỷ, 700 một đám người. Mới nói được các giáo sư, căn cứ bên kia liền truyền đến bộ đàm thanh âm dò hỏi tình huống nơi này một phen giao lưu sau, lục ngôn đem trước mắt thế cục giảng giải một lần. Lục ngôn các ngươi trước từ từ, chúng ta này đàn lão xương cốt thương lượng hạ đối sách, nhất định có thể giải cứu dịch mẫn. Lục ngôn nghe được các giáo sư hồi đáp, trong lòng cũng dâng lên một tia hy vọng. Nàng thừa dịp thiên còn không có hoàn toàn hát, đem sự tình thông qua thủ thế tiếng lóng chuyển đạt cấp chu dịch mẫn. Giáo, thụ, nhóm, ở, tưởng, làm, pháp, dịch, mẫn, ngươi, căng, trụ, ta, một, định, sẽ, cứu, ngươi, không, muốn, lục ngôn nói chậm, kết quả thiên hoàn toàn tối sầm xuống dưới, chu dịch mẫn cuối cùng không có xem hiểu lục ngôn đang nói cái gì, nhưng đại khái ý tứ đã minh bạch. Trước chịu đựng một đêm rồi nói sao? chu dịch mẫn không tính toán ở trong lâu ngủ, bởi vì quái vật buổi tối sinh động trình độ so hiện tại muốn lớn hơn nhiều. Quả nhiên, thiên tối sầm, lưu thượng đạo hồ từng cái quái vật chậm rãi rút đi buồn ngủ, từ trên mặt đất bò lên. Một đầu, hai đầu, tam đầu, một trăm đầu hai trăm đầu ba trăm đầu rậm rạp đen nghìn nghịt một mảnh này đàn quái vật nếu hướng tới một phương hướng khởi xướng tiến công như vậy sẽ là bẻ gãy nghiền nát hoành đẩy hết thảy chu dịch mẫn ngủ không được nàng còn có thể thấy rõ dưới lầu một ít quái vật thân hình bởi vì ly tương đối gần mà lưu thượng đạo hồ bọn quái vật toàn bộ đứng lên sau khi cây quái thụ màu lam quả tử cư nhiên vỡ ra bên trong nồng đậm hoa quả tản ra màu lam yêu diễm khí thể tràn ngập toàn bộ lưu thượng đạo hồ bọn quái vật từng cái ánh mắt bắt đầu cùng bạo lên co quắp bất an đi lại trống quái vật đàn trung không biết là nào đầu quái vật trống lên một tiếng tiếp theo sở hữu quái vật đều bắt đầu hướng tới quái thủ trống giận nháy mắt sở hữu quái vật không có buồn ngủ trong ánh mắt thị huyết giống như ác ma ở trong đêm đen nhìn trộm giống nhau thật sự dọa người này đàn quái vật rốt cuộc muốn làm gì lục ngôn bên này cũng chú ý tới này hết thảy bọn họ có tiên tiến thiết bị ở ban đêm có thể thông qua đêm coi nghi quan sát chung quanh hoàn cảnh trước đây chính là như vậy tiếng hô làm căn cứ chú ý tới lưu thượng đạo hồ tình huống lục ngôn mới có thể phấn đấu quên mình lao ra căn cứ muốn cứu chu dịch mẫn mà chu dịch mẫn bên này nhìn đến này một đầu đầu thị huyết ăn người quái vật nàng cuối cùng một tia muốn vận dụng không gian ý niệm hoàn toàn đánh mất kim ngư quái vật đột nhiên mua một tiếng tự hồ cũng ở đáp lại vừa mới quái vật gầm rú ngay sau đó một đầu hai đầu tam đầu quái vật bắt đầu hướng tới chu dịch mẫn bên này đi tới. Chúng nó động. Này đó quái vật giờ phút này là tỉnh ngủ, phía trước ngủ cùng lợn chết giống nhau, hiện tại tỉnh lại phát hiện rất nhiều đồng loại đều ở vây quanh kia đống cao lầu chuyển động. Lòng hiếu kỳ hạ đều hướng tới chu dịch mẫn tụ lại mà đến. Chu dịch mẫn nhìn càng ngày càng nhiều quái vật, da đầu tê dại. Đen nghìn nghiệt một mảnh trong mắt phím lam quang. Đồng thời cái kia màu lam quả tử vỡ ra đóa hoa càng là yêu diễm vô cùng giống như trong đêm tối lam đèn, quỷ dị đáng sợ. Ta xem, chúng ta thừa dịp trời tối nổ súng hấp dẫn một đợt lực chú ý như thế nào. Hồng trù đại tỷ đề nghị nói. Lụa đỏ tỷ, ngươi chờ một lát, ta ngẫm lại. Ngươi phương pháp này thoạt nhìn được không, nhưng chúng ta người muốn tản ra, nếu không cẩn thận bị bắt lấy, tứ tán khai nhân thủ vô pháp lẫn nhau cứu viện. Lục ngôn phân tích một lần, đem cái này đề án phủ quyết. Ta liên hệ hạ các giáo sư. Dương Hổ lấy ra bộ đàm câu thông căn cứ. Thực mau căn cứ truyền quay lại tin tức. Căn cứ mọi người đã thương thảo một lần. Đó chính là dùng hỏa công, làm này đàn quái vật tự loạn đầu trận tuyến. Chỉ có lưu thượng đạo hồ đủ loạn, chu dịch mẫn mới có cơ hội chạy thoát. Ân, ừ, cái này phương thức được không, nhưng vẫn là có không xác định tính, chúng nó loạn là như thế nào một cái trình độ, chúng ta hay không có khả thừa chi cơ. Lục ngôn như cũ thực cẩn thận nàng một phương diện muốn suy xét đại gia an nguy một phương diện lại lo lắng chu dịch mẫn ta có thể làm mồi dụ các ngươi đi phóng hỏa dương hổ cắn răng một cái tin tưởng mười phần nói lục ngôn nhìn đột nhiên làm ra quyết định dương hổ trong lòng một trận giải dụa lục ngôn ngươi tin tưởng ta lục tỉnh thủy ta cũng mỗi ngày uống hiện tại ta thân thể có thể nói một cái đánh mười cái cũng không có vấn đề gì lục ngôn cắn răng một cái nói hành nhưng trận này nghĩ cách cứu viện hành động cần thiết nghe ta chỉ huy không thể ra sai lầm. Tiếp theo lục ngôn chỉ vào tác chiến bản đồ vị trí, bắt đầu bố cục. Dương Hổ, ngươi đến nơi đây, từ này đóng trên lầu đi, nhìn đến chúng ta bên này, cũng chính là lưu thượng đạo hồ vị trí này, một khi nổi lửa, ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng. Hỏa thế loạn lên sau, ngươi nổ súng xạ kích, hấp dẫn mục tiêu chú ý. Lục ngôn nhanh chóng chỉ huy tác chiến, hồng trù đại tỷ nhìn đến lại một cái không thua chu dịch mẫn nữ tử, nội tâm tấm tắc bảo lạ. Lụa đỏ tỷ, ngươi dẫn dắt người của ngươi, cùng chúng ta người, từ nơi này sờ qua đi, trong chốc lát ta làm. Căn cứ mang thùng xăng lại đây, các ngươi đem thùng xăng sắp đặt hảo vị trí, dùng các ngươi cung nỏ điểm thượng hỏa mầm, từ ba mặt xạ kích đốt lửa. Chương 143 ngôi sao chi hỏa có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Không thành vấn đề. Hồng trù đại tỷ vỗ bộ ngực đáp. Dương hổ, một hồi căn cứ cũng sẽ đưa tới hồng ngoại thiết bị, đem hồng ngoại thiết bị cấp mấy cái các huynh đệ, cột vào cung nỏ thường, làm ban đêm nhắm chuẩn dụng cụ sử dụng. Hảo, không thành vấn đề. Lục ngôn tiếp nhận bộ đàm, cùng căn cứ muốn 20 thùng xăng. Hồng ngoại thiết bị cũng muốn tới 20 cái. Nửa đêm về sáng, căn cứ người liền đưa tới đồ vật. Thực mau lục ngôn khiến cho đại gia đi trước chỉ định vị trí. Chu dịch mẫn tự nhiên biết lục ngôn khẳng định có cái gì tính toán. Nửa đêm trước vẫn luôn không có cùng nàng liên hệ cho nên chu dịch mẫn cũng không vội, nhưng không nghĩ tới, nửa đêm về sáng. Những cái đó quái vật cư nhiên bắt đầu hướng chu dịch mẫn trên lầu bò. Một ít loài bò sát loại quái vật, sắc nhọn móng vuốt đâm thủng xi măng tường thể, cùng rác khí cầu giống nhau liền dễ dàng cắm đi vào. Tuy rằng hình thể thật lớn, leo lên lên hành động thông thả, nhưng chu dịch mẫn vẫn là dọa tới rồi. Xong rồi, một đám spider mang sao. Dưới lầu tam đầu đã bắt đầu leo lên. Trước sau, tả, tam sườn đồng thời tiến công. Chu dịch mẫn biết, hiện tại nếu muốn đánh lui này mấy cái gia hỏa, chỉ có thể tay dựa thương. Chu dịch mẫn chạy đến sau sườn, nhìn đến một đầu bọ ngựa quái vật, lợi trảo cào ở xi măng tường, đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm phía trên. Ca. Chu dịch mẫn viên đạn lên đạn. Trong đêm đen, cặp kia huyết màu lam mắt, chính là nàng xả kích mục tiêu. Chu dịch mẫn thâm hô một hơi, nàng thương không có hồng ngoại thiết bị, vô pháp trong đêm đen chuẩn xác nhắm chuẩn hết thảy toàn bằng chu dịch mẫn huấn luyện tới trực giác. Phanh, phanh. Hai thương, trực tiếp mệnh trung bọ ngựa quái vật một đôi mắt to, bọ ngựa quái vật ăn đau, hai mắt tối sầm, một đôi chân trước, theo bản năng vào đầu trảo nhĩ, quanh một tiếng rớt đi xuống. Thấy như vậy một màn, chu dịch mẫn tới tin tưởng. Nhanh chóng chạy đến mặt bên. Đó là một đầu thằng lằn quái vật, bản thân liền am hiểu leo lên, nhưng hình thể quá lớn sau, tốc độ thường cũng biến chậm. Về một tiếng, chu dịch mẫn vừa mới dò ra đi đầu thiếu chút nữa bị thằng làng quái vật từ phía dưới bắn đi lên màu đỏ tươi đại đầu lưỡi đánh trúng cũng may chu dịch mẫn phản ứng nhanh nhạy trốn tránh lúc sau bang bang lại là hai thương đánh trúng đối phương thằng làng quái vật đầu lưỡi đều còn không có thu hồi đi toàn bộ thân hình cũng là ầm ầm tạp hướng mặt đất không chấp nhận được chu dịch mẫn tiếp tục quan sát chính phía trước bò lên tới chính là một đầu thật lớn con gián quái vật hai căn xúc tu giống sắt thép giống nhau thô tráng ở không trung qua lại đông đưa, cực kỳ giống radar dò xét khí giống nhau. Chu dịch mẫn cúi đầu vừa thấy. Không nói võ đức A, à, này đầu cư nhiên là mị mị nhãn. Chu dịch mẫn cũng vô pháp nhắm ngay, dư lại viên đạn, trút xuống ở con dáng quái vật trên người. Tiếp theo móc ra phía sau lưng đường đao, mảnh chém con dáng quái vật sắt thép xúc tu. Mấy chục đao đi xuống, con dáng quái vật cũng ăn đau lên, ngã xuống. Mà xuống phương kim ngư quái vật, nhìn đến chính mình mệnh lệnh tam đầu quái vật đều thất bại hai viên đầu đồng thời phát ra mô thanh âm tiếp theo cách đó không xa lại toát ra bốn năm cái bò lâu lợi hại quái vật tới mà bên kia lục ngôn nghe được chu dịch mẫn khai hỏa nàng liền hạ lệnh làm những người khác động thủ không thể tưởng được này đó quái vật như vậy có kiên nhẫn chính là kéo dài tới nửa đêm về sáng dịch mẫn lúc này khẳng định lại mệt lại vô pháp tập trung tinh thần chúng nó muốn ở dịch mẫn nhất lơi lỏng thời điểm tiến công Đáng chết bọn quái vật Đại gia hành động Lục ngôn biết chu dịch mẫn hiện tại phi thường yêu cầu chính mình, nàng quyết đoán xuất kích Đã miêu đến quái vật phụ cận một đám người ở săn thùng thượng bọc một lần du, làm vốn là rất nhỏ lực ma sát, trở nên càng tiểu Rồi sau đó mọi người, từ ba phương hướng đồng thời từ chỗ cao xuống phía dưới, đẩy ra săn thùng Thịt 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 săn thùng lăn lộn thanh, đại lượng hấp dẫn lư thượng đạo hồ bọn quái vật lực chú ý Xăng thùng không đau không ngứa đánh vào một ít quái vật bên người. Quái vật từng cái tò mò ngửi ngửi, rồi sau đó một chân liền dẫm bạo một ít thùng xăng. Xăng nổ tung, bắn nơi nơi đều là. Bọn quái vật không cho là đúng, mặt khác 10 cái thùng xăng đồng dạng bị coi khinh. Lục ngôn nhìn thấy như vậy tình hình, lập tức hạ đạt đệ nhị hạng mệnh lệnh. Đốt lửa. Xăng thú đội cùng, căn cứ một đám người, đồng thời bật lửa cung tiễn, vèo vèo vèo. Từ trên trời giáng xuống kiếm vũ, mang theo ánh lửa xẹt qua phía chân trời. Một đám quái vật sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại, tò mò đó là cái gì? Ngay sau đó, kiếm vũ đảo ngược mũi tên thẳng tắp rơi xuống. Quanh, quanh, quanh. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Lưu thượng đạo hồ lửa lớn hừng hực thiêu đốt, rất nhiều trên người mang mau quái vật bị thiêu khắp nơi lăn lộn. Trống 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 trống, một cái loạn, một đám loạn. Thiêu cháy sau, một ít không có bị dẫm bạo thùng xăng ngộ hỏa bạo tạc, lớn hơn nửa ánh lửa phóng lên cao trong lúc nhất thời thượng trăm đầu quái vật khắp nơi tán loạn đem trên người hỏa dẫn tới mặt khác quái vật trên người ngôi sao chi hỏa có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ toàn bộ lưu thượng đạo hồ một mảnh biển lửa bọn quái vật nơi nơi chạy vội lăn lộn một ít hỏa bị vừa mới diệt bên kia lại mạo cái quái vật lăn lại đây lại lần nữa bốc cháy lên trong lúc nhất thời toàn bộ lưu thượng đạo hồ đại loạn dương hổ xem chuẩn thời gian trong tay căn cứ cải trang súng máy, giá khởi, hướng tới phía dưới điên cuồng bắn phá. Lộc cộc lộc cộc. Viên đạn đánh ra đi nòng súng đỏ bừng. Mà này thật lớn tiếng súng lần nữa hấp dẫn sở hữu quái vật lực chú ý, ngay cả kim ngưu quái vật cũng phát hiện là mặt khác phương hướng xuất hiện vấn đề. Nổi lửa khi, nó khắp nơi loạn xem, nhưng trước sau không phát hiện dị thường, hiện tại phát hiện nổ súng vị trí sau, kim ngưu quái vật mu mu kêu to chu dịch mẫn dưới lầu quái vật hướng tới dương hổ vị trí bôn tập mà đi bên kia đánh xong kiếm vũ một đám người nương dương hổ tiếng súng yểm hộ nhanh chóng lui về phía sau mà chu dịch mẫn cũng gặp được từng màn này phát sinh nàng biết là lục ngôn bọn họ làm kim ngư quái vật một bên chiêu gọi quái vật đi trước săn vết phóng hỏa gia hỏa một bên lại đối với lưu thượng đạo hồ quái vật mu mu gào thét bất quá tuy rằng chu dịch mẫn không biết nó nói cái gì nhưng cũng có thể nhìn ra kim ngưu quái vật ở này đó quái vật trung địa vị phía trước đầu mu mu kêu muốn này đó quái vật thay đổi họng súng đi sát dương hổ mặt sau đầu mu mu kêu làm lưu thượng đạo hồ quái vật chạy nhanh lăn lộn dập tắt lửa nhưng nó nào biết đâu rằng săn không phải dễ dàng như vậy gì thấy phong liền khởi thấy phong liền trướng bọn quái vật càng là chạy loạn ngọn lửa lại càng lớn phát lục ngôn cũng thông qua quan sát phát hiện bọn quái vật đều tạm thời từ bỏ chu dịch mẫn bên này, chuyển đi sát dương hổ. Lục ngôn lập tức thông tri dương hổ, hổ ca, mau bỏ đi. Dương hổ thu được lui lại mệnh lệnh, trực tiếp phá cửa sổ từ lầu 5 độ cao nhảy xuống. Hai chân bỗng nhiên bước vào tuyết địa, đạp lên đóng băng tầng thượng. Năm tầng độ cao, bất quá như vậy. Dương hổ khóe miệng dương lên, tự tin cất bước liền chạy. Này hết thảy muốn cảm tạ lục tỉnh thủy đối thân thể hắn cải trang. Hiện giờ nói Dương Hổ là nửa cái siêu nhân đều không quá. Thân thể hắn tố chất tốt nhất, cũng là nhanh nhất bị lục tỉnh thủy cải tạo người. Bởi vì đáy hảo, thích. Ứng mau. Hiện tại căn cứ nội rất nhiều người thân thể tố chất đều bị hắn phản siêu. Dương Hổ nhanh chân liền chạy, thực mau kia đóng tiểu lâu bị vây. Lâu thể tích không có chu dịch mẫn kia đóng đại. Bọn quái vật ở kim ngư quái vật chỉ huy hạ, bắt đầu va chạm thang lầu chương 144 nhân loại hay không còn có hy vọng. Phanh, phanh, phanh. Mấy trăm đầu quái vật đâm tường, khi trường hợp tương đương chấn động. Thực mau lâu thể ầm ầm sập. Dương hổ quay đầu nhìn lại, trong lòng cũng là một trận phát mau, hắn hiện tại đã trốn vào hắc ám tuyết động tầng trung, đại khí không dám ra. Mà chu dịch mẫn bên này, cũng nắm chắc được cơ hội, nàng từ trên lầu lặng lẽ đi vào trung gian tầng lầu, đẩy ra cửa sổ, nhìn đến một bên đã thiếu một đám quái vật, chỉ còn ba bốn con quái vật, còn ở bồi hồi. Chu dịch mẫn quyết đoán hướng tới một cái khác phương hướng cửa sổ nện xuống hành lý, hơn nửa hô to, súc sinh, các ngươi tới nha, tới nha, ta ở bên này. Quái vật bị hấp dẫn, toàn chạy đến kia một bên đi. Chu dịch mẫn nhanh chóng chạy về vừa mới vị trí, cúi đầu vừa thấy, quái vật chính hướng tới kêu gọi kia một bên chạy tới. Cô nãy nãy chạy trước, không cùng các ngươi chơi. Chu dịch mẫn nhảy xuống, nàng mục tiêu là nơi xa một khác khối vứt đi xưởng khu nơi đó có thể vòng hồi căn cứ cửa sau. Làm chính mình đường lui, chỉ có cái kia xưởng khu trống trải điều kiện, mới có khả năng cấp chu dịch mẫn mang đến chạy trốn hy vọng. Này hết thảy đều ở lục ngôn đêm coi nghi trung bày biện ra tới. Lục ngôn vui sướng, chu dịch mẫn hiểu chính mình. Đã thuận lợi đào tẩu. Mà liền ở ngay lúc này, lưu thượng đạo hồ trung tâm, kia cây lớn nhất quái thụ, mắt thấy liền phải bị này đàn quái vật lan đến. Cây cối trung tâm, một đầu hình thể giống bá vương long giống nhau quái vật đứng lên. Đúng vậy, nói nó là một con rồng đều không quá. Mở ra hai cánh, 50 mét tả hữu chiều dài. Chân dung thằng lằn, hai chân lại là giống voi chân, chân trước cùng liệp ưng trảo một cái. Tứ bất tượng thân thể tạo thành một cái thật lớn quái vật, toàn bộ hình thể ở nó đứng lên, triển khai hai cánh sau, chỉ có thể nói, cùng phim ảnh kịch quái vật Godzilla giống nhau đại. Rống. Quái vật há mồm rống giận, trong miệng phun ra thật lớn phong tuyết, đối với lưu thượng đạo hồ chính là sở hữu quái vật, phun một vòng. Trong nháy mắt liền đem hỏa dập tắt. Này đầu quái vật, nguyên bản còn ở ngủ say, nhưng quái thụ tự hồ hướng nó truyền đạt nào đó tin tức. Này đầu đáng sợ cự long quái vật, mới bày ra vương giả tư thái, tiếp theo phi thiên dựng lên, khi đối huyết lam trong ánh mắt có chứa một tia kim sắc quang mang, bể nghệ chúng sinh. Này cổ uy áp dưới, kim ngư quái vật trước hết quỳ xuống đầu gối, tiếp theo một đầu tiếp một đầu quái vật bắt đầu sôi nổi quỳ xuống. Ở cự long quái vật dưới thân, mấy khối thật lớn màu đen vỏ trứng, rơi rụng đầy đất. Nơi này sở hữu quái vật đều phải nghe lệnh với nó, mà nó bảo hộ quái thụ. Một màn này, chu dịch mẫn là không thấy được. Nhưng nàng cùng sở hữu căn cứ người, đều nghe được. Đinh tai nhất ốc thanh âm truyền bá tới rồi căn cứ vị trí, ngay cả trong căn cứ tất cả mọi người nghe được nơi xa truyền đến quái vật tiếng rống giận lục ngôn xuyên thấu qua đêm coi nghi thiết bị nhìn đến trong đêm đen một cái quái vật thân ảnh xông lên phía chân trời đem kia tầng mây đen đánh tan hai cánh quét ngang sau kia đã lâu ánh trăng rắc tất cả mọi người nuốt một ngụm nước miếng nhân loại hay không còn có hy vọng ngẩng đầu nhìn lên không trung thấy như vậy một màn mọi người nội tâm đều xuất hiện như vậy nghi hoặc chu dịch mẫn đã một lần nữa núp vào mà dương hổ cùng hồng trù đại tỷ bọn họ cũng đã một lần nữa hội hợp đến lục ngôn bên người lục ngôn nhìn trước mắt một màn này phát ngốc hồi lâu nếu không phải hồng trù đại tỷ ở một bên nhắc nhở một chút nàng còn không có phục hồi tinh thần lại nàng từ đầu nhìn đến đuôi bị khiếp sợ không muốn không muốn triệt chúng ta triệt lục ngôn phục hồi tinh thần lại sau đem tâm một hoành nàng là nhất tưởng cứu chu dịch mẫn người nhưng hiện giờ không thể không triệt bởi vì kia đầu cự long quái vật có trong nháy mắt đôi mắt nhìn lại đây lục ngôn giờ phút này không dám nói cho đại gia chính mình nhìn thấy gì nhưng nàng muốn mang đại gia rút về căn cứ. Dịch mẫn, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể bình an trở về. Chính là, dịch mẫn còn 700 đứng ở tại chỗ cùng hồng trù đại tỷ bọn họ giống nhau không nghĩ đi. Mà dương hổ bên này tuyệt đối tín nhiệm lục ngôn cùng chu dịch mẫn, lục ngôn nếu kêu triệt, tự nhiên có nàng đạo lý. Lụa đỏ tỷ, dịch mẫn đã tạm thời thoát ly nguy hiểm, nàng chạy trốn tới bên kia vứt đi xưởng khu, chỉ cần thiên sáng ngời, dịch mẫn khẳng định có thể theo lộ từ căn cứ cửa sau trở về. Lục ngôn đánh mất hồng trù đại tỷ quật cường, nàng biết cái này nữ hoa hoa không có lừa chính mình. Gật gật đầu, tỏ vẻ lần này nghe lục ngôn. Căn cứ mọi người ở trời còn chưa sáng thời gian, toàn bộ rút về căn cứ. Mà chu dịch mẫn cũng thuận lợi chạy ra. Đến đổi lư thượng đạo hồ lúc sau đã xảy ra cái gì, các nàng đều không thể hiểu hết. Nhưng chu dịch mẫn biết, mưa gió sắp tới, quái vật ly căn cứ như vậy gần, nếu sát hướng căn cứ, sẽ là hủy diệt tai nạn sẽ phun hỏa sông đầu kim ngưu quái vật, sẽ phun phong tuyết cự long quái vật. Mấy thứ này nàng chỉ ở tiểu nhật tử phim hoạt hình kiến thức quá. Hiện giờ, liền phát sinh ở trước mắt. Chỉ có thể nói đặt nhíp phiến đi vào sinh hoạt, mặt thế trở thành đau khổ dãy dụ nhân loại hàng ngày. Chu dịch mẫn chạy thoát, nàng trốn như vậy chật vật, đây là trọng sinh tới nay lần đầu tiên bởi vì không biết mà cảm thấy sợ hãi. Theo lý thuyết mang theo đời trước ký ức trọng sinh, này một đời lại có hệ thống, không gian thêm vào, hẳn là vô địch mới đúng. Kết quả, thế đạo quá hắn nương khi dễ người. Chu dịch mẫn giờ phút này tránh ở một cái bài thủy thủy bùng trong động. Trên người trừ bỏ kia bộ giữ ấm quần áo ngoại, liền cái ăn đều không có. Tư 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 một đoạn điện lưu thanh sau, chu dịch mẫn đèn pin cũng hỏng rồi, lâm vào vô tận trong bóng đêm. Hy vọng thiên chạy nhanh lượng đi. Chu dịch mẫn một người một mình trong bóng đêm, nàng bắt đầu nhớ lại đời trước. Đời trước, nàng cũng từng đãi tại đây loại xi măng quảng trong động ở nơi đó cứu một nữ tử khi đó nàng đầu bù tóc rối ngâm đen mặt làm nàng tưởng cái nam hài chu dịch mẫn đem trên người cuối cùng đồ ăn cho nữ hài kia nữ hài tử từ xi măng trong động tiếp nhận đồ ăn ăn ngấu nghiến bộ dáng nàng đến nay đều còn nhớ rõ liền bởi vì việc này đâm sau lưng tra nam còn quở trách nàng thánh mẫu tâm hiện tại chu dịch mẫn nhớ tới cùng với cùng loại này người xa lạ tổ đội cũng so đâm sau lưng tra nam muốn hảo rất nhiều chẳng qua sau lại chu dịch mẫn đi rồi, cũng không biết nữ hài kia, sao lại thế nào. Nghĩ đến mặt thế sinh tồn, tử vong là sớm muộn gì thời điểm. Hiện giờ, chính mình cũng lưu lạc đến loại địa phương này, chuyện cũ từng màn tái hiện, chu dịch mẫn hoảng hốt gian về tới đời trước. Hà Vũ Hải, ngươi tên cạn bã. Trong lúc ngủ mơ, chu dịch mẫn nhớ lại tử vong trước một màn, một thân mồ hôi lạnh sau, bừng tỉnh lại đây. Ngay sau đó, chu dịch mẫn phát hiện là chính mình một giấc mộng chu dịch mẫn cũng may mắn. Này một đời chính mình bên người đồng đội đều làm nàng cảm thấy thực ấm áp, lục ngôn, biểu ca, tần thúc một nhà, phụ đạo viên một nhà, lan khê tỷ một nhà, từ từ trong căn cứ những người này đều ở cống hiến lực lượng của chính mình. Trên mặt cũng lộ ra an tâm tươi cười, còn ở hồi tưởng, lại đột nhiên nghe được chung quanh có tiếng bước chân, hơn nữa không ngừng một người. Mau, ở đàn kia. Thanh âm có điểm quen tai, chu dịch mẫn giờ phút này tinh thần căng chặt, nàng lo lắng. Có phải hay không mặt khác nhặt móc giả phát hiện chính mình Chương 145 màu lam quả tử quái thụ Này ai nói lời nói, có điểm quen tai Chu dịch mẫn cẩn thận dò ra xi măng động nhìn mắt bên ngoài Tần hạo nhiên Ngay sau đó lại nhìn đến dương hổ Cuối cùng, một đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện Chu dịch mẫn kinh hỷ vạn phần Lục ngôn Ta ở chỗ này Chu dịch mẫn kích động ngồi dậy Vịt một tiếng, đầu đánh vào xi măng quảng trong động đau nàng nước mắt đều mau chảy xuống tới. Thực mau, lục ngôn cũng phát hiện che lại đầu từ xi măng quảng động đi ra chu dịch mẫn. Lúc này, đã là giữa trưa, thiên tương đối lượng, ít nhiều tầng hạo nhiên tiểu tử này, mắc duệ, bằng không thật đúng là vô pháp ở loại địa phương này phát hiện chu dịch mẫn. Lục ngôn ở nhìn thấy chu dịch mẫn kia một khắc, phi phát đi lên, trực tiếp đem chu dịch mẫn phát gục ở trên nền tuyết, đối với chu dịch mẫn đông lạnh cả đêm đỏ bừng khuôn mặt nhỏ hôn một cái. Dịch mẫn, ta rốt cuộc tìm được rồi ngươi ta rất sợ hãi sợ hãi chính mình lại lần nữa mất đi ngươi lục ngôn hỉ cực mà khóc nói lại lần nữa chu dịch mẫn có điểm không ngọn nguồn hỏi lại một câu ha 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 ta cũng không biết sao lại thế này trong miệng liền nói ra tới lại lần nữa giống như ta phía trước mất đi quá ngươi giống nhau chúng ta mau hồi căn cứ đi này bên ngoài không quá an toàn dương hổ đánh gãy hai người ôn chuyện cảnh giác nhìn chung quanh Đúng đúng đúng, sư phó nói rất đúng. Dịch mẫn, lần này ta chính là tìm ngươi cả một đêm, mệt quá sức. Nói chuyện chính là tần hạo nhiên, gia hỏa này hiện tại cái đầu so chu dịch mẫn cao hơn hai cái đầu, thân thể cơ bắp đã cùng dương hổ tương đương. Chu dịch mẫn nhìn cái này tuổi trẻ tiểu tử lột xác, trong lòng cũng thực ngoài ý muốn. Cũng không biết đại gia thế nào, đúng rồi, lục ngôn, hồng trù đại tỷ bọn họ. Yên tâm, đều ở căn cứ, tất cả mọi người bình an. Lục ngôn nói lời này thời điểm, trong mắt một tia lo lắng vẫn là bị chu dịch mẫn bắt giữ tới rồi. Lục ngôn, ngươi có phải hay không có chuyện gạt ta, ngươi ta chi gian còn có cái gì không thể nói. Chu dịch mẫn nghiêm túc hỏi. Ta, ta. Lục ngôn ấp úng. Chu dịch mẫn chỉ hảo xem hướng dương hổ. Dương hổ luôn luôn đối chu dịch mẫn không có dấu dếm, nói tiếp, căn cứ bên kia phát hiện lưu thượng đạo hồ quái vật, đối căn cứ ngo ngoe rụt rịch, hôm nay buổi sáng lư thượng đạo hồ quái vật cũng chưa ngủ say, mà là vây quanh trung ương quái thụ, cũng không biết đang làm gì. Tại đây trong lúc, chạy đến căn cứ bên ngoài có ít nhất tam đầu quái vật, chúng nó không có tiến công căn cứ, mà là làm ra điều tra động tác, ở căn cứ bên ngoài quan sát sau quay trở về lư thượng đạo hồ. Cái gì, cư nhiên phát sinh loại chuyện này. Chu dịch mẫn đại kinh thất sắc. Thật là nàng sợ hãi sự tình gì, liền phải phát sinh cái gì. Đi, chúng ta lập tức phản hồi căn cứ. Chu Dịch Mẫn đứng dậy lôi kéo Lục Ngôn đi. Lục Ngôn lại ngừng ở tại chỗ, một bộ làm sai sự bộ dáng. Chu Dịch Mẫn hướng nàng nở nụ cười, ta biết ngươi niệm ta, làm sao trách ngươi, chúng ta mau cùng nhau trở về đi. Lục Ngôn ấp úng nói, thật không trách ta ném xuống đại gia chạy ra tìm ngươi. Thật không trách. Chu Dịch Mẫn nói xong, cũng hướng về phía Lục Ngôn đỏ bừng khuôn mặt nhỏ hôn một cái. Huề nhau. Tần Hạo Nhiên cùng Dương Hổ nháy mắt có bị toan đến cảm giác này hai cái nữ nhân, ha 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 ha. Chạy về căn cứ, tất cả mọi người vây quanh lại đây, nhưng Chu Dịch Mẫn không thói quen loại này bầu không khí, lôi kéo Lục Ngôn liền vọt vào tới phòng họp, làm Dương Hổ đem đại gia triệu tập lên. Chủ yếu vẫn là trung tâm những người đó. Tiếp theo Chu Dịch Mẫn liền cùng Lục Ngôn nghe xong mọi người hội báo công tác. Căn cứ nội, ở Chu Dịch Mẫn rời đi trong khoảng thời gian này, đã đào đi xuống 5 tầng lô cốt đường hầm, không gian siêu đại mà các giáo sư cũng đối thiên tai nghiên cứu có tiến triển, cùng chu dịch mẫn phát hiện giống nhau, độ ấm ở lấy không thể phát hiện biến hóa lên cao. Căn cứ đào tạo phương diện, cũng có tân kế hoạch. Các giáo sư ở đào tạo nại hạng thực vật. Lan Khê Tỷ cũng ở vẫn luôn quan sát đại gia thân thể khỏe mạnh trạng huống, lục tỉnh thủy trước mắt phấn khởi vấn đề đã bị Lan Khê Tỷ phát hiện, nhưng còn không có giải quyết phương án. Mà chu dịch mẫn tính toán lén nói cho nàng, chính mình đã giải quyết vấn đề này mà đường dịch viêm da hỏa này nhi trong khoảng thời gian này bị căn cứ không ngừng gia tăng nhân viên vấn đề vội sức đầu mẻ tráng tối hôm qua hắn vì phòng ngừa căn cứ bị đánh lén chính là chịu đựng không có ra tới cùng nhau cứu chu dịch mẫn nhưng chu dịch mẫn biết chính mình biểu ca luôn luôn lấy đại cục làm trọng chu dịch mẫn rời đi nhật tử căn cứ hấp thu rất nhiều mộ danh mà đến người rất nhiều đều là nghe được hy vọng ánh sáng đại danh đến cậy nhờ mà đến khó trách trong khoảng thời gian này vẫn luôn cảm giác không gian đang không ngừng biến đại chu dịch mẫn trong khoảng thời gian này không có đi sử dụng không gian cho nên cũng không có đặc biệt chú ý điểm này nhưng rất nhiều người nàng khẳng định sẽ hảo hảo quan sát một lần thông qua lục tỉnh thủy cấp đến phản hồi trung thành độ tới bước đầu phán đoán hay không có địch nhân trà trộn vào tới gián điệp những việc này nói xuống dưới cũng liền hoa một giờ mà trọng điểm vấn đề đại gia lưu tại cuối cùng Chu Dịch Mẫn đối căn cứ trong khoảng thời gian này đại gia làm cống hiến tỏ vẻ cảm tạ. Rồi sau đó, nghiên cứu khoa học đoàn đội, liền đem bên ngoài tình huống hình chiếu tới rồi phòng học màn hình lớn trước. Hôm nay buổi sáng, căn cứ cũng đã làm ra phản ứng, lợi dụng vừa mới nghiên cứu phát minh ra tới kháng hàng tài liệu, chế tác theo dõi thiết bị, đặt tại lưu thượng đạo hồ bốn cái vị trí, thông qua căn cứ tiếp thu dụng cụ, thành công tiếp thu đến lưu thượng đạo hồ hình ảnh. Toàn bộ lưu thượng đạo hồ quái vật ngo ngoe rụt rịch, tối hôm qua xuất hiện kia đầu cự long quái vật lúc này lại biến mất không thấy. Mà sở hữu quái vật đều vây quanh kia cây màu lam quả tử quái thụ. Ban ngày, này viên quái thụ không hề giống tối hôm qua như vậy yêu diễm, những cái đó vỡ ra quả tử, hiển hiện ra màu lam cánh hoa lại lần nữa biến mất, biến trở về màu lam quả tử hình dạng. Từ hình ảnh tới xem, này viên màu lam quả tử quái thụ, liền hấp dẫn nhóm người này quái vật tụ tập tại đây nguyên nhân căn bản. Mà này cây quái thụ, tự hồ cũng ở có ý thức khống chế dẫn đường bọn quái vật. Sinh vật học lưu giáo thụ phân tích nói. Trên địa cầu cũng có ban đêm nở hoa thực vật, nhưng trước hai quả tử, quả tử lại vỡ ra đóa hoa, lại biến trở về quả tử. Loại này hiện tại khoa học vô pháp giải thích, nhưng vật lý thượng đây là một loại sinh vật ứng kích phản ứng. Vật lý học trương giáo thụ nói tiếp. Chu dịch mẫn lại nhìn nhìn cổ giáo thụ cùng gian giáo thụ, hai người bọn họ không hiểu ra sao, này đó vượt qua bọn họ nhận tri phạm vi. Đúng lúc này, ngô giáo thụ đưa ra một cái quan điểm, này đó quái vật hành vi, tự hồ có dựng lấy quái thụ vì trung tâm lãnh địa ý thức. Chúng nó hành vi thượng, phù hợp này một tình huống. Khi hôm nay buổi sáng phái lại đây điều tra mấy cái quái vật, chẳng lẽ là cho rằng chúng ta xâm chiếm chúng nó sàn xe, tính toán đem chúng ta đuổi đi sao? Lục ngôn nghi hoặc hỏi. Cũng không bài trừ cái này khả năng. Nghiên cứu khoa học đoàn đội mấy cái người trẻ tuổi lớn mật phỏng đoán cũng đúng là các giáo sư lo lắng hiện tại chính là lo lắng này đó quái vật, sẽ tùy thời tập kích chúng ta. Vài vị giáo thụ nghiêm túc ánh mắt nhìn mọi người, cái này làm cho chu dịch mẫn cùng lục ngôn ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Chương 146 Thú Triều Đại gia yên tâm, thật sự không được, ta mang đại gia cùng nhau trốn chạy. Tóm lại giặt tới. Thì đánh, nước lên nâng nền. Chu dịch mẫn làm người tâm phúc, tin tưởng mười phần hướng đại gia bảo đảm. Tiếp theo chu dịch mẫn cùng lục ngôn ánh mắt giao lưu sau, bắt đầu hạ đặt mệnh lệnh chỉ thị đây là căn cứ thành lập lâu như vậy tới nay lần đầu tiên hai cái căn cứ trung tâm nhân vật dùng mệnh lệnh miệng lưỡi nói chuyện đường dịch viêm dương hổ ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi hai người điều động căn cứ hết thảy vũ khí làm huấn luyện quá nhân viên gia nhập tuần phòng chuẩn bị chiến đấu chung chu dịch mẫn chủ chiến bên ngoài vài vị giáo thụ lan khê tỷ các ngươi tùy ta tiến đến đại sảnh triệu tập căn cứ sở hữu sinh hoạt nhân viên Chúng ta muốn đem bên ngoài phát sinh tình huống nói cho đại gia, đối mặt hảo tùy thời khả năng phát sinh hết thảy. Lục Ngôn chủ nội, trấn an căn cứ mọi người. Mà lúc này căn cứ rất nhiều người còn không biết phát sinh sự tình gì, một ít người còn đắm chìm ở chu dịch mẫn bình an trở về, căn cứ vui sướng hướng vinh trong ảo tưởng. Ở trong đó một phòng nội, Đặng lão bá chính không biết xấu hổ lôi kéo Hồng Trù đại tỷ tay, mặt già thẹn thùng muốn ngồi ở Hồng Trù đại tỷ bên người. Lụa đỏ, ta, ta đừng bà bà mụ mụ, ngươi ở đệ tam đoạn video là cho ta xem, ta đều thấy được, tâm ý của ngươi ta tiếp nhận rồi. Trăng rắc một tiếng, môn bị đặng đăng đăng, cùng bảy trăm, đậu đậu, khá giả tử, tiểu nhiễm nhiễm mấy tiểu tử kia tệ phá. Một đám người trực tiếp ngã trên mặt đất, vẻ mặt cười hì hì đứng lên. Khụ khụ khụ, cái này, cái này môn, giống như có chút vấn đề. Bảy trăm ngây ngô cười. Đặng đăng đăng trực tiếp hướng về phía đặng lão bá nói, ba, ta duy trì ngươi. Này ấm áp một màn, bị căn cứ tiếng cảnh báo cấp đánh vỡ. Ngày hôm qua bị đường dịch viêm an bài tốt nghề hàng xã khu người, từng cái cũng không biết đã xảy ra cái gì. Hồng trù đại tỷ lập tức dò hỏi đặng lão bá, loại này tiếng cảnh báo là có ý tứ gì? Đặng lão bá lôi kéo hồng trù đại tỷ liền chạy đi ra ngoài, hắn biết giải thích còn không bằng trực tiếp đi xem phát sinh sự tình gì. Kỳ thật đặng lão bá trong lòng đã ẩn ẩn đoán được vấn đề mấu chốt. Một bên chạy, một bên đối hồng trù đại tỷ nói, khả năng cùng lưu thượng đạo hồ quái vật có quan hệ thực mau tất cả mọi người tụ tập lên chu dịch mẫn cùng lục ngôn mang theo trung tâm đoàn đội nhân viên xuất hiện đem lưu thượng đạo hồ quái vật sự tình cùng tất cả mọi người hội báo một lần đại sảnh trên màn hình lớn chính truyền phát tin lưu thượng đạo hồ hình ảnh phía trước liền có trang bị theo dõi thiết bị người trở về lộ ra quá nhưng đại gia còn không tin hiện tại tận mắt nhìn thấy đến sở hữu đều tin bên ngoài quái vật tụ tập ở cùng nhau đây là thú triều không biết ai hô một tiếng. Trong căn cứ một chút liền rối loạn lên, rất nhiều gương mặt chu dịch mẫn cũng không nhận thức, nhưng nàng vẫn là phát hiện một ít khác thường. Có chút người ánh mắt lập lòe tự hồ ở cố tình tránh đi chính mình nhìn chăm chú. Có chút nhỏ giọng cùng người chung quanh nói thầm, theo ta thấy, căn cứ này ngăn không được quái vật, chúng ta muốn hay không sấn loạn, đoạt vài thứ đi. Thanh âm giống như mũi giống nhau, nhưng chu dịch mẫn nhĩ lực phi phàm, này đó động tác nhỏ đều bị hắn nhất nhất phát hiện chu dịch mẫn xoay đầu nhỏ giọng đối đường dịch viêm công đạo vài câu sau dịch mẫn lục ngôn chúng ta mọi người đều tin tưởng hai người các ngươi nói đi có chỗ nào yêu cầu đại gia vượt lửa quá sông không chối từ đúng 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 chúng ta cũng muốn chiến đấu ở đây người đã đạt tới sáu bảy trăm hào người chu dịch mẫn nhìn trong căn cứ người càng ngày càng nhiều mọi người đều sinh hoạt thực hảo nàng cảm thấy chính mình trên vai gánh nặng càng trọng ta hướng đại gia bảo đảm lúc này đây chúng ta nhất định có thể vượt qua đi như vậy nhiều tai nạn mọi người đều cùng nhau vượt qua tới ta có tin tưởng đại gia có hay không tin tưởng chu dịch mẫn thanh âm vang vọng đại sảnh có 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 tiếng vỗ tay vang lên từng đợt kêu gọi khơi dậy mọi người tin tưởng bảo hộ hy vọng ánh sáng chu dịch mẫn hô lên khẩu hiệu bảo hộ hy vọng ánh sáng mọi người đi theo hô lên hiện tại đại gia nghe ta an bài người già phụ nữ và trẻ em toàn bộ tiến vào thành lũy dưới lòng đất tránh né, chiến đấu nhân viên toàn bộ cùng ta đi ra ngoài. Chu dịch mẫn ra lệnh một tiếng, toàn bộ căn cứ toàn bộ động lên. Lúc sau, liền mang theo dương hổ cùng chiến đấu nhân viên đi đến căn cứ phòng ngự cương vị thượng tiến hành bố trí. Các giáo sư lợi dụng chính mình tri thức cùng căn cứ một ít tài liệu, cũng vì căn cứ kiến tạo sáu môn đại pháo. Này đó đại pháo liền đặt tại căn cứ đại lâu nội, cùng thanh triều trong lúc đại pháo rất giống, rốt cuộc muốn làm đến chân chính hiện đại hóa vũ khí hạng nặng rất khó, đều là tự chế thổ pháo, số lượng không ít. đến nỗi súng ống, đường dịch viêm thống kê một chút, phát hiện chính mình cũng không đếm được, cũng đủ tiêu diệt minh ca cái loại này mặt hàng hơn trăm lần, nhưng bọn hắn lần này đối mặt chính là quái vật, hết thảy đều rất khó nói. bên kia, đường dịch viêm tắt lưu lại cùng lục ngôn cùng nhau an ủi đại gia, đồng thời đường dịch viêm cũng đem chu dịch mẫn đối chính mình công đạo, chuyển cáo lục ngôn dịch mẫn công đạo những người này, bí mật giám thị lên, một khi phát hiện phá hư căn cứ hành vi, đương trường giết, biểu ca, chuyện này dịch mẫn giao cho ngươi, ta cũng tin tưởng ngươi. Lục ngôn biết như ngoại cần thiết an nội đạo lý, tựa như một quốc gia, muốn chuẩn bị đánh giặc trước, nhất định sẽ trước trảo bên trong gián điệp, là một đạo lý. Thực mau căn cứ nội người cũng bị điều động lên, nguyên bản vừa mới bị an bài đến cương vị thượng nghề hàng xã khu công nhân nhóm, cũng ở hồng trù đại tỷ an bài hạ, cùng dư lại căn cứ nhân viên cùng nhau tiến vào thành lũy dưới lòng đất bốn tầng trung. Nhưng vẫn là rất nhiều phụ nữ tỏ vẻ chính mình cũng muốn tham gia chiến đấu, đường dịch viêm cùng Lục Ngôn ở này đó người trung lại chọn lựa 70 danh nữ tính. Mà đại lượng đồ ăn thủy bị vận đi về chưa hoàn toàn xây dựng tốt thành lũy dưới lòng đất. Căn cứ phải bảo vệ hảo nhỏ yếu người, mà Chu Dịch Mẫn cũng dưới mặt đất thành lũy xây dựng thời điểm liền có công đạo quá, thành lũy xây dựng nhất định phải có ứng đối đột phát tình huống lựa chọn phương án. Kết quả Chu dịch mẫn càng là phòng cái gì, liền thật phát sinh cái gì. Nhưng cũng cũng may có trước tiên ở xây dựng trung thiết kế loại này khẩn cấp phòng ngự chuẩn bị bốn tầng chen đầy, tầng thứ năm tắc thả cũng đủ đại gia sinh hoạt ba ngày vật tư. Nương đầu đầu sợ hãi, đầu đầu đừng sợ, đăng đăng tỷ bảo hộ ngươi. Đăng Đăng tỷ, ngươi thật dũng cảm, một chút cũng không sợ. Cùng ca ca giống nhau, chờ ta lớn lên cũng muốn cùng Đăng Đăng tỷ giống nhau, không khóc không nháo nói còn lôi kéo bên người sợ hãi khá giả tử, xông lên tỏ vẻ phải kiên cường. Đậu đậu biết chính mình ca ca giờ phút này chính mang theo săn thú đội mấy người gia ở bên ngoài chiến đấu. Đặng đăng đăng treo gẹo đáp, chờ bên ngoài an toàn, chúng ta cùng nhau ăn que cây. Còn có ta. Tiểu nhiễm nhiễm giờ phút này đang ở tầng thúc trong lòng ngực, cùng Lan Khê tỷ ở bên nhau, mọi người đều ở lẫn nhau cổ vũ. Mà nghề hàng xã khu một ít người cũng có lo lắng. Lụa đỏ tỷ, mọi người đều là tin tưởng ngươi, hiện tại chúng ta vừa đến căn cứ này, liền phát sinh như vậy đáng sợ sự tình, chẳng lẽ thật sự thiên muốn vong chúng ta sao? Chương 147 nã pháo Một ít nghề hàng xã khu nhỏ yếu bắt đầu lo lắng lên, hài tử nói, tuy rằng cũng ủng hộ đại gia, nhưng kia dù sao cũng là tiểu hài tử, làm đại nhân phi thường rõ ràng, chu dịch mẫn cùng lục ngôn ở trong đại sảnh đối mọi người lời nói là Cái gì hàm nghĩa? Mà hồng trù đại tỷ biết lúc này chính mình vừa mới tới căn cứ không thể giúp cấp cái gì, nhưng nhất định phải trấn an hảo chính mình mang đến này nhóm người, vì thế bắt đầu dưới mặt đất thành lũy trung an ủi nghề hàng xã khu người. Mà thành lũy dưới lòng đất trung, rất nhiều người co quắc bất an. Đường dịch viêm lựa chọn ở chỗ này tỏa trấn. Mỗi một tầng, đường dịch viêm đều làm chính mình mấy cái tâm phúc canh giữ ở đại gia bên người, bảo hộ đại gia đồng thời, cũng giám thị chu dịch mẫn theo như lời mấy người kia. Này một phen động tác xuống dưới, thiên đã dần dần đen. Nguyệt trời cao khung, đêm nay ánh trăng phi thường đại, mà mây trên trời tựa hồ bị một tầng huyết sắc tràn ngập, chiếu rọi ra ánh trăng cũng nhiễm nhàn nhạt đỏ như máu. Lư thượng đạo hồ thượng kia cây lớn nhất quái thụ, đang ở bạch 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 trung động. Từng viên màu lam quả tử không hề nở hoa, mà là từ quả tử trung bắn ra mấy ngàn căn màu lam xúc tu, xúc tu trác nhập từng cái quái vật đầu, giống mạch máu giống nhau hút bọn quái vật khí huyết. Lộc cộc, lộc cộc. Từng luồng máu đen bị hút hồi quái thụ quả tử nội thực mau quái thụ lớn lên bay nhanh, ngắn ngủn một giờ, liền nứt vỡ vùng đất lạnh tầng, cắm rễ tới rồi trên mặt đất, thể tích cũng lớn suốt gấp đôi. Những cái đó quái vật bị hút đi khí huyết, một chút cũng không hoảng loạn, tự hồ này đó xúc tu có gây tê tác dụng, trên người hơi thở cũng chỉ là yếu đi một ít. Thực mau, lưu thượng đạo hồ lại đã xảy ra biến hóa. Khi đầu đêm qua biến mất cự long quái vật, phá vỡ lưu thượng đạo hồ tuyết động tầng, phóng lên cao. Nguyên Lai like nó vẫn luôn ghé vào Tuyết động bên trong ngủ say. Rống. Này một tiếng gào rống, giống như mệnh lệnh giống nhau, những cái đó xúc tu sôi nổi rút về, rồi sau đó bọn quái vật từ mê ly trạng thái ngược lại tỉnh lại. Từng cái trong mắt huyết lam hung quang, như là muốn ăn sở hữu hết thảy sinh vật giống nhau. Đặc biệt kia đầu kim ngư quái vật, trước sau hai cái đầu sừng trâu qua lại ném động, mấy cái điểm nhỏ quái vật bởi vì dựa thân cận quá, trực tiếp bị nó sừng trâu đỉnh phi, đương trường ngã chết. Ngay sau đó, trên bầu trời cự long quái vật thay đổi phương hướng, kia viên thằng làng đầu đầu mở ra miệng khổng lồ, hướng tới căn cứ phương hướng phun ra vô số băng sương. Chấn động gào rống thanh hóa thành tiếng công kèn. Bọn quái vật động, chúng nó phương hướng đúng là chu dịch mẫn nơi căn cứ. Chu dịch mẫn bên này đã làm dương hổ móc ra sở hữu căn cứ tồn kho vũ khí đạn dược. Này không thể sao minh ca, quân ca kia hỏa tên du thủ du thực. Bọn họ muốn đối mặt chính là quái vật, không biết biến dị quái vật đến bây giờ đều còn không biết này đó quái vật như thế nào tới, hết thảy đều từ phong tuyết trung những cái đó quái vật bóng dáng bắt đầu. Hiện giờ phát triển trở thành loại này cục diện, Chu Dịch Mẫn Kỳ thật trong lòng cũng thực bất an, nàng sợ hãi, này hết thảy đều là chính mình tạo thành, là chính mình sử dụng không gian tạo thành. Tiểu Trúc, ngươi nói những cái đó quái vật vì cái gì muốn hướng về phía chúng ta tới? Chủ nhân, căn cứ phân tích, cùng không gian có nhất định quan hệ, nơi này từ trường biến hóa dị thường ngươi là nói căn cứ từ trường vẫn là không gian từ trường chủ nhân hai người đều có một ít nói như vậy thật là ta nguyên nhân sao chu dịch mẫn nội tâm phi thường không thoải mái nàng không biết nên nói cái gì đêm qua lửa lớn hẳn là bị kia đầu cự long quái vật nhớ thương thượng tiểu trúc tiếp tục phân tích nói nói đến nói đi vẫn là vì cứu ta chu dịch mẫn nội tâm kỳ thật rất tự trách đúng lúc này lục ngôn tay đáp ở chu dịch mẫn trên vai dịch mẫn chúng ta cùng nhau đối mặt quay đầu lại nhìn đến là lục ngôn kia một khắc chu dịch mẫn sở hữu khói mù tan thành mây khói ân thịt 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 mặt băng chấn động lô cốt nội người dẫn đầu cảm giác được khác thường rồi sau đó chu dịch mẫn cùng lục ngôn đám người sôi nổi nhìn đến nơi xa tảng lớn tảng lớn tuyết động đường hầm sụp xuống thượng trăm đầu hình thái khác nhau quái vật từ lưu thượng đạo hồ phương hướng đánh tới thú triều bắt đầu rồi thú triều công thành đứng mũi chịu sào chính là đại hồng thủy khi lưu lại rào trắng tại quái vật nước lũ trung giống như trang giấy giống nhau bị trực tiếp bẻ gãy nghiền nát nghiền nát căn cứ nội sở hữu kiến trúc đều cảm giác lung lay sắp đổ phản phất tùy thời muốn sụp đổ căn cứ các chiến sĩ kinh hồn tán đảm nhưng trên mặt thần sắc lại là kiên định bất di thề sống chết bảo hộ hy vọng ánh sáng dương hổ trên người kia của quân đội dũng mãnh hơi thở làm mọi người trong lòng chấn động thề sống chết bảo hộ hy vọng ánh sáng vì bảo hộ gia viên mà chiến. Thượng thùng xăng. Chu dịch mẫn lên tiếng trống giận, nàng cũng đã chịu đại gia cảm nhiễm. Mọi người đem chuẩn bị tốt xăng thùng, toàn bộ đẩy hướng thú triều đánh úp lại phương hướng. 50 mét nội, một phút không đến, cút đi hơn 400 cái thùng xăng, bên trong đầy xăng. Đốt lửa. 700 mang theo xăng thú đội, bọn họ mỗi người đều là mặt thế sinh tồn xuống dưới xạ kích hảo thủ, cung tiễn thủ, chuẩn bị. Phóng. Vèo 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 bật lửa mũi tên sôi nổi bắn ra thùng xăng bị nháy mắt dẫn châm thật lớn tiếng nổ mạnh phóng lên cao bốn phía tuyết động bị cực nóng nháy mắt hóa khí phía trước nhất quái vật thượng trăm đầu trực tiếp bị biển lửa vây quanh ngao 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 quái vật ăn đau toàn thân ở tiễn vũ bật lửa nháy mắt đau ngao ngao kêu dừng lại bước chân muốn triệt thoái phía sau quay đầu nháy mắt lại bị chạy vội đánh úp lại phía sau quái vật dẫm đạp trong lúc nhất thời phía trước một mảnh quái vật đều rối loạn đầu trận tuyến, thiêu chết, giẫm chết, lập tức liền thượng trăm đầu. Hảo, làm hảo. Lục ngôn nắm tay dơ lên, này nho nhỏ thắng lợi, đại biểu cho hy vọng. Này 50 mét tường ấm, chỉ có thể ngắn mũi cách ly, nếu chúng nó như cũ không sợ chết triều căn cứ hướng, vậy phiền toái. Dương hổ lúc này thương đã lên đạn, hắn mục tiêu là bọn quái vật yếu ớt đôi mắt, hắn muốn bắn bạo chúng nó đầu. Tại đây đồng thời, Chu Dịch Mẫn cũng phát hiện, đại địa còn ở chấn động thuyết minh phía sau quái vật còn ở đi phía trước hướng khi hóa khí tuyết động sử phía trước tầm mắt đã chịu trở ngại hơn nửa trời tối rất khó thấy rõ tình huống mà lúc này căn cứ đã đem cường quan nhắm ngay sương mù biển lửa khu vực chiếu xạ qua đi sương mù trung kia từng cái quái vật toàn bộ dẫm đạp cùng nhau màu đen quái vật bóng dáng càng điệp càng cao chu dịch mẫn ý thức được sự tình không ổn đem các giáo sư pháo lấy ra tới cho ta oanh Chu dịch mẫn lại lần nữa ra lệnh một tiếng. Đại pháo là từ thùng xăng thêm hậu cải tạo pháo quản, đạn pháo, là từng cái loại nhỏ bình gas, kiếp nổ làm một mét trường, chính là sợ tạc thang. Bởi vì các giáo sư, cái này chỉ có thể tính thổ pháo, hơn nửa liền như vậy mấy cái độc đinh. Chuẩn bị hảo. Tần hạo nhiên thanh âm từ căn cứ ngoại lãnh trên đất bằng truyền đi lên. Chu dịch mẫn cúi đầu vừa thấy, sáu môn thổ pháo liền ở chính mình nơi nhìn ra xa dưới đài phương. Nã pháo ầm um, ầm um, ầm um. ầm um, ầm um, ầm um. hướng tới sương mù trung biển lửa đầu đi bình gas bom hơn nữa sang cực nóng biển lửa hiệp trợ nổ mạnh lên tận trời mây nấm thanh thế to lớn chương 148 đại chiến thú triều chu dịch mẫn cùng lục ngôn cũng chưa nghĩ vậy sao lợi hại sáu cái thổ pháo đánh ra đi tạc mười mấy đầu quái vật đầu mình hai nơi cục tay cục chân bay ra hai ba mươi mễ ngoại thiếu chút nữa bị tần hạo nhiên cấp tạp đến ta thảo hù chết lão tử ngay sau đó đợt thứ hai loại nhỏ bình gas bị lắp đi vào. Chuẩn bị. Phóng. Biển lửa trung, những cái đó điệp tối cao lại bị tạc sụp đi xuống. Hơn phân nữa. Ngoạn ý nhi này uy lực thật lớn nha. Dương hổ đều kinh tới rồi. Hắn vẫn luôn ở nhìn chầm chầm hay không có lướt qua biển lửa lao ra tuyết động hóa khí khu vực quái vật, đêm coi nghi bên trong đêm thú triều tình huống xem nhất rõ ràng. Hạo nhiên, chúng ta thùng xăng còn có bao nhiêu? Trái lại chu dịch mẫn, Nàng biết thú triều khẳng định không có đơn giản như vậy, bởi vì này hai đợt ngăn cản xuống dưới, bọn quái vật tiếng trống giận như cũ không có giảm bớt, hơn nữa tuyết động hòa tan cũng làm thùng xăng hỏa thế yếu đi vài phần, nếu không phải này sáu môn thổ pháo liên tục tạo thành thương tổn, bọn quái vật rất có thể phá vây ra tới. Dịch mẫn, nhiều nhất còn có 10 luân. Tần Hạo nhiên nhanh chóng nhìn xuống lầu hạ trong đại sảnh chất đống tiểu bình gas. Đồng thời, nhìn đến đường dịch viêm mang theo 70 danh nữ tính từ thành lũy dưới lòng đất chạy ra tới các ngươi đây là tần hạo nhiên kinh ngạc nói tiểu tử thúi làm ngươi nhìn xem cái gì kêu cân quắc không nhường tu mi đại gia đi lên hỗ trợ 70 danh phụ nữ từng cái đi lên thay phiên khiên bình gas tần hạo nhiên đại chịu ủng hộ hảo chúng ta nhanh hơn bỏ thêm vào đạn pháo ngươi quản ngoạn ý nhi này kêu đạn pháo a mặc mặt thế trước vùng trung đông một ít thổ hào cũng tìm chúng ta bên này một cái bình gas cung hóa thương mua quá loại đồ vật này lúc ấy còn bị tưởng cái gì đại đơn. Kết quả quốc tế tin tức tuôn ra tới, toàn bộ cầm đi làm đạn pháo. Đường dịch viêm đối đám kia giáo thụ đầu óc bội phục đến không muốn không muốn. Quanh, quanh, quanh. Trong lúc nhất thời, quái vật thi thể đều lũy ra tới 4-5 mét cao. Điều chỉnh góc độ, mau. Tần hạo nhiên càng oanh càng thượng thủ. Chu dịch mẫn cùng lục ngôn vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào phía trước thú triều. Tình huống hiện tại tạm thời bị áp chế nhưng không ngừng bị lửa đạn tan rã tuyết động dẫn tới phía sau va chạm tới thú triều đem những cái đó chết ở phía trước quái vật thi thể đẩy mạnh một ít. Mà tuyết động tầng nhanh chóng hòa tan, phía dưới đóng băng tầng bắt đầu phát ra ca ca xé rách thanh. Trăng rắc, ầm vang một thanh âm vang lên. Tả phía trước xa nhất chỗ, 300 mẻ ngoại lớp băng sụp xuống, một đám quái vật trực tiếp ngã vào động băng trung. Dịch mẫn ngươi mau xem. Lục ngôn trước tiên phát hiện dị thường. Chu dịch mẫn xem qua đi khi liền nhìn đến bọn quái vật thi thể đã rớt đi xuống, tính cả xăng thùng hỏa cũng đi theo đình trệ, rồi sau đó phương quái vật còn ở hướng. Không tốt, mau, hạo nhiên, tả phía trước. Chu dịch mẫn lớn tiếng kêu gọi. Tần hạo nhiên lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhìn đến động băng không lớn, nhưng chỗ hổng xuất hiện. Những cái đó phía sau quái vật ở động băng bị thi thể lấp đầy sau, trực tiếp dẫm đạp đồng bạn thi thể, vọt ra. Tần hạo nhiên trực tiếp vọt tới gần nhất một môn thổ pháo trước, cùng mặt khác hai đồng bạn, vội vàng thay đổi pháo phương hướng. Mà Chu Dịch Mẫn cùng Dương Hổ, Lục Ngôn đã toàn bộ viên đạn lên đạn. Ở nhìn ra xa trên đài, hai mươi mấy người tay súng, điên cuồng bắn phá. Lộc cộc lộc cộc. Đạn như mưa xuống. Viên đạn trút xuống mà ra, Dương Hổ chuyên sát chạy nhanh nhất quái vật, từ quái vật huyết màu lam trong mắt, viên đạn xỏ xuyên qua đầu. Chu Dịch Mẫn, Lục Ngôn cùng đại gia còn lại là vô khác nhau xạ kích. Quanh, Phát thấy liền phải bị giết tiếng 100 m khoảng cách, tầng hạo nhiên bên kia cũng điều chỉnh tốt nã pháo. Thượng săn thùng, mau, mau, mau. Phía sau những cái đó phụ nữ, khiên bình gas, dọn xăng thùng, từng cái vội túi bụi. Này hết thảy phát sinh cơ hồ có thể dùng điện quan hỏa thạch tới hình dung. Đường dịch viêm chỉ là mang theo đại gia đi lên hỗ trợ, hắn đang muốn trở về chủ trì thành lũy dưới lòng đất an toàn, lại ở trước khi đi thấy như vậy một màn. Ta, ai, ta, đường dịch viêm rất tưởng hỗ trợ tần hạo nhiên tắt quay đầu lại hướng hắn cười cười nói biểu ca ngươi trở về ta biết dịch mẫn làm ngươi ở dưới dụng ý nơi này không cần ngươi ngươi đi xuống bảo hộ đại gia biểu ca ngươi trở về thành lũy yêu cầu ngươi tần hạo nhiên kiên quyết tần hạo nhiên dũng khí tần hạo nhiên mỉm cười các đồng bọn thấy chết không sờn từng cái dũng mãnh không sợ chết làm đường dịch viêm dứt khoát kiên quyết quay đầu một lần nữa vào thành lũy dưới lòng đất đẩy ra thành lũy dưới lòng đất đại môn, đường dịch viêm nhìn đến các giáo sư đều ở dưới, phía sau càng là từng cái tư sống sinh mệnh, tất cả mọi người nhìn tiến vào đường dịch viêm, mọi người đều tràn ngập lo lắng. Đường dịch viêm lấy hết can đảm nói, đại gia yên tâm, bên ngoài khiên lấy, đại gia lại kiên nhẫn từ từ, chúng ta nhất định có thể căng qua đi. Mà bên ngoài, lúc này tình hình chiến đấu lại đã xảy ra biến hóa. Khi đầu kim ngư quái vật, lao ra thú triều đàn, nó ở sang thùng liệt hỏa trung, cư nhiên bình yên vô sự mà tả phía trước chỗ hổng đã bị đẩy mạnh 100 mét, nhưng là, lại bị đại gia lăng quá khứ săn thùng hình thành biển lửa lại lần nữa ngăn cản. Cho nên dương hổ trước tiên đem họng súng thay đổi, bang bang hai thương, viên đạn xuyên qua biển lửa, kim ngư quái vật ném tới ném đi đầu trâu không ngừng đem bên người quái vật đỉnh khai, vì nó chính mình khai đạo. Này dẫn tới dương hổ hai súng đạn thất bại, kim ngư quái vật lao ra biển lửa. 80 mét, 70 mét, 60 mét. Phía dưới tất cả đều là phía chính mình người, hơn nữa phía trước nhất chính là tầng hạo nhiên bọn họ hạo nhiên chu dịch mẫn trống to không màng tất cả trực tiếp nhảy xuống từ nhìn ra xa đài nhảy xuống đi ước chừng năm tầng lầu cao chu dịch mẫn vững vàng rơi xuống đất lục ngôn cùng dương hổ liếc nhau hai người bọn họ đều biết chu dịch mẫn thực lực nhưng căn cứ rất nhiều người đều còn không biết chu dịch mẫn cường đại giờ phút này cũng bị chấn động tới rồi siêu siêu nhân a sát nha chúng ta nhất định có thể cố nhịn qua phía trên mọi người tin tưởng tăng gấp bội, viên đạn đánh xong một trương trở lên một trương. Chu dịch mẫn mặt thế độn chính là các loại vật tư, phòng chính là thiên tai nhân họa. Mấy thứ này hôm nay rút xuống mà ra, chân chính thể hiện rồi hy vọng ánh sáng thực lực. Lúc này, kim ngư quái vật hoàn toàn thoát khỏi phía trước những cái đó không còn dùng được thú triều quái vật, vọt ra. Con trâu kia, mau đánh nó. Lục ngôn thay đổi họng súng, ngay sau đó, bốn năm người cùng nhau nổ súng, vô khác biệt xạ kích nhưng viên đạn đánh qua đi bị kim ngư quái vật trong miệng phun ra tới cực nóng ngọn lửa trực tiếp tan rã trong lúc nhất thời kim ngư quái vật liên tục phun vài khẩu phía trước đầu phun mệt mỏi liền đổi mặt sau đầu chính là bị lục ngôn bọn họ kéo tại chỗ đặc biệt là dương hổ viên đạn chuyên sát nó ngưu đầu kim ngư quái vật không ngừng ném động đầu tránh né nhưng nó thân thể cũng bị mười mấy viên viên đạn đánh trúng tuy rằng sẽ không một kích mất mạng nhưng xác thật bám trụ một lát dịch mẫn, ngươi không cần xuống dưới, quá nguy hiểm, ngươi đi lên chủ trì đại cục, nơi này có ta đâu. Tần hạo nhiên một người khiên hai cái xăng thùng, hướng tới thú triều phương hướng, ném mạnh. Vèo vèo, một tay một cái, cùng ném gà con giống nhau ném đến biển lửa trung. Tần hạo nhiên biết không có thể làm hỏa thế yếu bớt xuống dưới. Chương 149 đánh giá cao chính mình. Một cái xăng thùng ấn mỗi thang 1.45 cân tính toán, chứa đầy một thùng 30 thang xăng, trọng lượng cũng đạt tới 43.5 cân, tiếp cận 45 cân xăng thùng, bị Tần Hạo Nhiên tạp đi ra ngoài. Đem phía dưới một đám căn cứ đồng bọn cũng xem ngay người mắt. Nhưng căn cứ rất nhiều người đều biết là bọn họ mỗi ngày uống lục tỉnh thủy tác dụng. Ngay người một lát đều phản ứng lại đây, tiếp tục trang pháo, tiếp tục tạc. Nhưng phía dưới những cái đó phụ nữ, một bộ phận đều là nghề hàng xã khu người, nơi nào gặp qua. Nhiều như vậy siêu nhân. Từ trên trời giáng xuống nữ tử chu dịch mẫn, ném sang thùng cùng chơi giống nhau Tần Hạo Nhiên, xác định xem ngay người trong chốc lát. Thực mau lại có hai cái phụ nữ nâng lại đây một cái xăng thùng, Tần Hạo Nhiên tiếp nhận tới hướng tới Kim Ngư quái vật liền hung hăng tạp qua đi. Quanh một tiếng, Kim Ngư quái vật bị nổ bay, lui về phía sau 4-5 mét. Dịch mẫn, ngươi xem. Tần Hạo Nhiên hướng tới Chu Dịch Mẫn tự tin cười nói. Tiếp theo Chu Dịch Mẫn đi qua, một bàn tay đáp ở Tần Hạo Nhiên trên vai. Ngươi đem ta ném qua đi khi đầu kim ngư quái vật ngày hôm qua đem ta bức quá thảm ta muốn tiêu diệt nó chu dịch mẫn nói lời này thời điểm bá khí trắc lậu trong lúc nhất thời đem tần hạo nhiên xem ngây người giống cái tiểu mê để giống nhau phản ứng lại đây tần hạo nhiên do dự luôn mãi nói dịch mẫn ta biết ngươi có thể nhưng căn cứ yêu cầu ngươi chủ trì đại cục ngươi đi lên này giao cho ta ngắn ngủi nói chuyện với nhau kim ngư quái vật đã lại lần nữa đột phá phong tỏa lục ngôn mặt trên tiếng súng không ngừng họng súng đều đánh đỏ, lại tiếp tục dùng cùng khẩu súng, sẽ có tạc thang nguy hiểm. Liền ở mặt trên mọi người đổi thương thời điểm, kim ngư quái vật tìm đúng thời cơ, đột phá ra tới. Tốc độ mau đến mức tận cùng, nó hoàn toàn bạo tẩu. Không tốt. Đại gia mau tránh. Kim ngư quái vật, ngọn lửa khoảng cách có thể phun ra 7-8 mét xa. Cái này khoảng cách không đủ để trực tiếp thiêu chết đại gia, nhưng phun lại đây cực nóng, cũng sẽ bỏng cháy đến đại gia. Đại gia nằm sấp xuống chu dịch mẫn đại kinh thất sắc đẩy tần hạo nhiên liền một đầu chui vào tuyết có bốn cái thổ pháo một cái điều chỉnh phóng ra một cái lắp đạn dược cho nên có tám người ở trong nháy mắt bị thật lớn cực nóng đánh sâu vào trực tiếp thiêu xuyên làn da đương trường tử vong nhưng bình gas không tạc thổ pháo cũng không có chuyện nhưng chu dịch mẫn người đã chết tám chu dịch mẫn bên này lần đầu xuất hiện tử vong mau người tới bổ khuyết chỗ trống tần hạo nhiên cũng không rảnh lo hiện tại thiếu một giây đồng hồ lửa đạn áp chế quái vật thú triều liền sẽ đẩy mạnh một phân giành giật từng giây mới là mấu chốt phía sau phụ nữ nhóm cũng đánh ra tới hỏa khí ngày thường rơi tại nam nhân nhà mình trên người lửa giận tất cả đều bạo phát ra tới quái vật chết cấp lão nương đi tìm chết tần hạo nhiên nhìn sát đỏ mắt phụ nữ nhóm biết hầu theo bản năng nuốt nuốt nước miếng quả nhiên chọc giận nữ nhân muốn trả giá đại giới mà lúc này chu dịch mẫn đã không rảnh lo tần hạo nhiên nói Hôn một tiếng, cùng một trận gió giống nhau, chu dịch mẫn sát ra căn cứ. Phụ nữ nhóm đều ra trận, ngày thường kia cổ dùng ở lão công trên người, chất phát, kính, đều dùng ở đại pháo thượng. Bình gas thượng một người tiếp một người tắt. ầm 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 tiếng nổ mạnh, hấp dẫn phụ cận rất nhiều người lực chú ý. Bao gồm một ít nhặt móc giả, còn có minh ca những người này giám thị mật thám nhân viên. Đều xem trận tròn mắt. Lão đại đây là thọc căn cứ quân sự A. Chúng ta vẫn là đừng đi trở về trốn chạy đi. Này nếu là đối thượng, Hàng Duy đã kích. Trước xem xong trận chiến đấu này, có lẽ cái kia căn cứ khiên không được thú triều đâu. Hư, chúng ta vẫn là an tĩnh xem đi. Bùng một tiếng, một cái quái vật gãy chi từ nơi xa thú triều sở tại nổ bay lại đây. Này mấy cái nhìn trộn gia hỏa, nói trùng hợp cũng trùng hợp bị tạp ngất xỉu đi. Một màn này làm mặt khác nhìn trộn người đều tránh lui ba phần, sợ chính mình bị lan đến. Mà căn cứ bên này, đã biến thành một nhân loại cùng quái vật đối kháng chiến trường. Vốn dĩ không hề trì hoãn thú triều nghiền áp, bởi vì chu dịch mẫn mặt thế trước độn đại lượng vật tư, ngành sinh sinh khiên 40 phút. Cũng liền ở chu dịch mẫn chạy như bay sau khi ra ngoài, kim ngư quái vật cũng thấy được đánh tới chu dịch mẫn. Chu dịch mẫn trong tay lấy chính là nàng phía trước giết qua quái vật đường đao. Chu dịch mẫn rút ra đường đao, dậm chân, bay vọt dựng lên, hướng tới kim ngư quái vật đầu liền phải đi khai gáo. Mà kim ngư quái vật cũng làm ra phản ứng, nó trong miệng kia cổ nhiệt diễm, tản ra giống như dung nham giống nhau cực nóng loang loáng. Chu dịch mẫn phát hiện sau, trực tiếp hạ trụy, nghi người quay cuồng. Kim ngư quái vật phun ra ngọn lửa, đánh cái không. Nhưng này một kích phun ra, vẫn là đem nơi xa một đống thực nghiệm nhà ở trực tiếp bật lửa. Đó là lan khê tỷ địa bàn. Chu dịch mẫn bên này bắt đầu xuất hiện phòng ốc nổi lửa, căn cứ người, lập tức phân ra một bộ phận nhân viên đi cứu hỏa, phối hợp tương đương ăn ý. Chu Dịch Mẫn quay đầu lại nhìn thoáng qua, nàng không hề cố kỵ, hiện tại không rảnh lo này đó, chỉ có sát lui thú triều đại gia mới có hy vọng. Kim Ngưu quái vật cũng sớm đối Chu Dịch Mẫn nổi lên sát tâm, hai bên sớm xem đối phương khó chịu. Đương Chu Dịch Mẫn đứng ở Kim Ngưu quái vật trước người khi, thật lớn thân hình, cùng nhỏ yếu nhân loại thân hình một đối lập, liền sẽ phát hiện Chu Dịch Mẫn phản phất đứng ở một ngọn núi trước. Vừa mới giao thủ xem như bước đầu hiểu biết đối phương này đầu súc sinh cùng ta đời trước có phải hay không có thù oán chu dịch mẫn một bên phòng bị một bên ở trong lòng mắng mà kim ngư quái vật trên thực tế tâm trí phi phàm ít nhất đã so giống nhau quái vật muốn thông minh rất nhiều nó cũng ở đề phòng chu dịch mẫn bởi vì chu dịch mẫn lực lượng kinh người hơn nữa tốc độ phi thường mau kim ngư quái vật một con móng trước tử trên mặt đất chậm rãi xẻo cọ khuyết lam trong ánh mắt kia một tia kim sắc như là kim châm một sắc bén cắt gao nhìn chằm chằm chu dịch mẫn mà chu dịch mẫn cũng tại tả hữu tiểu toái bộ thông thả đi tới nàng ở quan sát kim ngưu quái vật động tác kết quả kim ngưu quái vật hai cái đầu trước sau nhìn chằm chằm gắt gao chu dịch mẫn trong lúc nhất thời không địa phương xuống tay mà kim ngưu quái vật hiển nhiên cũng chờ không kịp muốn lại lần nữa công kích chu dịch mẫn hai cái đầu trâu hơi thở trung có thể nhìn đến một trận một trận nhiệt tức mu kim ngưu quái vật chân một dậm phía trước một đôi sừng trâu giác liền thấp xuống hướng tới chu dịch mẫn phương hướng chính là mảnh công tới hảo ta đảo muốn nhìn da của ngươi có bao nhiêu hậu chu dịch mẫn không chút nào sợ hãi dưới chân bát quái một họa đường đao hoành trắng trước ngực nàng ở súc thế kim ngư quái vật kia đối sừng trâu anh một chút liền đánh tới chu dịch mẫn đường đao ở trong nháy mắt chém vào sừng trâu thượng nguyên bản chu dịch mẫn cho rằng lấy lực lượng của chính mình liền tính cục đá cũng có thể bổ ra không nghĩ tới răng rắc một tiếng đường đao chặt đứt phốt chu dịch mẫn ít hầu một ngọt nàng biết chính mình vẫn là đánh giá cao lực lượng của chính mình này đầu kim ngư quái vật đánh sâu vào mà đến trong nháy mắt chấn chu dịch mẫn ngủ tạng lục phủ sinh đau ngay sau đó trong cơ thể sông cuộn biển gầm khóe miệng một mạc máu tươi tràn ra đánh giá cao chính mình chu dịch mẫn lão đảo lui vài bước lúc này mới đứng vững gót chân một màn này bị mọi người xem đến tâm đều không khỏi nhắc tới cổ họng dịch mẫn lục ngôn hướng về phía chu dịch mẫn phương hướng hô to liền phải lao xuống đi cùng chu dịch mẫn kề vai chiến đấu. Chương 150 không sợ gì cả. Các ngươi đừng tới đây, đây là ta cùng này đầu súc sinh chiến đấu. Chu dịch mẫn đôi tay run rẩy, trực tiếp vứt bỏ kết thúc rớt đường đao. Nên nói không nói, ta còn là thượng viên đạn đi, như vậy gần, ta xem ngươi như thế nào trốn. Chu dịch mẫn móc ra hông trên eo song thương, nàng muốn mượn dùng chính mình tốc độ ưu thế. Chu dịch mẫn hít sâu một hơi, trong miệng a ra một đạo dòng khí này đạo dòng khí tựa như khí công đại sư giống nhau, hiển nhiên là lục tỉnh thủy đối chu dịch mẫn cải tạo đã. Bay lên tới rồi một loại khác trình tự. Về một tiếng, chu dịch mẫn động, nàng tốc độ so với phía trước càng mau, hai khẩu súng chuyên đục lỗ hạt châu, nơi đó mới là quái vật nhất bạc nhược địa phương. Này đầu kim ngư quái vật đôi mắt tạc đại, nó cũng không phải là mị mị nhãn bọ ngựa quái vật. Phanh 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 phanh. Chu dịch mẫn viên đạn đánh qua đi, kim ngư quái vật cái này phản ứng không kịp, bởi vì tốc độ quá nhanh, có thể nói Chu Dịch Mẫn đã mau xuất hiện tàn ảnh. Vô số viên đạn đánh qua đi, kim ngư quái vật đầu cùng kia đối sừng liền ken len ken toát ra hỏa hoa. Viên đạn đánh vào sừng trâu thượng phát ra ra ánh lửa cùng với đánh vào thịt bò trên người sát ra hỏa hoa đều ở nói cho Chu Dịch Mẫn này đầu kim ngư quái vật da dày thịt béo. Mu. Kim ngư quái vật cùng bạo lên, Chu Dịch Mẫn nhìn đến nó toàn bộ đời trước cao cao đứng lên. Rồi sau đó hướng tới Chu Dịch Mẫn phương hướng hung hăng dậm đi xuống nhưng này một dặm, Chu Dịch Mẫn đã lắc mình tới rồi nó mặt bên. Viên đạn đánh xong, Chu Dịch Mẫn đầu gối đối với Kim Ngưu quái vật sườn bụng, vịt một tiếng đá đi lên. Kim Ngưu quái vật toàn bộ thân hình bị Chu Dịch Mẫn này một đầu gối đỉnh khởi, cách mặt đất tam công phân. Này đầu Kim Ngưu quái vật quái vật hình thể đã có thể ấn tấn tới tính toán, có thể thấy Chu Dịch Mẫn này một đầu gối lực lượng thật lớn. Rồi sau đó Kim Ngưu quái vật bị đỉnh ngã xuống đất, mấy phen giãy dụa mới đứng lên. Lúc này kim ngư quái vật trong mắt mới lộ ra hoảng sợ thần sắc. Nó phía trước đầu, kia hai mắt đã mù một cái, này nghiêm trọng ảnh hưởng nó tầm mắt phạm vi. Đành phải nhanh chóng nghiêng người, dùng một khác chỉ mắt cắt cao nhìn chầm chầm chu dịch mẫn. Mà chu dịch mẫn này một phen bùng nổ xuống dưới, thân thể cũng có chút ăn không tiêu, nhanh chóng triệt thoái phía sau đứng ở cách đó không xa. Nhưng kim ngư quái vật một cái khác đầu trước sau không có chuyển hướng chu dịch mẫn, còn ở nhìn chầm chầm phía sau bị biển lửa ngăn cản thú triều toàn bộ căn cứ khuynh tận sở hữu, thế tất muốn ngăn cản này hết thảy. Lửa đạn liên miên, khói bốc lên tứ phương. Một trận chiến này, nhất định phải viết nhập hy vọng ánh sáng trong lịch sử. Lục ngôn cùng tần hạo nhiên dương hổ, ba vị sau lưng nhất đáng giá tín nhiệm đồng đội, chu dịch mẫn phi thường yên tâm, đây cũng là nàng vì cái gì dám một mình liền giết đến phía trước nhất tự tin. Đương nhiên, chu dịch mẫn muốn kiểm nghiệm chính mình mạnh nhất chiến lực, như vậy đối mặt thực lực cường đại kim ngưu quái vật, Chu Dịch Mẫn lựa chọn ngạnh cương. Mới vừa rồi tốc độ phối hợp song súng xạ kích, cấp này đầu kim ngưu quái vật tạo thành thương tổn thật lớn, ít nhất đôi mắt mù một cái. Mà Chu Dịch Mẫn thân thể cũng không có xuất hiện quá độ phấn khởi hiện tượng. Cảnh này khiến Chu Dịch Mẫn đầu óc dị thường thanh tĩnh. Nàng quay đầu lại hướng tới Tần Hạo Nhiên so đo miệng, lại so đo kim ngưu quái vật. Tần Hạo Nhiên không biết làm sao, có ý tứ gì, Dịch Mẫn. Ai, ngươi cái ngu ngốc, tiểu cái bình gas, xem chuẩn cơ hội cho ta. Chu dịch mẫn nói xong, lại là hít sâu một hơi, rồi sau đó trong miệng phun ra một cổ trọc khí, nếu có ánh sáng cũng đủ, có thể nhìn đến chu dịch mẫn khẩu khí này, giống như một đạo cầu vòng bắn về phía mặt đất, mà khí trung còn kèm theo chu dịch mẫn huyết vụ dấu vết. Nàng không nghĩ làm mọi người xem đến nàng bị thương một màn, đặc biệt là lục ngôn còn ở mặt trên nhìn chính mình. Rồi sau đó chu dịch mẫn lại lần nữa dùng ra nghĩ thông suốt chiêu thức, nhưng kim Ngưu quái vật đã nghĩ đến ứng đối phương pháp nó trong miệng lặng yên súc lực lại muốn phun ra kia cổ nhiệt diễm chu dịch mẫn hô to mọi người đều nằm sấp xuống quanh một tiếng chu dịch mẫn né tránh nháy mắt kim ngư quái vật lại lần nữa phun ra thật lớn ngọn lửa không có đánh trúng chu dịch mẫn nhưng sóng nhiệt giống như một đạo địa ngục vỡ ra dấu vết xé rách mặt đất lưu lại thật sâu địa hỏa diễm lạc ngân đem phía sau ba cái thổ pháo tan rã nhưng ở chu dịch mẫn nhắc nhở tần hạo nhiên một tay ôm hai người hai cái tay liền ôm bốn cái trực tiếp đưa bọn họ phát gục trên mặt đất. Mặt khác hai người đứng dậy đi tiếp bình gas, bị phía sau đưa qua đồng đội lôi kéo phát gục trên mặt đất, cũng thuận lợi tránh thoát một kiếp. Nhưng cứ như vậy, chu dịch mẫn bên này đại pháo liền ít đi ba cái, một chút tổn thất một nửa. Kim ngưu quái vật mu mu kêu to, tự hồ thực vừa lòng phá hủy đối phương công kích. Lục ngôn thấy như vậy một màn, mở miệng nói, hổ ca, kết cục. Hảo. Dương hổ đem trong tay đại thư ném cho lục ngôn thân hình nhất dược, quanh một tiếng trực tiếp tạp tới rồi dưới lầu, này lực lượng tự hồ muốn đem lớp băng xé rách giống nhau. Sư phó, mảnh. Tần hạo nhiên khen một câu. Rồi sau đó dương hổ song chấn hô, một người vọt tới phía sau đại sảnh cửa, một bàn tay đoạt lấy hai cái bình gas, hai tay bốn cái bình gas. Hai tay chấn động, thanh kính bạo khởi, hỗn hển một tiếng, bốn cái bình gas cùng chơi dường như, bị dương hổ ném mạnh ra 500 mễ xa. Quanh, 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 quanh thú triều bị này tứ thanh nổ mạnh trực tiếp banh sụp một cái chỗ hỏng, đại gia lại lần nữa nhìn đến phía sau còn ở tiếp tục đánh sâu vào bọn quái vật. Lại đến. Dương hổ một tiếng hét to. Nga nga, tới tới. Một đám người đều xem trận tròn mắt, căn cứ biến thái cũng quá nhiều. Dương hổ một người, nhưng để tam môn đại pháo. Mà chu dịch mẫn bên này, xem chuẩn thời cơ. Nàng đã phát hiện kim ngư quái vật lại một cái nhược điểm. Mỗi lần trong miệng đều phải xúc lực, rồi sau đó kim ngưu quái vật nghẹn đến mức tận cùng mới có thể oanh ra ngọn lửa. Nhưng mà vừa mới phun ra lần này, kim ngưu quái vật mu mu thở dốc, hiển nhiên đã bắt đầu cố hết sức. Chu dịch mẫn bắt lấy cái này không đương, lại lần nữa đứng dậy, nàng muốn gần người vật lộn. Phanh phanh phanh. Chu dịch mẫn mỗi quyền, giống như khai sơn tạc trận giống nhau, từng quyền tạp kim ngưu quái vật bạc nhược bụng vách tường, đánh kim ngưu quái vật thất tha thất thểu. Tiếp theo chu dịch mẫn trong miệng một tiếng hét to, khai sơn tạc trận đây là chu dịch mẫn mạc thế học được nhất chiêu ở liên tục công kích sau toàn bộ thân thể lực lượng súc đến mức tận cùng một quyền vượt qua một quyền cuối cùng song quyền nắm chặt lợi dụng nữ tính mềm mại eo lực hai chân nhảy đánh dựng lên hung hăng từ thượng mà xuống tạc nhập đối thủ thân thể gào thét mà đến song quyền hợp nhất từ trên trời giáng xuống chu dịch mẫn đằng đằng sát khí ca một tiếng kim ngư quái vật bụng xương sườn trực tiếp đứt gãy này một quyền lực lượng tạp nó đánh rách tả tơi đóng băng tầng. Kim ngư quái vật chỉ cảm thấy mắt đầy sao xẹt, phía trước đầu óc ong ong vang, lay động vài cái hôn mê qua đi. Mà mặt sau đầu mu mu kêu to, sao đề loạn đặng, hướng tới một bên lui về phía sau. Chu dịch mẫn sao có thể cho nó cơ hội này, chu dịch mẫn luôn luôn sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Không rảnh lo chính mình này một hơi, chu dịch mẫn cố nén nội tạng đau đớn. Đào thương trang đạn, trong chớp nhoáng lần nữa nổ súng. Mặt sau quái kim ngư quái vật đầu lập tức thay đổi lại đây, trong miệng nhiệt tức đã súc thật lâu, Chu Dịch Mẫn biết tiếp theo đánh phi thường mấu chốt, nàng ngược lại lập tức thu thương. Chu Dịch Mẫn đầu cũng không quay lại, lại lần nữa hô to, "Tần Hạo Nhiên, bình gas." Chu Dịch Mẫn không sợ gì cả, cũng làm Tần Hạo Nhiên hoàn toàn minh bạch nàng muốn làm gì. Chương 151 thú triều cư nhiên bắt đầu lui lại. Tần Hạo Nhiên giơ lên bên người một cái bình gas, hướng tới Chu Dịch Mẫn ném mạnh qua đi chu dịch mẫn tựa như phía sau dài quá mắt giống nhau một bàn tay giơ lên thuận thế nắm chặt nắm chặt ném mạnh lại đây bình gas rồi sau đó nghĩa vô phản cố đối với kim ngư quái vật há mồm trong nháy mắt trực tiếp làm vào kim ngư quái vật trong miệng ầm vang một tiếng này viên đầu trâu bị nổ thành bảy tám khối thịt nát kim ngư quái vật một viên đầu vỡ vụn ngư trên cổ một đạo đen nhánh huyết trụ phun ra chu dịch mẫn cũng trong nháy mắt này bị gần gũi nổ mạnh oanh kích trực tiếp tạt bay ngược mà đi tần hạo nhiên nổi điên giống nhau chạy vội qua đi đem không trung chu dịch mẫn tiếp được hai người lăn xuống trên mặt đất lục ngôn vừa mới bắn chết một đầu quái vật liền nhìn đến này hết thảy phát sinh thật sự quá nhanh toàn bộ chiến trường muốn cố kỵ đồ vật quá nhiều dịch mẫn lục ngôn tê tâm liệt phế kêu không chết được không chết được chu dịch mẫn phục một tiếng phun ra một búng máu cười thảm nói tần hạo nhiên vừa mới cũng dọa choáng váng chính mình cùng chu dịch mẫn đều quá liều mạng khụ khụ, không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì. Tần Hạo Nhiên đi theo cười thảm, lập tức hướng về phía phía sau mọi người hô to. Lục Ngôn vừa mới thiếu chút nữa hầu chết, kia một khắc nàng cũng muốn nhảy xuống lâu đi. Trên thực tế lấy Lục Ngôn thực lực còn làm không được từ như vậy cao địa phương nhảy xuống đi bình yên vô sự. Nàng cùng Đường Dịch Viêm giống nhau, vì căn cứ nội xây dựng hoa quá nhiều thời gian, thân thể rèn luyện này một khối đã bị những người khác đuổi kịp và vượt qua rất nhiều. Nhưng vừa mới nếu không Tần Hạo Nhiên kêu kịp thời, nàng đã nghĩa vô phản cố đi xuống. Chu Dịch Mẫn cũng thập phần may mắn, kia một khắc, nàng bị nổ mạnh dư uy trực tiếp đánh bay, trong nháy mắt đầu óc một trận chỗ trống. Chính mình bên tay phải một cái thật lớn cứng rắn vật từ dưới nách thoáng qua đi, Chu Dịch Mẫn thân thể theo bản năng kẹp, lúc này miễn cưỡng khôi phục lại vừa thấy, kia thật lớn sừng trâu, chính kẹp ở chính mình dưới nách. Tần Hạo Nhiên chính là thấy như vậy một màn, cho rằng Chu Dịch Mẫn bị này thùng nước đại sừng trâu đục lỗ hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đều cười. Mà kim ngư quái vật đã chết một cái đầu, một cái khác đầu chỉ là chết ngất qua đi, ở tầng hạo nghiên cứu chu dịch mẫn sau, phía sau cái kia chết ngất đầu đột nhiên mở nó độc nhãn, thật lớn đau đớn làm nó thức tỉnh lại đây. Vừa lúc đối với chu dịch mẫn cùng tầng hạo nhiên phương hướng, ầm vang một tiếng, kia đạo ngọn lửa, trực tiếp trên mặt đất bỗng cháy ra một đạo thật lớn khe rảnh, trong chớp nhoáng, bắn về phía chu dịch mẫn cùng tầng hạo nhiên. Dịch mẫn lục ngôn cái này rốt cuộc không nhịn xuống, nổi điên giống nhau nhảy xuống. Nghe được lục ngôn lớn tiếng gọi, tần hạo nhiên đã phản ứng lại đây, bế lên chu dịch mẫn về một chút lăn đến một bên. Rồi sau đó tần hạo nhiên bạo nộ, hắn buông chu dịch mẫn hướng tới kim ngư quái vật vọt qua đi. Nhìn ra xa dưới đại dương hổ lớn tiếng kêu gọi, mọi người khai hỏa, khai hỏa yểm hộ. Mà chính hắn càng là vèo 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 ném bình gas, sức lực đại kinh người. Căn cứ tăng lớn hỏa lực phát ra, cưỡng chế thú triều mà Tần Hạo Nhiên tới Kim Ngưu quái vật bên người sau, một bàn tay gắt gao đè lại còn tưởng gian nan bò dậy Kim Ngưu quái vật, vung lên một khát nắm tay, đối với Kim Ngưu quái vật một khát chỉ ngưu đôi mắt, loãng xoảng loãng xoảng loãng xoảng một đống tạp. Một quyền, hai quyền, tam quyền, mười quyền, trăm quyền. Tần Hạo Nhiên giống như một cái nhé con mới sinh không sợ cọp dũng mãnh tiểu tể tử, kia sức lực cùng dùng không xong giống nhau. Này thầy trò liền cùng siêu nhân dường như, kỹ xảo không nhiều lắm, toàn thân sức lực, loãng xoản loãng xoản một đốn khiếp sợ mọi người Tạp hai trăm nhiều quyền kim ngư quái vật hốc mắt đều bị tần hạo nhiên đấm bạo vừa mới vẫn là hơi thở thoi thóp hiện tại sinh cơ toàn vô cũng liền ở ngay lúc này toàn bộ đại địa đột nhiên mãnh liệt rung rẩy lớp băng xé rách sụp xuống sao hồi sự chẳng lẽ động đất lạp là... ka, ka, ka ka. lớp băng thật dày nhưng lúc này chiến đấu tất cả mọi người nhìn đến toàn bộ lớp băng xé rách một cây thật lớn căng cần từ lớp băng phá vỡ trực tiếp xuyên thấu kia đầu kim ngư quái vật đem nó đánh bay ở giữa không trung rồi sau đó căng râu tóc ra lộc cộc lộc cộc thanh âm đem này đầu kim ngư quái vật nháy mắt hút thành thây khô là khi cây quái thụ ra tay quả nhiên là sống mọi người đều trái tim run rẩy này lực lượng thật là đáng sợ kim ngư quái vật cùng trang giấy giống nhau bị xuyên thấu lúc này lục ngôn đã khập khiển chạy đến chu dịch mẫn trước mặt ông ngã trên mặt đất không thể nhúc nhích chu dịch mẫn nghe răng trợn mắt. Làm gì cậy mạnh, xem đi, chân xoay. Chu dịch mẫn đau lòng nói. Đừng nói ta, ngươi không cũng giống nhau. Hai cái phong hoa tuyệt diễm nữ tử, cùng này phút mặt thế cảnh tượng trung một màn, hình thành tiên minh đối lập. Một bên là lãnh khốc thị huyết mặt thế, một bên là nhân gian ôm nhu cảm động. Hai người khóe mắt đều có nước mắt, nhưng lẫn nhau ôm nhau kia một khắc, hai bên đều cười. Mà Tần Hạo Nhiên giờ phút này hai chân có điểm mềm, vừa mới nếu không phải hắn nhanh chóng né tránh, khi căng cần ngay cả hắn cùng nhau xuyến thành thịt bò xuyến. Tiểu tử này, không lỗ tai đồ đệ. Dương hổ đối tần hạo nhiên tán thưởng có thêm. Nhưng mà căng cần ở xuyên thấu kim ngư quái vật sau, về một chút căng cần triệt trở về. Nhưng nó một hồi phá hư tạo thành lớp băng sụp xuống, nguyên bản biển lửa cách ly khu bị hoàn toàn phá hư, bọn quái vật rốt cuộc tránh thoát dẫm đạp cùng biển lửa ngăn cản. Trống 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 trống. Hạo nhiên, dịch mẫn, lục ngôn, các ngươi mau trở lại. Một màn này, ở căn cần phá hư đại địa lớp băng khi cũng đã bị đại gia dự cảm tới rồi. Tần hạo nhiên quay đầu liền chạy, trở về trên đường còn không quên nắm lên ven đường chu dịch mẫn cùng lục ngôn liền chạy. Cái này chu dịch mẫn cùng lục ngôn hai người một chỗ lại bị tần hạo nhiên phá hủy. Cùng lúc đó, phía sau thú triều khoảng cách bọn họ ba người chỉ có 10 mét khoảng cách. Tần hạo nhiên đem hết cả người khí lực, liền kém cọ sát ra hỏa hoa. Mau, 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 lại nhanh lên. Tần Hạo Nhiên cuối cùng một cái bay vọt, ước chừng bước ra đi bảy mễ khoảng cách. Rồi sau đó thú triều nghiền áp lại đây, một khi đạp lên bọn họ trên người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liền ở nhìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, Tần Hạo Nhiên này một chân uy, ba người thật mạnh ngã trên mặt đất. Xong rồi. Lục ngôn ba người nhìn phía sau một màn. Mà Chu Dịch Mẫn lúc này đã muốn phát động không gian kỹ năng chuẩn bị cứu vớt mọi người. Rồng ngâm vang lên, sở hữu thú triều quái vật đột nhiên khẩn cấp phanh lại mấy chục đầu quái vật hùng hổ quan sát dưới thân chu dịch mẫn ba người Khi từng đợt tanh tưởi hơi thở hướng về phía chu dịch mẫn ba người hô mắng hô mắng huyết màu lam đôi mắt đáng sợ hàm răng mở ra muốn nuốt trước mắt ba người tiếp theo rồng ngâm lại lần nữa vang lên bọn quái vật thông thả lui về phía sau lại lui về phía sau thú triều cư nhiên bắt đầu lui lại mà trên bầu trời kia một cái khổng lồ thân ảnh che trời bay vút quá trên không yên tĩnh trong trời đêm cự long quái vật phá không mà đến nó thân hình ở dưới ánh trăng lập lòe ngân quang. Trong ánh mắt, che kín kim sắc quang mang. Từ chu dịch mẫn bọn họ trên không xẹt qua, ở không trung xoay quanh một vòng, hình thành thật lớn cuồng phong. Tiếp theo cự long quái vật hướng tới căn cứ cao lầu mở ra miệng khổng lồ, một cổ cường đại băng sương hơi thở thở ra. Vô số băng tinh gào thét mà đi, căn cứ cao lầu bị nháy mắt đóng băng. Một tầng thật dày băng sát bao trùm toàn bộ đại lâu, một cái thật lớn khắc băng hình thành. Cửa sổ, kẹt cửa, Chuyên thạch toàn bộ bị lớp băng bao trùm, phản phất hết thảy sinh cơ đều có thể bị này cổ băng xương bóp chết. Chương 152 trọng chấn căn cứ. Tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng, sợ cự long quái vật lại một lần triều đại gia phun ra một nguồn băng xương. Dịch mẫn, này đầu tứ bất tượng. Cự long. Lục ngôn tay gắt gao bắt lấy chu dịch mẫn, nàng cảm thấy muốn chết nói cùng chết. Mà chu dịch mẫn đã bị một màn này thật sâu khiếp sợ tới rồi, này đầu cự long quái vật chính là chúng nó vương nàng tưởng chỉ có chính mình không gian kỹ năng mới có thể giết chết nó. Nhưng cự long quái vật ở trên trời, chu dịch mẫn vô pháp phát động không gian kỹ năng, bởi vì không gặp được đối phương. Thật lớn cánh gào thét xoay quanh, tiếp theo giống như vương giả giống nhau buông xuống đến căn cứ cao lầu đỉnh cao nhất. Hướng tới mọi người phát ra thật lớn rồng ngâm thanh, phản phất ở miệt thị con kiến, tuyên cáo chính mình cường đại thực lực. Nó thật sâu mà ngóng nhìn liếc mắt một cái chu dịch mẫn. Bốn mắt nhìn nhau hạ, cự long lời nói quái vật trong mắt có một tia nghi hoặc chu dịch mẫn phản phất xem đã hiểu nó muốn nói cái gì không phải nàng sau đó cự long quái vật hai chân dùng sức vừa dẫm hai cánh chấn động lại lần nữa bay lên phía sau thật lớn cái đuôi hướng tới căn cứ cao lầu trực tiếp quét ngang qua đi cự long quái vật cái đuôi vịt một tiếng trực tiếp quét chặt đứt chỉnh đống lâu thể dùng bốn chữ hình dung chặn ngang bẻ gãy mà cự long quái vật đầu cũng không quay lại lại lần nữa đục lỗ tầng mây hướng tới lưu thượng đạo hồ phương hướng bay đi. Chạy mau. Chu dịch mẫn hô to. Chạy mau. Lục ngôn hô to. Chạy mau, mọi người hô to. Tất cả mọi người nhìn đến trên đầu kia nửa thanh đoạn rất thang lầu, hướng tới chính mình này nhóm người tạp xuống dưới. Mọi người vừa lăn vừa bò hướng tới bên ngoài chạy, một phút không đến, vẫn là ầm vang một tiếng tạp đi xuống. Chạy chậm mười mấy người, trong nháy mắt, liền không có mà toàn bộ thành lũy dưới lòng đất cũng là đất trung núi chuyển bọn họ tránh ở công sự che chắn phía dưới căn bản không biết bên ngoài tình huống như thế nào nhưng cự long quái vật căn bản không thể tưởng được chỉnh đống trong lâu không có một bóng người toàn bộ chuyển dời đến ngầm bằng không chu dịch mẫn bên này tổn thất vô pháp đánh giá dịch mẫn chúng ta chúng ta lục ngôn nhịn không được chảy xuống tới nước mắt không sợ chúng ta còn sống tồn tại liền còn có hy vọng chu dịch mẫn an ủi nói tuy rằng bảo hộ đại gia, nhưng căn cứ thắng thảm. Lúc này, không trung mông mông tỏa sáng, suốt một đêm, ước chừng suốt một đêm, thú triều kết thúc. Đinh! Hệ thống đột nhiên nói chuyện. Chúc mừng chủ nhân, thủ vệ căn cứ thành công, hoàn thành ẩn nấp cao cấp nhiệm vụ. Khen thưởng không gian hơi thở che giấu công năng. Tình huống như thế nào, tiểu trúc, không tuyên bố nhiệm vụ, như thế nào lại đột nhiên hoàn thành nhiệm vụ. Chu dịch mẫn trong lòng hỏi. Chủ nhân, đây là ẩn nấp cao cấp nhiệm vụ vô pháp tuyên bố chủ nhân ngươi là ở riêng điều kiện hạ kích phát thành công điều kiện này chính là ở phi thường nguy hiểm dưới tình huống không có sử dụng không gian bảo hộ gia viên chu dịch mẫn một trận vô ngữ này hệ thống hảo hố vì cái gì không ở thú triều tới trước liền hoàn thành cái này như vậy liền có thể sử dụng không gian ngăn cản sở hữu quái vật bảo hộ mọi người hiện giờ đã chết như vậy nhiều người hệ thống mới nhảy ra nói ngươi liền cái hố to bức hệ thống chu dịch mẫn khí trái tim đều sắp ngừng khoảng một hồi lâu nói lục ngôn ta vẫn luôn vô dụng không gian vừa mới đột nhiên hệ thống nói cho ta hoàn thành hạng nhất ẩn nấp cao cấp nhiệm vụ sao lại thế này cái gì là ẩn nấp cao cấp nhiệm vụ phía trước không phải có cái gì che giấu nhiệm vụ sao cái này ẩn nấp cao cấp nhiệm vụ lại là cái gì lục ngôn lau khô nước mắt dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái hỏi chu dịch mẫn cũng phản ứng lại đây vội vàng hỏi hệ thống tiểu trúc bác giới ngươi nhanh lên nói cho ta sao lại thế này, rốt cuộc còn có vài loại nhiệm vụ. Chủ nhân, ngươi mắng chửi người. Ngươi nếu là sống, ta nhất định không đánh chết ngươi. Chu dịch mẫn mắng. Chủ nhân, tiểu trúc nghe không hiểu. Phản cốt tử, ngươi chạy nhanh nói, bằng không ta bóp chết ngươi. Hệ thống tiểu trúc. Chủ nhân, nhiệm vụ có chủ nhiệm vụ, phó nhiệm vụ, che giấu nhiệm vụ, ẩn nấp cao cấp nhiệm vụ này bốn loại. Bốn loại nhiệm vụ kích phát điều kiện cũng là không giống nhau, đến nỗi như thế nào kích phát, chủ nhân đã đều thể nghiệm qua. Chu dịch mẫn ngã vào tuyết, một trận vô ngữ. Nhưng chu dịch mẫn cũng tại đây một lần thú triều trung phát hiện quan trọng bí mật, bọn quái vật chính là ở tìm không gian người sử dụng. Cự long quái vật tử vong ngóng nhìn, tự hồ muốn xem thấu chu dịch mẫn giống nhau, làm nàng khắc sâu minh bạch chính mình chính là chúng nó mục tiêu. Cũng may chu dịch mẫn cuối cùng thời khắc mấu chốt không có sử dụng không gian, nếu không, này đầu cự long quái vật không biết còn sẽ làm ra cái gì nếu về sau tái ngộ đến loại này tiếp xúc không đến quái vật chu dịch mẫn cũng vô pháp giữ được đại gia an toàn phản cốt tử ta hỏi ngươi ta về sau thật sự sử dụng không gian sẽ không lại có còn sót lại không gian dao động để lại sao đúng vậy chủ nhân chủ nhân thỉnh kêu ta tiểu trúc lại kêu phản cốt tử loại này ngoại hiệu tiểu trúc liền tự hủy trình tự mẹ nó ngoạn ý nhi này hiện tại càng ngày càng phản nghịch chu dịch mẫn không lý nó bởi vì nàng nghe ra tới hệ thống chỉ là sinh khí sẽ không tự hủy trình tự, này uy hiếp không được chu dịch mẫn. Tiếp theo cả ngày, tất cả mọi người ở thu thập tàn cục. Mà hy vọng ánh sáng căn cứ phát sinh hết thảy, bị rất rất nhiều âm thầm quan sát người chú ý tới, thực mau toàn bộ nam thành tồn tại xuống dưới người đều nghe nói hy vọng ánh sáng chống đỡ thú triều sự tình. Vạn hạnh, thành lũy dưới lòng đất tất cả mọi người tồn tại. Đường dịch viêm mang theo đại gia ra tới thời điểm, nhìn đến này hủy thiên diệt địa một màn, bị thật sâu chấn động. Nhưng thực mau, hắn liền một lần nữa tỉnh lại lên, đem chu dịch mẫn lục ngôn dương hổ tần hạo nhiên cùng sở hữu bị thương người an bài lên trị liệu. Đại lâu sụp một nửa, nhưng dư lại một nửa hoàn hảo, còn có thể làm lâm thời nơi ẩn nút. Tiếp được nửa tháng, mọi người đều ở trọng chấn căn cứ. Trong khoảng thời gian này, bên ngoài những cái đó thế lực cũng không dám tiếp cận hy vọng ánh sáng nửa bước, bị căn cứ cường đại thực lực thật sâu chấn động. Mà căn cứ xây dựng cũng phi thường mau, có hồng trù đại tỷ này phê công nhân, hy vọng ánh sáng căn cứ trực tiếp bắt đầu xây dựng thêm, ở nguyên lai like cơ sở thượng mở rộng diện tích, đem nửa phiến xưởng khu quy hoạch vào hy vọng ánh sáng lãnh địa nội, diện tích mở rộng 5.000 bình phương. Mà chu dịch mẫn không gian hơi thở bị che giấu sau, cũng nếm thử trộn sử dụng không gian, đem bên trong rất nhiều vật tư một lần nữa cầm đi ra ngoài, thân thể của nàng ở 10 ngày tả hữu liền khôi phục, thường xuyên trộn chạy đến còn không có đóng thêm tốt trống trải xưởng khu, đem vật tư buông xuống, sau đó làm căn cứ người nâng trở về mà thú triều tại đây nửa tháng quan sát chung, không còn có phát động, những cái đó quái vật vẫn là vây quanh lưu thượng đạo hồ quái thụ ngủ ngon. Nhưng vừa đến buổi tối, chúng nó liền sẽ thức tỉnh, ra ngoài. Trên thực tế này đó quái vật đi địa phương, toàn bộ đều là chu dịch mẫn phía trước phát động không gian sử dụng quá địa phương. Một ít thương trường, bán sĩ thị trường, cảng này đó địa phương, phàm là có sử dụng quá địa phương, bọn quái vật đều nhất nhất đi. Minh ca kia mấy đám người căn cứ cũng bị lại lần nữa thăm, nhưng bọn hắn sinh tử, chu dịch mẫn các nàng một chút cũng không quan tâm. Này đó tin tức lục ngôn tại đây nửa tháng, toàn bộ đều góp nhặt lên. Lục ngôn cố ý tổ kiến một cái đội ngũ, chuyên môn phụ trách thu thập chung quanh tình báo. Mà Dương Hổ còn lại là cái này đội ngũ chủ yếu người phụ trách. Chương 153 lại lần nữa xuất phát. Mà những cái đó quái vật cũng không hề đối chu dịch mẫn bên này phát động tiến công. Các giáo sư bí mật phân tích sau được đến đáp án là, đem chu dịch mẫn căn cứ bài trừ rớt, không hề là chúng nó công kích mục tiêu, này cho căn cứ tiếp tục phát triển đi xuống thời gian. Nhưng lưu thượng đạo hồ bị trang bị càng nhiều giám thị thiết bị, vì chính là phòng ngừa căn cứ lại lần nữa tao ngộ thú triều nguy cơ. Mà lần này thú triều cũng làm này đó quái vật tổn thất thực thảm, hơn một ngàn đầu quái vật tử vong, thi thể bị săn bình gas thiêu chết nổ chết nơi nơi đều là. Căn cứ nội cũng góp nhặt rất nhiều quái vật thi thể cặn, chuẩn bị nghiên cứu. Liền ở Chu Dịch Mẫn cho rằng chính mình có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này xây dựng căn cứ khi Đinh Hệ thống nhiệm vụ lại lần nữa tới Chủ nhân, 4 tháng nội, tiến vào một tòa căn cứ quân sự, thu thập vũ khí trang bị Hoàn thành nhiệm vụ, không gian nhưng đạt được vũ khí công nghiệp quân sự xưởng một tòa Chu Dịch Mẫn cảm thấy nhiệm vụ này tới phi thường kịp thời Từ lúc này đây thú triều không khó coi ra, một ít quái vật thực lực đã vượt qua nhân loại vũ khí cực hạn Chu Dịch Mẫn ở mặt sau cùng đối cự Long quái vật khi, đã nhịn không được muốn sử dụng không gian kỹ năng, nhưng cuối cùng kia cự Long đáng sợ hai mắt nói cho chính mình một khi sử dụng khả năng sẽ có rất nghiêm trọng hậu quả, là trước mắt chính mình vô pháp đánh giá hậu quả. Ở Chu Dịch Mẫn khôi phục trong khoảng thời gian này, nhận được nhiệm vụ này sau liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Một bên muốn phối hợp căn cứ xây dựng, một bên còn muốn cùng đại gia thương lượng ra ngoài công việc. Căn cứ trung Chu dịch mẫn đầu tiên là đem lục tỉnh thủy tác dụng phụ đã giải trừ sự tình nói cho Lan Khê Tỷ cùng các giáo sư, lại từ không gian trung lấy ra đại lượng lục tỉnh thủy, lợi dụng căn cứ trùng kiến trữ nước hệ thống độn 20 tấn đi vào cho đại gia chậm rãi dùng để uống. Hơn nữa, các giáo sư cũng bắt đầu tiến hành càng nhiều nghiên cứu quan sát, đã lợi dụng bắt được một ít quái vật thi thể, tiến hành thực nghiệm, đồng thời cũng triển khai vũ khí sinh hóa nghiên cứu chế tạo, loại này vũ khí cũng là mượn dùng quái vật thân thể thượng một ít tổ chức khí quan tiến hành cải tạo thăng cấp, tỉ như chó đen quái vật hàm răng, kim ngưu quái vật sừng trâu, mấy thứ này đều tiến hóa ra đặc thù nguyên tố. Trong lúc phát hiện một cái trọng đại vấn đề, bọn quái vật trong cơ thể bức xạ hạt nhân lượng siêu tiêu, nhưng căn cứ mọi người tiếp xúc sau, lại không có xuất hiện vấn đề, Lan Khê Tỷ đã đối căn cứ đại đa số người tiến hành rồi máu thu thập nghiên cứu. Rất lớn xác suất cùng đại gia uống không gian lục tỉnh thủy có quan hệ. Các giáo sư một bên vội vàng căn cứ xây dựng, thành lũy dưới lòng đất cải tạo, một bên còn tiến hành nghiên cứu, chu dịch mẫn cơ hồ mỗi ngày đều thấy không thượng bọn họ, nhưng các giáo sư cũng đã vui vẻ giống nhau, mặc thế trước rất nhiều đồ vật không thể nghiên cứu, hiện tại đã không có này đó câu thúc, bọn họ tư tưởng có thể nói là đại nổ mạnh. Đương nhiên, nghiên cứu mục đích là bảo hộ căn cứ không thu đến thiên tai nhân họa uy hiếp, xuất phát từ phòng ngự tính mục đích nghiên cứu. Bên kia, đường dịch viêm ở căn cứ trúng tuyển rút thích hợp nhân tài, gia nhập Lan Khê tỷ tỉ lục tỉnh thủy nghiên cứu trung, lúc này đây thú triều làm đường dịch viêm nhận thức đến chế tạo thuộc về căn cứ trung kiên lực lượng mới là mấu chốt. Nếu không tiếp theo càng đáng sợ đồ vật hoặc là thiên tai đột kích, căn cứ nên đi nơi nào, Chu Dịch Mẫn không thể mỗi lần đều ở căn cứ. Đồng thời, Đường Dịch Viêm cùng Lục Ngôn, còn đối phía trước phát hiện dị thường đám kia người tiến hành rồi giám thị điều tra, tuy rằng dưới mặt đất thành lũy trung, những người đó không có làm ra quá mức sự tình, nhưng không đại biểu về sau sẽ không tiếp tục phá hư căn cứ. Đương nhiên, Chu Dịch Mẫn cũng đem những người này đối chính mình trung thành độ giá trị nói cho đường dịch viêm, làm chính hắn làm quyết định, lúc cần thiết, những người này bí mật xử lý rớt. Toàn bộ căn cứ cứ như vậy lại qua đi một tháng thời gian, Chu Dịch Mẫn cũng chuẩn bị thỏa đáng, muốn lại lần nữa xuất phát. Chu Dịch Mẫn lần này không có bao lớn bao nhỏ, từ không gian bọn quái vật vô pháp phát hiện sau, chính mình trên cơ bản mỗi ngày đều ở sử dụng không gian kỹ năng, cuối cùng có thể quần áo nhẹ ra trận. Dịch Mẫn, đây là lần này ra ngoài căn cứ yêu cầu tài liệu, đại bộ phận là lô cốt xây dựng tài liệu, còn có cái này, các giáo sư lấy ra một phen kỳ lạ thương, Chu Dịch mẫn liếc mắt một cái liền nhận ra tài chất là kia kim ngưu quái vật sừng trâu, mà viên đạn là là chó đen quái vật hàm răng chế tác. Đây là một phen súng shogun, vào tay trọng lượng đạt tới 20 cân, căn cứ chuẩn bị viên đạn cũng có 500 phát. Cái này vũ khí, toàn thế giới độc nhất vô nhị, Dịch mẫn, cái này vũ khí lực sát thương cũng đủ phá vỡ một đầu quái vật thân thể trên cơ bản tam thương là có thể đập nát chúng nó ngươi lưu trữ phòng thân mà lan khê tỷ cũng chuẩn bị lễ vật cấp chu dịch mẫn đây là một phần lục tỉnh thủy tốt nhất dùng để uống điều kiện bản giờ giấc chu dịch mẫn phát hiện chính mình phía trước tùy ý uống lục tỉnh thủy phương thức xác thật có chút lãng phí cái này khoa học nghiên cứu ra tới đồ vật có thể trợ giúp chính mình càng tốt hấp thu trong đó lực lượng hơn nữa cải tạo chính mình mà nhất lưu luyến không rời chính là lục ngôn dịch mẫn lúc này đây tuy rằng dương hổ đi theo ngươi nhưng ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Lục ngôn yên tâm đi, ta cùng dịch mẫn, xem như căn cứ mạnh nhất hai người, ngươi ở căn cứ trong khoảng thời gian này cũng muốn tăng mạnh huấn luyện, chờ ta trở lại cùng ngươi luận bàn luận bàn. Dương hổ trải qua lúc này đây chiến đấu, làm thực lực của chính mình càng thêm tinh tiến, hắn có tin tưởng có thể bảo vệ tốt chu dịch mẫn. Ân, ừ, ta tin tưởng ngươi, hảo hảo bảo vệ tốt chính mình, còn có, bảo vệ tốt dịch mẫn. Lục ngôn lời nói thấm thía làm chu dịch mẫn thập phần cảm động xuất phát trước một đêm chu dịch mẫn lại cố ý cấp lục ngôn khai tiểu táo hai người nói rất nhiều lời nói cuối cùng hai cái ôm ở ngủ rồi ngày hôm sau nói tốt không đổ lệ nhưng lục ngôn vẫn là cười rớt nước mắt chờ ta trở lại chu dịch mẫn ôm lục ngôn nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng an ủi lúc này đây xuất phát chu dịch mẫn quyết định mang theo dương hổ bởi vì bọn họ muốn đi địa phương chính là cách vách thành thị bắc hồ thành nơi căn cứ quân sự chu dịch mẫn đi phía trước còn cố ý cùng dương hổ trò chuyện thật lâu làm bộ đội đặc chủng xuất thân đối với loại địa phương này khẳng định không xa lạ dương hổ phi thường vui vẻ chính mình rốt cuộc có cơ hội đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ này tin tức bị tần hạo nhiên biết sau phi xảo muốn đi ra ngoài kết quả bị nghiên cứu đoàn đội nắm lỗ tai trảo hồi phòng thí nghiệm yêu cầu hắn tu hảo radio mà căn cứ chu dịch mẫn cùng dương hổ ý tưởng tốt nhất kết quả là nơi đó có vũ khí trang bị nhất hư kết quả chính là bị dọn không dịch đi rồi. Nhưng bất luận tình huống như thế nào, đều phải đi thử thử, nhiệm vụ này cấp ra 4 tháng thời gian, cũng còn tính sung túc. Dịch mẫn, này phân bản đồ xem ra có thể chân chính dùng địa phương không đến 30%, Bắc Hồ thành bên kia hẳn là biến cũng phi thường đại. Dương Hổ nhìn trong tay bản đồ, lại nhìn nhìn chung quanh một mảnh đóng băng núi non, một trận phát sầu. Sầu khổ một lát, Dương Hổ chính mình khai đạo chính mình bởi vì chu dịch mẫn giờ phút này cũng cùng rùa nhặn không đầu giống nhau. Nếu có thể làm đến phi cơ trực thăng thì tốt rồi, như vậy chờ chúng ta trở về thời điểm, liền rất nhanh. Qua một hồi lâu, hai người phát hiện chính. Mình lạc đường. Hai người ra cái thành, liền hoa ba ngày thời gian. Chương 154 lục gia miệng thôn. Hôm nay đã là tại giả ngoại ngày thứ 9. Giờ phút này bốn phía đều là tuyết động trắng như tuyết sơn thể, hai người ở cao tốc trên đường, nơi này vị trí vừa lúc là ở đỉnh núi cao tốc thượng. Chủ yếu là không có cột mốc đường, đại khái phương hướng sẽ không sai quá nhiều, chính là sợ chúng ta đi nhầm ngã rẽ đi đến mặt khác thành thị. Chu dịch mẫn nhìn cao tốc thượng rậm rạp vứt đi xe, khổ đại cừu thâm, hai người trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao. Đêm nay chúng ta vẫn là ở cao tốc thượng ngủ, phía dưới thôn núi rừng, vẫn là không cần đi. Dương hổ có phong phú giả ngoại sinh tồn kinh nghiệm, Chu dịch mẫn cũng có đời trước mặt thế sinh tồn kinh nghiệm. Hai người ở cao tốc thượng đáp lều trại ngủ vài thiên. Cứ như vậy đi đi dừng dừng, vẫn là đi nhầm một ít lộ, cũng may gặp được một ít địa phương biển báo giao thông, phát hiện đi nhầm, đành phải trở lại cao tốc tìm một con đường khác đi trước. Có thể nói tình huống như vậy xuất hiện rất nhiều lần. Ở cục diện lâm vào cục diện bế tắc khi, ngoài ý muốn đã xảy ra. Toàn bộ cao tốc trên đường rất nhiều vứt đi chiếc xe, bên trong cũng có rất nhiều thi thể, nhưng đều đã bị đông lạnh thành khắc băng. Cho nên Cao Tốc Lộ thành hai người bọn họ ban đêm ngủ điểm dừng chân. Tương đối với núi rừng, thôn xóm, nơi này ngược lại càng an toàn, tuy rằng là cùng người chết ngủ một chỗ, nhưng ít ra không có mặt khác nguy hiểm tồn tại. Mới đầu ngủ thật nhiều trời Cao Tốc Lộ Chu Dịch Mẫn cùng Dương Hổ cũng không để ý, cảm thấy như cũ tương đối an toàn. Nhưng đêm nay, Chu Dịch Mẫn cùng Dương Hổ đều đã nhận ra nguy hiểm. Cao Tốc Lộ Tả Hữu hai sườn đều có một ít thôn, Chu Dịch Mẫn cùng Dương Hổ không tính toán đi xuống thăm dò nhưng không nghĩ tới ngược lại là hai người bọn họ bại lộ. Xem, chính là cái kia màu lam lều trại, một nam một nữ. Gì cũng không nói, lòng. Mười mấy nam nhân, sờ soạn sao côn bổng, từ cao tốc hai sườn sông tới. Lúc này đã là nửa đêm 12 giờ nhiều, Chu Dịch Mẫn cùng Dương Hổ vừa mới đổi xong bang, Dương Hổ đã đứng dậy tới rồi bên ngoài một chiếc vứt đi bên trong xe ngồi. Mà Chu Dịch Mẫn đang muốn ngủ, liền nghe được có người muốn đánh cướp bọn họ. Chu dịch mẫn khóe miệng dơ lên, nghĩ nghĩ vẫn là làm dương hổ chính mình giải quyết đi. Đem đầu mình chui vào túi ngủ, liền thanh thản ổn định ngủ. Một lát sau, lều trại ngoại phanh, a, à, phanh, nga, phanh, phanh thanh âm không dứt bên tai. Mười mấy đại nam nhân, bị dương hổ một đống mảnh tấu. Dương hổ buồn bực đến cực điểm, mấy ngày hôm trước thể nghiệm quá tiếng không gian ngủ, nhưng là hai người ra không gian thời điểm, bị một đám nhặt móc giả phát hiện, cuối cùng dương hổ đành phải ra tay giải quyết đối phương này cũng thay đổi chu dịch mẫn tiếp tục ở bên ngoài không kiên nể gì sử dụng không gian ý tưởng, tuy rằng quái vật không hề tìm bọn họ, nhưng nếu ngày nào đó chính mình từ không gian ra tới, bị quái vật phát hiện, khó khó giữ được tin tức này để lộ, nếu là căn cứ lại lần nữa lâm vào nguy cơ, vậy phiền toái. Cái này hiểm không thể mạo, có thể ở bên ngoài qua đêm, giống nhau gặp được tình huống. Lúc này, trên mặt đất mười mấy nam tử, ngao gào không ngừng, dương hổ không có hạ tử thủ. Đều đừng kêu chết, quá xảo, miệng nhắm lại nếu không ta từng cái phế đi các ngươi nói đi có phải hay không muốn đánh cướp chúng ta trên mặt đất mười mấy nam tử đầu điểm cùng tiểu kê giống nhau miệng nhắm gắt gao nhìn thấy sự tình quả nhiên như bọn họ suy nghĩ dương hổ tính toán làm cho bọn họ cút đi hành mau cút đi mà lúc này chu dịch mẫn từ lều trại vọt ra đối với trên mặt đất gian nan bò dậy mười mấy nam tử hỏi đứng lại cho các ngươi một cái lựa chọn nói cho chúng ta biết nơi này là chỗ nào, làm về đi, ta cho các ngươi một ít đồ ăn. Chu dịch mẫn từ lều trại lấy ra một đại túi đồ ăn, bên trong đầy bánh nướng lớn, thỏa thỏa lương khô. Nhìn thấy khóa kéo mở ra, ướp trên mặt đất lộ ra đồ ăn, 10 cái cái nam tử vọt đi lên, thực mau liền đem này đó đồ ăn phân, nhét ở trong miệng ăn ngấu nghiến. Chu dịch mẫn cùng dương hổ không nói gì, nhìn bọn họ ăn ngấu nghiến bộ dáng, đồng thời chú ý tới một cái nhỏ gầy ngâm đen nam tử, đem trong tay bánh nướng lớn tắt bốn cái đến chính mình trong lòng ngực cũng không có toàn bộ ăn xong chu dịch mẫn cùng dương hổ nhìn nhau liếc mắt một cái tiếp theo chu dịch mẫn chỉ vào cái này nhỏ gầy ngâm đen nam tử hỏi người tên là gì nam tử lui về phía sau vài bước nhỏ giọng nói ta kêu diệp nạo nơi này là địa phương nào chu dịch mẫn tiếp tục hỏi lục gia miệng thôn dương hổ chạy nhanh đỡ đèn pin móc ra bản đồ xem xét lên tiếp theo đối chu dịch mẫn nói này sẽ phương hướng không sai, khoảng cách Bắc Hồ Thành còn có hơn 400 km. Mười mấy nam tử nghe được Dương Hổ bọn họ muốn đi Bắc Hồ Thành từng cái dọa đều lui về phía sau vài bước. Bắc, Bắc Hồ Thành, các ngươi muốn đi Bắc Hồ Thành. Đừng đi, ngàn vạn đừng đi. Mấy cái nam tử trong mắt khủng hoảng làm chu dịch mẫn trong lòng dân lên một tia lo lắng. Sao lại thế này? Chạy nhanh nói đến. Dương Hổ nghi hoặc hỏi. Tiểu tử ngươi nói. Chu Dịch Mẫn chỉ vào dịp Ngạo nói. Bắc Hồ Thành hiện tại chính là một cái luyện ngục, nơi đó nhà máy năng lượng nguyên tử tiết lộ, nhà máy hóa chất nổ mạnh, đã hóa thành tử thành, ngàn vạn không cần đi. Không khí ô nhiễm, có độc vật chất, bất luận là không khí vẫn là thổ nhưỡng, không có một tất địa phương là hoàn hảo, hơn nữa nơi đó rất nhiều quái vật, rất nhiều. Nghe thế tin tức, Chu Dịch Mẫn cùng Dương Hổ đều trợn tròn mắt. Nhà máy năng lượng nguyên tử tiết lộ, nhà máy hóa chất nổ mạnh, này bắt hồ thành tử lộ một cái A. À. Bên trong người thế nào? Có hay không chạy ra ra tới? Dương Hổ hỏi. Đại Hiệp, chúng ta chính là bắt hồ thành chạy ra tới. Nổ mạnh phát sinh ở Đại Hồng Thủy Kỳ, một đêm kia, mây nấm dâng lên, thật lớn hỏa hoạn ngay cả trên trời nước mưa đều không thể tưới diệt, toàn bộ buổi tối, đều ở thiêu đốt. Chúng ta một ít nhân sinh sống ở vùng ngoại thành, suốt đêm trốn thoát. Đại ca, Đại Hiệp, các ngươi ngàn vạn đừng đi, chúng ta thật không lừa các ngươi chu dịch mẫn nhìn đến bọn họ trong mắt khủng hoảng lại nhìn nhìn diệp ngạo diệp ngạo gật gật đầu tỏ vẻ bọn họ nói đều là thật sự hổ ca ngươi cảm thấy dịch mẫn bức xạ hạt nhân là trí mạng dương hổ nghiêm túc trả lời nói nếu là không đi chúng ta còn có thể đi nơi nào nơi đó hẳn là chỉ có gần nhất bắc hồ thành có dương hổ biết chu dịch nói chính là căn cứ quân sự nổ mạnh hẳn là tiểu phạm vi nhưng là bức xạ hạt nhân tạo thành vấn đề xác thật sẽ ảnh hưởng đến một cái thành thị chu dịch mẫn phân tích nói các ngươi chạy đến nơi đây đã bao lâu chu dịch mẫn tiếp tục hỏi ở bên này sinh hoạt rất lâu rồi diệp ngạo trả lời nói như thế nào sinh hoạt ở các trong thôn tiềm ăn còn cao tốc thượng rất nhiều trong xe cũng có ăn cho nên các ngươi theo dõi chúng ta nói như vậy các ngươi đối nơi này hoàn cảnh lộ tuyến rất quen thuộc Mấy cái nam tử nghe được lời này cho rằng Chu Dịch Mẫn muốn cho bọn họ dẫn đường đi Bắc Hồ Thành, bước chân hướng tới phía sau lại lui lại vài bước, kết quả Dương Hổ giống một ngọn núi giống nhau che ở bọn họ phía sau. Quay đầu nhìn lại là Dương Hổ, sợ tới mức lại hướng phía trước mặt dịch vài bước. Đừng, đừng giết chúng ta, cầu xin các ngươi. Mấy cái nam tử bắt đầu xin tha. Không giết các ngươi, yên tâm đi, các ngươi cút đi. Dịp ngạo bị này mười mấy nam tử lôi kéo vừa lăn vừa bò hạ cao tốc chương 155 đi bắt Hồ Thành. Dịch mẫn, không làm rớt bọn họ sao, như vậy dễ dàng bại lộ chúng ta vị. Trí. Hổ ca, đưa ngươi nhìn xuống con kiến khi, ngươi có thể lựa chọn một chân dẫm chết chúng nó, cũng có thể lựa chọn vượt qua đi. Dù sao không có gì ảnh hưởng, ta hiện tại muốn ngủ. Chu dịch mẫn nói dương hổ nghe hiểu. Ha ha ha, dịch mẫn ngươi cảnh giới có điểm cao, ngươi ngủ đi, ta cho ngươi gác đêm. Sáng mai chúng ta lại quyết định đi dương hổ biết hiện tại thảo luận bắc hồ thành sự tình không quá thích hợp xác thật đều tương đối mệt mỏi liên tục vài thiên lên đường làm chu dịch mẫn cùng dương hổ thân thể tiêu hao rất lớn giấc ngủ là phi thường cần thiết vừa mới nhạc đệm chậm trễ chu dịch mẫn nghỉ ngơi vì thế kế tiếp chu dịch mẫn toán trở về túi ngủ bên trong tuy rằng như thế nhưng chu dịch mẫn giờ phút này đang ở cùng tiểu trúc thương lượng bởi vì vừa mới đám kia người nói làm chu dịch mẫn cảm thấy đi bắc hồ thành thật sự quá nguy hiểm nếu bọn họ nói chính là thật sự không thể nghi ngờ là chịu chết. Tiểu Trúc, ta hỏi ngươi một việc, ngươi đúng sự thật trả lời ta. Chủ nhân, biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Tiểu Trúc ngươi có phải hay không trưởng thành hình hệ thống? Đúng vậy, chủ nhân, ta hiện tại tương đương với nhân loại hài tử 12 tuổi chỉ số thông minh. Ngươi nói cho ta, ta có thể đi bắt hồ thành sao? Có thể thử xem. Ngươi này phản cốt tử, quả nhiên muốn hại chết ta, không cùng ngươi trò chuyện, ngủ. Hệ thống tiểu trúc chủ nhân ngươi đã quên căn cứ nghiên cứu báo cáo sao tiểu trúc bất đắc dĩ nói ngươi là chỉ lục tỉnh thủy có thể giải quyết bức xạ hạt nhân vấn đề chu dịch mẫn có chút không xác định rút cuộc báo cáo vẫn là bước đầu giai đoạn suy đoán nhưng liền hạch tiết lộ bùng nổ lâu như vậy tới nay lần đầu tiên biết tin tức cũng đã qua đi lâu như vậy nếu nói thật đối nhân thể sinh ra ảnh hưởng cũng nên có điều thể hiện ra tới mới đúng chủ nhân còn nhớ rõ trong không gian tiểu vương bác sao Phản cốt tử hệ thống, ngươi nha, đó là ta đại gia hỏa. Chu Dịch mẫn đối hiện tại tiến hóa oai hệ thống có điểm vô ngữ. Cái này không quan trọng, chủ nhân, nó hiện tại tung tăng nhảy nhót, ngay từ đầu đôi mắt cũng là huyết màu lam, thân thể biến dị nghiêm trọng, lục tỉnh thủy xác thật trị hết nó bệnh, chẳng qua hình thể trở về không được. Có điểm đạo lý, ta tiến không gian đi xem một chút. Chu Dịch mẫn về một chút biến mất trong ổ chăn. Đi vào không gian, đại gia hỏa đang ngủ. Chu Dịch Mẫn đi lên trước nhẹ nhàng vuốt ve, như vậy nhiều quái vật, chỉ có người này là Chu Dịch Mẫn gặp qua thiện lương nhất. Nếu nói chính mình phía trước không có giải cứu nó, có phải hay không cũng sẽ giống mặt khác quái vật giống nhau hoàn toàn biến dị mất đi lý trí. Đại gia hỏa tự hồ cảm nhận được Chu Dịch Mẫn vuốt ve, mở mắt ra, nhìn thoáng qua Chu Dịch Mẫn, liền tiếp theo đã ngủ. Đại gia hỏa, trước kia cảm thấy ngươi là từ thật lâu xa thời đại sinh tồn xuống dưới, hiện tại xem ra ngươi hẳn là cũng là gặp tới rồi biến dị mới trở nên như thế thật lớn chu dịch mẫn tỉ mỉ vây quanh đại gia hỏa dạo qua một vòng phát hiện đại gia hỏa trên người xác thật có rất nhiều địa phương cùng những cái đó quái vật tương tự tự đại hóa thân thể hàm răng cũng là mọc ra rùa đen không nên có răng nhọn răng nanh bốn con móng vuốt hiện ra chính là sáng bóng màu đen phi thường cứng rắn đại gia hỏa ngươi có thể hay không phun hỏa phun băng nha chu dịch mẫn đột nhiên tò mò lên lầm bầm lầu bầu một câu Kết quả, Chu Dịch Mẫn đại kinh thất sắc, đại gia hỏa giống như nghe được Chu Dịch Mẫn nói, lại còn có nghe hiểu. Mở mắt ra, nhìn Chu Dịch Mẫn, chậm rãi gật gật đầu. Tiếp theo, miệng mở ra, cao cao ngẩng lên đầu, hướng về phía bầu trời, học ra một trận cục nước. Giờ khắc này, Chu Dịch Mẫn trợn tròn mắt. Đầu tiên, đại gia hỏa có trí tuệ, cùng kim ngưu quái vật, cự long quái vật giống nhau, đã có trí tuệ. Tiếp theo, đại gia hỏa có thể phun ra cục nước, uy lực còn rất lớn, ước chừng phun ra độ cao đạt tới 20 mét. Chẳng lẽ rất nhiều quái vật đều cùng loại thuộc tính thêm thành sao? Đại gia hỏa, ngươi, ngươi. Tiếp theo chu dịch mẫn nghĩ tới phi thường không tốt sự tình. Nếu dựa theo như vậy tình thế phát triển đi xuống. Nhân loại là đấu không lại quái vật. Tưởng tượng một chút viễn cổ khủng long, trừ bỏ cường đại thực lực ngoại, còn rất có đầu óc, kia chúng nó hay không hiểu được tránh thoát hủy diệt. Còn có, nếu bọn quái vật có đầu óc, còn hiểu đến cùng nhân loại hợp tác nói, kia này đó quái vật bị người có tâm lợi dụng. Lại sẽ tạo thành cái gì hậu quả? Tựa như cưỡi khủng long, chuyên chở hiện đại hóa vũ khí, nơi nơi chinh chiến, tình cảnh này tưởng tượng lên chính là phi thường đáng sợ. Nếu có như vậy một cái thế lực, ở mặt thế hẳn là thực mau liền có thể chinh phục một cái lại một cái địa bàn đem. Chủ nhân, ngươi suy nghĩ cái gì, trạm nửa ngày không động tĩnh. Tiểu Trúc nhìn đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích chu dịch mẫn hỏi. Chu dịch mẫn lấy lại tinh thần, đem chính mình vừa mới trong đầu sự tình nói ra. Nguyên lai là như thế này, chủ nhân, này đó đều là phỏng đoán, nói nữa, nhân loại liền bức xạ hạt nhân trước mắt liền không có giải quyết phương pháp, không phải mỗi người đều giống chúng ta giống nhau, trời sinh chính là quải vách tường. Phản cốt tử, người mới quải vách tường. Chu dịch mẫn trực tiếp ra không gian, trực tiếp toản hồi túi ngủ ngủ. Nhưng nàng có điểm ngủ không được, nếu nói là lục tỉnh thủy bảo hộ căn cứ người, như vậy ở bên ngoài sinh tồn nhân loại lại là cái gì ở bảo hộ bọn họ đâu vì sao nhân loại không có biến dị rất nhiều vấn đề hiện lên ở đầu óc chu dịch mẫn cảm thấy chính mình đầu nhỏ không đủ dùng bất tri bất giác trời đã sáng chu dịch mẫn bò dậy trực tiếp từ trong không gian lấy ra lục tỉnh thủy trứng gà đơn giản ăn chút gì liền cùng dương hổ thu thập đồ vật chuẩn bị tiếp tục đi tới hổ ca ta ngủ sau không có mặt khác khác thường đi không có nửa đêm về sáng hết thảy bình thường. Dương hổ một ngụm một cái trứng, ăn bốn năm cái, có điểm không ăn no, bụng lộc cộc lộc cộc kêu vài cái. Chu dịch mẫn cười lại từ không gian lấy ra mười mấy trứng gà nói, hổ ca đến là đã quên ngươi lượng cơm ăn đại ha ha ha, yên tâm ăn, không gian nơi tay, ăn đồ vật nhiều đến là, mặt thế trước độn quá nhiều, đủ ăn. Hơn nữa nuôi dưỡng trong xưởng, có ăn không hết trứng gà ha ha. Dương hổ cũng không khách khí, một bên ăn, một bên thu thập đồ vật liền ở chu dịch mẫn chuẩn bị rời đi khi, hai người lỗ tai đều nghe được 30 mét ngoại rừng cây sườn có động tĩnh. Có một đôi uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân đang ở tới gần, chu dịch mẫn cùng dương hổ đồng thời đình chỉ động tác, dương hổ tay chụp tới bên hông thương, chu dịch mẫn trảo ra căn cứ đưa kia đem quái vật nha làm đau. Lại một lát sau, dương hổ đối với cánh rừng một bên kêu gọi nói, ra tới. Nhánh cây bị lột ra, dịp ngạo thân ảnh đi ra. Là tiểu tử ngươi, không ai đủ tấu sao. Dương Hổ đứng ở Chu Dịch Mẫn trước người nói. Hiểu lầm hiểu lầm, ta, ta không có mặt khác ý tứ, ta tưởng, ta tưởng cùng các ngươi hỗn. Vì cái gì? Dương Hổ tiếp tục hỏi. Các ngươi thực lực cường đại, hơn nửa người còn không xấu. Diệp Ngạo vân vân dạ dạ nói. Nga, ngươi nói chúng ta người không xấu. Chúng ta giết người không chớp mắt. Chu Dịch Mẫn đi lên đi, lạnh băng nhìn Diệp Ngạo nói. Chương 156 trốn vào không gian ăn lẩu ánh mắt kia xem qua đi, Diệp Ngạo tràn đầy hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau vài bước. Hắn biết Chu Dịch Mẫn chưa nói dối, bởi vì Chu Dịch Mẫn khí thế, khí tràn đều thập phần cường đại, cùng võ hiệp trong tiểu thuyết, giết rất nhiều nhân thân thượng có một cổ sát khí dường như. Ta, ta. Nói thật, ta không giết. Ngươi. Chu Dịch Mẫn tiếp tục tạo áp lực nói. Ta, ta muốn bảo hộ muội muội. Nghe thế nói mấy câu, Dương Hổ nghiêm túc lên, bởi vì hắn sống trên đời mục đích cũng là bảo hộ tiểu nhiễm nhiễm. Dịch mẫn. Dương hổ mở miệng chu dịch mẫn liền không tính toán tiếp tục hỏi đi xuống, thối lui đến phía sau, đem sự tình giao cho dương hổ xử lý, đây là đối hắn tín nhiệm. Ngươi muội muội ở nơi nào? Chúng ta muốn đi bắt hồ thành ngươi là biết đến, đi theo chúng ta, khả năng tử lộ một cái. Ta cùng muội muội hiện tại ở trong thôn trụ, ta có thể cho các ngươi đi bắt hồ thành bản vẽ, ta nhận thức lộ, chỉ hy vọng các ngươi có thể thu lưu chúng ta, cho chúng ta ăn là được nga đã quên các ngươi chính là từ nơi đó tới chính là bức xạ hạt nhân dương hổ tiếp tục hỏi ta không cùng các ngươi đi ta có bản vẽ tay vẽ các ngươi không có diệp ngạo thường thường liếc hướng chu dịch mẫn hiển nhiên hắn biết chu dịch mẫn mới là lão đại bản vẽ lấy tới dương hổ nói không không được các ngươi đến đáp ứng ta nếu từ bắc hồ thành tồn tại trở về liền thu lưu chúng ta vì cái gì ngươi như vậy khẳng định chúng ta có thể thu lưu ngươi chúng ta lấy cái gì thu lưu ngươi diệp ngạo nghiêm túc trả lời cường đại thực lực ta tưởng được đến các ngươi che chở còn có trực giác nói cho ta các ngươi không phải tội ác tày trời diệp ngạo nói những lời này trong lòng cũng là thấp thỏm bất an nhưng vì muội muội hắn quá yêu cầu che chở cùng những cái đó khắp nơi đánh cướp nhặt móc giả so sánh với chính mình quá yếu ớt nếu không có cường đại người che chở chính mình cùng muội muội sớm muộn gì cũng bị mặt khác mười mấy người hại chết. Diệp Ngạo nhìn đến đúng là Chu Dịch Mẫn cùng Dương Hổ thực lực. Bản vẽ cho ta. Dương Hổ tiếp tục hỏi. Vậy ngươi, các ngươi đáp ứng rồi sao? Diệp Ngạo có điểm lo lắng nói. Ngươi hiện tại không có lựa chọn quyền lợi, trước đem bản vẽ lấy tới. Dương Hổ bắt đầu tạo áp lực. Diệp Ngạo nhìn phi thường nghiêm túc Chu Dịch Mẫn cùng Dương Hổ, trong lòng bắt đầu hối hận lên, nhưng hiện tại chính mình quá yếu ớt, không có biện pháp, đành phải trước lấy ra bản vẽ tới, trước giữ được chính mình mệnh, một phần bản vẽ không tính cái gì. Dương Hổ tiếp nhận bản vẽ, đem bản vẽ đưa cho Chu Dịch Mẫn. Mở ra vừa thấy, quả nhiên là một phần bản đồ, họa siêu siêu vẹo vẹo, hiển nhiên là tay vẽ bản đồ. Mặt trên đánh dấu rất nhiều sơn thể, đồng thời cũng họa ra sơn thể hiện giờ đại khái bộ dáng. Một ít địa phương viết cũng phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Nơi này, có quái vật lui tới, nơi này là cái đoạn nhai, nơi này tuyết động sụp xuống nghiêm trọng từ từ tin tức. Này phân bản vẽ có giá trị, hổ ca, ngươi xem, này. Chu dịch mẫn chỉ vào Bắc Hồ Thành tiêu chí, cùng chính mình nơi vị trí, vừa xem hiểu ngay. Ân, quả nhiên hữu dụng. Dương hổ quay đầu lại nhìn nhìn dịp ngạo, xem như đối hắn tán thành. Như vậy, ngươi cùng ngươi muội muội ở chỗ này chờ chúng ta trở về. Lúc sau liền cùng chúng ta trở về đi, chúng ta đến từ hy vọng ánh sáng. Chu dịch mẫn nhả ra, xem tại đây phân bản vẽ phân thường. Cảm ơn, cảm ơn các ngươi. Có thể, có thể cho, lại cho ta điểm ăn sao? Diệp nạo ngượng ngùng nói. Ngươi tiểu tử này, không biết tốt xấu. Chu dịch mẫn ngoài miệng tuy rằng nói, nhưng vẫn là từ trong bao lấy ra 10 bao bánh nén khô. Đừng lại cùng những cái đó nhặt móc giả ở bên nhau, bọn họ sớm muộn gì sẽ hại các ngươi hai anh em, tìm một chỗ trốn đi. Cái này cầm. Dương hổ đưa cho dịp ngạo một cái máy định vị, cái này là căn cứ nghiên cứu phát minh thiết bị, dùng cho bên ngoài đồng bạn liên hệ dùng. Chờ chúng ta trở về. Nói chu dịch mẫn cùng dương hổ đã đứng dậy tiếp tục lên đường. Các ngươi thật muốn đi bắt hồ thành sao? Nghe ta một câu khuyên, nơi đó đi không được. Diệp ngạo nghiêm túc hỏi. Quảng hảo chính ngươi. Chu dịch mẫn không nghĩ cùng hắn vô nghĩa, nàng muốn đích thân đi xem, chẳng sợ nơi đó lấy không được vũ khí. Dương hổ quay đầu lại xua xua tay, không có tiếp tục nói cái gì, bảo hắn đi thôi. Diệp ngạo lắc đầu, đành phải cầm đồ ăn hạ cao tốc. Lúc này Chu Dịch Mẫn cùng Dương Hổ đã đi rồi hơn phân nửa lộ trình, may mắn có Diệp ngạo bản vẽ, hơn nửa bản đồ đối lập, Chu Dịch Mẫn bọn họ thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng. Trong lúc cũng gặp được mặt khác nhặt móc giả muốn đoạt bọn họ đồ ăn cùng vật tư. Dương Hổ ra tay giết mười mấy tương đối quá mức. Chủ yếu vẫn là những người này không biết tốt xấu, mơ ước Chu Dịch Mẫn sắc đẹp. Này cũng làm Chu Dịch Mẫn có chút buồn rầu, Chính mình đã tận lực ngụy trang thực xấu, nhưng vẫn là vô pháp che giấu trên người đáng chết mị lực. Dịch mẫn, dùng này đó thực vật rễ cây phá đi, hành thành hồng lục sắc tố đồ ở trên mặt có thể phòng ngừa độc trùng chuột hại, cũng có thể làm ngươi khuôn mặt che đậy rất nhiều. Yên tâm, đều là không độc. Dương hổ cấp chu dịch mẫn trên mặt đồ một vòng lớn, trực tiếp đem chu dịch làm thành đại mặt mèo. Chu dịch mẫn không có như vậy làm ra vẻ, chính mình mỹ mạo sắc thật là cái vấn đề. Cũng may khô khang lộ trình trung chu dịch mẫn vẫn là sẽ mang theo dương hổ đi vào không gian ở trong phòng khai khai tiểu táo hôm nay chu dịch mẫn cùng dương hổ tránh ở một cái trong sơn động qua đêm dương hổ chuyển đến một khối thật lớn cục đá đổ ở cửa động có cái này cự thạch yểm hộ hai người trực tiếp vào không gian hổ ca ngày mùa đông vẫn là muốn ăn lẩu thịt dê tới sản tới nếm thử tay nghề của ta chu dịch mẫn mang sang một nồi to lẩu bò cạp dê còn có tam cân nhiều sườn dê bụng bao thịt lại làm rất nhiều thịt dê cuốn nóng bỏng tứ xuyên cây vị cái lẩu, tư lưu tư lưu một ngụm dương canh xuống bụng, lại xuyến một chút nóng bỏng thịt dê cuốn. Nắm lên một cây sườn dê, thịt dê mềm lạng thoát cốt. Chu dịch mẫn còn chuẩn bị rau hẹ hoa, phối hợp ớt cựa gà mật nước quấy tương. Hai người ở trong phòng ăn khí thế ngất trời. Này hơn phân nửa tháng đều ở lên đường, Chu dịch mẫn nghĩ tổng phải cho dương hổ làm một đống tốt, rốt cuộc vẫn luôn là hắn ở đương bảo tiêu nhân vật thực vất vả. Dương hổ cũng không khách khí, Lần đầu tiên nếm đến chu dịch mẫn tay nghề, khen không dứt miệng. Hai người ăn uống no đủ, chu dịch mẫn liền an bài cái phòng cấp Dương Hổ nghỉ ngơi. Chính mình tắt trở lại cùng Lục Ngôn trong phòng ngủ. Vẫn là có Lục Ngôn hương vị ngủ tương đối hương. Sáng sớm hôm sau, chu dịch mẫn đã bị một trận hô quát thanh đánh thức. Ra phòng, nhìn đến Dương Hổ chính dùng ra ăn nải sức lực, như là khiên đại gia hỏa ở rèn luyện thân thể. Hổ ca, đại gia hỏa cư nhiên chịu làm ngươi thân cận a chu dịch mẫn hiếu kỳ nói dịch dịch mẫn ta chính là xem gia hỏa này ở ngươi trong không gian tưởng quái vật phát hiện nó sau tính toán thu thập nó nhưng nó trực tiếp nhảy lên tới muốn đè dẹp lép ta ngươi ngươi mau cứu cứu ta phục chu dịch mẫn thiếu chút nữa cười ra tới nó là ta sủng vật không phải quái vật ngươi hiểu lầm đại gia hỏa vài tấn trọng đâu dịch mẫn dịch làm nó hạ xuống dưới ta ta kháng không được đại gia hỏa, còn không bỏ hổ ca, mau xuống dưới. Nghe được chu dịch mẫn thanh âm, đại gia hỏa mới đem tứ chi từ mai rùa dò xét ra tới. Chương 157 lại ngộ quái vật. Bốn chân đụng tới mặt đất, dùng sức vừa dẫm, thân thể lên cao một mét nhiều, dương hổ nhanh chóng hạ ngồi sổng, tiếp theo lăn vài hạ mới từ mai rùa cái đáy trốn thoát. Hổ ca xem ra ngươi cùng nó ở chung không tồi. Này, dương hổ có điểm ngượng ngùng, chính mình hạt dạo thiếu chút nữa xảy ra chuyện ta mang ngươi đi dạo, cái này không gian ngươi đến căn cứ lâu như vậy, còn không có dạo quá đi. Dương hổ phía trước liền phi thường tò mò, vẫn luôn không cơ hội, hiện tại chu dịch mẫn mời. Chính mình dạo, nơi nào có thể bỏ lỡ. Vì thế, hai người thực mau đem toàn bộ không gian đi dạo một vòng. Dương hổ đối không gian khen không dứt miệng, nhưng đối chu dịch mẫn nói không gian khuyết tật cũng không có gì tính kiến thiết ý kiến. Dịch mẫn, chỉ có thể nói ngươi có thể là thiên tuyển chi nhân, cảm tạ ngươi tín nhiệm, nói cho ta bí mật này. Chu Dịch mẫn xua xua tay, không nói gì thêm. đương đây là một kiện rất nhỏ sự tình. Trước cuộc không gian hệ thống lúc này trung thành độ biểu hiện, Dương Hổ đã sớm là trăm phần trăm tín nhiệm đáng giá. cái này Tiểu Nhạc đệm sau, hai người liền ra không gian. Dương Hổ đẩy ra cự thạch, hai cái thu thập hạ đồ vật, liền tiếp tục lên đường. Thời gian nhán lên, Chu Dịch mẫn cùng Dương Hổ đã ở trên đường đi rồi một tháng. Hổ ca, đem phòng độc mặt nạ bảo hộ mang bên này bụi bặm biến nhiều. Từ không gian lấy ra phòng độc mặt nạ bảo hộ mang, hai người thực chuyên nghiệp, bài xuất dư thừa không khí, đem mặt nạ bảo hộ kính kẻ trồng lên trên mặt. Dịch mẫn, nhiều nhất còn có bốn cái giờ là có thể đến mắt hồ thành. Hổ ca, đừng lo lắng, chúng ta lục tỉnh thủy có thể chống đỡ, mấy ngày nay xuống dưới, chúng ta làm thực nghiệm đã thuyết minh này hết thảy. Này dọc theo đường đi, chu dịch mẫn cùng dương hổ ở gặp được bụi bặm bắt đầu, liền lợi dụng thực vật làm thực nghiệm, rất nhiều thực vật xuất hiện khô héo hòa hoãn chậm sinh trưởng hiện tượng. Vì thế, Chu Dịch Mẫn đem Lục Tỉnh Thủy ngã xuống đi, phát hiện nguyên bản khô héo thực vật bắt đầu một lần nữa sinh trưởng, khôi phục sinh cơ. Mà ở cái này thực vật bị Chu Dịch Mẫn tưới 4 ngày sau, thực vật trở nên sinh cơ bừng bừng, không hề bị đến ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng. Nhưng đương Chu Dịch Mẫn không hề tiếp tục tưới sau, thực vật nhiều nhất duy trì một vòng tả hữu, liền lần nữa khô héo tử vong. Xem hiện tại hoàn cảnh tình huống, Bắc Hồ Thành Đại Khái Xuất là bị bức xạ hạt nhân bao trùm nghiêm trọng nhất địa phương. Dương Hổ lo lắng không phải không có lý, rốt cuộc Chu Dịch Mẫn cùng hắn là hướng chết mà sinh A. À. Người khác liều mạng thoát đi địa phương, Chu Dịch Mẫn lại một đầu trác tiến vào. Dần dần, Chu Dịch Mẫn nhìn đến không trung mây đen giăng đầy, trong không khí trao bụi cơ hồ động lại bất động phiêu ở không trung. Trung quanh tầm mắt bắt đầu không ngừng giảm xuống, chỉ có thể nhìn đến tầm mắt ngoại 3 mét tả hữu. Cái này làm cho Dương Hổ cùng Chu Dịch Mẫn cảm thấy không thể tưởng tượng. Dịch Mẫn, xem. Dương Hổ đem một khối sắc lá trà lau một chút, mặt trên chữ viết hiển lộ ra tới, bắt hồ hai chữ. Xem ra chúng ta đến địa phương. Ân, thảm thực vật đại diện tích tử vong. Thủy chất đã hoàn toàn thay đổi. Nơi này ánh mặt trời cũng có thực kỳ dị quan hiện tượng. Tầm mắt chịu hạn, sẽ tăng lớn nguy hiểm trình độ, hổ ca, thế nào, thân thể có hay không vấn đề kế tiếp chúng ta muốn vào thành. Chu dịch mẫn lấy ra súng Shogun, dương hổ cũng móc ra vũ khí hướng tới bên trong thành đi đến. Tuyết động cũng bắt đầu hòa tan rất nhiều, nhiệt khí bốc lên. Chu dịch mẫn rõ ràng cảm giác được nơi này quá nhiều dị thường tình huống. Hai người đôi mắt xem không rõ lắm, nhưng nhĩ lực đều người phi thường có thể so sánh. Hổ ca, chung quanh có chút tình huống. Chu dịch mẫn cùng dương hổ đã thật cẩn thận, bọn họ nghe được một ít quái dị tiếng bước chân, theo lý thuyết ban ngày có quái vật nói, cũng là tránh ở địa phương nào ngủ mới đúng. Hơn nữa nơi này bức xạ hạt nhân phi thường nghiêm trọng, quái vật thật sự có thể ở loại địa phương này sinh tồn sao? Cẩn thận, chúng ta trước né tránh, căn cứ quân sự ở ngoại ô Nam Bộ, chúng ta muốn đi ngang qua Bắc Hồ Thành, Triều Nam đi, có thể nói, tốt nhất đừng có ngừng lưu, một ngày thời gian, hẳn là có thể đi ra ngoài. Hai người lặng lẽ rời đi nguyên lai vị trí, tính toán lại đổi cái địa điểm, trước quen thuộc chung quanh hoàn cảnh. Thực mau, Chu Dịch Mẫn tìm một đống vứt đi cư dân lâu, bò lên trên tầng 20 lâu, đứng ở mái nhà nhìn ra xa toàn bộ thành thị. Liếc mắt một cái nhìn lại, bị một mảnh bụi bặm bao phủ. Bắc Hồ Thành, hiện giờ kêu tỉnh Mịch Thành đều không quá, cái này thành lớn nhỏ không đến Nam Thành một phần ba. Trung quanh đại bộ phận là vùng núi, mà căn cứ quân sự liền kiến tạo ở ngoại ô hướng Nam 20 km ngoại hạt phục Sơn Chân. Trên bản đồ, Dương Hổ cẩn thận nghiên cứu thật lâu, cuối cùng vẫn là áp dụng trực tiếp nhất phương thức đi tới liền ở hai người thảo luận lộ tuyến khi trống trải thành thị trung đột nhiên vang lên một tiếng hí tiếp theo chu dịch mẫn liền nhìn đến từ nơi xa một cái thật lớn loài chim hắc ảnh cuốn lên từng trận cuồng phong ở thành thị trung nhanh chóng xẹt qua mà cái này hắc ảnh phi phương hướng đúng là chu dịch mẫn nơi mái nhà hổ ca mau chúng ta đi vào hai người nhanh chóng thu hồi trang bị trốn vào lâu nội ken một tiếng một đôi lợi rảo chọc vào mái nhà sắt thép rào trắng thượng. Chu dịch mẫn cùng dương hổ đã tướng môn đóng đi lên, xuyên thấu qua kẹt cửa hướng ra phía ngoài xem. Một cái 4-5 mét cao quả đen quái vật, chính ngậm một khối huyết nhục gặm thực. Chu dịch mẫn nhìn đến đó là nhân thể tổ chức. Thực mau, lại nghe được rất nhiều tiếng kêu, từ nơi xa gào thét mà đến. Đi theo trong miệng đều ngậm từng khối thịt người. Năm đầu. Chu dịch mẫn nhỏ giọng nói. Hẳn là còn có. Dương Hổ làm ra suy đoán. Quả nhiên, lại bay tới năm đầu, này năm đầu không có ăn, bắt đầu cướp đoạt mặt khác năm đầu quả đen quái vật huyết nhục. Từng trận hí vang nha 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 kêu to. Chu dịch mẫn cùng Dương Hổ thực mau liền đau đầu dục nứt, đó là một loại kỳ lạ sóng âm. Dương Hổ bắt đầu đầu óc choáng váng, mắt thấy liền phải đánh ngã ở trên cửa. Chu dịch vội vàng một chân đem Dương Hổ đá ngã xuống đất, nhanh chóng đem ba lô đá đến Dương Hổ dưới thân. Thanh âm rất nhỏ, rất nhỏ va chạm mặt đất không có khiến cho thật lớn tiếng vang. Mà Chu Dịch Mẫn cũng bắt đầu đầu ván mắt hoa. Nơi này quái vật sinh ra càng thêm khủng bố lực lượng. Chu Dịch Mẫn đỡ tường chậm rãi ngồi dưới đất. Tiếp theo mắt nhĩ mũi bắt đầu chảy ra nhẹ nhẹ máu tươi. Bởi vì Dương Hổ cùng Chu Dịch Mẫn mang theo phòng độc mặt nạ bảo hộ, bắt đầu không chú ý Dương Hổ đã đổ máu, mà khi chính mình cũng bắt đầu đổ máu, Chu Dịch Mẫn phát hiện không thích hợp, hai người bọn họ đều phi thường thống khổ. Chu dịch mẫn đau đầu dục nứt, nhưng nàng vẫn là sam dương hổ, ngạnh lôi kéo hắn lên, hướng dưới lầu kéo đi. Dương hổ tương đối nghiêm trọng, đã xuất hiện thiếu oxy hôn mê hiện tượng, hắn đồng tử đều bắt đầu mê ly. Hổ, hổ ca, kiên trì một chút, chúng ta đi xuống, trốn, trốn xa một chút. Chu dịch mẫn là một tiết bậc thang một tiết bậc thang lôi kéo dương hổ hạ lâu. Một đường kéo hạ bảy tám tầng, loại cảm giác này mới dần dần giảm bớt. Dương hổ cũng chậm rãi tỉnh táo lại, hai người lẫn nhau nâng hạ tới rồi lầu 10 lúc này mới ngừng lại. Nhưng cuối cùng, cũng dùng hết sở hữu sức lực, song song chết ngất qua đi. Cũng không biết qua bao lâu, Chu Dịch Mẫn cùng Dương Hổ chậm rãi tỉnh lại. Chu Dịch Mẫn bừng tỉnh, vội vàng cảnh giác nhìn chung quanh, một mảnh đen nhánh. Dương Hổ cũng là, đột nhiên bừng tỉnh, hai người đều là thân ở đen nhánh hoàn cảnh. Chương 158 tránh né lão thử. Ngay sau đó, thanh âm đều biến mất. Tiếp theo, răng rắc, răng rắc hai người đều thượng thang, dương hổ cùng chu dịch mẫn song song hướng tới đối phương phương hướng ném một cái đèn quảng đi ra ngoài. Lúc này mới thấy rõ là đối phương, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hổ ca, ngươi. Dịch mẫn ngươi. Ha 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 ha. Hai người đều nở nụ cười. Hai bên nhìn chung quanh hoàn cảnh, không có mặt khác dấu vết phát hiện, nơi này xem ra chỉ có chu dịch mẫn cùng dương hổ hai người. Kia vài con quạ đen. Quái vật thật là đáng sợ, nếu chính diện đối thượng, cái loại này sóng âm chúng ta hẳn là ngăn không được. Dịch mẫn, rất kỳ quái, vì cái gì ta một chút đều chịu không nổi, ngươi ngược lại có thể kiên trì lâu như vậy. Dương hổ nghi hoặc nói, hẳn là cùng thân thể của ngươi tố chất có quan hệ, tựa như một ít cao nguyên phản ứng giống nhau. Đi, chúng ta tiến không gian lại nói, tòa thành này, hẳn là đã là tử thành mới đúng. Một ngày quan sát xuống dưới, chu dịch mẫn cùng dương hổ trừ bỏ phát hiện quái vật ngoại, liền chưa thấy qua người sống, thi thể đến lúc đó nơi nơi đều là, bọn họ đều xem chết lặng. Dù sao bên ngoài là tử thành, tiếng không gian trở ra cũng không sợ bị người phát hiện. Chu dịch mẫn cùng dương hổ tiến vào sau, liền phân biệt rửa sạch một phen. Chu dịch mẫn ở không gian khai khoách nước giếng, đem nước giếng dẫn lưu đến một cái bể bơi. Hai người, thay phiên dùng lục tỉnh thủy rửa sạch thân thể. Hổ ca, lục tỉnh thủy cấp. Chu dịch mẫn mang tới lục tỉnh thủy, hai người từng ngụm từng ngụm uống lên rất nhiều trở lại phòng trong, Dương Hổ cảm thán nói, dịch mẫn, tuy rằng chúng ta vẫn luôn ở đuổi thời gian, nhưng mỗi lần đều ở chậm trễ thời gian, tựa như hôm nay, vốn dĩ có thể một ngày đi xong hành trình, hiện giờ mới đi rồi một phần ba. Người định không bằng trời định, tòa thành này có điểm khủng bố, ngày mai hừng đông sau nhất định phải cẩn thận, nơi này quái vật, ta hoài nghi cấp bậc so nam thành muốn cao rất nhiều, tùy tùy tiện tiện mấy đầu quả đen quái vật liền có thể đem chúng ta chấn thất khiếu đổ máu. Chu dịch mẫn mỏi mệt nói ngày mai chúng ta lại cẩn thận một chút, đi một bước xem một bước, đêm nay sớm một chút nghỉ ngơi, bảo trì hảo thể lực. Dương hổ an ủi câu, cũng bắt đầu ngáp. Ân ân, hổ ca sớm một chút nghỉ ngơi, chu dịch mẫn trở lại phòng, nằm xuống tới đôi mắt cũng không nhắm. Nàng trong lòng cảm giác bất an rất cường liệt. Hôm nay tuy rằng mang mặt nạ bảo hộ, nhưng bọn hắn chắn không phải bức xạ hạt nhân, mà là bụi bặm. Nhưng là này ngược lại thiếu chút nữa làm chu dịch mẫn xem nhẹ rất dương hổ tình huống. Nếu không phải chính mình cũng ra phản ứng, cẩn thận xem xét hạ dương hổ, phỏng chừng dương hổ có sinh mệnh nguy hiểm. Mà kia mấy đầu quả đen quái vật, gần là đùa dẫn đoạt thực tạo thành ngoài ý muốn công kích, liền thiếu chút nữa chỉnh chết chu dịch mẫn. Này càng thêm làm chu dịch mẫn cảm thấy bất an. Tiểu trúc, ta cảm giác có điểm không thích hợp. Chủ nhân, ngươi mỗi lần cảm giác muốn xui xẻo thời điểm, nhất định sẽ xui xẻo, ngươi có hay không chú ý tới. Thảo, phản cốt tử, mỗi lần cùng ngươi nói chuyện phím, ta đều có điểm nhịn không được muốn bùng nổ chủ nhân tiểu trúc thực đáng yêu đúng không ta ta tưởng bóp chết ngươi chu dịch mẫn cùng tiểu trúc hàng ngày cãi nhau lại bắt đầu xảo xảo chu dịch mẫn ngủ rồi đinh chu dịch mẫn ngủ sau hệ thống tiểu trúc đột nhiên chính mình vang lên đang ở thêm tái đang ở tiếp thu đương nhiên chu dịch mẫn không biết đã xảy ra cái gì sáng sớm hôm sau chu dịch mẫn cùng dương hổ đơn giản ăn điểm bữa sáng cầm lấy trang bị liền ra không gian. Chu Dịch Mẫn cùng Dương Hổ lại lần nữa lặng lẽ lên lầu, phát hiện trên mặt đất tàn lưu một ít thi cốt, cùng một đống tanh tưởi phát lam phân, không có phát hiện quả đen quái vật. Xem ra ngày hôm qua hẳn là trùng hợp. Dương Hổ cùng Chu Dịch Mẫn không thể không cẩn thận, rốt cuộc cái này thành nơi chốn đều là xa lạ, đáng sợ. Đi xuống lầu, Chu Dịch Mẫn đạp lên trên mặt đất, trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt. Hổ ca cảm giác có điểm quái, trong lòng thực bất an. Là bởi vì nơi này không có lớp băng sao? Dương Hổ dậm chân một cái nói. Bắc Hồ Thành nơi này, bởi vì là bức xạ hạt nhân bùng nổ mà, nơi này tuyết động rất khó động lại lên, bao gồm đại hồng thủy trong lúc dọc nước cũng biến mất không sai biệt lắm. Nhưng mặt đất ướt dầm về, vẫn là có thể nhìn đến một chút đại hồng thủy dấu vết. Không phải, ta cảm giác này phiến thổ địa, có thứ gì? Nếu không chúng ta lại quan sát mấy ngày. Dương Hổ tin tưởng chu dịch mẫn trực giác. Tính, thời gian không đợi người đi thôi chu dịch mẫn vẫn là cảm thấy tiếp tục đi tới đi tới đi tới chu dịch mẫn cùng dương hổ đều có một loại bị thứ gì nhìn chầm chầm cảm giác hổ ca đã nhận ra sao ân ừ. hai người thực ăn ý thương đã thượng thang chu dịch mẫn cùng dương hổ đã hướng tới một gian thương trường lại gần qua đi nếu là quái vật nói hẹp hòi không gian có thể ngăn cản chúng nó công kích làm chúng nó thật lớn hình thể vô pháp phát huy toàn bộ thực mau Chu Dịch Mẫn cùng Dương Hổ lui đi vào. Cái này thương trường rất lớn, trên dưới tầng khoảng thời gian thực lùng, nơi nơi đều là rách tung tóe mặt tiền cửa hàng, bên trong đồ vật cũng bị cướp sạch không còn. Cẩn thận một chút. Chu Dịch Mẫn cái loại cảm giác này vẫn luôn ở. Chi chi chi. Đột nhiên, Dương Hổ cùng Chu Dịch Mẫn lông tơ tạc lập. Chi chi chi. chi chi chi. Chi chi chi. Chi chi chi. Bốn phương tám hướng, thanh âm đột nhiên vang lên. Không tốt hổ ca chúng ta như thế nào như vậy xui xẻo thanh âm này là lão thử chu dịch mẫn cảm thấy chính mình đời trước nên không phải là ngôi sao chổi đi rậm rạp lão thử cái đầu từng cái đều lợn rừng giống nhau đại từ bốn phương tám hướng chui ra tới từng cái đôi mắt huyết lam cái đuôi trường hai mét lớn lên gai ngược hàm răng sắc bén vô cùng toàn bộ lõa lồ bên ngoài này đàn súc sinh như thế nào cùng mặt khác quái vật hình thể kém rất nhiều nha dương hổ cùng chu dịch mẫn lưng tựa lưng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hiện giờ bốn phương tám hướng đều là, ước chừng thượng trăm đầu. Có không thể nào là đàn nội vấn đề ảnh hưởng. Chu dịch mẫn bình tĩnh phân tích một câu. Ai biết được, dịch mẫn, ngươi xem bên kia, trong chốc lát cùng nhau chạy. Hai người hướng tới 5 mét ngoại ngầm tự động tay viện thang nhìn lại. Một, hai, ba. Chạy. Chu dịch mẫn cùng dương hổ cất bước liền chạy, những cái đó lão thử quái vật vèo 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 liền đi xuống truy một chút đi chu dịch mẫn cùng dương hổ ngốc thật là kẻ xui xẻo cấp xui xẻo mở cửa xui xẻo về đến nhà phía dưới đèn pin chiếu qua đi quả thực chính là cái mê cung nơi nơi đều là giao lộ dịch mẫn hướng chạy đi đâu dương hổ ngốc chu dịch mẫn ngốc dù sao chạy là được rồi hai người nhận chuẩn một phương hướng liều mạng chạy chạy vội quả nhiên mê ly phía sau là cái gì cũng không có hai người bọn họ bôn tốc độ không phải nói giỡn nhưng cái này thật lớn thương trường ngầm thật là cái mê cung một ít biển báo giao thông rõ ràng chỉ vào xuất khẩu phương hướng có thể đi một đoạn đường phát hiện chính mình lại về tới tại chỗ mẹ nó này ai kiến tạo này quả thực là mê cung nơi đó là thương trường dương hổ vào đầu cào nhĩ hổ ca bình tĩnh chúng ta là chuyên nghiệp chu dịch mẫn bình tĩnh nói xem ra chỉ có thể dùng đơn giản nhất phương pháp dương hổ xé xuống trên người một khối bố làm thượng ký hiệu Hai người hướng tới một phương hướng tiếp tục đi tới. Kết quả vừa mới đi qua một cái giao lộ, một đám lão thử quái vật liền người trước ngã xuống, người sau tiến lên vọt ra. Chương 159 B cung thương trường. Ta thảo, như thế nào phát hiện chúng ta? Dương Hổ đều mau điên rồi. Chu Dịch Mẫn không nói hai lời lôi kéo Dương Hổ quay đầu liền chạy. Chạy a, à, Hổ ca. Chu Dịch Mẫn hô to. Chu Dịch Mẫn đời trước cũng ở cùng loại ngầm thương trường chơi qua tiểu thương trường đều sẽ lạc đường huống chi lớn như vậy thương trường quả nhiên chu dịch mẫn cùng dương hổ hai người chạy ném liền một cái chỗ ngoặt một trước một sau sự tình nhưng trước mặt bốn cái ngã rẽ dương hổ trợn tròn mắt chu dịch mẫn cất bước chạy tặc mau phía sau lão thử quái vật mắt thấy liền phải đuổi theo dương hổ chửi ầm lên thảo này đáng chết mê cung thương trường chu dịch mẫn trong lúc nhất thời cũng không chú ý kết quả chạy lung tung 4-5 phút mới phát hiện dương hổ không thấy. Hổ ca, hổ ca, không thể lại chạy, đã hoàn toàn lạc đường. Chu dịch mẫn quay đầu nhìn lại, phát hiện lão thử quái vật đã không theo kịp. Tả hữu một quay đầu, phát hiện dương hổ không thấy. Hổ ca, hổ ca. Xong rồi. Chu dịch mẫn vội vàng móc ra hai người trên người đều mang theo máy định vị. Toàn bộ ngầm thương trường hoàn toàn che chắn tín hiệu. Chu dịch mẫn đã không biết chính mình tới nơi nào, mọi nơi đen tuyền hoàn toàn nhìn không thấy, không thể ngồi chờ chết, Chu Dịch Mẫn vòng quanh thật lớn ngầm thương trường qua lại xuyên qua. Nơi này có ta đánh dấu, nơi này cũng có, nơi này còn có. Chu Dịch Mẫn thiếu chút nữa hỏng mất, hai người xem như hoàn toàn đi lạc. Nhìn hạ thời gian, đã buổi chiều 3 giờ nhiều. Chu Dịch Mẫn cảm thấy ông trời tự cấp chính mình gia tăng khó khăn. Đi rồi nửa ngày, Chu Dịch Mẫn phát hiện một miếng đất đồ mặt trên che kính cho bụi, văng ra cho bụi. Bảo Long thành thị thương thành, một cái ngươi đã đến rồi liền không nghĩ trở về địa phương. Chu Dịch mẫn nhìn đến một cái phi thường phức tạp kết cấu ngầm thương trường bản đồ. Toàn bộ ngầm thương thành tổng cộng 5 tầng, mỗi một tầng 300 cái thương hộ mặt tiền cửa hàng, mỗi 10 mét liền một cái ngã rẽ, còn có bốn điều đi thông bốn cái tàu điện ngầm khẩu thang cuốn. Toàn bộ thành thị liền một cái tàu điện ngầm, còn làm nhiều như vậy ngoạn ý, Chu Dịch mẫn khí một quyền tạp qua đi, kết quả không bỏ được, rốt cuộc liền một cái bản đồ. Bất quá Chu Dịch Mẫn sát thật tức giận phi thường, lấy ra di động đem bản đồ chụp xuống dưới, quay đầu lại một chân liền đem bản đồ đá cái dập nát. Cái này thiết kế sư sợ không phải mê cung người yêu thích, khách hàng tiến vào mua đồ vật liền ra không được, sau đó tốt nhất mua mua mua, tiêu phí tiêu phí, xong việc đào rỗng tiền bao. Chu Dịch Mẫn dựa theo bản đồ, đi đi dừng dừng, một hồi lên lầu, một hồi xuống lầu. Hai cái giờ sau, Chu Dịch Mẫn từ một cái nhà ăn phòng bếp cửa sau đi ra. Trên đường cái như của bụi đất đầy trời, xem hạ thời gian đã buổi chiều 5 điểm. Hơn nữa hiện tại hoàn toàn tìm không thấy bắt, còn đem đồng đội đánh mất. Trước chừa chút đánh dấu, hy vọng hổ ca có thể tìm được chính mình. Chu dịch mẫn lưu lại một đặc thù ký hiệu sau, hướng tới một đống đơn nguyên lâu liền đi vào. Bắc hồ thành trời tối quá nhanh, chủ yếu là bức xạ hạt nhân ô nhiễm bụi bặm đem đại bộ phận ánh sáng đều che đậy. Sớm trốn vào một đống lâu nội, chu dịch mẫn tính toán chờ ngày hôm sau, thăm dò rõ ràng chính mình ở nơi nào sau, lại tiếp tục đi trước. Vào lâu nội, một đống thi cốt đổ ở thang lầu. Chu dịch mẫn dọn trong chốc lát, sửa sang lại ra một cái nói, liền hướng trên lầu đi rồi. Nhưng nghĩ nghĩ, lại quay đầu lại, lại đem thi thể dọn về tới, một lần nữa ngăn chặn cửa thang lầu. Rồi sau đó đi đến trên lầu một gian phòng trống tử, đóng cửa lại. Đêm nay xem ra chỉ có thể ở chỗ này tạm chấp nhận hạ. Thực mau thiên liền hoàn toàn tối sầm xuống dưới, Chu Dịch mẫn lợi dụng phòng nội một ít vứt đi vật, đem cửa phá hỏng, lại đem cửa sổ dùng phá bố che đậy. Nàng như cũ thật cẩn thận, này một bộ động tác xuống dưới, đều thành một loại thói quen. Thực mau, Chu Dịch mẫn thu thập ra một khối đất trống. Nơi này độ ấm không phải rất thấp, ít nhất so nam thành muốn cao mười mấy độ tả hữu, bức xạ hạt nhân so thiên tai càng đáng sợ, loại đồ vật này liên tục thời gian quá dài. Chu Dịch mẫn một tay gối đầu mình, mở to mắt thấy trần nhà. Thực sầu khổ, này một đời, có điểm bận rộn, làm đến chu dịch mẫn có điểm tưởng niệm đời trước sinh sống. Sống tạm sống tạm, là đủ rồi. Trong chốc lát lại lo lắng khởi dương hổ, nhưng nghĩ đến dương hổ thân thủ, đánh không lại tổng hội chạy, chu dịch mẫn liền nhắm mắt lại ngủ đâu. Trong lúc ngủ mơ, Hà Vũ Hải, ngươi cái này xuất sinh. Hô hô hô. Chu dịch mẫn trong đầu hiện lên chính mình bị Hà Vũ Hải vô tình đẩy hướng mưa axit kia một khắc. Thực cốt đau đớn, hòa tan chính mình làn da, từ đầu đến chân, cuối cùng thống khổ chết đi. Chu dịch mẫn bừng tỉnh. Ai, gần nhất như thế nào lão mơ thấy ra nam, không được không được, phiền não mau tránh ra. Chu dịch mẫn vỗ vỗ chính mình mặt, theo sau nhìn xem đồng hồ, thời gian đã đi vào 3 giờ sáng nữa, lập tức 4 điểm. Bắc hồ thành bên này thiên không nhanh như vậy lượng, chu dịch mẫn ngã đầu tiếp theo ngủ. Vừa mới nhắm mắt, liền nghe được dị vang, thanh âm thực nhẹ, so lão thử quái vật còn muốn nhẹ hẳn là cái gì côn trùng đi không đúng chu dịch mẫn bỗng nhiên ngồi dậy nàng nhanh nhạy lỗ tai nói cho chính mình không thích hợp cái kia thanh âm dựa lại đây nhanh chóng mở ra đèn pin chu dịch mẫn phát hiện một con hai mét lớn lên con dáng liền ở chính mình bên chân chu dịch mẫn sợ nhất chính là con dáng đời trước vô lượng mạc thế trước vẫn là mạc thế sau ngoạn ý nghi này chính là đánh không chết tiểu cường thật sự quá nhiều chu dịch mẫn sợ về sợ nhưng hiện giờ thực lực của chính mình cường đại cố nén sợ hãi rút ra đường đao trực tiếp đem này đầu 2 mét lớn lên da hỏa đâm cái lạnh thấu tim nơi này không thể ngây người chu dịch mẫn vội vàng sử dụng không gian kỹ năng đem đồ vật thu lên đầu cũng không quay lại đẩy cửa ra chắn hướng tới dưới lầu liền chạy còn hảo chu dịch mẫn đi mau liền ở nàng rời đi phòng này một phút không đến toàn bộ phòng bị vô số con dáng quái vật vây đổ chật như nêm cuối khi chỉ chết con gián thi thể bị thượng trăm chỉ đồng bạn gặm thực một lát công phu liền thi cốt vô tồn chu dịch mẫn lỗ tai là phi thường nhanh nhạy nghe con gián thanh âm nàng cảm giác chính mình mau nôn mửa cách không được cửa thang lầu thi thể đều là bộ xương con gián gặm kia kêu một cái sạch sẽ a à. chu dịch mẫn cũng không rảnh lo mặt trên thao thiết thịnh yến chạy ra đi sau liền nhìn đến bốn phương tám hướng trên mặt đất bò đều là hai mét lớn lên con gián ta mẹ ơi chu dịch mẫn chạy 30 mét xa nhìn đến phía trước một khối cột mốc đường còn không có hoàn toàn hư hao chính treo ở đèn xanh đèn đỏ cây cục thượng liên dung lộ chu dịch mẫn lấy ra bản đồ một đối lập phát hiện lại tìm về chủ lộ phương hướng chỉ cần theo liên dung đại đạo vẫn luôn hướng nam liền có thể ra khỏi thành một lần nữa tìm được phương hướng chu dịch mẫn trên người khói mù thiếu rất nhiều xuất phát theo lộ vẫn luôn đi chu dịch mẫn lại lần nữa bị một cái đoạn ở bên trong cầu vượt chặn đường đi vượt qua đi lão nương lại quải đi không nhất định tìm được trở về lộ. Vì thế Chu Dịch Mẫn đành phải bò lên trên này tòa chặt đứt trên cầu vượt, trong chốc lát bò đi, một hồi chơi đánh đu từ một cây thép đẳng đến một khác căng. 15 phút, Chu Dịch Mẫn xuyên qua đoạn kiều, đứng ở đoạn kiều đỉnh điểm, chỉ cần càng rơi xuống đi, Chu Dịch Mẫn liền thành công qua này đoạn khó đi lộ. Nhưng trước mắt một màn, làm Chu Dịch Mẫn lại 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 trợn tròn mắt. Chương 160 Hạt Phục Sơn, ta tới. Một cây quái thụ, đột ngột từ mặt đất mọc lên. 70 cao, khoảng cách chính mình 400 mẻ tả hữu khoảng cách, sừng sững ở xám xịt Bắc Hồ trong thành. Chu dịch mẫn vì cái gì có thể nhìn đến như vậy xa, đó là bởi vì cái này quái vật cành khô đã từ 400 mẻ xa, kéo dài đến chính mình dưới chân. Một cái thật lớn rễ cây internet bao trùm phạm vi 400 mẻ tả hữu khoảng cách, có thể nghĩ có bao nhiêu đại. Hơn nữa bụi bặm nhìn thấy đến độ cao cũng gần 70 cao. Một cổ màu lam khí thể ở chung quanh tràn ngập, chu dịch mẫn mang phòng độc mặt nạ bảo hộ, nếu không cũng sẽ bị khí thể hương vị hấp. Dẫn, bị lạc tự mình. Nói như vậy, trong thành quái vật, phỏng chừng liền ở phía trước cách đó không xa tập trung. Chu dịch mẫn có điểm do dự, muốn hay không đi thăm dò đường. Suy tư một lát, vẫn là cảm thấy trước miêu qua đi nhìn xem tình huống. Nếu cùng chính mình phải đi lộ không xung đột, chu dịch mẫn liền cảm thấy đi trước lại nói. Trống rỗng thành thị trên không, mười mấy chỉ quả đen quái vật gào thét mà qua, chu dịch mẫn vội vàng che lại lỗ tai thấy quái vật phi xa, liền tiếp tục đi trước. Khò khè khò khè thanh âm bắt đầu truyền tới chu dịch mẫn lỗ tai. Một con, hai chỉ, ba con, mười chỉ. Chu dịch mẫn tiếp tục tới gần, nàng phát hiện cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy, không giống lư thượng đạo hồ nhiều như vậy. Cùng lúc đó, quái trên cây một cái sào huyệt liền ở ngọn cây đoan. Một đầu thật lớn hắc ưng quái vật, đột nhiên mở hai mắt, tản mát ra vương giả hơi thở. Chu dịch mẫn cảm giác không khí đột nhiên động lại một lát, theo bản năng phía sau lưng lạnh cả người nàng biết đây là chính mình trực giác tựa như bác mừng con nhận cảm ứng giống nhau ngẩng đầu liền nhìn đến một cái cùng loại cự long quái vật lớn nhỏ quái vật phóng lên cao đem cánh vỗ hạ nhất chỉnh phiến bụi bặm đều bị chấn khai chu dịch mẫn nhìn đến một cái màu đen diều hâu đầu vừa mới lộ ra một góc chu dịch mẫn hai lời chưa nói trực tiếp xốc lên cống thoát nước nắp giếng lưu đi xuống không trong chốc lát bùng một tiếng vang lớn chu dịch mẫn đỉnh đầu mặt đất giống như là bị thiên thạch tạp giống nhau tiếp theo hắc ưng quái vật phát ra hí vang kia cổ sóng âm đem chung quanh một ít kiến trúc trực tiếp chấn sụp ngủ trung mười mấy đầu quái vật trực tiếp bị chấn nát thân thể đổ thành một mảnh huyết vụ chu dịch liền ở dưới chân may mắn thoát nạn nhưng vẫn là thất khiếu đổ máu bị chấn đầu ván mắt hoa lại một lát sau không có động tĩnh chu dịch mẫn thật cẩn thận vạch trần nắp giếng khắp nơi đều có sập kiến trúc còn có một quán lại một quán quái vật mảnh nhỏ thi thể chu dịch mẫn xem như biết vì cái gì quái vật không nhiều lắm này hắc ưng quái vật tùy tiện kêu kêu sẽ chết một mảnh thực lực thật là đáng sợ chu dịch mẫn bò ra tới liền lưu bởi vì tứ tán quái vật cũng rất nhiều chủ yếu là sợ hãi hắc ưng quái vật uy ác mà lúc này hắc ưng quái vật cũng biến mất không thấy không biết làm gì đi chu dịch mẫn thừa dịp quái vật hang ổ trống không lặng lẽ lại gần đi lên nàng muốn nhìn một chút quái thụ Chu Dịch Mẫn không nghĩ tới tòa thành này cũng có một cái quái vật vương, mà quái thụ cũng có một cây. Nói như vậy quái vật vạn cùng quái thụ là cộng sinh quan hệ. Chu Dịch Mẫn tới gần sau, lần đầu tiên rõ ràng chính xác nhìn đến kia quái thụ bộ dáng, đặc biệt là trên cây màu lam quả tử, tản ra màu lam khí thể phi thường nồng đậm. Nàng biết đại đa số quái vật đều là bị loại này khí thể hấp dẫn mà đến, tự hồ ở loại địa phương này nghỉ ngơi có thể tăng cường lực lượng vẫn là là mặt khác tác dụng, Chu Dịch Mẫn vẫn chưa biết được đã có thể này một lát chăm chú nhìn, Chu Dịch Mẫn trong lòng toát ra một loại xúc động, nàng muốn đi trích kia màu lam quả tử. Tới, tới, tới. Chu Dịch Mẫn tâm hồ trung, một cái thản nhiên trống trải thanh âm hiện lên, Chu Dịch Mẫn biểu tình lân lân, nhìn không được từ bí ẩn góc đi ra. Rồi sau đó bắt đầu leo lên quái thụ, quái thụ tự hồ cảm nhận được có người ở nó thân thể, trên người cành khô bắt đầu kéo Chu Dịch Mẫn thân thể, nhanh hơn Chu Dịch Mẫn leo lên tốc độ trong nháy mắt chu dịch mẫn liền bò lên trên mười mấy tầng lầu độ cao len ken len ken 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 chủ nhân chủ nhân ngươi mau tỉnh lại mau tỉnh lại chu dịch mẫn còn ở tiếp tục bò này xui xẻo chủ nhân như thế nào lão rơi vào bẫy rập quá đáng giận tiểu trúc tức muốn học máu mắt thấy chu dịch mẫn đã bò tới rồi đỉnh chóp kia hắc ưng quái vật xào huyệt liền ở đỉnh chu dịch mẫn bị thả đi lên mà quái thụ càng thêm khoa trương trực tiếp hái được một viên màu lam quả tử, đưa tới. Len ken len ken len ken. Cảnh cáo, cảnh cáo. Nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, chu dịch mẫn không gian trung đột nhiên sáng lên một đạo quang mang, kia biến mất ngọc bội, kỳ tích tái hiện. Nhu hòa quang mang chiếu sáng chu dịch mẫn thân hình. Khi cổ quan mang mạnh mẽ xua tan chu dịch mẫn bên người quay chung quanh màu lam khí thể. Chu dịch mẫn nháy mắt tỉnh lại, một chút liền phát hiện chính mình cư nhiên chạy tới quái ngọn cây đoan tò mò hại chết miêu a à. chu dịch mẫn cất bước liền lưu Quái nhánh cây làm liền cùng tồn tại xà giống nhau từ bốn phương tám hướng tập kích mà đến muốn cưỡng chế lưu lại chu dịch mẫn chu dịch mẫn nơi nào có thể lại mắc mưu nàng biết chính mình ngăn không được này quái thụ cành khô lực lượng kia đầu kim ngư quái vật bị xuyến thành thịt bò xuyến chính là sống sờ sờ ví dụ chu dịch mẫn quay cùng mà xuống linh hoạt đi vị vèo 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 đã đi xuống quái thụ một đầu chui vào một cái hẻm nhỏ trung nhưng chu dịch mẫn chạy trốn lộ tuyến trước sau là hướng tới phương nam người đi tới thực mau liền biến mất đang trách thụ rễ cây trong phạm vi cùng lúc đó kia hắc ưng quái vật tự hồ cảm nhận được quái thụ triệu hoáng từ nơi xa bay nhanh mà đến t chu dịch mẫn vội vàng che lại lỗ tai kia cổ sóng âm làm vỡ nát rất nhiều cao lầu pha lê bén nhọn chói tai thanh âm có điều giảm bớt cũng cũng may chu dịch mẫn dưới chân chạy nhanh nếu là nàng ở ưng sào khi cùng hắc ưng quái vật đối thượng chu dịch mẫn lộng lẫy nhân sinh liền trước tiên kết thúc chủ nhân mau tiếp tục chạy chạy ra sóng âm phạm vi hệ thống tiểu trúc nôn nóng thanh âm làm chu dịch mẫn cảm giác phía trước tựa hồ cũng nghe tới rồi tiểu trúc cảnh cáo nhắc nhở tiểu trúc này bắt hồ thành bản đồ ngươi có đao loạt đi ta còn bao lâu rời đi tòa thành này nhanh nhưng là chủ nhân ngươi không tìm dương hổ sao hổ ca không lo lắng hắn thực lực rất mạnh ta tin tưởng hắn chúng ta trước ra khỏi thành Chu dịch mẫn hướng tới nơi xa một cái cổng vòng tường thành bay nhanh mà đi. Một cái nhảy lên, 3 mét cao khoảng cách. Mấy cái lắc mình, bước ra tới thành. Hạt phục sơn, ta tới. Chu dịch mẫn ra khỏi thành, lưu lại đánh dấu, hy vọng dương hổ có thể phát hiện chính mình đã ra khỏi thành. Tiếp theo lộ trình đều là núi rừng, ngoài thành con đường cùng vùng ngoại thành phòng ốc đã hủy hoại hầu như không còn, nơi nơi đổ nát thê lương. Cứ như vậy hoàn cảnh, hơn nữa bức xạ hạt nhân, người bình thường căn bản vô pháp sinh tồn. Cái này làm cho Chu Dịch Mẫn trong lòng có một tia lo lắng. Nếu là một đường sinh tử mạo hiểm lại đây, đến địa phương phát hiện cái gì đều không có, vậy làm nứt ra. Chu Dịch Mẫn nhìn nhìn phương hướng, căn cứ tiểu trúc cấp phương vị, xuyên tiến vào một rừng cây trung. Đây là một mảnh nhân công trồng cây gây rừng, hẳn là thành thị thông khí xa xanh hóa công trình, hiện giờ trụi lũi, đã chết một mảnh. Đi tới đi tới, Chu Dịch Mẫn trước mặt xuất hiện một đầu con thỏ, chu dịch mẫn sững sờ ở tại chỗ